chưa 1022, chính là không có nói rồi. Thần thanh vừa nói, thể nội thánh lực phun trào, hóa thành mênh mông uy áp ép xuống. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thần thanh khí tức, để cho hắn cảm nhận được đáng sợ áp chế lực lượng. Cái kia chính là không có nói rồi. Vương Lân sắc mặt cũng là trầm xuống. Thần thanh hắn đã sớm thấy qua, biết rõ này nương môn, luôn luôn không giảng đạo lý, hắn cũng lười đi nói nhảm. Lúc này man hoang thành bên trong, không ít người đều là có chút kinh dị nhìn xem Vương Lân. Hai điều kiện, đã thương thần hà theo ta đi, mà khác thần hà nói nữ tử kia, cũng nhất định phải theo ta đi. Thần thanh ngữ khí lạnh như băng nói ra, Ha ha, đều nói man hoang thần điện là huyền giới đệ nhất tông môn, không nghĩ tới lại là cái ý thế hiếp người chủ, muốn cho lão phu cho các ngươi đi, cũng không biết các ngươi có đủ tư cách hay không. Nhưng vào lúc này, vạn kiếm chi chủ âm trầm thanh âm vang lên, đồng thời một cô âm trầm đến mức tận cùng khí tức, khuyết tảng ra, phương viên trăm trượng bên trong, tựa hồ đều vào lúc này hóa thành quỷ, quỷ kiếm thanh chủ. Nghe được vạn kiếm chi chủ thanh âm, thần thanh sắc mặt hơi đổi một chút, ngay cả con ngươi cũng là lộ ra một tia kiên kỵ chi ý. Chính là lão phu. Vạn kiếm chi chủ nắm tiên linh lung, đạp trên nhanh chân đi ra, tiên linh lung thì là mặt mũi tràn đầy thành thùng dạng như vậy ngượng ngùng mê người liền như là vừa mới lập gia đình tiểu tức phụ đồng dạng cái gì quỷ kiếm thánh chủ dĩ nhiên là hắn khó trách không sợ chút nào man hoang thần điện quỷ kiếm thánh chủ cái này ở mấy chục năm trước thế nhưng là kẻ hung hăng a rõ ràng là trung phẩm thánh cảnh nhưng lại có cùng thượng phẩm thánh cảnh thực lực đánh một trận xem ra man hoang thần điện lần này là đá trung thiết bản a man hoang thành bên trong võ giả nghe vậy mỗi một cái đều là lộ ra chấn kinh chi sắc có chút sợ hãi nhìn xem vạn kiếm chi chủ người không chết thần thanh ánh mắt tại vạn kiếm chi chủ trên người quét qua khuôn mặt hơi biến sắc nói năm đó quỷ kiếm thánh chủ không mất tung tích thời điểm danh khí có thể so sánh nàng thần thanh còn muốn lớn hơn là huyền giới có hy vọng nhất bước vào thượng phẩm thánh cảnh cao thủ thậm chí quỷ kiếm thánh chủ tự tay sáng lập quỷ môn tại huyền giới cũng là số một đại thế lực bất quá quỷ môn làm việc một người thần bí lại thêm quỷ kiếm thánh chủ biến mất về sau mới chậm dai phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người bất quá mấy chục năm qua thỉnh thoảng vẫn là quỷ môn võ giả xuất hiện ở huyền giới mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cự sóng gió lớn sở dĩ cho dù là thần thanh lúc này đều có chút kinh nghi bất định lao phu không dễ dàng như vậy chết ngược lại là các ngươi man hoang thần điện nhưng lại quá bá đạo một cái chưa dứt sữa đệ tử vậy mà liền dám đánh lao phu xong tu đạo lữ chủ ý xem ra lão phu một đoạn thời gian không xuất thủ rất nhiều người đều quên thủ đoạn của lão phu vạn kiếm chi chủ nói thế nào cũng là lao yêu quái loại này cấp số nhân vật lúc này cố làm ra vẻ đứng lên so với vương lân cái kia đều là có phần hơn mà không kém đạo lữ của ngươi thần thanh sắc mặt không khỏi cứng đờ huyền giới bên trong người nào không biết quỷ kiếm thánh chủ có thể là có tiếng bá đạo tại mấy chục năm trước có một cái thuyết pháp chính là chỉ cần bị quỷ kiếm thánh chủ coi trọng đồ vật cho dù là bỏ ra bất cứ giá nào đều cũng tìm được điểm này thế nhưng là để cho lúc ấy huyền giới vô số cao thủ vì đó đau đầu sợ bị quỷ kiếm thánh chủ để mắt tới hiện tại ngược lại tốt thần hà lại dám xuất thủ cướp đoạt quỷ kiếm thánh chủ đạo lữ đây không phải muốn chết là cái gì lúc này thần thanh thậm chí có điểm may mắn quỷ kiếm thánh chủ không có trực tiếp đem thần hà đánh giết người cứ nói đi vạn kiếm chi chủ tầm mắt vừa nhấc trong mắt lệ khí tung hành hô thần thanh hít vào một hơi thật sâu nàng không nghĩ tới thần hà vậy mà biết đắc tội quỷ kiếm thánh chủ ác như chó lác như vậy bất quá hôm nay nàng tất nhiên xuất thủ tự nhiên không thể cứ tính như vậy nếu không truyền đi Đối bọn hắn man hoang thần điện danh khí, nhưng là sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Hơn nữa Quỷ kiếm thánh chủ lúc trước uy danh là vằng dội nhưng là những năm này tựa hồ không có gì tiến bộ, cho tới bây giờ cũng chỉ là trung phẩm thánh cảnh mà thôi. Lại nói, nơi này chính là Man Hoang thành, còn dung không được Quỷ kiếm thánh chủ phép lối. Quỷ kiếm thánh chủ, thần hà cướp đoạt đạo lữ của ngươi, đúng là hắn không đúng, nhưng là ngươi xuất thủ đánh người, chính là không cho chúng ta Man Hoang thần điện mặt mũi." Thần Thanh vừa nói, có chút bước ra một bước, thể nội thánh lực cũng theo đó dâng lên. Cái kia quần quật như biển thánh lực, khác ở đây vô số võ giả cũng vì đó biến sắc. Ngươi muốn như thế nào? vạn kiếm chi chủ ánh mắt ngưng tụ không hề sợ hay nói rất đơn giản tiếp ta ba chiêu ba chiêu về sau ngươi đả thương ta mảnh hoang thần điện thiếu chủ một chuyện như vậy bỏ qua nếu như không tiếp nổi vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi thần thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi dám vẫn là không dám thần thanh thanh âm tại thánh lực bao khỏa phía dưới chuyển khắp tứ phương không ít người đều là đang lúc này hơi nhau mắt lại như bức ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn hai mươi hai chính là không có nói rồi đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương một nghìn kiếm chủ VSC thần thanh anh vâng. thần thanh bàn tay trắng non chân bóng nhưng là theo nàng một trưởng vũ kích mà xuống cả vùng thương khung tựa hồ đều vào lúc này hướng nàng lòng bàn tay hội tụ loại tiết như là thương khung ép xuống đồng dạng khí tức khủng bố khác ở đây không ít võ giả con người đều là đang lúc này co rụt lại tuyên cổ mênh manh hoang khí tức quét sạch thiên địa để cho thần thanh bàn tay trắng non tựa hồ đều vào lúc này Nhún ấm một tầng trói mắt thanh huy hào quang rực rỡ mà uy thế bức nhân dĩ nhiên là manh hoang thần trưởng đây chính là cổ phẩm cực phẩm võ kỹ ở man hoang trong thần điện chỉ có trưởng lao cấp bậc lấy bên trên người mới có tư cách tu luyện hư không bên trên không biết khi nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên đối phương có chút tim đập nhanh nhìn xem thần thanh trung niên nam tử ngũ quan cương nghị dáng người thẳng tắp như thường hắn vừa xuất hiện chính là có không ít người nhận ra thân phận của hắn thần châu ba một trong những đại thế lực ngọc tiên lâm đệ nhất cao thủ ngọc dương thánh chủ thần thanh nhưng lại quyết đoán vừa ra tay chính là sát chiêu Nghe đồn ở man hoang trong thần điện, đem một thức này thần thông tu luyện đến mức tận cùng, chỉ có thần thanh một người, lại là một gã cao thủ xuất hiện trên hư không. Người này niên kỷ không nhỏ, tóc nửa trắng nửa đen, ngay cả lông mày đều là như thế, nhìn qua cực kỳ quý dị. Nhưng là người này tại thần châu danh khí, thế nhưng là không kém chút nào thần thanh, chính là hoa rơi các các chủ hắc bạch ông. Hoa rơi các môn quy cực kỳ kỳ dị, nghe nói trong các trừ bỏ tông chủ bên ngoài, cái khác môn nhân, nhất định cũng là nữ đệ tử. Mà hoa rơi trong các tất cả nữ đệ tử cũng là tông chủ tu luyện đỉnh lô mỗi một lần hoa rơi các các chủ đội chủ cũng là tiền nhiệm các chủ tự mình ra ngoài mang về bồi dưỡng các chủ vẫn là ngày chính là tân nhiệm các chủ kế vị thời điểm sở dĩ hoa rơi các tại thần châu địa vị cũng là cực kỳ lý trí quỷ dị không biết có bao nhiêu người hy vọng sẽ bị hoa rơi các các chủ chọn chúng thành làm đời tiếp theo các chủ nhưng lại thú vị thần thanh tính cách táo bạo nhưng là xuất thủ luôn luôn có lưu chỗ trống xem ra lần này nhưng lại dự định ra tay toàn lực lao nương ngược lại là muốn nhìn xem bây giờ thần thanh rốt cuộc mạnh cỡ nào trong hư không một người mỹ phụ xuất hiện mỹ phụ tướng mạo quyến rũ động lòng người dáng người linh lung tinh tế thân mặc một bộ váy đỏ như là nở rộ hoa hồng đồng dạng nhiệt liệt mà không bị cản trở nhưng là mỹ phụ vừa mới xuất hiện bất kể là hoa rơi các các chủ còn là ngọc tiên lâm ngọc dương thánh chủ cũng là cùng nhau ngược lại lùi lại mấy bước kiên kỵ nhìn chằm chằm mỹ phụ đáng chết làm sao đem cái này lão nương môn đều cho chiêu đi ra phía dưới võ giả bên trong càng là truyền đến trận trận hít vào lương khí thanh âm trung niên mỹ phụ đương nhiên đó là quỳnh linh lâu lâu chủ huyết dạ điêu thuyền là một đoá trí mạng độc hoa hồng huyết dạ điêu thuyền nhìn thấy đám người phản ứng chỉ là mỉm cười lực chú ý lại là tất cả đều tại vạn kiếm chi chủ cùng thần thanh trên người những người khác thấy thế lúc này mới có chút thở dài một hơi ầm ầm mà lúc này thần thanh cái kia nợ rộ thanh mang bàn tay đã trọng trọng ép xuống mênh mông thánh lực giống như một từng mảnh từng mảnh tinh hà rủ xuống trong một chớp mắt liền đem một mảng lớn hư không xoắn nát thành hư vô vê anh đầy trời quét sạch quần quần thánh lực bên trong càng là có một đường nóng ánh trong suốt thanh mang chói mắt trường ấn ầm vang rơi xuống trường ấn tản mát ra vô kiên bất tồi khí tức lấy như bẻ cảnh khô đồng dạng tư thái nghiền ép mà xuống những nơi đi qua không gian bị trực tiếp xé rách bá đạo mà vừa kinh khủng lúc này vương lân tâm cũng là không khỏi nhấc lên cái này thần thanh tu vi mặc dù chỉ là cùng thiêu đốt ma yêu lòng ma yêu thánh người không sai bị lắm nhưng là vận dụng thần thông về sau thực lực lại là viễn siêu ma yêu thánh chủ vương lân có thể xác định liền xem như hắn xuất thủ hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn lại thần thanh một trường này vạn kiếm chi chủ ánh mắt đồng dạng vào lúc này ngưng tụ mặt đối với xe rách tầng tầng hư không đối với mình chấn áp xuống thanh sắc trường ấn trong cơ thể hắn kiếm ý cũng là vào lúc này ẩm vàng bộc phát vạn kiếm chi chủ nuốt đan dược về sau thể nội khí tức tất cả đều bao gồm một tầng âm trầm vị khí nhưng là lúc này vạn kiếm chi chủ toàn lực thôi động kiếm ý phía dưới cái kia sấm nhân quỷ khí bên trong lại là xuất hiện từng đạo từng đạo tinh mang đồng dạng trói mắt kiếm mang à có chút ý tứ xem ra quỷ kiếm thánh chủ biến mất đoạn thời gian này tựa hồ cũng có cảm giác độ a à. huyết dạ điêu thuyền kinh dị nói giết vạn kiếm chi chủ đợi toàn thân kiếm ý hoàn toàn thôi động về sau cũng là quát nhẹ lên tiếng lúc này hắn trong con người vô tận kiếm quang phun trào ánh mắt buộc phát ra bức nhân khí tức bén nhọn vạn kiếm chi chủ chập ngón tay như kiếm tại đầu ngón tay hắn một đường nhàn nhạt, nhạt mũi kiếm từng điểm từng điểm ngưng tụ mà ra mũi kiếm không lớn nhưng lại cho người ta một loại ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn hai mươi ba kiếm chủ vsc thần thanh đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ờ ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn chương một nghìn hai mươi bốn trong bóng tối tương trợ chỉ là một đoạn thân kiếm mà ra lại là tản mát ra kinh thiên động địa đồng dạng kiếm ý sẽ rách trường không mang bọc lấy như bẻ cảnh khô đồng dạng khí thế cùng nghiền ép xuống thanh sắt trưởng ấn, nặng nghề đối vanh cùng một chỗ. Ẩm. cả hai tương giao nháy mắt, hư không đều là đang lúc này du lên. Số 100 trăm triệu chu vi không gian, vở y mà đều vào lúc này đổ sụp, vô cùng dư ba quét sạch ở giữa, khác vô số võ giả sắc mặt trắng nhợt, lão đảo rút lui. Cho dù là huyết dạ điêu thuyền đám người, đều là đang lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Dối loạn hư không, cho người ta một loại thời không sai chỗ đồng dạng cảm giác đáng sợ. Vương Lân hai mắt khẽ híp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hai người sau khi giao thủ hư không. Lúc này nơi đó đã hoàn toàn tuyệt diện thưa không loạn lưu quyền động, cho dù là một tên hạ phẩm thánh cảnh cao thủ đi vào, cũng sẽ bị trước tiên bị xé nứt. rầm rầm rầm, thanh sắc trưởng ấn lay động mạnh liệt lấy, lại là xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết rách, vết rách huyết tán ở giữa, rất nhanh chính là như là mạng nhện đồng dạng trải rộng. Ẩm. cuối cùng thanh sắc trưởng ấn ẩm vang nổ tung, đem cái kia một đoạn thân kiếm, cũng là tùy theo phá hủy. cùng lúc đó vỡ nát về sau thanh sắc trưởng ấn, càng lại như là trưởng hà đồng dạng cuốn về phía vạn kiếm tri chủ, kiếm mạc vạn kiếm chi chủ mặt đối với quấn tới quần quận thanh quang hai tay kết bắt đầu từng đạo từng đạo kiếm quyết trong một chớp mắt mà thôi vô tận đen nhanh kiếm khí từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra hóa thành một phiến kiếm mạc đông Mênh mông thánh lực trùng kích mà xuống hung hăng trùng kích tại kiếm mạc phía trên không biết có bao nhiêu kiếm khí bị thanh quang xe rách nhưng là bất kể thanh quang như thế nào trùng kích vạn kiếm chi chủ kiếm khí trong cơ thể cũng là như đồng nguyên nguyên không dứt đồng dạng không ngừng ngăn cản thanh quang trùng kích chiêu thứ nhất không gì hơn cái này mang thanh sắc quang mang triệt để tiêu tán về sau vạn kiếm chi chủ sắc mặt cũng là hiện lên một vòng trắng bệnh chi sắc vạn kiếm chi chủ hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần năm đó sớm đã đạt tới thần hoàng cảnh cựu trọng cảnh giới cực hạn chỉ là khổ vì cơ duyên không đủ khó mà đột phá về sau tại vương lân dưới sự trợ giúp hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới trung phẩm thánh cảnh để cho vạn kiếm chi chủ thực lực viễn siêu bình thường trung phẩm thánh cảnh nhưng là thần thanh nhưng thủy trung là thượng phẩm thánh cảnh cao thủ toàn lực của nàng một đòn cũng không phải dễ ngăn cản như vậy cho dù là vạn kiếm chi chủ cũng là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở không hổ là năm đó tên nổi như cồn quỷ kiếm thánh chủ một phần này thực lực làm thật là khủng bố ngọc dương thánh chủ ánh mắt ngưng tụ nhịn không được lên tiếng kinh hô những võ giả khác càng là đang lúc này lộ ra rất tán thành chi sắc ánh mắt tại vạn kiếm chi chủ trên người ngưng tụ ở giữa cũng là như là nhìn xem quái vật đồng dạng dù sao vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này đối với võ giả bình thường mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi thần thanh lúc này cũng là có chút mẩn ngơ nhìn xem sắc mặt có chút tái nhật quỷ kiếm thánh chủ trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia nóng bỏng hòa diễm tu vi của ngươi so với năm đó đến ngược lại có chút tăng lên ha, ha ngươi cũng không kém vạn kiếm tri chủ bình tĩnh nói Mánh Hoang Thần Trưởng là Ta Man Hoang Thần Điện Ba lớn một trong những tuyệt học, thế nhân đều nói ta là một cái duy nhất đem mánh Hoang Thần Trưởng tu luyện đến mức tận của người. Câu nói này đúng, nhưng là không đúng. Thần Thanh đột nhiên nói ra. Huyết Dạ Điêu thuyền ba người nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng tụ, có chút không rõ Thần Thanh lời nói, nhưng lại Vạn Kiếm Chi Chủ, thần sắc vào lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, cả người đều là đang lúc này tản mát ra trang nghiêm sắc khí. Bởi vì bản thánh, thế nhưng là đem chúng ta Man Hoang Thần Điện Ba đại tuyệt học đều là tu luyện đến cực hạn người, ta là một cái duy nhất. Thần Thanh ánh mắt vào lúc này trở nên càng thêm cực nóng, nhìn xem Vạn Kiếm Chi Chủ ánh mắt giống như là đang nhìn một kiện đồ chơi đồng dạng vậy lao phu nhưng lại may mắn linh giáo vạn kiếm chi chủ hít vào một hơi thật sâu nói trong cơ thể kiếm ý cũng là vào lúc này trở nên lãnh lệ lúc trước hắn ngăn trở thần thanh một đòn đã là bỏ ra một chút đền bù bất quá thần thanh có thuộc về của nàng át chủ bài hắn vạn kiếm chi chủ có sao lại hay không chuẩn bị tiếp chiếu a thần thanh ánh mắt vào lúc này trở nên bắt đầu mông lung tại nàng xinh đẹp trong con người tựa hồ có một cô mãng hoang chi khí đang lưu chuyển hô 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 linh khí trong thiên địa đều là đang lúc này hóa thành vòng xoáy điên cuồng cuốn về phía thần thanh cùng thần thanh hòa làm một thể Ông ong ong mà sau lưng thần thành thì là xuất hiện một cái to lớn xanh hoàng hư ảnh xanh hoàng hư ảnh vừa mới xuất hiện chính là có nóng rực khí tức quét sạch thiên địa xanh hoàng ánh mắt như điện cánh chim sáng chói quang mang lóa mắt đối mắt tử bắn ra xem thường một chút cao ngạo ánh mắt ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn hai mươi bốn trong bóng tối tương trợ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba ở ký hiệu nguy hiểm sinh học Xin cảm ơn. Chương 1025, đầu cơ trục lợi. Có thương tích trong người, đương nhiên muốn trước chữa cho tốt thương thế tại độc thủ. Vương Lân đương nhiên nói ra. Ừ, chẳng lẽ thương thế hắn vĩnh viễn không chỉ hết, bản thánh liền phải chờ hắn cả một đời hay sao?" Thần Thanh hử lạnh nói. Vương Lân nghe vậy, cười nhạt một cái nói, "Ngươi nghĩ các loại sư tôn ta cả một đời, sư tôn ta còn không vui. Ngươi?" Thần Thanh tính cách vốn liền táo bạo, lúc này bị Vương Lân như thế trêu chọc, càng là khí xanh cả mặt. Một khắc đồng hồ, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian như thế nào vương lân tại thần thanh bạo trước khi đi lại là lập tức nói ra kỳ thật hắn nhưng lại không ngại cố ý khích dẫn thần thanh ra tay với mình nhưng là kể từ đó đối với kế hoạch của hắn có thể không có ích lợi gì một khắc đồng hồ thần thanh mày liễu dương lên Hồ nghi vẫn hỏi đúng chỉ cần một khắc đồng hồ ngươi đường đường man hoang thần điện cao thủ sẽ không liền một khắc đồng hồ thời gian đều đợi không được a à? vương lân nghiền ngẫm cười nói được bản thánh liền cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi có lời gì nói thần thanh mắt đẹp ngưng tụ nói một khắc đồng hồ thời gian đối với thượng phẩm thánh cảnh cao thủ mà nói Sát thực không tính là gì, nàng thần thanh tự nhiên chờ được. Nhưng là không biết vì sao, nhìn xem vương lân tự tin ý cười, trong nội tâm nàng luôn luôn có loại nhàn nhạt, nhạt bất an cảm giác. Đa tạ. Vương lân ôm quyền cười một tiếng, chính là đi tới vương lân bên người. Đồ nhi, vi sư thương thế trên người, một khắc đồng hồ căn bản là chữa trị không, đồ nhi cần gì phải lãng phí thời gian? Vạn kiếm chi chủ bất đắc dĩ cười nói. Vạn kiếm chi chủ khi nhìn đến thần thanh thi triển sanh hoàng diệt thế quyết lúc, liền biết lần này hắn là nhất định phải thua. Sở dĩ cảm thấy vương lân căn bản cũng không có tất yếu lãng phí thời gian. Sư tôn, người khác không cách nào chữa trị thương thế của ngươi không có nghĩa là đồ nhi không được vương lân cười thần bí nói đồ nhi ngươi có biện pháp vạn kiếm chi chủ khẽ giật mình biện pháp rất nhiều nhưng là đồ nhi một lần này biện pháp lại là có hơi phiền thoái vương lân vừa nói lật bàn tay một cái ở giữa lấy ra một cái ngọc bàn ngọc bàn nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ chế tạo cực kỳ tinh xảo phía trên khắc họa lấy từng đạo từng đạo huyền diệu đường vân đồng thời có sáng trói lực lượng thời gian thoải mái nhìn qua cực kỳ huyền diệu lực lượng thời gian đây là vật gì vương lân vừa mới lấy ra ngọc bàn ở đây không ít võ giả cũng là lộ ra vẻ tò mò dù sao lực lượng thời gian cực kỳ thần bí võ giả tầm thường đừng nói tu luyện chính là muốn kiến thức đến cũng khó khăn lúc này vương lân lấy ra một kiện ẩn chứa lực lượng thời gian ngọc bản tự nhiên để người chú ý ngọc bản dĩ nhiên chính là vương lân lúc trước từ vũ ra lấy được thời gian trận bàn hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất thời gian trận bàn một khi thôi động tại thời gian trong trận bàn đợi một tháng tương đương với ba mươi năm vương lân hiện tại mặc dù chỉ là tranh thủ được một khắc đồng hồ thời gian nhưng là tại thời gian trận bàn bên trong nhưng cũng tương đương với ba trăm sáu mươi khắc đồng hồ cũng chính là thời gian bảy tháng ngày ông vương lân tiện tay đem ngọc bàn ném một cái ngọc bàn lớn lên theo gió hóa thành ba thước lớn nhỏ sư tôn người đi vào trước vương lân đem vạn kiếm trì chủ mời đi vào Thần thanh nếu như ta sư tôn đang nuôi tổn thương thời điểm nhận lấy công kích ngươi nói làm sao bây giờ có thể không có thể hiểu thành các ngươi man hoang thần điện trong bóng tối ra tay vương lân không có trước tiên thôi động thời gian trật bàn mà làm mỉm cười nhìn thần thanh hỏi tiểu tử ngươi một nhiều lần nói xấu ta man hoang thần điện quả nhiên là muốn tìm cái chết hay sao thần thanh bản thân cũng không có cái gì tính nhẫn lại lúc này bị vương lân lần nữa khiêu khích tự nhiên là lên cơn giận dữ ngươi hiểu lầm ta chỉ là đang nói một sự thật nếu là sư tôn ta chữa thương trong lúc đó lọt vào đánh lén ngươi nên như thế nào vương lân lại là không đông tha mà hỏi bản thánh ở đây ai dám đánh lén thần thanh cười lạnh nói được có ngươi câu nói này ta cũng yên lòng vương lân nghiền ngẫm cười một tiếng ở giữa cũng là tiến vào thời gian thực bản thần thanh ngươi có thể bắt đầu tính giờ vương lân thanh âm vừa mới truyền ra hắn hai tay vung lên ở giữa đến không hết nguyên tinh huyền tinh chính là đổ xuống mà ra dâm dạp chẳng trị huyền tinh nguyên tinh tản mát ra hảo quang sang chói như là vô số tinh thần chiếu xuống đồng dạng tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang bất quá những cái này huyền tinh nguyên tinh vừa mới xuất hiện vương lân thân thể bốn phía liền toát ra mênh mông ngọn lửa màu tím đem huyền tinh nguyên tinh luyện hóa rót vào thời gian thực trong ngâm ông ngong ngong đang quần quận không dứt thiên địa linh khí thôi động bận biểu chi ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1025, đầu cơ trục lợi đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bái đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tuốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước 1026, vạn kiếm chi chủ tăng lên một khắc đồng hồ thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng là lúc này mấy vị thánh cảnh cao thủ bởi vì nhớ thời gian trận bàn sự tình mỗi một cái đều là cảm thấy giờ khắc này trông dài dằng dặc vô cùng với anh tại mọi người trông mong mà đối đại phía dưới một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc đã qua lúc này thời gian trận bàn một trận ở giữa vạn vẹo lực lượng thời gian tản ra lộ ra vương lân cùng vạn kiếm chi chủ thân hình, vương lân cùng vạn kiếm chi chủ thân hình khẽ động, thời gian rời đi trận bàn, vương lân vây tay một cái, đem thời gian trận bàn thu vào. lúc này vạn kiếm chi chủ sắc mặt giếng cổ không vỡ sóng, khí tức trầm ổn như núi, phía trước thương thế hiện nhưng đã khỏi hẳn. nhìn thấy vạn kiếm chi chủ cùng vương lân đồng thời xuất hiện, thần thanh long mày không khỏi nhíu một cái, nàng bây giờ đang ở thời gian trong trận bàn, khôi phục tu vi sau vạn kiếm chi chủ, lại là cùng trước đó có một chút nhỏ xíu khác biệt. mà huyết dạ điêu thuyền ba người càng là đang lúc này, tham lam nhìn chằm chằm vương lân trong tay thời gian trận bàn, thuận không thể lập tức xuất thủ cấp đoạt. Nhưng là bởi vì Thần Thanh cùng Vạn Kiếm chi chủ tại chỗ duyên cớ, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Mặc dù là một nữ nhân, cũng là tính hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vương Lân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thần Thanh nói. Vương Lân dự định đem thời gian trận bản lấy ra một khắc này, hắn liền đã làm xong bị người mơ ước chuẩn bị, thậm chí Thần Thanh làm trái lời hứa, xuất thủ cướp đoạn, hắn đều kế hoạch tốt rồi. Cùng lắm thì hắn bỏ qua một kiện thời gian trận bản là được rồi, phản chính thời gian trận bản trong tay hắn còn có không ít, ngược lại là bọn hắn cùng man hoang thần điện liên quan, có lẽ sẽ vì vậy mà giải trừ, có thể nói ổn tráng không thua thiệt sở dĩ vương lân nhưng lại không nghĩ tới thần thanh chẳng những không xuất thủ hơn nữa tựa hồ còn chấn nhiếp rồi những người khác tiểu tử tu vi không cao lại dám tính toán bản thánh ngươi sẽ không sợ bản thánh làm thịt ngươi sao thần thanh hai mắt phun lửa căm tức nhìn vương lân nói nhớ nàng đường đường thượng phẩm thánh cảnh cao thủ kết quả lại bị vương lân cái này thần hoàng cảnh tính toán một chút đặt trên người người đó đều sẽ chịu không nổi tự nhiên sợ bất quá ta cũng không có cách nào à hơn nữa đổ ước là ngươi nói ra ngươi tự nhiên là đến phụ trách vương lân trong miệng nói sợ nhưng là ngự khí nhưng không có nửa phần sợ hại ý nghĩa ngược lại là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng rán vẻ ngươi thần thanh tức thiếu chút nữa cắn nát một hơi răng ngà tiểu tử bản thánh lười nhắc cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi bản thánh hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem trong tay ngươi ngọc bản giao cho bản thánh bản thánh cam đoan người cùng chúng ta man hoang thần điện ân đoán giữa xóa bỏ vương lân nghe vậy trong lòng lại là khẽ động cái này sinh ý tựa hồ có lợi a à. hơn nữa vừa mới thần thanh có thể chịu người không xuất thủ ngược lại cũng coi là cái có nguyên tắc người nói đến hẳn là sẽ làm đến a à. thần thanh ngươi đây là ý gì trước đó ngươi có thể nói rồi sau đó ngươi một mực bất kể huyết dạ điêu thuyền nghe vậy sắc mặt đại biến nói ừ bản thánh nói đổ ước về sau không còn nhúng tay nhưng là bây giờ đổ ước có thể vẫn chưa xong huyết dạ điêu thuyền ngươi tốt nhất đừng ở bản thánh trước mặt nhảy nhót nơi này là man hoang thành không tới phiên ngươi lắm miệng thần thanh nghe vậy lại là khinh thường hừ lạnh nói man hoang thành bên trong mặc dù có tứ đại thế lực đại bản doanh ở đây nhưng là man hoang thần điện tuyệt đối là mạnh nhất một nhà thần thanh có đầy đủ lực lượng quát lớn huyết dạ điêu thuyền dù sao man hoang thần điện một trong nhà có thể liền có dòng dã năm vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ ngươi huyết dạ lúc này tức bệ phổi nhưng là nàng cũng không phải là đồ đần để cho nàng trực tiếp cùng thần thanh giao thủ nàng thật vẫn ước lượng lượng phân lượng của mình một chút rơi vào đường cùng huyết dạ điêu thuyền nhìn về phía hắc bạch ông còn có ngọc dương thánh chủ muốn nhìn một chút hai người ý nghĩa Thần thanh ngươi như thế đùa bỡn văn tự trò chơi không khỏi quá đáng rồi a à. ngọc dương thánh chủ nhướng mày nói thời gian trận bàn loại này có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua đồ vật cho dù là thượng phẩm thánh cảnh cũng không nguyện ý bỏ lỡ chính là thần thanh các ngươi man hoang thần điện sát thực mạnh nhưng ngươi bá đạo như vậy làm việc chẳng lẽ sẽ không sợ ba nhà chúng ta liên thủ sao hắc bạch ông cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói các ngươi đại khái có thể thử xem ta đã thông chi điện chủ đại nhân các ngươi có bản lĩnh liền độc thủ thần thanh lại là khinh thường cười lạnh nói ngươi huyết dạ điêu thuyền ba người nghe được thần thanh nhắc lên điện chủ nguyên một đám sắc mặt cũng là đại biến ánh mắt cũng là trở nên vô cùng kiên kỵ thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cũng là có mạnh yếu chỉ phân nói thí dụ như năm đó vũ huyền y dày ba người là thuộc về thượng phẩm thánh cảnh bên trong người nổi bật chạm tới trí tôn cảnh ngưỡng cửa ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm hai mươi sáu vạn kiếm chi chủ tăng lên đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ chương một nghìn hai mươi bảy một kiếm trạm sinh hoàng ông ngong ngong mà ở vạn kiếm chi chủ giữa sông trường từng mai từng mai thật nhỏ kiếm mang nhưng lại như là cùng giống như cá bơi tại hắn lòng bàn tay xuyên toa ông ngong ngong mắt trần có thể thấy vạn kiếm chi chủ lòng bàn tay không gian đều là đang lúc này mánh liệt vạn mẹo cùng một chỗ như là sai chỗ đồng dạng không ngừng đổ sụp. thấy cảnh này bốn phía xem cuộc chiến võ giả ánh mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ có chút kinh dị nhìn chằm chằm vạn kiếm chi chủ tại vạn kiếm chi chủ lòng bàn tay trong kiếm ý bọn họ cảm nhận được khí tức đáng sợ chấn động gia hòa này thương thế chữa trị về sau thực lực tựa hồ còn tăng lên không ít bất quá cố kiếm ý này tại sao cùng quỷ kiếm chi chủ trước đó thi triển kiếm ý hoàn toàn khác biệt không ít người trong lòng cũng lạt thì là cảm thấy có chút kỳ quái vạn kiếm chi chủ phía trước kiếm khí quỷ khí âm trầm cho người ta một loại quỷ vực phủ xuống cảm giác đáng sợ nhưng là lúc này vạn kiếm chi chủ kiếm ý lại chỉ còn lại có hoảng sợ như liệt nhật chính đại cảm giác cả hai hoàn toàn là hai loại cực đoan xem ra quỷ kiếm thánh chủ là chạm đến thượng phẩm thánh cảnh ngưỡng cửa liền kiếm ý đều đã xảy ra cải biến ở đây võ giả căn bản cũng không biết dịch dung đan một chuyện sở dĩ lúc này cũng là vọng tự suy đoán nói vạn kiếm chi chủ kiếm ý sở dĩ sẽ phát sinh cải biến chỉ là bởi vì vạn kiếm chi chủ kiếm ý mạnh đã siêu việt dịch dung đan cực hạn cho nên mới sẽ bộc lộ ra vạn kiếm chi chủ nguyên bản kiếm ý sư chất ngươi sư tôn thật có thể được không thiên linh lung còn là có chút bận tâm hỏi vương lân mỉm cười bay trở về tiên linh lung cùng lâm phong thân bên cạnh vừa cười vừa nói sư thúc không đối với hiện tại phải gọi sư nương sư nương ngươi muốn đối với nam nhân của mình có lòng tin a à. vương lân một câu sư nương hô tiên linh lung là khuôn mặt nóng lên bất quá trong lòng lo lắng nhưng lại tiêu tán không ít dầm 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 thần thanh tựa hồ cũng là nhìn ra vạn kiếm chi chủ biến hóa mắt đẹp ngưng tụ ở giữa hai tay lần nữa rơi ra từng đạo từng đạo huyền diệu thủ quyết trong hư không vô cùng vô tận đồng dạng thiên địa linh khí bông xuống cùng xanh hoàng hư ảnh hòa làm một thể theo xanh hoàng hư ảnh lực lượng cắn nuốt tăng lên chỉ thấy nguyên bản mơ hồ xanh hoàng hư ảnh cũng là trở nên ngưng thực vô cùng, trên người lông Vũ cũng là tản mát ra càng thêm hào quang sáng chói. Vạn kiếm chi chủ lúc này cũng là cảm nhận được xanh hoàng trong hư ảnh ẩn chứa khí tức đáng sợ, một khi xanh hoàng đánh giết mà ra, uy lực nhất định kinh người vô cùng. Bất quá lúc này Vạn kiếm chi chủ lại là không có nửa phần vẻ sợ hãi. Thần Thanh ánh mắt cũng là vào lúc này biến thành quỷ dị thanh sắc, nàng trắng non tụ trường ngón tay bỗng nhiên một chút. Xanh hoàng diệt thế quyết. Theo thần thanh chỉ điểm một chút dưới, sau lưng nàng xanh hoàng chính là phát ra thụy lệ phượng minh thanh âm. Chiếp chiếp. Xanh hoàng huyết dài ở giữa, liền là hướng về phía Vạn kiếm chi chủ đánh giết mà xuống cái kia thủy lệ móng vuốt đem hư không xé rách, hóa thành hư vô. Không bố vô cùng quần quận uy nghiêm, cũng là quét sạch thiên địa, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. anh. Vâng. xanh hoàng còn chưa rơi xuống, chính phiến hư không đã sập chìm hãm vào, đáng sợ hư vô vòng xoáy quét sạch ở giữa, các bốn phía võ giả lần nữa nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Thiên địa đều vào lúc này run rẩy, nhưng là vạn kiếm chi chủ sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, hắn nhìn qua đánh giết xuống xanh hoàng, lòng bàn tay kiếm khí cũng là mãnh liệt vụ vụ đứng lên. Hiu hiu hiu. Vạn kiếm chi chủ hai tay cũng là vào lúc này, đột nhiên giương lên, hắn lòng bàn tay ấp ủ kiếm khí quét sạch mà ra kiếm khí phô thiên cái địa như là như châu chấu vô cùng đáng sợ ông ong ong. kiếm khí phô thiên cái địa mà ra một cỗ hoảng sợ như liệt nhật khí tức quét sạch giữa thiên địa đầy trời kiếm khí trong hư không ngưng tụ ông ong ong. đầy trời kiếm khí ngưng tụ ở giữa lại là hóa thành một trôi một thanh trường kiếm kiếm quan thoải mái ở giữa đem một phiến hư không xoắn nát đầy trời kiếm ý tung hành to lớn trường kiếm tiên diễm như lửa khí tức nhiệt liệt mà sắc bén giống như một miếng sẹt qua chân trời sao trổi đồng dạng phù diêu mà lên nặng nghề chạm tại xanh hoàng phía trên ẩm trường kiếm và xanh hoàng nặng nề chạm cùng một chỗ xanh hoàng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương nó trên cổ mạng lớn lông vũ như là như là hoa tuyết bay xuống ra chiếm chiếp xanh hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương mênh ngông thiên địa linh khí từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra thanh thế kinh người vô cùng giết vạn kiếm chi chủ bàn tay lại là vào lúc này bỗng nhiên để ép trường kiếm buộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói nặng nề ép xuống như bức ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một một kiếm chạm xanh hoàng đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn chương một quỷ dị đột phá đế kiếm quyết rõ ràng chỉ là một bộ công pháp nhưng là độc cô sư minh lĩnh ngộ được kiếm quyết lại là cực hạn sắc bén ta dung hợp kết giới chi lực lĩnh ngộ ra quần quận không dứt kiếm ý hiện tại sư tôn lĩnh ngộ được kiếm quyết trí cương trí dương đủ để dẫn động liệt nhật năng rõ ràng là cùng một bộ công pháp lại lĩnh ngộ ra ba loại hoàn toàn khác biệt lại đều cường hoành đến mức tận cùng lực lượng không đúng còn có dạ tịch còn có băng vân các nàng đều lĩnh ngộ qua đế kiếm quyết lĩnh ngộ cũng không giống nhau vương lân trong nội tâm nghĩ thay đổi thật nhanh nguyên một đám suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tiêu minh ngộ nhưng là trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra dầm 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 mà lúc này vạn kiếm chi chủ kiếm quyết đã ấp ủ đến cực hạn hoành không trường kiếm tản mát ra cương liệt đến mức tận cùng khí tước nhưng là lúc này vương lân giống như là không có phát giác được đồng dạng hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ ngay cả hai mắt đều là đang lúc này chậm rãi nhắm lại đồng dạng đế phẩm công pháp bất đồng kiếm quyết đây rốt cuộc là vì sao đế phẩm công pháp chỉ có bản nguyên mới có thể thai nén mà ra đế kiếm quyết bắt nguồn từ đế sát tinh bất đồng bản nguyên có thể dựng dục ra bất đồng sinh mệnh bản nguyên đây hết thệ đều cùng bản nguyên có quan hệ vương lân ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng hắn lúc này tựa hồ thấy được một chút ánh sáng mà cái này một tia sáng lại là vào lúc này càng ngày càng sáng tỏ dầm 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 mà nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đóa từng đoá đen như mực lôi vân lôi vân bốc lên ở giữa vờ y mà che khuất hư không làm cho cả huyền giới đều vào lúc này ảm đạm xuống vạn kiếm chi chủ thúc giục trường kiếm càng là đang lúc này đã mất đi liệt nhật gia trì khí tức trong nháy mắt suy yếu mấy lần vạn kiếm chi chủ con ngươi co rụt lại hắn tự hồ cảm ứng được cái gì đồng dạng mãnh liệt nhìn về phía vương lân vị trí tình huống như thế nào những võ giả khác lúc này cũng là đông nhiên khẽ giật mình bất khả tư nghị nhìn xem trong hư không sôi trào đen kịt tầng mây nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động lôi vân ông trời của ta đây là lôi vân có người ở đột phá thánh cảnh thế nhưng là không đúng thánh cảnh kiếp chỗ nào có thể dẫn đến đáng sợ như vậy lôi vân a lúc này tất cả mọi người ồ lên bọn họ khó tin nhìn chằm chằm hư không ở đây thế nhưng là có không ít thánh cảnh cao thủ bọn họ tự nhiên gặp rồi lôi kiếp đồng dạng thánh cảnh kiếp lôi vân nhiều lắm là chính là số một trăm triệu chu vi lớn nhỏ nhưng là bây giờ xuất hiện lôi vân thế nhưng là giống như một phiến thương không đồng dạng đem huyền giới đều hoàn toàn che khuất cái này đến đáng sợ dường nào thánh cảnh cướp a à? là hắn thần thanh lúc này cũng là phát hiện vương lân dị dạng hoảng sợ nhìn về phía vương lân hắn hẳn là tại xem chúng ta lúc giao thủ có linh ngộ đột phá thánh cảnh thế nhưng là cái này thánh cảnh kiếp làm sao sẽ đáng sợ như vậy a à? ông ong ông. ông nhưng vào lúc này bốn phía hư không bị người vỡ ra đến từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ hư ảnh xuất hiện ở trong hư không bọn họ đều là có chút sợ hãi nhìn xem vương lân nhìn thấy những người này xuất hiện tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng là run lên thượng phẩm thánh cảnh thuần một sắc thượng phẩm thánh cảnh những người này ở đây trước kia cũng là một môn trí cường giả tùy tiện khó mà nhìn thấy nhưng là lúc này lại tất cả đều xuất hiện tựa hồ toàn bộ cũng là vì vương lân mà đến man hoang thánh chủ ngọc thiên linh quỳnh linh cái này có thể đều là đang huyền giới thành danh đã lâu cao thủ bọn họ lúc này cùng nhau xuất hiện thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhắm mắt vương lân tiểu chủ nhân đây là lúc này trí tôn võ thần hệ thống bên trong tiểu thất cũng là bất khả tư nghị quan sát đến vương lân tình huống vương lân mỗi một lần đột phá có thể cũng phải cần nhiều đến đáng sợ tài nguyên tu luyện ủng hộ hiện tại vương lân làm sao có thể tại không có luyện hóa mảy may tài nguyên tu luyện dưới tình huống chủ động đột phá thiên đạo trúc phúc lão đại trên mặt lạnh lùng thì là lộ ra vẻ vui mừng thậm chí luôn luôn trầm ổn lão đại thân thể đều là đang lúc này run lên thiên đạo chúc phúc lao thất đầu tiên là khe giật mình tiếp theo lại là lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc dĩ nhiên là thiên đạo chúc phúc tiểu chủ nhân vẫn còn có như cơ duyên này lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn a à. tiểu thất kìm nén không được cười ha hả thiên đạo chúc phúc đây chính là ngàn vạn năm đều khó gặp một lần cơ duyên mạnh như vương lân năm đó phụ thân có thể đều không có loại cơ hội này cái gọi là thiên đạo ban thưởng ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn hai mươi tám quỷ dị đột phá đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn hai mươi chín thiên đạo chúc phúc cái gì man hoang thánh chủ đám người bị bước lui nguyên một đám bất khả tư nghị nhìn chằm chằm ánh sáng chín màu vợ ơ y mà không cách nào tranh đoạt vì sao đây là vì cái gì cái khác thánh cảnh cao thủ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm chậm rãi hạ xuống ánh sáng chín màu bọn họ ý đổ lần nữa xông lên phía trước nhưng là ánh sáng chín màu bên trong lần chứa quần quận thiên uy lại là lần lượt đem bọn hắn bước lui ông rất nhiều thánh cảnh không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ánh sáng chín màu rốt cục rơi vào vương lân trên người đem thân thể của hắn bao phủ cái kia thoải mái lấy ánh sáng chín màu tiên quang tại vương lân quanh thân ngưng tụ hóa thành một tích tích trong suốt sáng chói dịch tích theo hắn lô chân lông tuân gia nhập thể nội hô 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 vương lân một hít một thở ở giữa đều có quần quận vô cùng thiên địa linh khí bị hắn nuốt nhập thể nội cố lực lượng kia sự minh ông, để cho vương lân đều có loại thân thể bị xé nứt đồng dạng cảm giác. Cũng may vương lân đục thân đủ mạnh, ý chí cũng là đầy đủ kiên định. dù vậy, vương lân cương nghị gương mặt cũng là vào lúc này trở nên vận bẹo dữ tợn, hiển nhiên là thừa nhận cực kỳ đáng sợ thương khổ. đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? vì sao cái này ánh sáng chín màu chọn hắn? thiên đạo chúc phúc đây chính là giới hạn tại trong truyền thuyết cơ duyên, trên đời người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. tại chỗ thánh cảnh cao thủ, căn bản là không có nghe nói qua, tự nhiên không biết nguyên do trong đó. lúc này một đám thánh cảnh cao thủ trong lòng như thiêu như đốt, nhưng lại lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn nữa bọn họ còn không dám áp sát quá gần vương lân quanh thân ngàn dặm bên trong đều bị một cố minh mông thiên uy còn quấn cho dù là thượng phẩm thánh cảnh cao thủ đều khó mà tiếp cận ầm ầm mà lúc này vương lân khí tức trên thân lại là rời sông lấp biển đồng dạng quyền độc lấy công pháp hắn tu luyện vào lúc này tự chủ vận chuyển lấy đạo thiên quyết đế kiếm quyết luân hồi chân giải vương lân tu luyện tam đại đế phẩm công pháp tại vương lân thần đài bên trong lưu chuyển, vương lân thể nội thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu tử kim thỉnh thoảng lại hóa thành sắc bén kiếm quang thỉnh thoảng lại hóa thành một phiến vạn vẹo không gian Ba loại quang mang thoải mái ở giữa, từng mai từng mai tối tâm văn tự hiện lên ở vương lân trong lòng, ẩn chứa huyền diệu vô cùng đạo và lý. Vương lân chỉ là thoáng cảm ứng mà thôi, liền lĩnh ngộ được rất nhiều cấp độ càng sâu công pháp. Vương lân lúc này tâm thần hoàn toàn say đắm ở trong đó, cảm ngộ tam đại đế phẩm công pháp. Thiên đạo chúc phúc giai đoạn thứ nhất, hội lấy thiên đạo chi lực trợ giúp tiểu chủ nhân, đem tất cả sở học dung hội quan thông. Tiểu chủ nhân thân có tam đại đế phẩm công pháp, lần này thật là kiếm lợi lớn. Tiểu thất tại hệ thống bên trong vô cùng hưng phấn tiêu gạo, liền ngay cả lão đại trên mặt cũng là không tự chủ lộ ra vui mừng nụ cười đến võ giả tầm thường có thể tu luyện một bộ đế phẩm công pháp cũng đã là khó lường thành cựu chỉ cần không chết tương lai tất nhiên sẽ bước vào trí tôn cảnh nhưng là bây giờ vương lân lại thân có tam đại đế phẩm công pháp đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu dù sao nhân lực có lúc hết tận vương lân thời gian còn lại không nhiều hắn đem ba bộ công pháp toàn bộ tu luyện tới cực hạn cơ bản là chuyện không thể nào nhưng là bây giờ thiên đạo chúc phúc lại làm cho vương lân có đem ba bộ đế phẩm công pháp dung hội quán thông cơ hội kể từ đó tất nhiên có thể vì vương lân tiết kiệm thời gian dài ầm ầm vương lân thể nội ánh sáng vô tận xen lẫn trong cơ thể hắn không ngừng có huyền diệu ấn ký lên những cái kia ấn ký bên trong lẩn chứa trí lý để cho hắn có thể rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ ba đại công pháp bên trong tinh túy mà cái này đồng dạng là một cái cực kỳ quá trình chậm rãi hào quang sáng chói một mực tại vương lân trên người vân quanh thời gian trôi qua ở giữa thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua lúc này man hoang thành võ giả đã càng tụ càng nhiều mỗi một cái đều là bất khả tư nghị nhìn xem ngồi xếp bằng ở trong hư không vương lân những võ giả này mặc dù chờ đợi nửa tháng lâu nhưng lại không có người nào lộ ra vẻ không kiên nhẫn ngược lại một cái cũng là mặt mũi tràn đầy như nghĩ tới cái gì Vương lân trên người quần ánh sáng chín màu, các đại thánh cảnh cao thủ đã biết rõ không có khả năng tranh đoạt, nhưng là bọn hắn lại phát hiện, ánh sáng chín màu tựa hồ ẩn chứa rất nhiều trí lý, tinh tế cảm ngộ, đối với tu vi của bọn hắn có chỗ tốt rất lớn. Sở dĩ ở đây võ giả tại ngắn ngủi không cam lòng về sau, lại là nguyên một đám ngồi xếp bằng, mượn nhờ ánh sáng chín màu tăng cao tu vi. Ngay cả vạn kiếm chi chủ cùng tiên linh lung mấy người, đều là đang lúc này lâm vào nội đạo trạng thái. Như bức ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương chín, thiên đạo chúc phúc đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ Chương một nghìn ba mươi hồi phục huyết mạch v vâng anh cựu sát tiên quang sáng chói chói mắt lúc này chỉnh phiến hư không tựa hồ đều vào lúc này hóa thành lưu ly đồng dạng lộng lây xa hoa về sau một đường thô to cựu sắc của sáng chính là xuyên thủng xuống trong cuộc sáng ẩn chứa vô tận cựu sắc tiên quang phô thiên cái địa đồng dạng rơi xuống lần nữa đem vương lân báo phủ rầm 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 cựu sắc tiên quang lăng lệ bằng bạc nhưng là cũng ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích cựu sắc tiên quang vừa mới đem vương lân báo khỏa vương lân thân thể chính là vào lúc này run lên bần bật hắn sắc mặt trắng nhật ở giữa ho ra đầy máu mà quanh người hắn càng là dâng lên từng đạo huyết vụ huyết nhục bị xé nứt xương cốt đều vào lúc này bị chấn áp cái này rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết vương lân nhục thân, thế nhưng là đạt đến đại thành đạo nguyên thần thể cảnh giới, liền xem như chúng phẩm thánh cảnh ra tay toàn lực, đều khó mà làm bị thương vương lân. Mà lúc này lại bị cựu sắc tiên quang làm vỡ nát huyết nhục cốt cách, có thể nghĩ cựu sát tiên quang bên trong ẩn chứa lực trùng kích, đáng sợ bao nhiêu. Ông long ông. Nhưng vào lúc này vương lân đạo nguyên thần thể khôi phục, hắn thân thể lay động ở giữa, thần ma chi lực phun trào tại hắn huyết nhục cốt cách ở giữa chạy xuôi, vì hắn nhanh chóng chữa trị nhục thân. Thần đại, vương lân hai tay càng là đang lúc này nhanh chóng kết tấn trong cơ thể hắn thần đại từ phía sau lưng nổi lên bộ phát ra nguy nga vĩ đại khí tức, giống như đỉnh thiên lập địa đồng dạng thần đài vừa mới xuất hiện, chu vi xem võ giả mỗi một cái đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, thật huyền diệu thần đài, tại hắn thần đài trước mặt, lao tử thế nào cảm giác ta thần đài chính là bùn nặn a, à. có võ giả lên tiếng kinh hô, bất quá rất nhanh liền bị càng nhiều tiếng kinh hô chém mất, ngay cả man hoang thánh chủ hàng ngũ cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vương lân. ầm ầm, thần đài lay động, bộ phát ra ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống cổ sáng bên trong, ẩn chứa cựu sắc thần quang, lại là vào lúc này bị thần đài điên cuồng cắn nước đồng thời còn có cựu sắc thần quan tại vương lân tứ chi bách hải ở giữa chạy xuôi những lực lượng kia dung nhập vương lân huyết nhục cốt cách bên trong vờ ơ y mà để cho nhục thể của hắn tại mỗi một lần bị xé nước chữa trị về sau cũng là trở nên càng mạnh đạo thiên quyết vương lân lấy thần đài luyện hóa cựu sắc thiên quang đồng thời thôi động đạo thiên quyết nguyên bản vương lân cho rằng đại thành đạo nguyên thần thể đã là cực hạn nhưng là tại vừa mới hắn lần nữa cảm ngộ tam đại đế phẩm công pháp về sau hắn lại là phát hiện đạo thiên quyết hắn còn chưa tu luyện tới cực hạn dù sao đạo thiên quyết nhưng là chân chính đế phẩm công pháp há lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị vương lân tu luyện tới cực hạn vương lân nhục thân đang không ngừng mạnh lên lấy mà khí tức của hắn cũng là lạng yên tăng lên quần cuộn nguy nga khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra tại vương lân loại kia kinh khủng luyện hóa tốc độ phía dưới trong hư không cựu sắc tiên quang đều là đang lúc này trở nên mỏng manh không đủ còn chưa đủ vương lân ánh mắt ngưng tụ hắn nội tình thật sự là quá kinh khủng trong hư không những cái kia cựu sắc tiên quang căn bản là không đủ để để cho hắn đột phá đến thánh cảnh ầm ầm theo cựu sắc tiên quang trở nên mỏng manh đen nhánh tầng mây lại là vào lúc này lần nữa cuộn cuộn tí tách tí tách mà tại loại này ấp ủ phía dưới trong hư không lại là rơi xuống cựu sắc quang vũ mỗi một đạo quang trong mưa cũng là ẩn chứa quần quận vô cùng thiên địa linh khí quang vũ rơi tại những võ giả khác trên người bọn họ đều là toát ra vẻ mừng như điên quang vũ bên trong ẩn chứa linh khí quần quận mà lại tinh khiết cho dù là thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cũng là từ trong đó thu hoạch rất nhiều Và anh ngay sau đó lại là một đường cựu sắc của sáng từ mây đen bên trong rơi xuống bất quá một lần này của sáng lại so trước đó càng to lớn hơn ẩn chứa thiên địa linh khí cũng là càng càng mênh mông hơn nữa nếu như chú ý nhìn liền sẽ phát hiện tại trong cột sáng còn có một đoàn đầu lớn nhỏ dịch tích Bị Cửu Sắc Tiên Quang bao vây lấy rơi xuống. Cái kia một đoàn dịch tích bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, so với tất cả Cửu Sắc Tiên Quang đều còn mênh mông hơn nhiều. Và anh, Cửu Sắc cổ sáng lần nữa hoành bởi vì trên người, Vương Lân thúc dục thần đại cùng đạo thiên quyết, vậy mà đều là vào lúc này, bộc phát ra cực hạn cường hành khí tức. A a a. Vương Lân ngửa mặt lên trời thét dài lấy, đột nhiên tăng vọt Cửu Sắc Tiên Quang, để cho Vương Lân trong cơ thể thần lực tăng vọt, mà nhục thể của hắn càng là xương máu lở lở, cơ hồ vỡ nát. Phá cho ta vương lân mái tóc màu đen vũ động y phục đã sớm bị xé rách lộ ra cổ đồng sắc da thịt cái tia thân thể cao lớn đứng lặng tại cựu sắt tiên quang bên trong giống như một tôn cái thế thần đệ đồng dạng mà ở cựu sắt tiên quang về sau cái tia một đoàn dịch tích cũng là rơi vào vương lân trên người lập tức một cỗ ôn hòa lực lượng chảy sôi vương lân toàn thân vỡ ơ y mà nhanh chóng chữa vương lân nhục thân tẩm bổ huyết nhục của hắn như bức ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn ba mươi hồi phục huyết mạch đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một cuối cùng đạp thánh cảnh vê anh đem tất cả lực lượng cắn nuốt thần đài tựa hồ tại lúc này hoàn thành một loại thăng hoa đồng dạng nguyên bản không sắc quang mang chạy xuôi thần đài vào lúc này bịt kín một lớp đùi mịt mở quang mang quang mang chạy xuôi ở giữa một cô bất hủ tuyên cổ khí tức thoải mái không ngớt, ong ong ong. mà vào lúc này vương lân trong cơ thể ngũ hành thần lực lại là lần nữa phát sinh biến hóa tại vương lân trong khí hải không biết khi nào xuất hiện một đường tiên diễm bất giác thánh lực cái kia một giọt thánh lực vừa mới xuất hiện chính là như đồng tháp la bài hiệu ứng đồng dạng lệnh vương lân trong cơ thể ngũ hành thần lực tất cả đều tại hướng thánh lực cái phương hướng này chuyển biến thánh cảnh tiểu chủ nhân rốt cục tiến nhập thánh cảnh tiểu thất lúc này cũng là không nhẫn mại được hô quát lên nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Vương Lân cần muốn hao tổn phí chút sức lực mới có thể mượn nhờ bản nguyên bí mật cảnh nội thế giới bản nguyên chi lực, giúp Vương Lân tiến nhập thánh cảnh. Không nghĩ tới Vương Lân hội sách trước đạt đến một bước này, cái này lần nữa vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Bất quá tiểu chủ nhân nội tình, thật sự là quá mức hùng hồn, hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến thánh cảnh, nghi hoàn mỹ tiến nhập thánh cảnh, sợ vẫn còn cần thời gian nhất định. Lão đại cũng là vui mừng nói ra. Như là lão đại nói như vậy, Vương Lân nội tình, thật sự là quá mức hùng hồn, dù là thiên đạo chúc phúc, hạ xuống lực lượng, đầy đủ bằng bạc, cũng khó có thể để cho hắn nhất cử đột phá đến thánh cảnh đây là một cái chất biến quá trình mà vương lân lần này tu luyện càng là dài đến hơn nửa tháng nửa tháng sau vương lân khí tức trong người rốt cục từng điểm từng điểm bình ổn xuống tới mà lúc này vương lân khí tức đã ẩn chứa minh mông thánh cảnh nguy áp ông vương lân cũng là vào lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt ấm vang vương lân con ngươi vừa mới mở ra chính là buộc phát ra sắt thép va chạm thanh âm trong mắt của hắn luân hồi chi nhãn càng là buộc phát ra hai đạo ánh sáng trụ tựa hồ có thể nhìn phá hư không đồng dạng mà ở cái kia hai đạo trong cuộc sáng càng là ẩn chứa không có gì sánh kịp bảng bạc quý áp vương lân thân thể lúc này càng là giống như một cây trường thương đồng dạng trong lúc phát tay đều là cho người một loại lực lượng hủy thiên diệt địa cảm giác khí tức của hắn càng trở nên công chính bình thản đó là vương lân đem tam đại đế phẩm công pháp sơ bộ dung hợp về sau đối với mình khí chất cải biến đây chính là thánh cảnh lực lượng sao vương lân nắm đấm bông nhiên một nắm hắn nhẹ nhàng vung ra một quyền chỉ thấy trước người hắn không gian dĩ nhiên là vào lúc này trọng trọng điệp điệp than lún xuống dưới thấy cảnh này bốn phía võ giả toàn bộ cũng nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi cái này thật là một cái vừa mới đột phá thánh cảnh võ giả có thể đạt tới lực lượng sao man hoàng thánh chủ lúc này ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ vương lân vừa mới một quyền này uy năng vừa xa khỏi sơ bộ tiến nhập thánh cảnh võ giả đã không kém gì trung phẩm thánh cảnh vương lân trong lòng càng là cuồng hỉ vừa mới một quyền này hắn chỉ là tùy ý mà làm mà thôi nếu như hắn toàn lực đánh ra mà nói uy lực sợ là thần thanh đều khó mà tùy tiện đo lấy nếu như lại thêm vương lân rất nhiều át chủ bài vương lân thậm chí có lòng tin cùng trước đó hắn gặp phải ma yêu thánh chủ một trận chiến lão đại chính là lão đại vừa mới đột phá thánh cảnh tu vi liền vượt xa ta lâm phong lúc này cũng là mừng rỡ nhìn chằm chằm vương lân thứ thư ngươi nhưng lại thu cái hảo đồ đệ a à. thiên linh Lung cũng là vui mừng cười nói vương lân đồ nhi thực lực bây giờ xác thực đã vượt xa ta à? vạn kiếm chi chủ cũng là ngữ khí có chút phức tạp nói ra hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn thẳng thắn mà làm đem vạn kiếm sơn hình chiếu đến hoàng châu lúc đầu cũng chính là tìm cái việc vui không nghĩ tới vương lân vờ ơ mà hành hung hắn lưu lại linh thân thậm chí lúc trước vạn kiếm chi chủ cũng chỉ là muốn đem vương lân thu vị ký danh đệ từ thôi, nhưng là vương lân về sau một chút liệt hành động để cho hắn cái này đã từ nguyên châu đệ nhất cao thủ cũng là kinh hãi vô cùng ngay cả vạn kiếm chi chủ có thể đột phá đến thánh cảnh cũng là chiếm được vương lân hết sức giúp đỡ nếu không một thế này hắn sợ là đều khó mà đột phá đến thánh cảnh mà lần này vương lân đột phá thánh cảnh càng là dẫn phát đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng bất quá sư chất đột phá gọi thẳng thực lực mặc dù mạnh nhưng là của hắn thánh cảnh kiếp sợ cũng hội đáng sợ đến cực hạn a thiên linh lung có chút kinh hãi nói ra ầm ầm mà nhưng vào lúc này trong hư không hát sát tầng mây cũng là tại như thế lần nữa sôi trào lên. Xoẹt! hát sắc tầng mây bốc lên ở giữa từng đạo từng đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh bắt đầu từ trong hư không rơi xuống vương lân ở tại trong vòng phương viên trăm dặm hư không đều là đang lúc này bị lôi kiếp chi lực xé rách hóa thành kinh khủng tuyệt địa TTT thấy cảnh này ở đây võ giả lần nữa ngược lại hít sâu một hơi ở đây hầu như đều là thánh cảnh cao thủ bọn họ đều là vượt qua thánh cảnh cướp nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vương lân thánh cảnh cướp hội đáng sợ như thế ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn ba mươi một cuối cùng đạp thánh cảnh đã bắt đầu dùng phòng trộn hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn ba mươi hai khủng bố lôi tiếp vê vâng anh đen nghịt trong tầng mây đột nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh toàn bộ thiên địa đều vào lúc này run lên một đường đen như mực lôi quang xé rách tầng mây phát ra mãnh liệt gạo thét thanh âm hướng về phía vương lân ẩm vàng rơi xuống lôi đỉnh tản mát ra làm người sợ hãi cảm giác các bách dù là những võ giả khác lúc này khoảng cách vương lân có ngàn dặm khoảng cách lúc này ra đầu y nguyên tê dại một hồi thậm chí một chút thực lực hơi kém võ giả càng là đang lúc này thất khiếu chảy máu nguyên một đám thần thái nể ngoài như bị xét đánh mau lui lại kiếp nạn này quá là đáng sợ không ít võ giả lên tiếng kinh hô đồng thời thân hình bao lui sợ bị vương lân thánh cảnh kiếp ba cùng vương lân ánh mắt càng là đang lúc này ngưng tụ hắn đồng dạng đang gào thét mà đến lôi đình bên trong cảm nhận được đáng sợ áp chế lực lượng hắn thánh cảnh kiếp tựa hồ cùng những võ giả khác thánh cảnh kiếp hoàn toàn khác biệt thậm chí vương lân có thể khẳng định đen kịt trong lôi đỉnh lực lượng căn bản cũng không phải là lực lượng hủy diệt mà là một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng đạo nguyên thánh thể vương lân tâm niệm vừa động ở giữa trong cơ thể hắn nguyên ngông hào quang màu tử kim phô thiên cái địa đồng dạng quét sạch mà ra hắn hình thể lớn lên theo gió trong một chớp mắt mà thôi liền biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cự nhân tướng mạo cùng vương lân không khác nhau chút nào toàn thân lóe ra hào quang màu tử kim luân hồi chi nhãn vương lân trong đôi mắt càng là đang lúc này bộc phát ra sáng chói vàng bạc chi quang hai đạo ánh mắt như là thông thiên quang trụ đồng dạng cuộn tất cả lên vàng bạc chi quang ở trong hư không cuốn quanh như là một kim một bạch hai cái cự long đang gầm thét huyền diệu khí tức kinh thiên động địa vê anh hai đạo ánh sáng trụ như bẻ cành khô đồng dạng hung hăng đánh vào đen kịt lôi đỉnh phía trên cả hai giao tiếp mấy mắt hư không đều bị vỡ nát sụp đổ hư không hóa thành kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương cái tia cuồng bạo thánh lực bao la tùy ý đem gần nghìn dặm hư không cũng là xé rách tia trường cảnh thật sự là dọa người vô cùng nhìn bốn phía võ giả cũng là tê cả ra đầu hai hùng kết vía đáng chết đáng chết thần hà tiểu tử này lần này ra ra đều chưa hẳn giữ được ngươi man hoang thánh chủ sắc mặt thì là càng thêm khó coi man hoang thánh chủ đối với vương lân thực lực bản thân chỉ là có chút kiến kỵ nhưng là thấy cảnh này hắn tâm đều lạnh một nửa hắn có loại rất trực giác mãnh liệt để cho hắn và lúc này vương lân giao thủ hắn thắng không tính được tới năm thành dầm 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 luân hồi chi nhãn còn tại cùng đen kịt lôi đỉnh va và đập vào một đợt nối một đợt lôi đỉnh không ngừng phóng tới tư phương cả hai run dậy nửa ngày nhất sau luân hồi chi nhãn bên trong lận chứa lực lượng mới dần dần tiêu tán mà đen nhánh kia lôi đỉnh lúc này vợ ơ im mà cũng không tiêu tán mà là tiếp tục đối với vương lân đánh kích mà xuống, ẩn chứa trong đó huy năng, mặc dù hơi có hạ xuống, nhưng y nguyên đủ để gạt bỏ bất luận cái gì trung phẩm thánh cảnh võ giả. Hừ, vương lân hừ lạnh lên tiếng, hắn thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, quả đấm to lớn mang bọc lấy cuồng bạo huy năng trực tiếp quanh ra, nặng nghề nện ở đèn kịt lôi đỉnh phía trên. Ẩm! vương lân đạt tới đạo nguyên thánh thể cảnh giới nhục thân chi lực, vào lúc này như là ấp ủ hỏa như núi ẩm vàng một phát. Mà tại loại cường độ này công kích phía dưới, đen nhánh lôi đỉnh, rốt cục lại cũng không chịu nổi, ầm vang nổ tung, hóa thành nạn vạn điện mang, hoành tỏa ra bốn phía vương lân ngoại thân càng là điện hoa tán loạn tỉ mỉ đen kịt điện mang đem vương lân nhục thân xé rách ra từng đạo từng đạo huyết dầm dề lỗ hổng trong cơ thể hắn huyết dịch còn chưa tràn ra liền bị nóng bỏng lực lượng bốc hơi bất quá lúc này vương lân sức khôi phục kinh người lượng cũng là hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ trong cơ thể hắn thần mà chi lực xoay một cái ở giữa vết thương trên người núp ních ở giữa nhanh chóng chữa trị mà những cái kia tràn vào trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực tức thì bị vương lân cưỡng ép bức ra ngoài thân thể hô vương lân hít vào một hơi thật sâu trong lồng lực chiến ý cũng là vào lúc này phồng lên đến cực hạn vương lân sư chất thực lực quả nhiên là khủng bố sớm đã xa xa thối lui tiên linh lung lúc này nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng nói đồ nhi tu vi thật là vượt xa ta đây người làm sư phó vạn kiếm chi chủ cũng là có chút phức tạp nói ra thế nhưng là đây mới là đạo thứ nhất lôi kiếp à, thánh cảnh cướp có chín đạo lôi kiếp đợt thứ nhất liền đã đáng sợ như thế về sau tám đạo không biết sư chất có thể hay không yên ổn vượt qua a à. tiên linh lung thở dài nói nàng mặc dù đối với vương lân thực lực rất có tự tin nhưng là vương lân thánh cảnh kiếp thật sự là quá mức quỷ dị để cho trong nội tâm nàng đều có chút không chắc yên tâm đi lão đại lúc nào thất bại qua lâm phong nhưng lại hoàn toàn thất vọng trong mắt hắn vương lân chính là không gì không thể lão đại sở dĩ cũng là trong mấy người vương lòng nhất là một cái anh vâng. nhưng vào lúc này trong hư không hát sắc tầng mây lần nữa phát ra kinh khủng gào thét thanh âm mắt trần có thể thấy có đến không hết hát sắc lôi đình ở trong hư không hội tụ như bức ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm ba mươi hai khủng bố lôi kiếp đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bái đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ờ ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 1033, hỗn độn chi hỏa VS xỉ hỗn độn thiên lôi. Rầm rầm rầm. Vương Lân thân thể vừa mới đập xuống mặt đất, vắt ngang hư không đen kịt cự trường, lại là vào lúc này tiếp tục ép xuống, hung hăng đập vào hắn rơi xuống vị trí bên trên. Và anh, Toàn bộ mặt đất đều là đang lúc này ầm vang đổ sụp, dư ba giống như là biển gầm khuyết tán ra, những nơi đi qua, từng tòa kiến trúc hóa thành một mịt. Nguyên bản to lớn vô cùng man hoang thành, vào lúc này mạnh mẽ bị Vương Lân phá hủy một nửa. Tt t. Thấy cảnh này, không ít võ giả khỏe miệng cũng là có quắc một trận ở đây rất nhiều võ giả, của cải của bọn họ đều ở man hoang nội thành, hiển nhiên bị vương lân như thế nháo trọ tổn thất của bọn họ có thể nghĩ. đặc biệt là man hoang thánh chủ, lúc này hắn đau lòng mắt đều đỏ, dù sao man hoang thành bên trong, thế lực lớn nhất có thể chính là bọn họ man hoang thần điện. bị vương lân phá hủy một nửa trong thành trì, có bảy thành đều là bọn hắn man hoang thần điện sản nghiệp, thậm chí trong đó còn có mấy nhà đấu giá hội bên trong thế nhưng là đã không ít cho bảo, lúc này xem ra là tuyệt đối giữ không được. như thế cũng tốt, sau đó hắn hẳn là cũng không có lý do gì, cùng ta man hoang thần điện tính sổ. man hoang thánh chủ trong lòng khổ sở nghĩ đến. So với man hoang thánh chủ đám người đau lòng, Vạn Kiếm chi chủ cùng Tiên Linh Lung là là có chút bất tâm. Vương Lân lại bị đen kịt cự trưởng đánh rơi, lại đã nhận lấy đáng sợ như vậy một đòn, có thể hay không sống sót, trong lòng bọn họ thật là không chắc. Dầm rầm rầm. Đen kịt cự trưởng sau khi rơi xuống đất, cũng không có lập tức tiêu tán, mà là đem man hoang thành trùng kích ra một cái đáng sợ hố sâu về sau, mới chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này vị trí kia mặt đất đã hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Tất cả mọi người là gật gao nhìn chằm chằm đen nhánh hố to, nơi đó bụi mù lờ tản ra nồng nặc khí tức hủy diệt cho dù là thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cũng là không dò được vương lân tình huống lúc này Và anh nhưng vào lúc này đen nhánh cự trong hầm chấn động mạnh một cái vô số toái thạch bắn tung toái mà ra một bóng người chật vật từ đen trong hầm xông ra lúc này vương lân đã khôi phục nguyên bản hình thể ở trên người hắn mảng lớn mảng lớn da thịt bị đốt cháy khét da thịt phát vòng quanh còn có nồng nặc đốt cháy khét vị đạo tràn ngập mà hắn mái tóc màu đen tức thì bị thiêu đến tinh quang ngay cả lông mày đều bị đốt rụi vương lân khí tức đồng dạng vào lúc này trở nên cực kỳ hệ hoại hắn vừa mới xông lên hư không chính là lần nữa đột xuất một ngụm máu tươi đối phó sư chất hắn đối phó tiên linh lung đã không nhịn được hưng phấn cười ha hả vạn kiếm chi chủ khoe miệng cũng là không khỏi câu lên một vòng vui mừng ý cười là hắn dĩ nhiên là hắn mà lúc này phụng mệnh đi tìm thần hà thần thanh cũng là mới vừa trở về nhìn thấy đứng lặng bầu trời vương lân nàng khuôn mặt mãnh liệt mà trở nên trắng bệnh đi theo thần thanh sau lưng thần hà càng là mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm vương lân khó trách khó trách man hoang thánh chủ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn chằm chằm lân lúc này vương lân tại lôi kiếp trùng kích phía dưới nuốt dịch dung đan đã mất đi hiệu lực lộ ra chân diện mục tự nhiên là lại cũng không gạt được man hoàng thánh chủ đám người điện chủ trên người hắn có thần thanh trần chờ nói bất quá nàng vừa mới mở miệng liền bị man hoàng thánh chủ phất tay ngăn lại ta biết hắn hiện tại không phải chúng ta có thể di động thần hà ngươi qua đây man hoàng thánh chủ hung ác trợn mắt nhìn thần hà một cái nói thần hà chưa bao giờ thấy qua man hoàng thánh chủ dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình dọa đến tâm lý rung động chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến man hoàng thánh chủ trước người xem ra dựa vào nhục thân chi lực là độ không qua thánh cảnh cướp vương lân lao đi khỏe miệng vết máu trong mắt vàng bạc song sắc lưu chuyển như đồng nhất tháng chìm nổi hai tay của hắn giải ấn ở giữa nồng nặc lực lượng thời gian tại hắn lỏng bàn tay ngưng tụ dầm 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 không trung mây đen gào thét không nớt bước lên ở giữa vô tận hát sắc lôi đỉnh lần nữa ngưng tụ mà lần này lại là hóa thành một trôi đen kịt trường kiếm tranh tranh chanh. trường kiếm vừa mới ngưng tụ thành hình kiếm quang chính là diệu động tinh vũ đen nhánh kiếm quang tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều có thể thôn phệ đồng dạng đen kịt trường kiếm khí tức kinh người thủy lệ bá đạo mang theo khí tức hủy diệt dĩ nhiên là hỗn độn tiên lôi Trí tôn võ thần hệ thống bên trong, lão đại sắc mặt đều là đang lúc này đống nhiên biến đổi. Hôn độn tiên lôi thế nhưng là cùng hôn độn thần hỏa cùng nổi danh đến cường đại lực lượng. Lão đại, tiểu chủ nhân được sao? Hôn độn tiên lôi, đây chính là trí chí tôn cấp mới phải xuất hiện a à. Tiểu thất cũng là có chút lo lắng nói, cũng không có vấn đề. Trước mắt cái này hôn độn tiên ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương 1033, hôn độn chi hỏa VSC hỗn hôn độn tiên lôi đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn v... xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ Chương một nghìn không trăm ba mươi hóa thân của đạo trời ông ong nọng ngọn lửa màu tím không ngừng tại vương lân lòng bàn tay chập trờn, nóng bỏng khí tức quét sạch tứ phương khắc hư không cũng là trở nên vật mèo với anh tại vương lân điều khiển phía dưới ngọn lửa màu tím hóa thành một chỉ tự sắc tử long dương anh múa vớt đánh giết mà ra hung hăng đánh vào đen kịt trên trường kiếm chênh chênh chanh. đen kịt trường kiếm lay động không ngớt không ngừng có vô cùng kiếm quang bắn ra lại bị ngọn lửa màu tím kéo ra một đường mà lửa trọng trọng điệp điệp phong tỏa ở trong đó đinh đinh đăng đăng. đen nhánh kiếm quang hoành không lít nha lít nhít như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chiếu nghiêng xuống tại ngọn lửa màu tím bên trong điên cuồng trùng kích nhưng nhìn tựa như nhu nhược ngọn lửa màu tím lại luôn có thể lặng yên hóa giải hỗn độn chi hỏa luyện hóa cho ta vương lân hai tay không ngừng kết tấn ngọn lửa màu tím bộc phát ra cực nóng vô cùng khí tức đốt cháy đen như mực trường kiếm ông, ông, ông mà ở ngọn lửa màu tím nung khô phía dưới đen kịt trường kiếm rốt cục từng điểm từng điểm hòa tan hóa thành một tích tích đen nhánh dịch tích bị ngọn lửa màu tím bao khỏa dòng dã tầm lửa ngày sau đen kịt trường kiếm tại bị triệt để luyện hóa vương lân vây tay một cái ngọn lửa màu tím chính là mang lấy mấy vạn tích đen nhánh dịch tích cuốn ngược hai hồi bị vương lân thu nhập nguyên trong đỉnh không hổ là hỗn độn chi hỏa liên loại này lôi kiếp đều có thể luyện hóa vương lân nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên nhìn về phía đen nhánh tầng mây trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ tự tin tiểu chủ nhân lần này nhưng lại mưu lợi nếu như là thực hỗn độn thiên lôi hỗn độn chi hỏa cũng khó có thể luyện hóa lão đại lắc đầu cười nói lão đại ngươi xem mà lúc này tiểu thất lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi lão đại lúc này cũng giống là cảm ứng được cái gì đồng dạng mãnh liệt nhìn về phía hư không ánh mắt của hắn xuyên thấu chi tôn võ thần hệ thống nhìn về phía đen nhánh tầng mây tại đó đen nhánh lôi đình lượn lờ như là sôi trào lên không ngừng có đen nhánh lôi đình đằng không mà lên mà ở cái kia trong tầng mây càng là tản mát ra một cố lệnh lão đại đều là cảm thấy có chút tim đập nhanh lực lượng đang chậm ấp ủ cái này cái này tiểu chủ nhân không phải là dẫn xuất đồ chơi kia đến rồi a à? cho dù là lão đại, lúc này cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn chằm chằm đen nhánh tầm mây. A. À, Vương Lân lúc này cũng là đã nhận ra dị dạng, hắn bỗng nhiên ngầm đầu, trong lòng chính là kính sợ, các ngươi tất cả đều thối lui, nếu không chết rồi đừng trách ta." Vương Lân gầm thét lên tiếng, thanh âm của hắn tại thánh lực bao khỏa phía dưới, xa xa truyền ra, lời của hắn, để cho những cái kia sớm đã nhìn ngốc võ giả, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đi mau." Man Hoang Thánh chủ cũng không dám hoài nghi Vương Lân, vội vàng mang theo tất cả võ giả, lần nữa lui lại mấy ngàn dặm. Man Hoang thành bên trong võ giả, chí ít cũng có mấy ngàn vạn lúc này đồng thời ngự không mà đi, trang diện cũng là kinh người vô cùng. với vâng. anh, những cái kia võ giả vừa mới tối lui, mây đen bên trong thì có một đường đen nhánh linh lực hướng về phía vương lân xuyên thủng xuống. thần hoàng chi dực, vương lân vội vàng thôi động thần hoàng chi dực, to lớn hai cánh trải rộng ra, che khuất bầu trời. thần hoàng chi dực hơi chấn động một chút, vương lân đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. với vâng. anh, đen nhánh linh lực, anh vâng ở man hoang nội thành, kinh khủng hát sắc lực lượng tàn phá bừa bãi ở giữa, lần này toàn bộ man hoang thành cũng là bởi vậy biến thành một vùng phế tích. chuyện gì xảy ra? vương lân tại bên ngoài trăm trượng đứng lại lúc này hắn trong lòng cũng là nhảy một cái ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản lôi kiếp vợ ơ ý mà xuất hiện một sợi thần hồn chấn động hắn cơ hồ là theo bản năng né tránh ra không nghĩ tới thật vẫn có người ở đối với mình phát động công kích lại có người đang thao túng lôi kiếp vương lân bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đen nhánh tầng mây rầm 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 mà nhưng vào lúc này đen nhánh lôi đỉnh hội tụ ở giữa lại là xuất hiện một đạo hát ảnh bóng đen dùng tốc độ khó mà tin nổi ngưng tụ rất nhanh liền trở nên rõ ràng hóa thân của đạo trời thực hóa thân của đạo trời tiểu chủ nhân tại sao sẽ ở thánh cảnh kiếp liền trêu chọc ra cái đồ chơi này đến a à. tiểu thất lúc này đã trợn tròn mắt trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng tâm là bởi vì hỗn độn chi hỏa lão đại ngữ khi đồng dạng có chút ngưng tụ trong lòng vô cùng đắm chát vì sao tiểu thất vẫn còn có chút không hiểu hỗn độn chi hỏa có thể luyện hóa lôi kiếp cái này bản thân liền là bị thiên đạo là không cho phép sự tình trước kia tiểu chủ nhân tu vi không đủ không có gây nên thiên đạo chú ý nhưng là bây giờ nhưng không giấu giếm được đi lão đại giải thích nói đây chẳng phải là nói tiểu chủ nhân lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu thất run lên trong lòng không nhất định thiên đạo vô tình nhưng lại sẽ cho người lưu lại một chút hy vọng sống thì nhìn tiểu chủ nhân mình liệu có thể nắm chắc ở lão đại ngữ khí nghiêm túc nói tiểu thất nghe vậy nắm đấm cũng là bỗng nhiên một nắm lo lắng nhìn xem trong hư không đã triệt để thành hình đen kịt bóng người vê anh bóng đen thể nội bộc phát ra cuồng bạo khí tức quanh thân lôi đình vân quanh hủy thiên diệt địa mà hai mắt của hắn càng là có lôi đình đang gào thét cho người ta một loại đáng sợ cảm giác các bách trong lôi kiếp lại có đạt tới thượng phẩm thánh cảnh không đúng là thánh cảnh đại viên mãn võ giả giấu kín trong đó vương lân ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1034, hóa thân của đạo trời đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vột chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ trước 1035, thú thần chiến thiên hải. Dầm dầm dầm. Long ngâm hổ khiếu thanh âm vang vọng ở giữa, một cỗ hung lệ đến đủ để cho thiên địa biến sắc khí tức, từ vương lân thể nội quét sạch mà ra. Cảm nhận được vương lân thể nội tán phát khí tức, ngay cả hóa thân của đạo trời cũng là nao nao, có chút kinh dị nhìn chằm chằm vương lân. Huyền Vũ Thuẫn, thanh long trảm, thần hoàng chi dự, Bạch hổ thí thiên trảo. Vương Lân hai tay như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhanh chóng tung bay, mà ở tay hắn quyết phía dưới, trước người hắn, bốn đạo thần thú hư ảnh ngưng tụ thành hình. Dầm rầm dầm. dầm tứ đại thần thú ngựa mặt lên trời gào thét thanh âm kinh thiên động địa loại kia hung lệ đến mức tận cùng khí tức nếu không phải là những võ giả khác lúc này đã bị phong ấn đoán chừng sẽ bị vương lân khí tức sợ mất mật bốn thần thú lĩnh vực vương lân tại hóa thân của đạo trời khẽ giật mình ở giữa thủ quyết lại là lần nữa biến đổi trong cơ thể hắn hùng hồn thánh lực quét sạch mà ra tràn vào tứ đại thần thú hư ảnh bên trong mà ở vương lân thánh lực ủng hộ phía dưới bốn thần thú hư ảnh lại là vào lúc này mánh liệt co vào bành trướng và vâng mà vương lân khí tức trong người càng là đang lúc này trở nên tàn nhẫn mà đáng sợ hắn phơi bày trên da thịt treo bắt đầu từng đạo từng đạo đen như mực đường vân đường vân huyền diệu vô cùng ánh mực lưu chuyển bao trùm toàn thân khiến cho vương lân khí tức đều vào lúc này như là hóa thú đồng dạng màu mực đường vân cuốn giao phun trào cuối cùng lại là hóa thành một bộ đen nhánh nguyên giáp bao trùm toàn thân đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bao ở trong đó tranh tranh chanh. nhưng vào lúc này trong hư không xoay quanh vũ động lên như diều gặp gió chu tức hư ảnh hai cánh trong cơn chấn động hóa thành một đối với lửa đỏ cánh chim ông cánh chim chậm rãi rơi xuống cuối cùng rơi vào vương lân trên lưng kín kẽ cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tranh tranh ngay sau đó là bạch hổ hư ảnh phồng lên ở giữa hóa vì một cái lợi chảo rơi vào vương lân trong tay trái cùng bàn tay của hắn dung hợp lúc này vương lân tay trái nhìn qua như là bạch hổ đồng dạng móng tay hẹp dài sắc bén hơi chấn động một chút chính là sẽ rách hư không khác không gian và mẹo tranh 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 tiếp theo là thanh long hư ảnh hóa thành một thanh trường kiếm bị vương lân nắm trong tay sau đó là huyền vũ thuẫn hóa thành một mặt hộ tâm kính hoàn mỹ dung nhập vương lân ngực Hòa anh bốn thần thú hư ảnh cùng vương lân dung hợp lấy mắt vương lân khí tức rõ ràng là tăng thêm một bước rầm 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 vương lân đứng lặng tại thương cung thể nội thánh lực bao la tùy ý huyết khí cựu trùng lúc này hắn dung hợp bốn thần thú cho người ta một loại dữ tận hung lệ cảm giác hắn trong con người vàng bạc song sắc lưu chuyển giống như nhật nguyện chìm nổi đồng dạng không ngừng có thần thú uy áp quét sạch ra ngươi vợ ơ ý mà đạt đến một bước này hóa thân của đạo trời ánh mắt cũng là vào lúc này sáng lên hắn chỉ là một cái bóng dung hợp hỗn độn thiên lôi thành hình cho người ta một loại hung ác điên cuồng cảm giác mà hắn lúc này ánh mắt lại là trở nên nóng rực vô cùng chiến ý như là sôi trào đồng dạng có thể đem ta bước đến một bước này ngươi cũng không tệ ngươi rốt cuộc là ai vương lân ánh mắt là là có chút nghiêm trọng hóa thân của đạo trời mang cho vương lân áp lực thực sự quá lớn trước đó vương lân ở trước mặt đối phương cơ hồ không có sức phản kháng loại kia bị chi phối sợ hãi thật sự là để cho vương lân khiếp sợ không gì sánh nổi ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi bây giờ đã có bắt lấy một đường sinh cơ kia cơ hội hóa thân của đạo trời lanh khốc mở miệng hắn ngữ khí lạnh lùng vô tình nhưng là không biết vì sao vương lân từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia khao khát hào quang phải không vương lân mày kiếm dương lên hắn nắm thật chặt trong tay trường kiếm màu xanh trường kiếm màu xanh nhìn qua giống như là bị hắn nắm trong tay Kỳ thật đã cùng thân thể của hắn, hòa làm một thể, là một phần của thân thể hắn. Cái này là tới từ hắn từ huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ thấy rõ thần thông, thú thần chiến thiên khải, thú thần chiến thiên khải thế nhưng là thực sự đế phẩm võ kỹ, chỉ tiếc lúc trước vương lân tu luyện là phiên bản không chọn vẹn thú thần chiến thiên khải, cũng chính là man hoang thập nhị biến. Bất quá vương lân vận khí rất tốt, hắn tu luyện man hoang thập nhị biến, luyện hóa yêu thú huyết mạch, đẳng cấp cũng là cực cao, để cho hắn có tăng thêm một bước thời cơ. Động thủ đi. Hóa thân của đạo trời xuất thủ lần nữa, hắn mắt tử, vào lúc này bắn ra nồng nặc hắc quang, hóa thành đạo đạo kiếm khí chém nhúng ra. Vương Lân đồng dạng mở ra luân hồi chi đồng, luân hồi chi quang quẩn lớn ra, bộc phát ra ánh sáng lóng ánh mưa, cùng kiếm khí trùng kích cùng một chỗ, tiếng len kèn vang vọng đất trời. Hóa thân của đạo trời thực lực thật sự là đáng sợ, ánh mắt giống như thiên đạo lưu chuyển đồng dạng. Vương Lân trong đôi mắt nhật nguyện luân chuyển, ánh mắt thâm thúy như hư không. Đến. Vương Lân đồng dạng chiến ý bành trướng, sau lưng của hắn hai cánh chấn động, thân hình như là giận giống như long vậy, hoành kích mà ra, tay trái đánh phía hóa thân của đạo trời, dung hợp bạch hổ hư ảnh về sau, Vương Lân quyền trái chính là long trảo, quyền kinh rơi ở giữa, cương mãnh sắc bén, một hướng mà vô địch, có một loại cường tuyệt phong thái. Mời anh. Lưu ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1035, thú thần chiến thiên khải đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 90 ở mỗi cuối chương 3. ba, Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Trước 1036, cực hạn thăng hoa một trận chiến. Không tệ không tệ. Hóa thân của đạo trời con ngươi đen kịt, lóe ra khác thường hào quang, hai tay của hắn kết ấn ở giữa, trong hư không, mây đen bên trong không ngừng có hắc sắc lôi đỉnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đối với Vương Lân mà nói, khó có thể chịu đựng hỗn độn thiên lôi, đối với hóa thân của đạo trời mà nói, lại là thượng cấp thuốc bổ, có thể giúp hắn nhanh chóng chữa thương. Người cũng không tệ. Vương Lân bình tĩnh cười một tiếng, đồng dạng thôi động ngũ hành thánh lực còn có thần ma chi lực khôi phục lục thân, đồng thời nói ma tiên trung ở trong cơ thể hắn chấn động, phát ra trận trận tiên âm, giúp hắn khôi phục thực lực. Ngươi sở học thật sự là quá tạp, trước đó mặc dù đã nhận lấy thiên đạo chúc phúc, nhờ ngươi có thể đem thực lực dung hội quán thông, nhưng lại không đủ để viên mãn như ý. Mà ngươi một chút hy vọng sống, ngay tại viên mãn như ý bốn chữ bên trên, ngươi có thể hay không nắm chắc, còn được dựa vào chính ngươi. Hóa thân của đạo trời rất nhanh chính là phục hồi như cũ, hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Lân, nói ra, dĩ nhiên là tại đề điểm Vương Lân. Vương Lân khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem hóa thân của đạo trời. Lôi Kiếp đối với võ giả mà nói, đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, không biết ký chủ có thể hay không được trận này cơ duyên. Tiểu thất năm đấm bỗng nhiên một năm nói, Ngươi phải tin tưởng hắn." Lão đại ánh mắt sáng rực nói. "Lại đến." Vương Lân Tâm Tư thay đổi thật nhanh, lần nữa xung ra, hóa thân của đạo trời cũng là song chân vừa đạp, trùng sát mà ra. Hai người như là hai vòng sao trổi đồng dạng, va chạm vào nhau, vẫn là thế lực ngang nhau, kịch liệt đối bình lấy. Nhưng là một vòng này giao thủ, tiểu thất cùng lão đại ánh mắt, nhưng đều là vào lúc này đột nhiên sáng lên. Rầm rầm rầm. Vương Lân tay trái bạch hổ lợi chảo quét ngang, tay phải cầm kiếm gãy huy chạm, mỗi một kích đều ẩn chứa minh mông lực lượng, tựa hồ có bốn thần thú hư ảnh lở. Long ngâm hổ khiếu vang vọng đất trời. Hóa thân của đạo trời đồng dạng cường hành hắn thần thái lạnh lùng xuất thủ tàn nhẫn xảo trá luôn luôn có thể lấy cái giá thấp nhất ngăn trở vương lân thế công ẩm lần này manh liệt va chạm về sau hai hai người lần nữa bay ngược mà hai người thân hình vị trí chính giữa hư không đã bị triệt để vỡ nát thánh lực cùng thiên đạo chi lực xen lẫn lộng lây sán lạ đông hai người đồng thời tại hư không một chút lần nữa xung ra hai người nắm đấm mỗi một lần va chạm bàn chân mỗi một lần va chạm đều bị hư không rung động mảng lớn mảng lớn hư không sụp đổ lực lượng của hai người thật sự là quá nổ tung mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng giết bất quá lần này vương lân lại là chiếm được tiện nghi vương lân đuổi phải quét ngang tại hóa thân của đạo trời trên ngực đem hắn đánh bay hơn nghìn dặm vương lân theo sát mà lên muốn thừa thế xuất thủ lại bị hóa thân của đạo trời tránh đi đồng thời bị đối phương một quyền đánh vào trên ngực ẩm vương lân ngực hộ tâm kính triệt để vỡ nát sắc mặt trắng nhợt, ho ra đầy máu giết hai người đều bị trọng thương nhưng lại không có ngừng nghỉ ý nghĩa hai người gần như đồng thời lướt ngang mà ra giống như tiếng sét đánh quyết đấu vương lân phía sau thần hoàng chi rực chấn động ở giữa phù diêu trên xuống chín ngàn dặm tiếp theo đáp xuống trong tay kiếm gây đâm về hóa thân của đạo trời bộc phát ra vô tận kiếm quang phô thiên cái địa đồng dạng của lớn ra anh. hóa thân của đạo trời quyền ra như long hóa thành đầy trời quyền ấn ngăn cản kiếm gãy hai người một kích này phá lệ máy liệt hư không đều bị quấy nát tranh vương lân cánh tay chấn động kiếm gãy chém ngang muốn lần nữa chặt đứt hóa thân của đạo trời bàn tay lại bị hắn tránh đi một kiếm kia từ hóa thân của đạo trời ngược xẹt qua lưu lại một đạo vết thương gây rợn Thử. hóa thân của đạo trời lạnh rên một tiếng đuôi phải thuận thế quét ngang mà ra quét vào vương lân bên hông đem vương lân đánh bay ra ngoài có chút tiến bộ bất quá vẫn là không đủ hóa thân của đạo trời rút lui nhìn chằm chằm vương lân trong mắt chờ mong chi quang càng thêm lồng đậm vậy liên tiếp tục vương lân xuất thủ lần nữa cùng hóa thân của đạo trời va chạm vào nhau nơi hai người giao thủ phù văn vạn đạo thánh lực như bao la chút xuống thủy thiên diệt địa vương lân càng chiến càng hăng hắn phát hiện mỗi một lần hóa thân của đạo trời đánh trúng hắn đang để cho hắn trọng thương thời điểm đều sẽ có một tia cực kỳ sức mạnh huyền liền diệu chút vào hắn tứ chi bách hải bên trong cỗ lực lượng kia cực kỳ nhỏ nhưng lại để cho hắn xương cốt vụ vụ phát ra mãnh liệt gào thét thanh âm để cho hắn có loại niềm vui tràn trề cảm giác liền ngay cả chiến đấu lực tựa hồ cũng tùy theo tăng lên không ít chính có ý đó hóa thân của đạo trời đằng không mà lên hai tay của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu bày làm ra một bộ kỳ dị tư thế cùng lúc đó trong hư không mây đen vợ ơ y mà như là cá voi hút nước đồng dạng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ mắt trần có thể thấy trong hư không mây đen tùy theo biến ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm ba mươi sáu cực hạn thăng hoa một trận chiến đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn Trước 1037, Như Ý Thần binh VS c Thiên Hình Kiếm. Ong Long ngoong. Vương Lân căn bản cũng không cần như thế nào tôi động, Như Ý Thần binh bốn phía đã bộc phát ra nồng nặc huyết sắc kết giới trí lực, đem hư không tuyển nhiễm thành hồng sắc. Ngươi vẫn còn có như thế thần binh. Hóa thân của đạo trời cũng là nao nao, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Lân, mặt khẽ miệng lần thứ nhất câu lên một nụ cười. Hoàn mỹ dung hợp, phù hợp kết giới, một cái thật là tốt chuyên môn thần binh. Hóa thân của đạo trời nhịn không được khen ngợi, cái này là chuyện rất khó được tình, dù sao hắn chỉ là hóa thân của đạo trời, không có tình cảm, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy khen ngợi ra tay đi, cho ta xem nhìn. trong tay ta như ý thần binh, có thể hay không chống đỡ được thiên hình kiếm chi uy? tốt. hóa thân của đạo trời gật đầu, trong tay hắn trường kiếm màu đen chấn động mạnh một cái, đáng sợ thiên đạo chi uy từ trên thân kiếm quét sạch ra. vương lân đồng dạng nắm chặt như ý thần binh, như ý thần binh giống như là bàn tay của hắn đồng dạng, điều khiển tự nhiên, không có nửa phần trì trệ, có thể cho hắn đem thực lực hoàn mỹ phát huy ra một hình. hóa thân của đạo trời phun ra một chữ, trong tay thiên hình kiếm liền đơn giản như vậy dứt khoát chém xuống, đơn giản huy chạm mà thôi, lại làm cho vương lân cảm thấy một loại hóa mục nát thành thần kỳ cực điểm thăng hoa cảm giác đáng sợ. anh vâng. hóa thân của đạo trời một kích này thật sự là quá kinh khủng, hư không tựa hồ bị cắt thành hai nửa, Vương Lân hoàn toàn bị kiếm ý phong tỏa trong đó. Gào thép kiếm mang, như là mưa rào tầm tã chiếu nghiêng xuống, tiến diệt tất cả. Diễn sinh. Vương Lân đồng dạng giống giận, trong tay hắn như ý thần binh quét ngang mà lên, dòng mươi 36 đạo kiếm quang quét sạch mà ra, Phủ diêu trên xuống. Thí thần kiếm quyết là Vương Lân vì Như Ý thần binh sáng tạo kiếm quyết, là thích hợp nhất Như Ý thần binh, lúc này lấy Như Ý thần binh thôi động, đúng là bạo phát ra hai thành uy lực. anh vâng. Ba mươi sáu đạo mỏng như cánh ve ánh kiếm màu đỏ ngòm cuốn ra, cùng đầy trời đen nhánh kiếm mang và chạm vào nhau. Chênh chênh chanh. Từng đạo từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bị xé nứt, nhưng là những cái kia kiếm quang lại như đồng nguyên nguyên không dứt đồng dạng, không ngừng lần nữa ngưng tụ, gắt gao ngăn trở đầy trời đen kịt kiếm mang. Hiu hiu hiu. Âm thanh phá không đồng thời vang lên, Vương Lân cùng hóa thân của đạo trời gần như đồng thời xung ra, hai người như là một hắc một hồng hai đạo ánh sáng trụ đồng dạng, hung hăng và chạm vào nhau. Keng. đỏ lên tối đen, hai đạo mũi kiếm ẩm vang va chạm, mênh mông kiếm khí quét sạch thập phương. Ding 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 tiếp theo là đầy trời kiếm ngân vang thanh âm vang vọng đỏ lên tối sầm hai thanh trường kiếm không biết va chạm bao nhiêu lần hai người giao thủ vị trí kiếm mang vạn trượng nát bấy hư không buộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh cuối cùng hóa thân của đạo trời bị bước lui hóa thân của đạo trời trong tay thiên hình kiếm bị như ý thần bình đánh bay ra ngoài vương lân một kiếm chém xuống mặc dù hóa thân của đạo trời nhấc tay ngăn cản lại bị vương lân một kiếm đem cánh tay dễ phụ cắt xuống cuối cùng vương lân thân kiếm quét ngang đập tại hóa thân của đạo trời trên người đem hắn đánh bay. Phúc. hóa thân của đạo trời nhanh lùi lại ngàn dặm mới khó khăn lắm ổn định thân hình hắn ho ra đầy máu huyết dịch như mực nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo vài phần thỏa mãn ý cười mặc dù biểu hiện của ngươi không bằng ta tưởng tượng tốt như vậy bất quá đã không tệ hóa thân của đạo trời mở miệng lần nữa nhưng là lần này ngựa khí lại là hòa hoãn không biết hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai sao vương lân đeo kiếm mà đứng ánh mắt sáng chói cực nóng không thể bất quá đây mới là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt mà thôi tương lai chúng ta hẳn còn có cơ hội gặp mặt đến lúc đó ta cho ngươi biết hóa thân của đạo trời cười nhạt một tiếng ở giữa thân hình mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo ho cuối cùng từng điểm từng điểm tiêu tán không gặp ong ong hóa thân của đạo trời mới vừa vừa biến mất trong hư không còn dư lại mây đen cũng là lặng yên tản ra mà bị phong ấn huyền liền giới cũng là cởi ra phong ấn chuyện gì xảy ra lôi vân làm sao biến mất chúng ta là không phải là sai qua cái gì phong ấn vừa mới cởi ra bốn phía võ giả chính là hồi phục lại bọn họ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa man hoang thành còn có đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không vương lân mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phát sinh cái gì ta không biết nhưng là hắn hẳn là vượt qua thánh cánh cướp có võ giả kính ý nói ra chi lúc trước cái loại này lôi kiếp đáng sợ đến cỡ nào bọn họ đã thấy qua Hiện tại Vương Lân bình yên vô sự, tự nhiên là vượt qua thánh cảnh cướp. Mà Vương Lân thực lực đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ tự nhiên cũng là có thể thấy rõ một hay Đồ nhi, ngươi không sao chứ? Sư chất ngươi không sao chứ? Lão đại, ngươi không sao chứ? Vạn Kiếm Chi chủ ba người cũng là kịp phản ứng, vội vàng phi thân rơi xuống Vương Lân trước người, có chút lo lắng hỏi. Sư tôn, sư thúc, Lâm Phong ta không sao. Vương Lân lao đi vết máu ở khoe miệng bình tĩnh, ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1037 như ý thần binh vsc Thiên Hình Kiếm đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương một nghìn huyền giới chi môn đến lúc này vương lân cùng man hoang thần điện ân đoán lấy thần hà nhận lấy trừng phạt chấm dứt từ đầu đến cuối man hoang thánh chủ đều vì nhắc lên luân hồi chân giải sự tình giống như là không biết chút nào đồng dạng nhưng là vương lân biết rõ đối phương khẳng định đã nhận ra bản thân chỉ là kiên kỵ tại thực lực của mình sở dĩ giả bộ như không biết thôi các vị tiền bối Vạn Bối vốn không ý hủy hoại Man Hoang Thành, thế nhưng lôi kiếp đến quá mức đột nhiên, thật sự là ngượng ngùng. Vương Lân ôm quyền, hướng về phía bốn phía võ giả cao giọng cười nói: "Tiểu Hữu không cần chú ý, sinh thời, có thể để cho chúng ta nhìn thấy như thế to lớn thánh cảnh kiếp, có thể nói một chuyện may lớn." Man Hoang Thánh chủ dẫn đầu nói: "Không sai, tiểu Hữu ngươi mặc dù hủy diệt rồi Man Hoang Thành, nhưng là chúng ta nhưng cũng từ ngươi thánh cảnh cướp bên trong, thu được chỗ tốt không nhỏ, hủy đi thành trì sự tình, coi như xong đi." Một người đàn ông tuổi trung niên cao giọng cười nói: "Lúc này trong bọn họ, tu vi cao nhất chính là Man Hoang Thánh chủ, hiện tại liền man hoang thánh chủ đều không so đo bọn họ đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã chính là thành trì hủy diệt rồi còn có thể xây lại dù sao lấy bọn ta thực lực cái này cũng không tính là việc khó ngoài ra còn có người phụ tải nói mặc dù nói man hoang thành bị hủy để cho ở đây rất nhiều võ giả cũng là tổn thất nặng nề nhưng là bọn hắn phần lớn tài phú cũng là tàng ở trên người sở dĩ điểm này tổn thất cũng là tại trong giới hạn chịu đựng vậy thì cảm ơn các vị vương lân khẽ mỉm cười nói trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy có chút băn khoăn nhưng là người ta đều không so đo hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá tại giả mồm không sao tiểu hữu vừa mới vượt qua thánh cảnh kiếp sợ còn cần một chút thời gian hồi phục tu vi chúng ta còn phải trùng kiến man hoang thành sẽ không quấy dày tiểu hữu man hoang thánh chủ bình tĩnh nói tiền bối chờ một lát vương lân lại là vội và nói tiểu hữu có thể có vấn đề gì man hoang thánh chủ thân hình dừng lại cười hỏi tiền bối thực không dám dâu dếm vạn bối lần này đến thần châu chính là vì tiến về bên trong huyền giới vương lân nói ra nguyên lai tiểu hữu là vì bên trong huyền giới mà đến đối với chuyện nơi này tiểu hữu kỳ thật không cần phải gấp man hoang lệnh đã tuyên bố ra ngoài không lâu sau nữa bên ngoài huyền giới tất cả thánh cảnh nên đều sẽ chạy tới đến lúc đó chúng ta sẽ liên thủ mở ra huyền giới chi môn man hoàng thánh chủ cười nói cần phải bao lâu vương lân nhíu mày hỏi ngắn thì mười ngày qua nhiều thì một tháng man hoàng thánh chủ nói ra vương lân nghe vậy lông mày không khỏi nhăn sâu hơn hiện tại đối với vương lân mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu mười ngày qua vương lân nhưng lại có thể chờ đến lên một tháng mà nói đối với vương lân mà nói có thể cũng có chút quá mức khá dài tiểu hữu rất vội vã tiến vào bên trong huyền giới sao man hoàng thánh chủ nhìn ra vương lân sắc mặt khát thưởng, liền vội vàng hỏi quả thật có chút rất gấp không biết tiền bối có thể biết rõ còn có không có biện pháp khác có thể tiến vào bên trong huyền giới vương lân nhịn không được hỏi biện pháp nhưng lại có bất quá thật sự là quá khó a à? man hoàng thánh chủ trần trờ nói còn xin tiền bối cao chi vương lân không kịp chờ đợi nói ra huyền giới chi môn nhưng thật ra là một cái thiên nhiên trận pháp cấm chế tiểu hưu hẳn phải biết phàm là trận pháp đều có trận nhãn ở tại nếu như tiểu hưu đối với trận đạo vậy là đủ rồi biết có lẽ có thể tìm được trận nhãn sau đó nhẹ nhõm phá khai trận pháp tiến vào bên trong huyền giới man hoàng thánh chủ giải thích nói khi thật đối với phương pháp này man hoang thánh chủ cũng không chắc chắn lắm đây là huyền giới trước kia một số cao thủ làm ra suy đoán thôi dù sao chưa bao giờ có người tìm tới qua trận nhãn bình thường đều là thông qua liên hợp đông đảo thánh cảnh cao thủ cưỡng ép phá trận tiến vào bên trong huyền giới tìm tới trận nhãn sao vương lân nghe vậy ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên tiền bối kia có thể nói cho văn bối huyền giới chi môn rốt cuộc là ở nơi nào tiểu hữu ngươi xem nơi đó man hoang thánh chủ điểm chỉ trong phế tích một góc tại đó toái thạch san sát bụi mù đầy trời nguyên bản nơi đó là man hoang thần điện đại bản doanh nhưng là lúc này lại bị vương lân phá hủy Huyền giới chi môn là ở chỗ này. Huyền giới chi môn phần lớn thời gian cũng là ẩn nấp ở trong hư không, chỉ có chút vào thánh lực về sau mới có thể nổi lên. Tiểu hữu tới đó về sau nên liền có thể gặp được. Man Hoang Thánh Chủ cười nói, như vậy đi. Dù sao lão Hủ cũng muốn đi qua một chuyến, không bằng Tiểu hữu liền cùng ta cùng nhau đi tới như thế nào. Tốt. Vương Lân không chút do dự nói ra. Liên Ngư nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương 1038, Huyền giới chi môn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn ba mươi chín tìm kiếm trận nhãn đi qua này biến về sau nguyên châu thực lực tổng hợp sợ là sẽ phải tăng lên một cái cấp độ trước kia khó mà xuất hiện thành cảnh sợ là liên tiếp xuất hiện mà lúc này vương lân đã xuất hiện ở man hoang thần điện biến thành phế tích chỗ nơi đây phế tích mặt mũi đoạn thạch tàn hoàn có thể tưởng tượng vốn nên nên cực kỳ hùng vĩ nhưng lại tại vương lân thánh cảnh cấp dưới bị hoàn toàn phá hủy tiểu hữu huyền giới chi môn là ở chỗ này man hoang thánh chủ ngước đầu nhìn lên thương cung ngay sau đó trong cơ thể hắn thánh lực bành trướng mà ra hướng về phía hư không một vị trí đánh tới đông man hoang thánh chủ thánh lực anh ở trong hư không tạo nên một lăn tăn rung động mà ở gợn sóng khuyết tán trong phạm vi một tòa cổ điện cửa đá cũng là chậm rãi nổi lên ông, ông, ông. cửa đá lay động tàn mát ra quần cuộn khí tức cổ xưa mà ở cánh cửa khổng lồ bên trong thì là thoải mái lấy nồng nặc cấm chế khí tức. "Tiểu Hữu, đây cũng là huyền giới chi môn, muốn tiến vào huyền giới chỉ có thể từ cửa này đi vào." Man Hoàng Thánh Chủ cười nói. "Đa tạ." Vương Lân ôm quyền cười nói. "Thiện tay mà làm thôi." Man Hoàng Thánh Chủ khoát tay nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn có chút cổ quái nhìn xem Vương Lân, không biết Vương Lân có biện pháp nào có thể tìm được huyền giới chi môn. "Sư tôn, các ngươi ở chỗ này chờ một chút lát, Đồ Nhi đi một chút sẽ trở lại." Vương Lân vừa nói, đằng không mà lên, rơi vào huyền giới chi môn phía trước. Man Hoang Thánh Chủ đã nói qua, nếu như hắn nghĩ sớm thông qua huyền giới chi môn nhất định phải tìm tới trận nhãn lấy đối với võ giả tầm thường mà nói là việc khó nhưng đối với vương lân mà nói lại cũng không khó ông vương lân con người sáng lên vàng bạc lưỡng sắc qua mang như đồng nhất trăng tròn chuyển đồng dạng hóa thành hai đạo ánh sáng trụ rơi vào huyền giới chi môn lên mặc dù vương lân bây giờ vàng bạc sông đồng đã biến thành luân hồi chi đồng mắt vàng y nguyên có khám phá hư vọng năng lực ở luân hồi chi đồng chiếu xuống vương lân tinh tế tìm kiếm lấy huyền giới chi môn huyền giới chi môn quả nhiên huyền diệu vương lân vừa mới bắt đầu dò xét chính là nhịn không được thở dài một tiếng huyền giới chi môn bên trong cấm chế cực kỳ kỳ lạ thậm chí ngay cả luân hồi chi đồng đều có thể áp chế cái này khiến vương lân dò xét khó khăn không ít vương lân phát hiện luân hồi chi đồng mỗi xâm nhập huyền giới chi môn một phần hắn áp lực đều sẽ bỗng nhiên lên cao cũng may vương lân cũng không phải dễ dàng buông thang người mà là không nhanh không chậm dò xét lấy huyền giới bên trong vương lân thôi động luân hồi chi đồng dòng giã dò xét nửa ngày công phu khoe miệng của hắn mới câu lên một vòng nụ cười lạnh nhạt giống như là man hoang thánh chủ nói như vậy huyền giới chi môn bên trong quả thật có trận nhãn tồn tại hơn nữa trận nhãn vị trí cực kỳ mịt mờ nếu không phải là vương lân có luân hồi chi đồng muốn tìm trận nhãn còn thật không phải chuyện dễ dàng bất quá bây giờ tất nhiên tìm được trận nhãn tiếp xuống có thể liền đơn giản nhiều sư tôn sư thúc lâm phong các ngươi tới vương lân tìm tới trận nhãn về sau chính là vội vàng hướng vạn kiếm chi chủ ba người nói độ nhi ngươi tìm tới trận nhãn vạn kiếm chi chủ ba người phi thân rơi vào vương lân trước người có chút mừng dỡ hỏi cái này đã tìm được man hoang thánh chủ càng là khe giật mình phải biết hàng năm tới nơi đây do xét huyền giới chi môn thánh cảnh cao thủ đến không hết nhưng là từ đầu đến cuối không có thu hoạch vương lân vẹn vẹn mất gần nửa ngày thời gian vậy mà liền đã tìm được huyền giới chi môn đúng vậy, sư tôn các ngươi đợi lát nữa, chờ ta phá khai trận mắt, chúng ta liền tiến vào bên trong huyền giới. Vương Lân cười nói, tốt. Vạn Kiếm Chi chủ ba người đương nhiên sẽ không có ý kiến, tính tĩnh chờ đợi Vương Lân phá khai trận pháp. Như ý thần minh. Vương Lân vây tay một cái, Như ý thần minh đã bị hắn nắm trong tay, hắn lật tay ở giữa, một kiếm chém ra, một đường mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngỏm, bắn ra, chém về phía trận nhãn vị trí. Ông long long. Huyền giới chi môn tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, bạo phát ra đạo đạo linh quang, ý đồ ngăn cản ánh kiếm màu đỏ ngỏm, nhưng là Vương Lân công kích, há lại dễ ngăn cản như vậy trọng trọng linh quang bị kiếm mang xé rách, cuối cùng huyền giới chi môn bên trong hiện ra một cái cổ điện đá xanh. Ken, ánh kiếm màu đỏ ngòm hung hăng đánh vào trên tầng đá, lập tức một từng cơn sóng gợn khuyết tản ra. Giang giác, giang giác, giang giác, Tuyên cổ mênh mông huyền giới chi môn lại là vào lúc này xuất hiện một đường nhỏ xíu vết rách. Chanh chanh chanh, vương lân tiện tay chính là ba kiếm vung ra chạm tại trên tầng đá. Ẩm, mà ở vương lân loại này thế công phía dưới đã xanh nhầm vang nổ tung, đáng sợ dư ba quyển động ở giữa chính là tại huyền giới chi môn bên trên sẽ rách ra một đầu chỉ chứa một người thông qua thông đạo đến huyền giới chi môn vỡ mà không có buôn hội vương lân không khỏi khe giật mình dựa theo phỏng đoán của hắn trận nhãn bị hắn hủy đi huyền giới chi môn hẳn là biết lập tức buôn hội mới đúng đương nhiên không ngơi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương một tìm kiếm trận nhãn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học truyền. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốt chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Trước 1040, bên trong huyền giới. Vậy xin đa tạ rồi. Vương Lân ôm quyền cười nói. Việc rất nhỏ, dù sao sớm mấy ngày muộn mấy ngày tiến vào bên trong huyền giới, đối với chúng ta mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Man Hoang Thánh chủ tùy ý nói ra. Vương Lân nhẹ gật đầu, sư tôn sư thúc, đoạn thời gian này, các người liền tạm thời đợi tại thần châu tốt rồi vạn kiếm chi chủ trong lòng đồng dạng nghi hoặc bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều mà là khoanh chân ngồi ở huyền giới chi môn phía trước đồ nhi nơi đây vi sư thay người bảo vệ hiển nhiên vạn kiếm chi chủ đối với man hoang thánh chủ hứa hẹn cũng không tin hoàn toàn mà hắn nhìn vương lân dáng vẻ tựa hồ đối với huyền giới chi môn lần nữa mở ra cực kỳ coi trọng dứt khoát rơi ở chỗ này thủ hộ lão đại ta cũng giống vậy tại ngươi chưa có trở về trước đó ai dám mở ra huyền giới chi môn liền phải trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi lâm phong ngữ khí lạnh leo nói vương lân vỗ vỗ lâm phong bả vai hướng về phía vạn kiếm chi chủ cùng tiên linh lung thi lễ một cái thân hình thoát một cái chính là bước vào huyền giới chi môn bên trên trong thông đạo xuyên qua huyền giới chi môn cảm giác nhưng lại không có gì đặc thù giống như là xông qua một lớp bình phong đồng dạng vương lân vừa mới xuyên qua huyền giới chi môn liền phát hiện lúc này bản thân liền đứng lặng trên hư không mà ở phía sau hắn thì là một tòa cổ điện cửa đá cửa đá cùng vương lân bên ngoài huyền giới thấy giống như lúc nhưng lại không giống trước đó như vậy ẩn nấp ở trong hư không mà là đứng lặng trên hư không vương lân đại lượng bốn phía phát hiện bên trong huyền trong giới hạn thiên địa linh khí quả nhiên muốn so bên ngoài huyền giới nồng nặc nhiều nơi xa dãy núi liên miên Dừng cây rậm rạp, mênh mang chi khí nồng đậm, mà ở dãy núi bên trong, càng là thỉnh thoảng truyền đến trận trận gào thét thanh âm. Cái kia gào thét thanh âm bên trong, mang theo uy áp đáng sợ, dĩ nhiên là thánh cảnh cấp yêu thú khác phát ra. Mấy vị, trong bóng tối rình mò người khác, cũng không phải chính nhân quân tử gây nên. Nhưng vào lúc này, Vương Lân lông mày bỗng nhiên dương lên, nhìn về phía một cái phương hướng, tại đó hắn cảm nhận được một chút mịt mở khí tức chấn động. Vô vô đập. Vương Lân thanh âm vừa mới truyền ra, một mảnh kia hư không, liền là quỷ dị bắt đầu vặn vẽ ho, ngay sau đó ba bóng người, liền là xuất hiện ở nơi đó. Ba người hai nam một nữ, trong đó hai tên nam tử tướng mạo vờ ơ mà giống như lúc thân hình cao lớn trắng kiện bất quá tướng mạo lại là chỉ lên trời mũi thỏ miệng cực kỳ xấu xí nhưng lại nữ tử kia sinh thiên tiểu bám mị trên người chỉ có vài miếng sa mỏng tre khuất vị trí then chốt lộ ra đại phiến tuyết bạch tế nị ra thịt mà ba người thực lực đồng dạng không thể khinh thường nữ tử kia thực lực thình lình đạt đến trung phẩm thánh cảnh mà cái kia hai tên nam tử thực lực thì là hơi yếu bất quá lại cũng đạt tới hạ phẩm thánh cảnh cảnh giới mà vừa mới vỗ tay chính là nữ tử kia vương lân ánh mắt tại trên người nữ tử quét qua liền đã mất đi hứng thú mặc dù nữ tử tướng mạo không tầm thường phong tình vạn trùng nhưng là tại vương lân trong mắt mười cái đối phương cũng không bằng dạ tịch băng vân ba vị nếu như không có chuyện gì còn xin tránh ra vương lân bình tĩnh nói Sao, thật là có sự tình nữ tử kia gặp vương lân ánh mắt chỉ là ở trên người nàng quét qua trong lòng lại là lẩm bẩm bất quá cô gái trước mắt này hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đồ vật trong lòng lẩm bẩm đồng thời sắc mặt lại là mảy may không thiện ngược lại là cười duyên dáng nhìn chằm chằm vương lân chúng ta tựa hồ không biết ta vương lân nghe vậy lông mày không khỏi nhữ một cái quên giới thiệu ta là nhân tộc thánh địa trưởng lão Mị cơ bọn họ là viên thiên viên địa ba người chúng ta ở đây có thể chính là vì chờ ngươi mỹ cơ sóng mắt lưu chuyển nói chờ ta vương lân khẽ giật mình h tại huyền giới căn bản là không có gì người quen biết làm sao ở nơi này mỹ cơ trong miệng tựa hồ có người biết bản thân hội tiến về bên trong huyền giới đồng dạng đúng thánh chủ đại nhân có lệnh phàm là đoạn thời gian gần nhất tiến vào bên trong huyền giới võ giả đều muốn mang về mỹ cơ ngoạn vị nhìn xem vương lân nói vương lân mày kiếm có chút dương lên cái kia nếu như ta không cùng các ngươi đi đâu vương lân đến bên trong huyền giới là vì bản nguyên bí cảnh mà đến hắn có thể không hứng thú đi cái gì nhân tộc thánh địa hơn nữa hắn nhưng là biết rõ nhân tộc thánh địa đây chính là bên trong huyền giới ba một trong những đại thế lực cái này có thể không phải do ngươi mị cơ lười biếng cười nói làm sao chẳng lẽ các ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao vương lân nhướng mày nói vậy phải xem ngươi biết không tức thời mị cơ xem thường nói ở trong mắt nàng vương lân chỉ là một cái hạ phẩm thánh cảnh mà thôi viên thiên viên địa hai người tùy ý một người đều có thể đem vương lân bắt lại các ngươi nếu như muốn đậu thủ liền nhanh lên một chút ta thời gian đang gấp vương lân lúc này đã mất kiên trì không nhịn được nói vương lân lời nói để cho ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1040, bên trong huyền giới đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vội chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương 1041, tiểu thất lo lắng vê vâng anh côn bạo thánh lực từ mỹ cơ thể nội quét sạch mà ra công pháp của nàng tu luyện cực kỳ đặc thù thánh lực vừa ra thư không đều bị nhuộn thành màu hồng phấn a à, vương lân khẽ di một tiếng từ màu hồng thánh lực bên trong, cảm nhận được một tia mị hoặc chi lực. Tại chỗ thánh lực phía dưới, Vương Lân hô hấp đều là đang lúc này, trở nên to khỏe thêm vài phần, mà đối diện mị cơ thì là buộc phát ra không có gì sánh kịp mị lực. Hừ. Vương Lân lạnh rên một tiếng, hồn trong biển trí Tôn võ thần hệ thống hơi chấn động một chút, liền đem loại kia mị hoặc chi lực luyện hóa. Mị hoặc chi vũ, mị cơ xuất thủ, nàng ngoại thân vòng quanh phấn hồng thánh lực, gào thét mà ra, hóa thành một chỉ chỉ linh hồ nào về phía Vương Lân. Vương Lân mặt đối với phô thiên cái điệu đánh giết mà đến linh hồ ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đánh giết mà đến linh hồ mỗi một cái đều ẩn chứa mị hoặc chi lực là một loại cực kỳ kỳ dị thần hồn công kích thần thông lan vương lân nhẹ hư một tiếng đầu ngón tay bỗng nhiên dương lên từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngọn từ đầu ngón tay hắn bắn ra kiếm mang ngập trời lấy vương lân chưa trúng tâm quét sạch bốn phía trong hư không xuyên toa bay múa phanh 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 kiếm mang quét ngang đầu ngón tay những cái kia hướng về phía hắn liều chết súng phong linh hồ cũng là bị từng con chém xuống thiên cung hóa thành màu hồng quang vũ rơi xuống cái gì thấy cảnh này mị cơ mắt đẹp chừng tròn xoe bất khả tư nghị nhìn chằm vương lân nàng làm sao đều không nghĩ tới thần thông của mình, tại Vương Lân trước mặt, hội là không chịu được như thế một đòn, Vương Lân chỉ là đơn giản thôi động kiếm khí mà thôi, liền phá hết thần thông của nàng. Hưu! Vương Lân cũng sẽ không thương hương tiếp Ngọc, phá mất mị cơ thần thông về sau, thân hình hắn uốn néo ở giữa, liền là quỷ dị xuất hiện ở mị cơ trước người. Ông. Vương Lân bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, chụp vào mị cơ cổ. Chết. Mị cơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng toàn lực cổ động thể nội thánh lực, trước người hóa thành tầng tầng màn sáng, ngăn cản Vương Lân công kích. Nhưng là cái này vô dụng. Vương Lân nhục thân chi lực bộc phát ở giữa, màn sáng trọng trọng vỡ vụn. Cuối cùng Vương Lân bàn tay, đông dưng nắm được mị cơ cổ. người, Mị cơ sắc mặt trở nên trắng bệnh, cổ nàng bị Vương Lân nắm được trong mấy mắt, nàng liền phát giác được một cỗ kết giới chi lực, lập tức xông vào trong cơ thể nàng, đưa nàng tu vi phong tỏa. Mà Vương Lân thân bên trên truyền đến sát ý lạnh như băng, để cho mị cơ phía sau lông tơ đứng đấy, không dám núp đích. Nói, vì sao các ngươi nhân tộc thánh địa thánh chủ, muốn ngươi thủ tại chỗ này? Vương Lân ngữ khí lạnh như băng hỏi. Mị cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêng đầu một cái, ngươi giết ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám? Vương Lân trong mắt hàn ý lóe lên. Bàn tay có chút dùng sức, bị cơ phát ra rên thống khổ sinh, mà nàng trắng như tuyết cái cổ, càng trở nên tím xanh một mảnh. "Dương tay, ngươi muốn là dám giết nàng, nhân tộc chúng ta thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi." Viên địa lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngoài mạnh trong yếu la lên. "Phải không, ta ngược lại tờ hở tờ ra nghĩ mở mang kiến thức một chút, nhân tộc thánh địa rốt cuộc là mạnh bao nhiêu?" Vương Lân khỏe miệng có chút dương lên. Vương Lân đạo của tự nhiên, bên trong huyền giới cao thủ nhiều như mây, tam đại một trong những đại thế lực bên trong nhân tộc thánh địa, thực lực cực kỳ cường hành, nhưng là cái này không có nghĩa là Vương Lân chỉ sợ bọn họ. Người, viên địa ngữ khí trì trệ mà mị cơ sắc mặt càng trở nên trắng bệnh nàng có loại rất trực giác mãnh liệt vương lân thực có thể không quan tâm nhân tộc thánh địa đưa nàng đánh giết ở đây kỳ thật ngươi nói hay không đối với ta mà nói giá trị không lớn bởi vì ta có rất nhiều loại biện pháp có thể biết nói ra trận tướng chỉ bất quá như thế ngươi lại nhận nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng vương lân bình tĩnh nói mị cơ nghe vậy mắt đẹp vào lúc này không ngừng biến nào mà vương lân trên bàn tay lực đạo cũng càng ngày càng lớn mà tại loại áp lực này phía dưới mị cơ rốt cục buôn hội thả ta ra ta nói mị cơ lúc này miệng không thể nói chỉ có thể thần hồn truyền âm nói. Vương Lân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bàn tay có chút buông lỏng, thả mị cơ, nàng thì là ho khan kịch liệt đứng lên, sau nửa ngày, nàng mới sợ hãi nhìn xem Vương Lân, ta chỉ biết là, là đến tôn đại nhân ra lệnh, muốn em gần nhất đoạn thời gian này, đi tới bên trong huyền giới người, tất cả đều mang về, cụ thể là bởi vì cái gì, ta không biết. Đến tôn đại nhân. Vương Lân trong lòng lẩm bẩm, trước đó ma yêu thánh chủ đã nói qua, bên trong huyền trong giới hạn xuất hiện một tên trí tôn cảnh cao thủ, phá mở hắn lưu lại cấm chế. Để cho Vương Lân ngoài ý muốn là, Bên trong huyền giới cái này vị đến ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1041, tiểu thất lo lắng đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bái đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 10 ở ngôi cuối chương 3. ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 1042, ác chiến nhân tộc thánh địa. Ma yêu dạ mạ mổ tổ là ma yêu thánh chủ trước kia tích cư chi địa, mà bản nguyên bí cảnh, đồng dạng là ở chỗ này năm đó ma yêu thánh chủ thế nhưng là tại bản nguyên bí cảnh bên trong bố trí cấm chế dày đặc nhưng là bây giờ những cấm chế này lại bị người phá hủy đi mà ở bản nguyên bí cảnh bên trong một lao giả ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn thì là một chiếc gương cổ lúc này cổ kính bên trên hình ảnh lại là một gã mắt như sao sáng tuấn lãng bất phàm như là thần đệ đồng dạng thanh niên nếu như vương lân lúc này liền ở chỗ này hắn nhất định có thể nhận ra hình tượng này chính là mình hạ phẩm thánh cảnh có thể nhẹ nhõm đánh bại trung phẩm thánh cảnh sức chiến đấu hẳn là đạt đến thượng phẩm thánh cảnh cực hạn không hổ là lao ra hỏa kia một sợi thần hồn biến thành hậu a lão giả thanh âm khàn khàn tự nói hắn đầu lưỡi đỏ thắm liếm lắp miệng của mình trong mắt là nồng nặc vẻ tham lam bất quá hắn càng mạnh chờ ta đem hắn luyện hóa về sau thu hoạch cũng là càng lớn đến lúc đó hắn nội tình hắn tất cả truyền thừa đều sẽ bị ta đoạt được mà ta đem có thể nhẹ nhõm khôi phục lại thời kỳ tột cùng thậm chí càng tiến một bước cũng không phải là không thể lão giả ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vương lân chân dung bất quá thân làm lão giả kia hậu duệ trong tay tất nhiên nắm giữ lấy trí tôn võ thần hệ thống ta hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn tùy tiện xuất thủ nói không chừng hội ăn thiệt thòi lão giả cười lạnh cũng là thời điểm để cho mấy cái kia sâu kiến vì lao phu cống hiến một phần lực lượng lao giả nói xong con ngón đúng ra ba đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa vương lân lúc này nhưng không biết vô cực trí tôn đã tại trong bóng tối an bài ra tay với hắn ý nghĩ của hắn rất đơn giản thẳng đến ma yêu núi bất kể như thế nào hắn muốn tiến vào bản nguyên bí cảnh được ma yêu thánh chủ thu thập mà đến bản nguyên trí lực võ trí tôn cũng là không vòng qua được đi một đạo khảm đã như vậy dứt khoát nói thẳng tốt rồi về phần nói bản nguyên trí lực có thể hay không bị vô cực trí tôn hấp thu điểm này vương lân nhưng lại không lo lắng bản nguyên chi lực cũng không phải ai cũng có thể luyện hóa hấp thu vương lân biện nhận phương hướng một chút thẳng đến ma yêu núi đi bên trong huyền giới địa vực đồng dạng cực kỳ rộng lớn lấy vương lân tốc độ cho dù là toàn lực đi đường chỉ sợ cũng cần phải hao phí mấy ngày công phu mới có thể cảm thấy một ngày sau đó vương lân rốt cục đi ra man hoàng cổ lâm trong lúc đó vương lân tao ngộ mấy phát cường hành yêu thú công kích những yêu thú kia toàn bộ đều hóa thành nhân hình kém nhất cũng là thánh cảnh tu vi bất quá trong tay vương lân tự nhiên là không chiếm được nửa phần chỗ tốt bị vương lân toàn bộ đánh giết thi hải bị vương lân thu hồi dùng để luyện chế đan dược thần minh Vương Lân mới vừa đi ra rừng cây, chính là thấy được một tòa mênh mông thành trì nhân tộc thánh địa. Vốn lượng như cự giống như long vậy tường thành bên trên, hoành một mảnh to lớn bảng màu đen lạch thượng thư bốn chữ lớn. Vương Lân nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, tại trong thành trì kia, có mạnh tới đâu hành vô cùng khí tức, trong đó mấy đạo, thậm chí so với man hoang thánh chủ đến, đều mạnh hơn hoành mấy phần. Không hổ là bên trong huyền giới, cao thủ quả nhiên nhiều, chỉ là một chỗ nhân tộc thánh địa mà thôi, vậy mà liền không còn có tại năm vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ. Vương Lân khẽ nói. Trong miệng hắn thượng phẩm thánh cảnh, cũng là loại kia chạm tới tri tôn cảnh ngưỡng cửa lại khổ vì không có đế phẩm công pháp, khó mà đột phá thánh cảnh đại viên mãn cao thủ. Tiểu chủ nhân, đi vòng qua đi, kiến nhiều cắn chết voi. Tiểu thất nhắc nhở. đơn đả độc đấu, bây giờ vương lân tự nhiên là không sợ bất luận cái gì thượng phẩm thánh cảnh, nhưng là nhân tộc trong thánh địa, có thể là có không thua năm vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ. Ân, vương lân khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết, thân hình hắn khẽ động, liền muốn tránh đi. nhưng vương lân bước chân, lại là vào lúc này đỗng nhiên một trận, quay đầu ở giữa, ánh mắt cũng là băng lạnh xuống, xem ra chúng ta muốn đi, có ít người cũng không vui à? Hiu 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 vương lân tiếng nói mới vừa vừa dứt địa nhân tộc trong thánh địa chính là có vô số đạo quang ảnh nổ bắn mà ra nguyên một đám khí tức cường hành tản mát ra sát khí lạnh như băng vương lân ánh mắt ngưng tụ nhân tộc trong thánh địa vậy mà thoáng cái xuất động mấy trăm vị cao thủ mà trong đó còn có một tên bạch y nam tử đối phương dáng người thẳng tắp ngũ quan tuấn lãng bất quá cao thẳng cống ngầm cái mũi cho người ta một loại che lấp cảm giác thanh niên áo trắng tốc độ cực nhanh nhìn thấy vương lân về sau trong mắt hàn ý chính là lóe lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vương lân chính là người đả thương mỹ cơ mà những nhân tộc khác thánh địa võ giả thì là đem vương lân bao bọc vây quanh chính là ta. Ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1042, ác chiến nhân tộc thánh địa đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu chín 10 ở mỗi cuối chương 3. ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. V... Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ trước 1043, ma âm bà vàng. Vương Lân cũng không toàn lực thôi động thần hoàng chi dự, nếu không lấy thần hoàng chi dự tốc độ, phía sau hắn võ giả sợ là căn bản theo không kịp. Vậy hiển nhiên không phải Vương Lân muốn thấy kết quả. Tất nhiên nhân tộc thánh địa, phái ra nhiều như vậy cao thủ đuổi giết hắn, như vậy lần này hắn liền làm cho đối phương biết rõ, có ít người căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống nổi. Vương Lân không nhanh không chậm bay lựa lấy, hắn lần nữa tiến vào man hoang cổ lâm. Đi qua Vương Lân đoạn đường này giết tới về sau, man hoang trong cổ lâm yêu thú vừa mới cảm ứng được khí tức, chính là dọa đến lập tức bỏ trốn mất dạng vương lân lại bay vút hơn nghìn dặm khoảng cách về sau thân hình hắn bỗng nhiên một trận đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không ông ngong ngong vương lân vừa mới dừng thân hình nhân tộc thánh địa cao thủ liền đuổi đi theo bất quá lần này bọn họ không có ngây ngốc lần nữa đi vây quanh vương lân mà là ôm thành một đoàn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vương lân tiểu tử trốn chạy bản sự cũng không tệ sao không tiếp lấy chạy thanh niên áo trắng sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vương lân hắn mang theo trên trăm tên thánh cảnh cao thủ truy sát vương lân không nghĩ tới ngược lại bị vương lân giết mấy cái trong lòng của hắn tự nhiên phẫn nộ ngươi thật sự cho rằng ta là đang chạy trốn vương lân khỏe miệng lại là câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười khí ngược nhìn xem thanh niên áo trắng chẳng lẽ không phải sao thanh niên áo trắng nhướng mày hắn nhìn xem vương lân trên mặt cái kia nụ cười tự tin không biết vì sao trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác bất an nếu như ta cho ngươi biết ta mang theo các ngươi chạy đến nơi này chỉ là vì không tổn thương người vô tội ngươi tin không vương lân tự tiếu phi tiếu nói ha 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 thanh niên áo trắng nghe vậy lại giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng cười ha hả cười song sắc mặt hắn bỗng nhiên phát lạnh, nói lời này chính ngươi tin tưởng sao ta không quản các ngươi tin hay không không muốn chết lập tức rời đi vương lân bất dĩ vi như nói nói khoác mà không biết ngượng lên cho ta làm thịt tiểu tử này thanh niên áo trắng nghe vậy trong lòng càng là lên cơn giận dữ trong mắt hắn vương lân chỉ là một cái hạ phẩm thánh cảnh mà thôi coi như đánh bại mỹ cơ có chút bản lãnh nhưng là tại lợi hại cũng không khả năng là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ a à? vương lân nói như thế chính phải chính phải miệt thị hắn dầm 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 thanh niên áo trắng không tin những võ giả khác đồng dạng không đem vương lân để ở trong lòng trên trăm tên thánh cảnh cao thủ cơ hội tại đồng thời cổ động thể nội thánh lực phóng tới vương lân mà thanh niên áo trắng càng là một ngựa đi đầu mặt đối với liều lĩnh liều chết xung phong nhân tộc thánh địa võ giả vương lân nụ cười trên mặt cũng là từng chút từng chút thu liễm hắn thâm thuy trong con người hắn mang từng chút từng chút ngưng tụ đã như vậy vậy liền đi chết đi vương lân bình tĩnh mở miệng hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn một cỗ cổ điện mênh mông khí thức từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra đông như ẩn như hiện ở giữa tựa hồ có mênh mông tiếng trung vang lên ngay sau đó một tôn đen nhánh cổ trùng từ vương lân thể nội xung ra ma đạo tiên trung lúc này xuất hiện ở vương lân sau lưng rõ ràng là đế khí đạo ma tiên trung lúc trước vương lân được ma đạo tiên trung lúc la vô huyết thế nhưng là đã nói với hắn ma đạo tiên trung có thể phát ra ba loại tiếng trung đạo trung có thể tẩy cân phạt tủy tiên trung có thể chữa trị thương thế mà ma Chung một vàng lục thân không đến đạo nguyên thần thể cảnh giới người hẳn phải chết cho dù là đạo nguyên thần thể thu vi không đủ cũng sẽ trọng thương đặc biệt nhất là ma đạo tiên trung tiếng trung thế nhưng là không khác biệt công kích lúc này vương lân mặt đối với nhiều như vậy võ giả truy sát ma đạo tiên trung không thể nghi ngờ là tốt nhất sát khí đế khí ma đạo tiên trung vừa mới xuất hiện thanh niên áo trắng nụ cười trên mặt chính là trì trệ ở đây những võ giả khác đồng dạng sắc mặt đại biến ha ha dĩ nhiên là đế khí trên người ngươi lại có đế khí là của ta đều là của ta thanh niên áo trắng tại ngắn ngủi thất thần về sau ánh mắt trở nên tham lam vô cùng gần như điên cuồng gào ghét đế khí thế nhưng là thánh cảnh cao thủ cao nhất thần binh có một cái đế khí nơi tay cùng không có đế khí nơi tay thực lực có long trời lỡ đất khác nhau sở dĩ lúc này thanh niên áo trắng trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ đó chính là giết vương lân đến lúc đó ma đạo tiên trung liền là của hắn rồi giết giết hắn cho ta thanh niên áo trắng giống giận thể nội thánh lực cũng là bị hắn thôi động đến cực hạn không biết sống chết nhìn thấy thanh niên áo trắng điên cuồng bộ dáng vương lân ánh mắt cũng là càng càng lạnh lùng trong cơ thể hắn thánh lực quét sạch ở giữa hóa thành một chỉ quyền ấn hướng về phía chìm nổi ở trong hư không ma đạo tiên trung hung hăng rơi đập xuống ma trước dập đầu ba ngàn năm quay đầu hồng trần không làm tiên Mên mông tiếng trung vang lên ẩn chứa một loại đặc thù ý vị quét sạch mà ra trong lúc nhất thời một cỗ sức mạnh huyền diệu lấy ma đạo tiên trung làm trung tâm bao la tùy ý đồng dạng quét sạch thập phương toàn bộ thiên địa đều bị tiếng trung tràn ngập phốc 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 tiếng trung quét sạch mà qua những cái kia sông giết đi lên võ giả động tác cũng là bỗng nhiên chỉ trệ tiếp theo bọn họ tất cả đều phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1043, ma âm ba vàng đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương 1044, ta còn muốn giết ngươi thanh niên áo trắng xa, xa xa nhìn chằm chằm vương lân trong mắt tràn ngập nồng nặc khủng bố tiểu tử ngươi lại dám giết ta nhiều như vậy môn nhân ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận vương lân nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng ta sẽ hối hận hay không ngươi sợ là không thấy được thanh niên áo trắng biến sắc ngươi còn muốn giết ta có vấn đề sao vương lân cười nhạt một tiếng theo tay khẽ vây liền đem ma đạo tiên trung thu hồi ứng phó một cái thượng phẩm thánh cảnh hơn nữa còn là một cái bị thương thượng phẩm thánh cảnh hắn căn bản cũng không cần vận dụng ma đạo tiên trung vũ hồn tiêu đốt thanh niên áo trắng trong mắt ý sợ hai loại lên lại là bỗng nhiên cản rằng sau một khắc phía sau hắn một cái màu trắng cự viên hư ảnh nổi lên ông ngong ngong cự viên hư ảnh vừa mới xuất hiện liền cháy hừng hực lên vương lân nhưng lại khẽ giật mình không nghĩ tới tên này hội dứt khoát như vậy thiêu đốt vũ hồn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lúc này thanh niên áo trắng sớm đã bản thân bị trọng thương nếu như không thiêu đốt vũ hồn chờ đợi hắn chỉ có đường chết một đầu mà thiêu đốt vũ hồn hắn chỉ ít còn có một chút hy vọng sống ta xem ngươi giết thế nào ta thanh niên áo trắng gầm thét ở giữa thể nội thánh lực không ngừng kéo lên cái kêu mênh mông khí tức cực kỳ bức nhân Và anh thanh niên áo trắng xuất thủ trong cơ thể hắn thánh lực phun trào ở giữa hóa thành một đạo đạo xích xuyên thủng thương cung hướng về phía vương lân đâm xuống Vương Lân nhìn lướt qua những cái kia xiềng xích, lại là không khỏi cười một tiếng. Thanh niên áo trắng trước đó bị thương rất nặng, hiện tại cho dù thiêu đốt vũ hồn, thực lực cũng liền tại trung phẩm thánh cảnh, cùng thần thanh không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, Vương Lân đều không cần ra tay toàn lực, liền có thể giải quyết. Vậy ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Vương Lân cười nhạt một tiếng ở giữa, nắm đấm bông nhiên một nắm, lục thân chi lực bộc phát ở giữa sao, nắm đấm như là giận giống như long vậy oanh ra. anh! Đáng sợ quyền kình quét sạch mà ra, dễ dàng liền đem đẩy trời xiềng xích đánh gãy. Ngong ngong Xiềng xích đứt gãy ở giữa, minh ngông thánh lực mang bọc lấy quyền kình hung hăng quẩn lớn ra cuối cùng nặng nề đánh vào thanh niên áo trắng trên ngực a à, thanh niên áo trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương thân hình bay ngược mà ra đụng nát mấy chục cây đại thụ sau sau mới rơi trên mặt đất lại còn không chết vương lân nao nao hắn phát hiện thanh niên áo trắng thụ hắn một quyền về sau cũng chỉ là khí tức bề ngoài cũng không chết đi cũng là tốt vương lân thân hình thoát một cái xuất hiện ở thanh niên áo trắng trước người một tay lấy hắn xách lên nói đi các ngươi nhân tộc thánh địa đến cùng muốn làm gì vương lân ngữ khí lạnh như băng nói ra ha ha ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả à? ta là sẽ không nói cho ngươi biết thanh niên áo trắng điên cuồng cười to đồng thời không ngừng ho ra máu cuối cùng trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một loại khí tức nguy hiểm Thử! vương lân lạnh rên một tiếng thiện tay liền đem thanh niên ném ra bên ngoài Với anh thanh niên thân trên không trung thân thể chính là ẩm vang nổ tung huyết nhục phi dương ở giữa kinh khủng khí lãng quét sạch từ phương vương lân tiện tay vung lên liền đem khí lãng ngăn trở xem ra cái kia vô cực trí tôn là quyết tâm muốn cùng ta là địch vương lân hai mắt khẽ hít một cái trong mắt hàn ý cũng là vào lúc này nồng đậm đến cực hạn nghĩ tới đây Vương Lân không trần chờ nữa, thân hình thoát một cái ở giữa, lại là không có ý định đi vòng, mà là thẳng đến nhân tộc thánh địa ở tại thành trì bay đi. Vương Lân đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, trong cơ thể hắn thánh lực quấn một cái, giống như tiếng sét đánh thanh âm, chính là ẩm vang truyền ra. Nhân tộc trong thánh địa, ai có thể làm chủ, cút ra đây cho ta. Vương Lân lời nói, cuốn cuộn truyền ra, cả nhân tộc thánh địa đều vào lúc này sôi trào, từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ từ nhân tộc trong thánh địa xông lên trời không. Thứ đâu tới đồ đần, lại dám đến nhân tộc thánh địa gây chuyện, thứ không biết chết sống, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho người khỏi chết từng đạo từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên từng đạo từng đạo quang ảnh từ nhân tộc trong thánh địa xông ra trong đó thình lình có bốn vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cái khác thánh cảnh cao thủ càng là nhiều đến mấy trăm người nhiều như vậy cao thủ tề tụ một đường đem vương lân vây quanh loại kia khí tức kinh khủng đủ để cho thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cũng vì đó sợ hãi bất quá vương lân cũng không đệ bụng có đạo ma tiên chung nơi tay hắn căn bản là không sợ quần đầu để cho vương lân có chút kiên kỵ là thanh âm hắn vừa mới chuyển ra thời điểm người ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một ta còn muốn giết ngươi đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng trường trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước một gặp chiêu pha chiêu ha 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 huyết vô ý nghe vậy lại là không khỏi đắc ý cười ha hả ma đạo tiên trung sát thực rất mạnh ma âm một vàng ở đây có thể ngăn lại được sợ là chỉ có lao phu một người nhưng vậy thì tính sao huyết vô ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vương lân đối với nhân tộc thánh địa những võ giả khác tính mệnh tựa hồ một chút cũng không quan tâm mà nhân tộc thánh địa những võ giả khác nghe vậy nguyên một đám trong lòng cũng là máy động. nguyên bản hắn chúng ta đối với vương lân có thể đánh giết bạch tâm đám người sự tình, còn hơi nghi ngờ nhưng là bây giờ huyết vô ý tựa hồ là xác định việc này liền xem như cả nhân tộc thánh địa võ giả vì vậy mà chết ngươi cũng không quan tâm vương lân lông mày không khỏi những một cái hắn nói nội dung chính cả nhân tộc thánh địa trong đó tự nhiên có hù dọa ý nghĩa nhưng là có vẻ như đối phương căn bản là không quan tâm a à. đương nhiên không quan tâm đem ngươi mang về là đến tôn đại nhân tự mình ra lệnh bọn họ ai dám vi phạm hơn nữa chỉ cần có thể đưa ngươi cầm xuống đến lúc đó thánh chủ đại nhân đem ban cho ta đế phẩm công pháp nhìn qua tiến nhập thánh cảnh ở trong tầm tay vì thành theo ta trí tôn mộng tưởng hy sinh những người này thì thế nào huyết vô ý chẳng hề để ý nói nhân tộc thánh địa những võ giả khác sắc mặt thì là vào lúc này biến đến vô cùng khó nhìn lên ngươi tốt thật là quá vô sỉ vì mình thành tựu trí tôn vâng ý mà thanh nguyên kéo mình người chịu chết vương lân lúc này đã bó tay rồi huyết vô ý ý nghĩ quả thực là có chút phát rộ vẫn là câu nói kia chỉ cần có thể tu thành trí tôn cảnh lại không hổ thẹn lại như thế nào huyết vô ý lơ đến nói vương lân khẽ lắc đầu ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía các ngươi cũng nghe được bản hoàng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội không muốn chết lập tức rời đi nếu không đừng trách ta không khách khí vương lân mặc dù giết chóc vô số nhưng là để cho hắn thực diệt nhân tộc thánh địa hắn thật sự chính là có chút không hạ thủ được dù sao ở đây rất nhiều người chỉ là phụng mệnh hành sự tội không đáng chết coi như lúc trước vương lân diệt cơ ra cũng không đem cơ ra đuổi tận giết tuyệt cơ ra ở tại trong thành trì vô tội võ giả vương lân nhưng là một cái chưa giết thánh chủ đại nhân ngượng ngùng thuộc hạ có thể không muốn uổng phí chịu chết một tên thượng phẩm thánh cảnh cao thủ mà nói không chút do dự xoay người rời đi hắn cũng đã được nghe nói ma đạo tiên trung truyền thuyết biết rõ ma âm uy lực kinh khủng không muốn chịu chết ngươi dám phản bội đến tôn đại nhân sao huyết vô ý tao mày nói đến tôn đại nhân nhưng không có cho chúng ta hạ mệnh lệnh tên tia thánh cảnh cao thủ cũng không quay đầu lại rời đi có người đầu tiên rời đi tự nhiên là sẽ có người phụ họa rất nhanh không chung hơn ngàn thánh cảnh cao thủ liền đi hơn phân nửa hơn nữa trong thành trì võ giả hiển nhiên cũng là nghe được vương lân hóa thành một đạo đạo lưu quang trốn hướng phương xa hơn ba trăm người sao vương lân lẳng lặng trở lấy mà lúc này có chút huyết vô ý tử trung thủ hạ ý nguyên lưu ở nơi đây trong đó có ba tên thượng phẩm thánh cảnh cao thủ xem ra các ngươi cũng là một lòng muốn chết vương lân khỏe miệng có chút dương lên trong mắt lóe lên vẻ sắc ý cơ hội hắn đã cho ra nhưng là đối phương cũng không chân quý thì nên trách không thể hắn lên cho ta ma đạo tiên trung uy lực mặc dù mạnh nhưng là thúc động nhưng cũng cực kỳ hao phí tu vi ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể thôi động mấy lần huyết vô ý lạnh rên một tiếng nói giết nhân tộc thánh địa võ giả nghe vậy vội vàng phụ họa đồng thời nguyên một đám võ giả trong mắt cũng là hiện lên một màn điên cuồng chi ý bọn họ không có nửa phần e ngại dĩ nhiên là vọt thẳng hướng vương lân từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ quét sạch ở giữa làm người sợ hãi dầm 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 hơn ba trăm tên võ giả cách thật xa liền thôi động thánh lực thi triển thần thông hướng về phía vương lân liều chết xung phong ha ha vương lân mặt đối với công kích đáng sợ như thế sắc mặt lại là không thay đổi chút nào thân hình khẽ động ở giữa lại là bỗng nhiên chui vào ma đạo tiên chuông bên trong đông 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 từng đạo từng đạo thần thông ầm vang rơi xuống đục vào ma đạo tiên trung phía trên ma đạo tiên trung lập tức vang lên cổ điện trầm thấp tiếng trung ma trước dập đầu ba ngàn năm quay đầu hồng trần không làm tiên ma âm vang vọng ở giữa kinh khủng sóng âm như thủy triều quét sạch tứ phương vô số thần thông bị thần thông xé rách lui huyết vô ý thanh âm lạnh lùng vang lên những cái kia võ giả thì là cực kỳ ăn ý đồng thời rút lui rất nhanh chính là thối lui ra khỏi ma âm phạm vi bao phủ ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bốn mươi lăm gặp chiêu phá chiêu đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn bốn mươi sáu trận chiến mở màn thánh chủ huyết vô ý ngay vậy trong mắt sát ý càng là nồng đậm vương lân năng lực khôi phục còn có tốc độ phi hành đều vượt ra khỏi hắn bất ngờ dẫn đến nhân tộc cao thủ thánh địa tử thương tham trọng bất quá cái này cũng khơi dậy huyết vô ý ý quyết giết nếu như hắn không thể đem vương lân cầm xuống vô cùng hậu hoạn không nói hơn nữa vô cực trí tôn bên kia một khi trách tội xuống trí tôn lựa giận hắn có thể không chịu nổi nguyên bản ta còn muốn thả ngươi một con đường sống nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý tin tưởng đem thi thể của ngươi giao cho đến tôn đại nhân hắn hẳn là biết hài lòng hơn huyết vô ý nhìn xem mặt mỉm cười vương lân ngự khí cũng là lạnh leo đến cực hạn ta không nghĩ như vậy à ta đang nghĩ nếu như ta nếu như giết người vô cực trí tôn lão già hoặc kia không biết hội sẽ không đau lòng vì đâu vương lân nghiền ngẫm cười nói ngươi có bản lãnh này sao huyết vô ý trên khuôn mặt giàn mua lúc này bởi vì phẫn nộ đã giữ tận vặn vẹo ở một chỗ sao sau một khắc trong cơ thể hắn thánh lực cầm vang bộc phát ầm ầm thánh lực quét sạch ở giữa giống như đại dương quét sạch thương cung mà ở thánh lực bên trong tựa hồ có từng đạo tại xuyên toa kinh khủng thánh chủ huy áp vào lúc này tràn ngập hư không tựa hồ liền hư không đều bởi vì không chịu nổi mà rung động ầm ầm ngược lại là có chút bản sự vương lân cười nhạt một tiếng cái này huyết vô ý thực lực không kém ma yêu thánh chủ so với vương lân trước đó gặp phải hóa thân của đạo trời cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi tiểu tử khẩu khí cũng không nhỏ hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh như thế hội rất vô vị huyết vô ý giữ tận cười một tiếng ở giữa bao phủ hư không thánh lực như là sôi trào lên mà ở thánh lực bên trong hư ảnh vờ ơ y mà từng điểm từng điểm dung hợp lại cùng nhau hóa thành một tôn màu xanh biết cự nhân hình người vũ hồn huyết vô ý dĩ nhiên là thân có hình người vũ hồn khó trách hội có tu vi như thế lục xác cự nhân tản mát ra khí tức kinh khủng cái kia hung ác điên cùng dáng vẻ xem xét liền không dễ chọc vũ hồn cũng không phải chỉ có người mới có vương lân bình tĩnh nhìn lục sắc cự nhân trong cơ thể hắn thánh lực quấn lên ở giữa thần ma vũ hồn từ sau lưng của hắn nổi lên ầm ầm vương lân phía sau khôi ngô cao lớn vũ hồn vừa ra chính là có phách tuyệt thiên địa khí thế mở ra loại kia thần ma chi uy khắc huyết vô ý trong lòng cũng là nhảy một cái mà lúc này may mắn còn sống nhân tộc thánh địa võ giả đều có huyết sợ hãi nhìn chằm chằm thần ma vũ hồn thằng đến lúc này bọn họ mới hiểu được vương lân coi như không sử dụng ma đạo tiên trung cũng có được cực kỳ kinh khủng thực lực hào nhoáng bên ngoài huyết vô ý trong lòng sợ hãi đồng thời trong đôi mắt giàn mua hiện lên một vòng hắn ý giết huyết vô ý gầm thét ở giữa hai tay của hắn bỗng nhiên kết tấn chỉ thấy sau lưng hắn lục sắc cự nhân thân hình khẽ động ở giữa liền là hướng về phía vương lân trùng sát mà ra lục sắc cự nhân lực lượng cực kỳ quỷ dị trùng sát ở giữa từng đạo từng đạo lục sắc sợi tơ từ trong cơ thể hắn xuyên thủng mà ra hóa thành một tấm vong lớn hướng về phía vương lân thẳng vào mặt bao phủ xuống mà những cái kia lục sắc sợi tơ ẩn chứa cực kỳ lực lượng quỷ dị vờ y mà đem hư không đều ăn mòn ra từng đạo từng đạo mẹo đường vân đến chấn hồn vương lân nhẹ hư một tiếng phía sau thần ma vũ hồn hai chân bỗng nhiên một trận như là như đạn pháo xung ra anh vâng thần ma vũ hồn cùng bạo đấm ra một quyền đáng sợ quyền tình quần bạo hùng hồn hung hăng trùng kích tại lưới lớn phía trên dễ dàng liền đem lục sắc lưới lớn xe rách đông thần ma vũ hồn từ tê liệt cự trong lưới xông ra có lực bàn chân nặng nề đạp ở lục sắc cự nhân trên ngực lục sắc cự nhân cơ hồn là lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra còn chưa rơi xuống đất chính là trên không trung nổ tung cái gì huyết vô ý khiếp sợ nhìn xem thần ma vũ hồn phải biết hắn vũ hồn thế nhưng là hình người vũ hồn chiến lược cực kỳ cường hành nhưng là tại thần ma vũ hồn trong tay lại là liền thời gian một hơi thở cũng đỡ không nổi Ngươi loại rác dưới này vũ hồn, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ." Vương Lân Đạm Mạc cười một tiếng ở giữa, thần ma vũ hồn thân hình xoay một cái, lại là xông về huyết vô ý. "Cút cho ta." Huyết vô ý gầm thét ở giữa, bao phủ tứ phương thánh lực, điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành dòng lũ, hung hăng cuốn về phía thần ma vũ hồn. "T t t." Huyết vô ý thánh lực, đồng dạng quỷ dị, ẩn chứa ăn mòn lực lượng, rơi vào thần ma vũ hồn bên trên, chính là chuyển đến âm thanh chói thai "Khá là quái dị, bất quá không có tác dụng lớn." Vương Lân khẽ lắc đầu, cũng lơ đếm, mà từ từ huyết vô ý biến sắc. N ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1046, trận chiến mở màn thánh chủ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 9 10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 1047, Trạm thánh chủ. Không, cái này đáng chết vũ hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyết vô ý hoảng sợ gầm thét, hắn đường đường thượng phẩm thánh cảnh cao thủ, bây giờ lại là bị một bộ vũ hồn áp chế thành dạng này lúc này hắn trong nội tâm không khỏi hiện ra một tia ý sợ hãi đáng chết là ngươi thần ma vũ hồn mở miệng lần nữa hai cánh tay hắn chấn động mạnh một cái ở giữa nắm đấm lần nữa bênh ra cùng bạo quyền kính như là tinh hà đồng dạng quần ra thần ma thí thiên quyền thần ma vũ hồn thanh âm bá đạo vang lên loại kia phách tuyệt thiên địa khí thế bị áp làm người sợ hãi ầm ừ, ầm thần ma vũ hồn hai tay bên trong từng đạo từng đạo quyền ấn hoành không mà ra mỗi một đạo đều có trọng thương thượng phẩm thánh cảnh uy năng chín đạo quyền ấn liên miên mà ra trực tiếp là sẽ rách hư không từ chín cái phương vị triệt để phong kín huyết vô ý tất cả tránh lùi phương hướng chí đạo quyền ấn đồng thời nghiền ép mà xuống loại kia bạo liệt khí tức khắc huyết vô ý lông tơ đứng đấy cảm thấy khí tức tử vong không ta sẽ không chết ta thế nhưng là sắp thành tiểu chí tôn cảnh người ta sẽ không chết ở chỗ này huyết vô ý không cam lòng gầm thét bất quá trong giọng nói lại mang theo vài phần tuyệt vọng sau một khắc trong cơ thể hắn thánh lực đều là đang lúc này cháy hực hừng hừng lên thiêu đốt thánh lực mà không phải thiêu đốt vũ hồn hiển nhiên huyết vô ý lúc này trong lòng còn có một tia hy vọng chạy trốn vương lân thấy thế khoe miệng lại là câu lên vẻ khinh thường ý cười nếu như huyết vô ý trực tiếp thiêu đốt vũ hồn có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng là bây giờ kết quả đã định trước dầm 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 kinh tiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đất trời quyền ấn nghiền ép ở giữa huyết vô ý thúc giục thánh lực như là giấy rán đồng dạng bị xé nứt ra hơn nữa từ kim sắc quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự quá bá đạo chẳng những xe rách huyết vô ý thánh lực còn trực tiếp ma diệt trong đó lực lượng ẩm chín đạo quyền ấn cơ hồ không phân trước sau trọng trọng đánh vào huyết vô ý trên lực vê huyết vô ý nhục thân đều vào lúc này từng điểm từng điểm băng liệt như là mạng nhện bị thương như vậy rậm rạp chẳng chỉ khuyết tán ra đợi quyền ý tiêu tán huyết vô ý sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh khí tức cũng là vào lúc này phải vải đến cực hạn ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm thần ma vũ hồn lúc này hắn thực do sợ hắn không nghĩ tới vương lân thực lực hội mạnh tới mức như thế bản tôn cũng không xuất thủ chăm chú là dựa vào vũ hồn liền đánh hắn không hề có lực hoàn thủ vương tha ta chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể tại đến tôn trước mặt đại nhân thay ngươi cầu tình huyết vô ý đầu độc nói ra ngươi có cái này năng lực sao vương lân nếp miệng lên một vòng đùa cợt ý cười bất quá nụ cười kia rơi ở trong mắt huyết vô ý lại là để cho hắn trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh giết thần ma vũ hồn là càng là dứt khoát bá đạo dậm chân tiến lên bàn tay tìm tòi liền đem huyết vô ý xách lên cái kia thì cùng chết ta huyết vô ý sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một màn điên cuồng chi ý liền muốn tiêu đốt vũ hồn bất quá lúc này đã chậm thần ma vũ hồn bàn tay chấn động liền đem trong cơ thể hắn vũ hồn chấn áp ngay sau đó thần ma vũ hồn có chút dùng sức liền đem huyết vô ý bóp máu thịt bé bét ngay cả thần hồn đều bị yên liệt lúc này bốn phía những người còn lại tộc thánh địa võ giả cũng là hoảng sợ nhìn chằm chằm vương lân nguyên một đám chật vật nuốt ngủ nước chết rồi huyết vô ý vậy mà liền chết như vậy huyết vô ý thế nhưng là thượng phẩm thánh cảnh chạm tới trí tôn cảnh bình phong tre chở cao thủ chỉ cần có đế phẩm công pháp tiến hành càng ngộ liền có thể bước vào trí tôn cảnh cường giả a kết quả là chết như vậy tại vương lân trong tay cháy mau nhân tộc thánh địa còn dư lại võ giả kịp phản ứng về sau lại là chạy từ phía huyết vô ý đều đã chết bọn họ tự nhiên không cần thiết lưu lại cùng vương lân cùng chết hơn nữa vương lân trong tay nhưng còn có ma đạo tiên trung loại này để khí bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của vương lân các ngươi chạy không được vương lân cười nhạt một tiếng lật bàn tay một cái như ý thần binh đã ra hiện tại trong tay hắn thí thần kiếm khí ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1047, nghìn thánh chủ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn chương 1048, những nơi đi qua không có một mặt cỏ nhân tộc thánh địa không hổ là bên trong huyền giới ba một trong những đại thế lực tài lực cực kỳ kinh người vương lân không có trước tiên tiến vào nhân tộc thánh địa vơ vét mà là trước tiên đem đánh chết võ giả cướp đoạt một phen vương lân trước đó vận dụng ma đạo tiên trung đánh chết một nhóm võ giả tại ma đạo tiên trung ma âm phía dưới võ giả nhục thân đều không chịu nổi thú chi là không gian nạp khí loại này cấp bậc thấp thần binh cho nên có thể bảo tồn lại không gian nạp khí chỉ có bị vương lân lấy kiếm khí chém giết võ giả mới có còn thừa số lượng không nhiều chỉ có mấy chục miếng nhưng là hắn bên trong tài phú lại cực kỳ đáng sợ vẹn vẹn là huyền tinh cộng lại liền có mấy chục triệu còn có đủ loại thần binh võ kỹ đang dược không thiếu gì cả hơn nữa những thứ này đẳng cấp cũng là không thấp dù sao có thể bị thánh cảnh cao thủ nhìn trong mắt đồ vật tuyệt đối sẽ không quá phổ thông về sau vương lân mới tiến vào nhân tộc thánh địa trên đường phố rộng rãi cửa hàng san sát bất quá vì vì nhân tộc thánh địa võ giả chết thì chết trốn thì trốn đồ vật bên trong tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ vương lân tại đến thánh chủ phụ đệ trước đó liền vơ vét trên trăm nhà cửa hàng bên trong đủ loại bảo vật vô số vương lân bất luận tốt xấu toàn bộ dọn đi về sau vương lân mới cảm thấy phụ thành chủ kiến tạo cực kỳ hùng vĩ thánh chủ phụ đệ linh dược linh hoa vô số kể tiểu thất những cái này linh hoa đều là đồ ta có thể thu đi không vương lân hai mắt lóe ánh sáng nói dù sao đây chính là thánh chủ phụ đệ bên trong trồng linh dược đẳng cấp cực cao có thể luyện chế đẳng cấp cao linh dược bất quá rất nhiều dược liệu niên phân không cao hiện tại thu lấy khó tránh khỏi có chút đáng tiếc tiểu chủ nhân trí tôn võ thần hệ thống bên trong trước kia cũng là có một khối ruộng thuốc chẳng qua là ban đầu đều bị lao chủ nhân luyện chế ra một nhóm đăng dược giấu tại hệ thống bên trong xem như tiểu chủ nhân ban thưởng đằng sau bởi vì tiểu chủ nhân thực lực không đủ sở dĩ một lần nữa trồng trồng linh dược nơi này các loại linh dược cấp đều là không sai tiểu chủ nhân đại khái có thể đem cả khu vườn thuốc thu đến hệ thống bên trong tiểu thất cười nói như thế rất tốt rất tốt ta vương lân đại hỷ thể nội thánh lực oanh minh ở giữa lan tràn mà ra chui xuống mặt đất sau nửa ngày cả vùng dược điển oanh minh bên trong kiên quyết mà lên bị vương lân thu nhập hệ thống bên trong những nơi đi qua hoang tàn ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật lâu chưa làm qua loại chuyện như vậy vương lân vỗ tay một cái tiếp tục vơ vét phàm là vương lân để mắt đồ vật toàn bộ thu lấy ngay cả chất liệu đặc thù cột đá vương lân cũng là không có bông tha dù sao những thứ này chất liệu cũng là vô cùng tốt chỉ cần hơi luyện hóa cái kia chính là từng bộ từng bộ phẩm cấp không thấp thần minh về sau vương lân mới tiến vào thánh chủ phủ đệ bên trong tàng bảo khố nhân tộc thánh chủ tự nhiên tại tàng bảo khố bên ngoài bố trí cấm chế bất quá ở luân hồi chi nhàn dưới cấm chế cũng là thùng rông tiêu to bị vương lân tiện tay phá vỡ Là vương lân tiến vào tàng bảo khố thời điểm cũng là nho nhỏ chấn kinh rồi một cái tàng bảo khố trung gian là trồng chất như núi huyền tinh hai bên thì là hai hàng chế tạo cực kỳ tinh xảo giá đỡ phía trên trưng bảy thần binh đang ăn dược vương lân nhìn sơ một chút không khỏi có chút thất vọng tàng bảo khố bên trong thần binh tốt nhất mới cổ khí cấp bậc đế khí một kiện đều không có bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu như nhân tộc trong thánh địa có đế khí sợ là sớm đã bị huyết vô ý lấy ra thất vọng thì thất vọng bất quá đây đối với vương gia mà nói đã là cực kỳ phong phú nội tình vương lân tự nhiên là toàn bộ thu hồi cướp sạch tàng bảo khố về sau vương lân lúc này mới hài lòng rời đi tiểu chủ nhân trực tiếp tiến về ma yêu núi đi lấy vô cực trí tôn tính cách sợ là đã triệu tập nhân mã ở nơi đó chờ ngươi tiểu thất nghiêm túc nói rốt cục phải đi sao vương lân hai mắt cũng là vào lúc này có chút nhau lại đây chính là một vị trí tôn cảnh cao thủ đàn chờ hắn a hơn nữa trừ bỏ vô cực trí tôn bên ngoài lúc này ma yêu bên kia núi sợ là còn có không ít tại hai vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ đang chờ hắn hơn nữa cái kia thực lực của hai người tất nhiên là đụng chạm đến trí tôn cảnh bình phong che chở tồn tại thực lực tuyệt đối không kém gì huyết vô ý vậy liền để ta xem một chút trí tôn cảnh cao thủ rốt cuộc là có bao nhiêu bản sự a à? vương lân trong lòng chiến ý phồng lên ở giữa thì là phi thân lên hướng ma yêu núi vị trí lao đi để cho vương lân có chút ngoài ý muốn là hắn đoạn đường này bước đi lại là không còn có gặp được cản đường chủ nhân hơn nữa rất nhiều thành trì liền tăng bảo khố đều bị lấy sạch võ giả càng là một cái không có N ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1048, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu chín 10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 1049, Vương Kỳ tương trợ. Ta đánh ba cái, còn dư lại hai cái giao cho ngươi. thân ma vũ hồn bình tĩnh mở miệng, hắn thân thể cao lớn hơi trao đảo một cái ở giữa, lại là hóa thành bình thường lớn nhỏ, Ráng người tướng mạo cơ hồ cùng vương lân không khác, cũng được, bất quá tiên kia nhất định phải giao cho ta. vương lân điểm thẳng cầm đầu trung niên nam tử, thực lực của đối phương, sợ là đã siêu việt huyết vô ý, không còn lúc trước vương lân gặp phải hóa thân của đạo trời phía dưới. vương minh, lần này ngươi chỉ sợ là phải thất vọng, bởi vì hắn đã bị bản thiếu gia coi trọng, ngươi chính là khắc tìm một cái đối thủ a. À? nhưng vào lúc này, một đường hí ngược thanh âm xa xa chuyển đến, sau một khắc một đường tuấn giật thân ảnh đã xuất hiện ở vương lân bên người. là ngươi, ngươi làm sao ở nơi này? nhìn thấy đối phương, vương lân không khỏi có chút mắt trợn tròn bởi vì người tới thế nhưng là vương lân người quen hơn nữa có thể nói đối phương có thể là cho vương lân trợ giúp không ít vương kỳ không sai chính là vương kỳ vương lân làm sao đều không nghĩ tới vương kỳ vậy mà biết xuất hiện ở đây hơn nữa vương kỳ thực lực vợ ơ y mà đồng dạng đạt đến thượng phẩm thánh cảnh cảnh giới khí tức so với cái kia người đàn ông tuổi trung niên đến cũng là không kém mảy may vương lân bản thiếu ra thế nhưng là cố ý chạy đến giúp ngươi có phải hay không rất cảm động vương kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương lân nói vương lân hơi bị môi ta xem ngươi là đến ngồi thu ngư ông thủ lợi a bản thiếu gia không ngơi nghĩ như vậy không chịu nổi mạnh nhất tên kia giao cho ta còn dư lại bốn cái giao cho các ngươi vương kỳ khinh thường nói vương lân như có điều suy nghĩ quét vương kỳ một chút trầm ngâm mở miệng nói được bất quá ngươi muốn là đánh không lại ta cũng không có tinh lực cứu ngươi ha ha bản thiếu gia xuất thủ còn cần đến ngươi cứu vương kỳ cười lạnh một tiếng đã dậm chân mà ra ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cầm đầu nam tử cầm đầu nam tử lúc này sắc mặt đã triệt để lạnh xuống vẫn còn có giúp đỡ bất quá hôm nay nếu đã tới ngươi cũng không cần đi thôi cầm đầu nam tử chính là trước đó vô cực trí tôn nhắc tới long giác long Đạo thánh chủ ha ha ngươi muốn là có thể giết bản thiếu gia bản thiếu gia theo họ ngươi vương kỳ khinh thường cười to nói trương dương mà làm cản không có quy tắc liền bằng ngươi cũng có tư cách cùng thánh chủ đại nhân giao thủ ta tới làm thì ngươi long giác còn không nói chuyện bên cạnh hắn một nữ tử lại là khẽ kêu một tiếng dẫn đầu xông ra lan bản thiếu gia không đánh nữ nhân vương kỳ nhúng mày tiện tay vung lên một đường thánh lực như là giống như giải lụa quần lớn ra quần ở đối phương trên bờ eo đống nhiên hất lên liền đem đối với mới ném ra ngoài ngươi ngươi không phải đối thủ của hắn giao cho ta a à. nữ tử kia còn muốn ra tay cũng là bị long giác trầm rộng cắt ngang, vương kỳ xuất thủ mặc dù đơn giản, nhưng là loại kia đối với thánh lực vận dụng, lại là để cho long giác có loại kinh hãi cảm giác. Long giác, không cần nói nhảm, cùng tiến lên, năm đánh ba, ta cũng không tin đánh không lại. một người khác mở miệng, nữ khí lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. với anh, đối phương tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, năm đạo minh công áp, chính là ầm vang một phát, thánh lực quét sạch ở giữa, thiên địa lay động. năm vị thượng phẩm thánh cảnh xuất thủ, uy năng thật là kinh người. nhưng là vương lân vương kỳ còn có thần ma vũ hồn, sắc mặt lại là thủy chúng không thay đổi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. ầm ầm năm người gần như đồng thời xuất thủ năm lớn thượng phẩm thánh cảnh hai tay kết tấn ở giữa năm đạo thần thông nối liền trời đất mang bọc lấy hủy thiên diện địa huy áp đánh phía vương lân ba người yếu thật sự là có yếu vương kỳ rất trương dương thân hình hắn lố éo ở giữa chính là tại biến mất tại chỗ không gặp đợi hắn lại xuất hiện về sau đã xuất hiện ở long giác thúc dục thần thông phía trước đông vương kỳ đấm ra một quyền, hung hăng nện ở thần thông phía trên hắn thân thể trong cơn chấn động lảo đảo rút lui mà long giác thúc giục thần thông hách nhưng đã bị đánh tan không gian chi lực đạo nguyên thánh thể vương lân cũng là nao nao không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp vương kỳ thực lực vờ ơ mà đã xảy ra to lớn như thế biến hóa chúng ta cũng ra tay đi vương lân cùng thần ma vũ hồn lướt nhau thân hình một vòng ở giữa chính là một tả một hữu liền xông ra ngoài thần ma vũ hồn thế công hoàn toàn như trước đây cường thế hai tay như giống như long vậy vũ động Mênh mông quần ý quét sạch mà ra chấn động tiến vũ ầm ầm quần ý nghiền ép ở giữa vỡ nát thương vũ đem hai lớn thượng phẩm thánh cảnh cao thủ thần thông yên diện mà lúc này vương lân cũng là đã vọt tới hai vị khác thượng phẩm thánh cảnh cao thủ bên cạnh nhục thân chi lực bộc phát ở giữa thần ma ấn cựu trọng mở ra đối thủ của hắn thế nhưng là hai lớn thượng phẩm thánh cảnh lấy một chọi hai vương lân cũng không dám chút nào lòng kinh thường nếu không lật thuyền trong mương việc vui coi như ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1049, vương kỳ tương trợ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trẻ xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. trước 1050 trước trạm bạch long, giống, bạch long cũng là vào lúc này giống giận gào thét lấy, long trong mắt mang theo cuồng bạo hung lệ khí tức. bạch long há miệng ở giữa, lực lượng kinh khủng tại trong miệng nàng hội tụ, cuối cùng một đạo cự đại long viêm, chính là đốt sập hư không đồng dạng, hướng về phía vương lân đánh tới. long viêm những nơi đi qua, hư không sụp đổ và mèo, uy thị khủng bố dọa người. vương lân ánh mắt cũng là vào lúc này đống nhiên ngưng tụ, nhất thanh nhất bạch hai cái cự long, thực lực mặc dù không tốt lắm, nhưng là loại này long viêm công kích, nhưng lại khá là đáng sợ. Bất quá đối phương dám ở trước mặt mình đổ lửa, Vương Lân trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Ngự Hỏa Quyết. Vương Lân hai tay kết tấn, từng đạo từng đạo huyền diệu thủ quyết từ đầu ngón tay hắn ra. Hiu hiu hiu, Ngự Hỏa Quyết vừa ra, lập tức xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy cái kia một đoàn to lớn long viêm bên trong, ánh lửa hóa thành tỉ mị sợi tơ, hướng Vương Lân lòng bàn tay hội tụ, không đến nửa ngày, nguyên bản khí tức kinh khủng long viêm, chính là hóa thành hỏa diễm dây lụa tại Vương Lân quanh thân lượn lờ. Trả lại cho ngươi. Vương Lân lạnh lùng cười một tiếng, thủ quyết mãnh liệt biến hóa, hỏa diễm dây lụa tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một quả cầu lửa bị vương lân hung hăng ném ra hướng về phía bạch long gào thét đi ầm ầm tại vương lân ngự hỏa quyết dưới thao túng long viêm uy vi lực tựa hồ cũng mạnh mẽ rất nhiều hỏa cầu những nơi đi qua hư không cũng là bị thiêu đốt ra một đầu đen nhánh hư vô thông đạo hống 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 bạch long tựa hồ cũng bị giật nảy mình long khu đong đưa ở giữa chính là há miệng đột xuất một cây long rác Ong long 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 rác vừa ra chính là buộc phát ra kinh khủng long uy quang mang văn trượng hướng về phía hỏa cầu hung hăng nện xuống ẩm hỏa cầu tại bạch long dưới một kích này chính là ẩm vang nổ tung kinh khủng hỏa diễm phương tây bắc phương trong thiên địa nhiệt độ đều là đang lúc này đống nhiên tăng lên. Ông mà Thanh Long đợt thứ hai thế công cũng là vào lúc này bộc phát, một cây rồng màu xanh sừng trực tiếp đánh tới hướng Vương Lân phía sau lưng. Lan. Vương Lân bỗng nhiên trở lại, lục thân chi lực bộc phát ở giữa, đấm ra một quyển hung hăng nện ở Long giác phía trên. Đông. Kinh Thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đất trời, mênh mông lực lượng như là sóng lớn đồng dạng, đánh ra hư không, thiên địa oanh minh. Hừ. Vương Lân kêu lên một tiếng đau đớn, có chút lùi lại, trên nắm tay truyền đến đau đớn kịch liệt, mà Long giác càng là đang lúc này bay ngược mà ra. Hống 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 thanh bạch song long hung lệ gào thét hai cây long rác lần nữa ném ra không gian pha thoái phong bạo quét sạch thanh bạch song long đằng đằng sắc khí thôi động long rác công kích loại kia đáng sợ hung lệ khí tức mang theo diện thế cuồng bạo ý chí mặt đối với hai cái sừng giống giác công vương lân ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng lên trong tay hắn như ý thần bình bỗng nhiên trong lúc huy động từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve ánh kiếm màu đỏ ngòm quét sạch mà ra hiu 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 dòng giã ba mươi sáu đạo kiếm quang tạo thành kiếm trận quét sạch lại là nhất cử đem hai cây long rác toàn bộ bao phủ trong đó tại thanh bạch song long ánh mắt hoảng sợ bên trong ba đạo kiếm khí từ long giác bên trên qua lại phách chạm dầm 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 kiếm khí cùng long rác va chạm buộc phát ra kinh khủng mỹ năng dư ba giống như là biển gầm quét sạch tứ phương mà sức chấn động kia trùng kích tại ma yêu núi bên trên cũng là bị một cỗ lực lượng kỳ dị viên bi giết thanh bạch song long lướt nhau lại là không sợ chết xông vào trong kiếm trận ý đồ lấy khổng lồ long khu nghiền nát kiếm khí màu đỏ ngọn. đinh 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 kiếm khí màu đỏ ngọn phách chạm tại long khu phía trên sắt thép va chạm thanh âm vang vọng đất trời thanh bạch song long trên thân thể xuất hiện tinh tế dày đặc vết thương hống 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 thanh bạch song long phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương lần nữa hóa thành nhân hình bọn họ bàn tay bỗng nhiên chộp vào long rác bên trên, cầm trong tay long rác rơi đập hai lần. Vô vâng. Long rác vung ra ở giữa, khắp thiên long ảnh cuốn qua, mỗi một đạo long ảnh đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Giết. Vương Lân ánh mắt băng lãnh, trong tay như ý thần bình thoải mái cuộn cuộn khí tức sát phạt, từng vòng từng vòng huyết sắc gợn sóng khuyết tán ở giữa, để cho Vương Lân nhìn qua, giống như một chỉ giết giết tu la đồng dạng. Đông. Vương Lân hai chân tại hư không một chút, phía sau thần hoàng chi dực trong cơn chấn động, chính là phóng tới thanh bạch song long. Thanh bạch song long bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Vương Lân, nhưng là hai người liên thủ nhưng cũng không dễ dàng như vậy chấm giết. Vâng. Vương Lân thôi động kết giới chi lực, điên cuồng tràn vào như ý thần binh bên trong, như ý thần binh đỏ thâm như máu, đem hư không cũng là tuyển nhiễm thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Âm ầm ngươi nhìn trí Tôn Võ Thần hệ thống chương 1050, trước trạm Bạch Long đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát trí Tôn Võ Thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 9 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ Trước một lại chém thanh long Người. thanh long trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi vương lân cường đại nằm ngoài dự liệu của nàng hắn nhìn về phía long giác còn có hai người khác phương hướng ý đồ cầu cứu nhưng là rất nhanh nàng liền tuyệt vọng long giác bên kia nhưng lại còn tốt cùng vương kỳ đánh cực kỳ lửa nóng nhưng là trong thời gian ngắn căn bản là phân không ra thắng bại không quản được nàng mà hai người khác tại thần ma vũ hồn bên trong lại là hoàn toàn ở vào hạ phòng mặc dù không người chết nhưng là cũng liền miễn cưỡng tự vệ mà thôi người giết không được ta thanh long không cam lòng giống giận nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên nhoáng một cái lại là vọt thẳng hướng vương lân trong tay long giác như là gió táp mưa rào đồng dạng hướng về phía vương lân nện xuống phải không vương lân nghiền ngẫm cười một tiếng trong tay như ý thần bình không ngừng huy chạm cùng long giác vánh liệt đối quanh cùng một chỗ mỗi một lần va chạm thanh long đều sẽ chật vật rút lui mà cánh tay nàng huyết nhục đã sớm bị vỡ ra đến phơi bày xương cốt cũng là che kín vết rách cùng hóa thân của đạo trời so ra thanh long kém rất rất nhiều vương lân thậm chí liền một phần áp lực đều không có giết vương lân lần nữa bước lui thanh long đồng thời trùng sát tiến lên trong tay như ý thần bình bỗng nhiên chém xuống lại là đem thanh long đầu chém xuống chết vương lân một chỉ điểm tại thanh long trên đầu nguyên cái đầu sọ lập tức nổ tung thần hồn chi lực bị vương lân một chỉ yên diệt đến bước này vương lân đối thủ toàn bộ vẫn lạc trong tay hắn a a a nhưng ngay lúc này trong hư không lại chuyển tới vương kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ vương lân liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này vương kỳ bay ngược mà ra tại bộ ngực hắn bên trên là một đường huyết đục phiên quyển vết thương liền xương cốt trắng như tuyết đều lộ ra rồi hơn nữa vương kỳ trên ngực, càng là có một cỗ lực lượng quỷ dị thoải mái lấy hủ thực vương kỳ trong cơ thể thánh lực long giác thì là đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không trong tay hắn thình lình nắm một chuôi trắng sáng như tuyết trường kiếm trên trường kiếm thoải mái lấy một cỗ huyền diệu trí cực lực lượng đế khí dĩ nhiên là đế khí vương lân con ngươi không khỏi co rụt lại hắn không nghĩ tới long giác trong tay lại có đế khí hơn nữa cái này đế khí phẩm cấp tuyệt đối không kém gì độc cô nhất kiếm trong tay thái nhất kiếm nguyên bản kiếm này là dùng để đối phó hắn hiện tại tính ngươi xối quậy long giác ánh mắt băng lãnh hắn thân hình thoát một cái ở giữa phóng tới vương kỳ trong tay vô cực kiếm thánh hướng về phía vương, vương kỳ trọng trọng chém bổ xuống đáng chết vương kỳ giống giận ánh mắt của hắn băng lãnh trong lòng sát ý ngập trời thần ma giáp tay vương kỳ tay lộn một phen ở giữa từng đạo từng đạo cổ điện đường vân từ trên cánh tay hắn lan tràn ra trong một chớp mắt chính là hóa thành một bộ tránh đi bao trùm tại trên cánh tay hắn đông vương kỳ ổn định thân hình nắm đấm ầm vang ném ra hung hăng cùng vô cực kiếm cùng một chỗ vô tận kiếm quang cuốn ngược mà ra vương kỳ trên cổ tay giáp tay chính là xuất hiện từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rách kiếm ý hung hăng quấn vào vương kỳ thể nội đem hắn đánh bay ra ngoài long giác chiếm thượng phong lại là đang cùng bên trên trong tay vô cực kiếm phách chạm mà xuống một kích này nếu là chém chúng vương kỳ không chết cũng đem trọng thương keng nhưng ngay lúc này một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm chém ngang mà ra tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa lại là trọng trọng chạm tại vô cực trên thân kiếm sắc bén kiếm ngân vang thanh âm vang vọng ở giữa long giác thân thể hơi chấn động một chút thoáng lui lại vương kỳ ngươi không được a à. vương lân thân hình rơi vào vương kỳ bên cạnh một mặt ghét bỏ nói lan nếu không phải là hắn lấy đế khí đánh lén bản thiếu ra bản thiếu gia hội đánh không lại hắn vương kỳ buồn bực nói được còn dư lại liền giao cho ta a vương lân cười nhạt một cái nói giao cho ngươi vương kỳ còn không nói chuyện long giác đã khinh thường mở miệng nói bản thánh chủ có đế khí nơi tay ngươi dựa vào cái gì đấu với ta long giác cầm trong tay đế khí vô cực kiếm đây chính là vô cực trí tôn tự tay luyện chế đế khí có từ trưởng thành là trí tôn khí tiềm lực hắn không tin cầm trong tay như thế thần minh bản thân còn không đánh lại chỉ là vương lân một cái hạ phẩm thánh cảnh đấu thế nào ngươi một hồi tự nhiên biết rõ vương lân mỉm cười cầm trong tay như ý thần minh hai chân tại hư không đạp một cái thân hình bá khí vô cùng phóng tới long giác vậy liền thử xem tốt rồi n ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn năm mươi lại chém thanh long đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn thần trấn thánh chủ vương kỷ cùng thần ma vũ hồn nói chuyện với nhau ở giữa vương lân cùng long giác đã kịch liệt giao thủ mấy ngàn lần không có sử dụng thú thần chiến thiên khải vương lân mơ hồ tựa hồ ở vào hạ phong ngươi liền chút bản lãnh này sao long giác cũng là nhìn ra ưu thế của mình trong tay vô cực kiếm bộ phát ra sáng chói kiếm quang đem hư không vô tận cũng là hóa làm kiếm khí lĩnh vực long giác cười gằn trong tay vô cực kiếm nặng nề đập vào vương lân trên cánh tay trái ẩm vô cực trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng đem vương lân đánh bay ra ngoài dù là vương lân nhục thân đủ mạnh hành lúc này cũng là ho ra đầy máu cánh tay trái tê dại xương cốt giống như cũng nứt ra đồng dạng đế khí bí lực có thể thấy được lồn đốn ha 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 miệng cọc gân thỏ không chịu nổi một kích long giác giữ tợn cười một tiếng càng là toàn lực thôi động vô cực kiếm chém về phía vương lân phải không vương lân khỏe miệng cũng là vào lúc này câu lên một vòng lạnh leo đường cong hai tay của hắn kết tấn ở giữa mi tâm lập tức tỏa hào quang rực rỡ một tòa mênh ngông cung điện từ vương lân mi tâm bay ra lớn lên theo gió đem long giác trực tiếp là bao phủ đi vào trí tôn võ thần hệ thống vương lân rõ ràng là trực tiếp thúc giục trí tôn Vo thần hệ thống trực tiếp lấy hệ thống chi uy chấn áp long giác trí tôn vo thần điện hắn thật có thể thôi động trí tôn vo thần điện mà nhưng vào lúc này ma yêu núi bên trên một cô quần quận vô cùng khí tức, cũng là ẩm vang một phát nguyên bản ngồi xếp bằng vô cực trí tôn cũng là bỗng nhiên đứng dậy hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vắt ngang hư không bộc phát ra vô tận uy năng trí tôn vo thần điện dầm 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 trí tôn vo thần điện chấn áp mà xuống long sắc mặt rốt cục trở nên trắng bệnh. hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm trí tôn vo thần điện ở tại bên trên hắn cảm nhận được một loại đủ để đem hắn tiêu diệt khí tức khủng bố long giác muốn trốn đi nhưng là tại trí tôn võ thần điện chấn áp xuống chung quanh hắn hư không tựa hồ đều vào lúc này bị giam cầm thân hình của hắn căn bản không thể động đậy trí tôn võ thần điện trí tôn khí hơn nữa còn là cực phẩm trí tôn khí ban đầu ở nguyên tổ trong tay thế nhưng là đủ để cùng nguyên khí chống lại nịch thiên chi vật hiện tại rốt cục tại vương lần trong tay cho thấy bộ phận uy năng không long giác hoảng sợ gầm thét thể nội thánh lực oanh minh không đất nhưng là cái này y nguyên vô dụng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chí tôn võ thần điện hung hăng đâm vào bộ ngực hắn lên ẩm đụng mắt thiên địa tựa hồ đều vào lúc này hơi chấn động một chút một vệ sóng gợn khuyết tán ở giữa long rác lại là hóa thành một mịn bay lên đời trời. Phúc. long rác vừa chết vương lân sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái đi khỏe miệng chảy máu đồng thời hai tay vẫy một cái trí tôn vo thần điện cũng là từng điểm từng điểm thu hồi hắn hồn trong biển lúc này vương lân hồn hải đau nhức có loại như tê liệt cảm giác đau đớn thôi động trí tôn vo thần điện tiêu hao không chỉ là vương lân thánh lực tu vi đối với thần hồn đồng dạng có cực kỳ đáng sợ phụ tải trí tôn vo thần điện bản thân liền là một kiện thần hồn công kích thần binh trí tôn vo thần điện sao quả nhiên là đáng sợ vương Kỳ thì là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vương lân nếp miệng lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười ha ha nguyên lai like lấy ngươi tu vi hiện tại căn bản là không đủ để tùy ý thôi động trí tôn vo thần điện nhưng vào lúc này một đường dán mua mà thanh em hùng hồn từ ma yêu núi chỗ sâu truyền ra đồng thời một cố khác vương lần cũng là cảm thấy tim đập nhanh khí tức cũng là ẩm vang một phát rốt cục bỏ được xuất hiện sao vương lân nếp miệng lên một vòng lạnh leo ý cười hắn nắm thật chặt trong tay như ý thần minh thể nội thánh lực cũng là vào lúc này như là sôi trào đồng dạng dầm 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 thanh âm truyền ra thời khắc một cỗ vô cùng quần quận lực lượng chính là giống như đại dương từ ma yêu núi chỗ sâu của lớn ra trong một chớp mắt liền đem phương viên trăm vạn dặm phạm vi bao phủ ầm ầm quần quận lực lượng phạm vi bao phủ không ngừng co vào cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ như là sền sệ xương mù đồng dạng đem vương lân ba người bao phủ trong đó tranh 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 vương lân trong lòng lẩm bẩm đồng thời trong tay như ý thần bình không ngừng huy chạm ý đồ sẽ rách cố lực lượng này nhưng là lực lượng kia nhưng lại như là cùng thủy ngân chạy đồng dạng căn bản là không cách nào phá vỡ Ken mà nhưng vào lúc này mênh mông trong sức mạnh một chuôi quyền trượng quỷ dị xuất hiện ngay sau đó liền là hướng về phía vương lân trọng trọng điểm xuống thời gian thủ hộ không gian thủ hộ huyền vũ thuẫn vương lân lệnh cả tim hai tay hồ điệp xuyên hoa đồng dạng giải ấn ba đạo màn sáng tại trước người hắn ngưng tụ ngăn cản quyền trượng giang giác vương lân lấy làm tự hào tam trọng thủ hộ chi lực tại quyền trượng trước mặt nhưng lại như là cùng dây dán đồng dạng giòn ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn năm mươi hai võ thần trấn thánh chủ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn v... xin cảm ơn chương một thân cùng hồn dung thú thần chiến thiên khải vương lân gầm nhẹ ở giữa da thịt của hắn lan tràn ra từng đạo từng đạo cổ sơ màu mực đường vân đồng thời bốn thần thú hư ảnh từ trong cơ thể hắn xung ra hóa thành một bộ chiến khải cùng hắn hòa làm một thể dầm 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 bốn thần thú áo giáp thôi động về sau vương lân khí tức lập tức tăng vọt tại cựu trọng thần ma ấn ra chỉ phía dưới khí tức của hắn cũng là vào lúc này tăng lên đến cuồng. Mặc dù nói Vương Lân tăng lên, tại vô cực chí tôn trước mặt, y nguyên như là trong ông dương một tờ thủy con, nhưng là Vương Lân trên mặt, lại là không có nửa phần ý sợ hãi. Vương Lân, lần này bản thiếu gia giúp không ngươi, ngươi tự xem xử lý a. À. Vương Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, Xong lật tay một cái ở giữa, lại là lấy ra một kiện phi toa, sau một khắc phi toa hóa thành một đạo lưu quang, lại là mang theo Vương Kỳ biến mất không thấy gì nữa. Đối với Vương Kỳ rời đi, Vương Lân trên mặt không có nửa phần chấn động. Hắn và Vương Kỳ không thân chẳng quen, người ta trước đó giúp hắn tạm thời chặn lại Long Giác, đã rất đầy nghĩa khí, bây giờ rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý chiến thân ma vũ hồn nhưng lại khá là dứt khoát phi thân rơi vào vương lân bên cạnh thân thể nội hào quang màu tử kim phun trào vô tận bá khi ẩm vang bộc phát đã như vậy vậy liền hưu trách bổn tôn vô tình vô cực trí tôn ánh mắt lạnh như băng quét mắt vương lân trong mắt tràn đầy khinh thường nếu như hắn sớm biết bây giờ vương lân không cách nào toàn lực thôi động trí tôn vo thần điện hắn đã sớm biết xuất thủ đánh giết vương lân như thế nào lại chờ tới bây giờ phải không vương lân khỏe miệng có chút dương lên hai tay của hắn kết tấn ở giữa thân thể lại là lớn lên theo gió trong một chớp mắt mà thôi, chính là hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đạo nguyên thánh thể. Mà lúc này Vương Lân thanh âm, càng là giống như tiếng sét đánh quần quần truyền ra. chạm, Vương Lân xuất thủ càng là quyết đoán, cánh tay hắn dương lên ở giữa, dòng giá 36 đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngòm, hoành không mà ra. Đối với cùng chí tôn giáo thủ, Vương Lân biết rõ bất kỳ thăm dò, cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ có ra tay toàn lực. 36 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không, nồng nặc huyết quang, nhuộm đỏ hư không, ngay cả bao phủ Vương Lân chí tôn chi lực, đều là đang lúc này có chút rung rung nếu như long giác lúc này còn sống hắn không phải sợ mất mật không thể bởi vì tại loại trạng thái này vương lân trong tay hắn sợ là liền ba chiêu đều chống đỡ không nổi đi diễn sinh vương lân gầm thét ở giữa ba mươi sáu đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đồng thời chém xuống mà ra dưới trong lúc nhất thời liền đem vô cực trí tôn bao phủ kiếm khí màu đỏ ngòm rơi xuống vương lân lật tay lấy ra ma đạo tiên trung không chút do dự hướng về phía vô cực trí tôn đập tới mặc dù nói ma đạo tiên trung ma âm đối với vô cực trí tôn không có tác dụng gì nhưng là thế nào nói ma đạo tiên trung cũng là đề khí dùng để đập tới uy lực cũng là cực kỳ tốt đông ma đạo tiên trung ném ra ở giữa hư không đổ sụt phía dưới ma yêu núi cũng là vì vậy mà buôn hội lực lượng kinh khủng gợn sóng hàng đẹp đẽ keng mặt đối với vương lân thế công vô cực trí tôn lại là tiện tay bắn ra liền đem ma đạo tiên trung đánh bay ra ngoài cổ kính kiên cố không phá vỡ nổi ma đạo tiên trung bên trên dĩ nhiên là xuất hiện một đường chỉ ấn đinh 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 vô cực trí tôn trong tay quyền trượng càng là đang lúc này cuồng vũ đứng lên từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bị quyền trượng tùy tiện đánh tan hơn nữa vương lân cảm ứng được hắn dung nhập kiếm khí bên trong kết giới chi lực vậy mà đều là vào lúc này bị vô cực trí tôn thế công ma diện không cách nào thi triển quần quận không dứt kiếm khí thật sự chính là đủ mạnh vương lân trong lòng lẩm bẩm hắn đã tận lực đánh giá cao trí tôn lực lượng nhưng là bây giờ mới phát hiện hắn cuối cùng vẫn là xem thường trí tôn lực lượng vô cực trí tôn giả mua con ngươi lạnh lùng nhìn xem vương lân sau đó trong tay hắn quần trượng liền là hướng về phía vương lân nhẹ nhàng điểm ra Hưu! một đường sắc bén kinh khí từ trượng nhọn bên trong bán ra kinh khí nhìn qua chỉ có chừng đầu ngón tay nhưng là ẩn chứa lực lượng lại là hùng hồn như biển ẩn chứa bi lực khủng bố dễ dàng chính là xuyên thủng hư không hướng về phía vương lân kình xạ mà đến một vương lân sầm mặt lại hít thở sâu một hơi trong tay hắn như ý thần bình trong lúc huy động ngàn vạn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm rơi mà ra hóa thành kiếm mạc tại trước người hắn sẽ lẫn đông giang giác kinh khí gào thét mà đến như là sao băng đồng dạng hung hăng đánh vào khương mẫu phía trên kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ở giữa từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bị xé nứt vê anh vâng. ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn năm mươi ba thân cùng hồn dung đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn v... xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước một nguyên hoàng chiến trí tôn vương lân thân thể và thần ma vũ hồn dĩ nhiên là vào lúc này từng điểm từng điểm dung hợp lại cùng nhau không sai chính là dung hợp không phải vương lân đem vũ hồn thu hồi thể nội mà là nhục thân cùng vũ hồn từng điểm từng điểm tương dung vâng anh, cả hai dung hợp nháy mắt chính là có cường hành trí cực lực lượng quét sạch mà ra loại khí tức kia tại vô cực trí tôn trí tôn chi lực bên trong mặc dù yếu ớt nhưng lại rốt cục đem hắn dung chuyển cái này lại là cái gì thủ đoạn vô cực trí tôn cũng là khe giật mình hắn mặc dù đối với năm đó nguyên tổ rất tin tưởng nhưng lại chưa hề biết nguyên tổ còn có loại thủ đoạn này vũ hồn vợ ơ mà có thể cùng bản thể tương dung cái này từ vượt ra khỏi hắn nhận thức vâng anh, mà vương lân tu vi cũng là đang cùng thần ma vũ hồn dung hợp về sau đặt đến thực hạ vương lân đang cùng thần ma vũ hồn dung hợp về sau thực lực của bản thân dĩ nhiên là vào lúc này tăng lên tới trung phẩm thánh cảnh cảnh giới mặc dù vương lân tu vi chỉ là tăng lên nhất trọng nhưng là giá trị lại là cực kỳ trọng đại lấy vương lân nghịch thiên chiến lực không nhất trọng cảnh giới tăng lên thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa về chất tu vi vờ ơ mà tạm thời tăng lên bất quá cái này ý nguyên vô dụng vô cực trí tôn trong lòng mặc dù chấn kinh nhưng lại cũng không coi là chuyện đáng kể trung phẩm thánh cảnh vương lân cùng hạ phẩm thánh cảnh vương lân đối với hắn mà nói khác nhau cũng không phải là quá lớn có đúng không vậy ngươi tại tiếp ta một quyền thử xem vương lân hai chân tại mặt đất bỗng nhiên đập mạnh mặt đất lập tức sụp đổ sau lưng của hắn thần hoàng chi dực chấn động mạnh một cái ở giữa chính là hóa thành một đạo lưu quang phóng tới vô cực trí tôn diễn sinh vương lân trong tay như ý thần bình trong lúc huy động từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không mà ra mà lần này lại là dòng giã bảy mươi hai đạo ẩn chứa kết giới lực kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không mà tạo thành kiếm trận uy lực cũng là đã xảy ra biến hóa về chất xoát 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 từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vất qua mang bọc lấy hủy thiên diệt địa chi bi nhưng mà vô cực trí tôn trên mặt lại là câu lên vẻ khinh miệt ý cười trong tay hắn quyển trượng nhẹ nhàng điểm một cái chính là có từng đạo kinh khí từ quyển trượng bên trong bắn ra đinh 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 kinh khí cùng kiếm khí trùng kích ở giữa hủy thiên diệt địa đồng dạng chấn động chính là quét sạch ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bị tùy tiện đánh tan bất quá lại là có mới kiếm khí không ngừng ngưng tụ hiển nhiên lúc này vô cực trí tôn đã khó mà nhẹ nhõm xóa đi kiếm khí bên trong lần chứa kết giới chi lực tiến diệt một chỉ vương lân ánh mắt sáng lên phía sau thần hoàng chi rực dung hợp lực lượng thời gian đem tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn để cho hắn trong một chớp mắt xuất hiện ở vô cực trí tôn sau lưng vương lân một chỉ điểm ra lần này cũng không có thời gian trường hà hiện hiện vương lân trong cơ thể lực lượng thời gian tại đâm là bị hắn toàn bộ áp xúc tại đầu ngón tay kể từ đó vương lân một chỉ này vi lực cũng là được để thăng đến cực hạn nếu như lúc này vương lân đối thủ là long giác vương lân có thể một chỉ đem đối phương trực tiếp gạt bỏ có chút đầu góc bất quá lại vô dụng ngay tại vương lân đầu ngón tay sắp điểm xuống thời điểm vô cực trí tôn lại là bỗng nhiên quay đầu trên khuôn mặt dàn mua mang theo nồng nặc đùa cợt chi ý Hill vô cực trí tôn trong tay quyền trượng đống nhiên một chút, cùng vương lân áp xúc đáng sợ lực lượng thời gian ngón tay nặng nề đụng thẳng vào nhau. keng, Trượng nhọn cùng vương lân ngón tay đụng chạm máy mắt, sắt thép va chạm thanh âm vang vọng ra, vương lân áp chế ở đầu ngón tay bên trong lực lượng thời gian, lại là ở trong trước mắt bị đánh tăng ra. đồng thời trượng nhọn bên trên truyền đến lực phản chấn, để cho vương lân thân thể như là phá bao tải đồng dạng bay rất ra ngoài, cuối cùng giống như thiên thạch đồng dạng đụng xuống dưới đất không biết sâu đến mức nào. ầm, sau một khắc vương lân bắt đầu từ dưới mặt đất xuống ra, mà lúc này hắn thu thần chiến thiên khải bên trên bạch hổ lợi chảo đã vỡ nát hắn thân thể run rẩy hô hấp to khỏe khí tức bề ngoài trong lồng ngực khí huyết càng là kịch liệt cuộn cuộn vô cực trí tôn mang trên mặt mèo vần chuột hí ngược chi ý đồng thời trượng nhọn lần nữa hướng về phía vương lân điểm xuống ông một đường thô to kinh khí từ trượng nhọn cuốn ra hướng về phía vương lân cuốn tới mà lần này vô cực trí tôn hiển nhiên là dưới từ thủ một kích kia chi lực ít nhất là phía trước gấp ba lan vương lân nổi giận gầm lên một tiếng trong tay như ý thần bình chưa từng có từ trước đến nay phách chạm mà xuống một đường vô cùng kiếm khí màu đỏ ngỏm ngang qua mà ra ẩm kiếm khí màu đỏ ngỏm cùng kinh khí hung hăng va chạm vào nhau Kiếm khí tán loạn hóa thành vô tận kiếm ý cuốn ngược mà ra, mà kinh khí cũng là lại ra lúc này một trận. Như bức ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương 1054, nguyên hoàng chiến trí tôn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa trường cùng trường trước nội dung tiếp không lên. Đang sau ẩn tàng bộ phận mời đến bái đủ lục soát, vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương ba. Ba. Côn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 1055, luân hồi thạch bi trấn trí tôn. Vương lân ánh mắt như điện, tử kim sắc ánh mắt như đồng nhất trăng tròn chuyển đồng dạng huyền diệu vô cùng. Kết giới chi lực. Vương Lân hai tay kết ấn ở giữa, nồng nặc huyết sắc qua mang từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, từng điểm từng điểm khuyết tán ra. Mà bao phủ Vương Lân chí tôn chi lực, tại kết giới chi lực dưới, cũng là bị Vương Lân chống lên một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Loại kia đến từ chí tôn áp chế, cũng là theo thế giới màu đỏ ngòm xuất hiện, mà biến mất không thấy gì nữa. Đường đường chí tôn cao thủ, ứng phó ta một cái thánh cảnh, lại còn lấy kết giới chi lực áp chế sức chiến đấu của ta, ngươi cũng thật là quá vô sỉ." Vương Lân đùa cợt cười nói. Sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực, ngươi vợ im ờ mà cũng tu luyện ra kết giới chi lực, vậy bản tôn ngược lại cũng không cần tiếp tục thôi động bản tôn vô cực kết giới vô cực trí tôn chẳng hề để ý khoát tay áo bao phủ hư không trí tôn trí lực chính là như là cá voi hút nước đồng dạng cuốn ngược nhập vô cực trí tôn thể nội đến vương lân lúc này có thể cảm nhận được thể nội băng đẳng dũng động thánh lực hai trọng cảnh giới tăng lên để cho vương lân sức chiến đấu tăng lên hơn trăm lần giết vương lân trong tay như ý thần binh bỗng nhiên vung lên một đạo huyết sắc kiếm mang từ như ý thần binh bên trong bán ra một đường chính là một đường vẹn vẹn một đạo kiếm khí lúc này khí tức lại so trước đó bảy mươi hai đạo kiếm khí đến đều càng khủng bố hơn kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra ở giữa toàn bộ hư không tựa hồ đều vào lúc này bị phong tỏa còn chưa đủ vô cực trí tôn lạnh lùng cười một tiếng trong tay hắn trượng nhọn lần nữa điểm ra lần này không có kinh khí bắn ra nhưng là trượng nhọn lại là hung hăng điểm tại kiếm khí màu đỏ ngòm phía trên ẩm huyết sắc kinh khí cùng quyền trượng giao tiếp máy mắt kiếm khí màu đỏ ngòm chính là bỗng nhiên một trận về sau từng điểm từng điểm tán loạn ra mà vô tận kiếm khí phát tiết ở giữa tựa hồ toàn bộ thiên địa đều vào lúc này lâm vào trạng thái hỗn độn hai cỗ lực lượng quân giao buộc phát ở giữa trượng trên ngọn hàn ý thoải mái cuối cùng từ kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong xuyên qua cùng như ý thần binh đối kích cùng một chỗ đông lôi đỉnh nổ vang đồng dạng thanh âm vang vọng ra lực lượng đáng sợ như là hơn ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát bạch 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 vương lân chật vật lùi về trong tay như ý thần binh vụ vụ mà lần này vô cực chí tôn nhưng cũng là có chút lui về sau ba bước mặc dù giữa hai bên y nguyên có chênh lệch cực lớn nhưng lại đã không còn là nghiền ép tình thế vô cực chí tôn mắt lộ ra kỳ mang nhìn chằm chằm vương lân trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một tia kinh sợ thanh cảnh mà tôi liền có thể bước lui bản tôn liền xem như năm đó ngươi tổ tại ngươi loại tu vi này lúc cũng làm không được vô cực chí tôn kinh ngạc nói bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nồng nặc thèm nhỏ dãi chi sắc bất quá ngươi càng mạnh bản tôn liền càng thích một hồi chiếm lấy nục thể của ngươi luyện hóa thần hồn của ngươi về sau ngươi mọi thứ đều là bản tôn để hắn chết thống khoái một chút tốt rồi vô cực trí tôn cười lạnh liên tục trong tay hắn quyển trượng lần nữa một chút lần này lại là có một đường tinh hà quét sạch mà ra vô cực vô cực trí tôn quát lớn ở giữa cái kia một đường tinh hà chính là quét sạch mà ra hướng về phía vương lân gào thét đi vương lân nhìn qua gào thét mà đến tinh hà hắn chiến ý trong lòng cũng lại như là sôi trào lên thần thông lúc này vô cực trí tôn thình lình vận dụng thần thông của mình nói một cách khác đây đã là tại ra tay toàn lực trí tôn vo thần điện vương lân một tay kết tấn ở giữa hắn mi tâm bay ra một tòa mênh mông cung điện quần quận như ngân hà đồng dạng khí tức huyết tán ở giữa cung điện lướt ngang mà ra đông trí tôn vo thần điện hung hăng đâm vào tinh trên sông lực lượng kinh khủng anh minh ở giữa tinh hà đổ sụt lực lượng vô tận quét sạch trường không Phúc. vương lân ho ra máu trí tôn vo thần điện cũng là vào lúc này bay ngược mà quay về chui vào vương lân mi tâm biến mất không thấy gì nữa trí tôn vo thần điện rơi vào tay của ngươi quả nhiên là phung phí của trời bản tôn thay ngươi thu vô cực trí tôn cười lạnh ở giữa trong mắt của hắn hàn ý cũng là càng thêm dồi dào trong tay hắn quyền trượng lần nữa vung lên lần này lại là có từng đạo sợi tơ từ quyền trượng bên trong xuyên toa mà ra sợi tơ sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo kinh khủng xiềng xích hướng về phía vương lân xuyên thủng mà ra gào thét âm thanh phá không để cho vương lân ánh mắt cũng là lúc này ngưng tụ hắn cảm nhận được cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm luân hồi thạch bi vương lân hít sâu một ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm năm mươi lăm luân hồi thạch bi chân trí tôn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn không trăm năm mươi trí tôn bại trốn đông vương lân một cách này đập là vừa ngoan vừa chuẩn lại thêm vô cực trí tôn bị luân hồi chi lực giam cầm lập tức chịu thiệt hại lớn vô cực trí tôn rơi xuống hư không cái chán nâng lên một cái bọc lớn giàn mua thân thể đập xuống dưới đất lập tức mắt nổi đồng đóm, cảm thấy thiên hôn địa ám bản tôn giết người vô cực trí tôn lấy lại tinh thần từ dưới đất xung ra to lớn hòn đá mạng thiên phi vũ mà hắn hai mắt thì là tràn ngập lửa giận đồng đậm vô cực trí tôn làm sao đều không nghĩ tới hắn vậy mà biết bất ngờ không đề phòng tại vương lân trong tay chịu thiệt hại lớn vương lân thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem vô cực trí tôn ngươi bây giờ giết được ta sao Vô cực trí tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này hắn mới phát hiện một cỗ lực lượng đáng sợ theo ót của hắn vọt thẳng nhập trong cơ thể hắn, thẳng đến bộ ngực hắn đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Vô cực trí tôn tức giận gầm thét, trong cơ thể hắn thánh lực phun trào ở giữa, y phục trên người hắn lập tức vỡ ra đến lộ ra hắn giữ tận ngực. Vô cực trí tôn trên ngực thình lình có một đường từ dưới xương quai xanh vị trí xuyên qua đến bụng vết sẹo, da thịt xoay tròn lấy, thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, giống như là mới vết thương đồng dạng. Nhưng là Vương Lân lại biết cái này một vết thương lại là năm đó lao ra hỏa kia lưu cho vô cực trí tôn. Ẩm vô cực trí tôn bàn tay bỗng nhiên vung lên nặng nghề đập vào trên ngực、Phúc. vô cực trí tôn một trường kia đập đến cực kỳ dứt khoát quyết đoán hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi trong máu còn quấn quanh lấy một tia nồng đậm đến mức tận cùng luân hồi chi lực vô cực trí tôn cái tia một ngụm máu tươi bắn ra ở giữa lại là đem nơi xa một ngọn núi triệt để phá hủy mà vô cực trí tôn sắc mặt cũng là vào lúc này để vải đến cực hạ, bộ ngực hắn vết thương kịch liệt mọng ngoại phía trên lượn lờ một cốt tà ác đến mức tận cùng lực lượng mắt trần có thể thấy vô cực trí tôn trí tôn chi lực điên cuồng tràn vào trong vết thương vừa rồi đem loại kia thương thế chấn áp lại xem ra tiểu thất nói không sai vết thương trên người của ngươi thế còn chưa hồi phục hiện tại ngươi phần lớn lực lượng đều dùng đến chấn áp thương thế ngươi xác định ngươi còn có thể để giết ta vương lân đùa cợt cười nói hắn cơ quan tính toán tường tận át chủ bài ra vào muốn có thể ngay tại lúc này loại kết quả này coi như ngươi dẫn động ta thương thế trong cơ thể ngươi thật cho là bản tôn không thể giết ngươi vô cực trí tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ nói đúng ở ơ ia vương lân nghiền ngẫm cười một tiếng ở giữa huy động luân hồi thạch bi lại là lần nữa trùng sát mà ra vâng. vương lân luân động luân hồi thạch bi hướng về phía vô cực trí tôn cái hót rơi đập mà xuống luân hồi chi lực buộc phát ở giữa đem vô cực trí tôn bao phủ hừ, vô cực trí tôn lạnh dên một tiếng lần này hắn đã sớm chuẩn bị ở luân hồi chi lực đem hắn giam cầm trước đó thể nội trí tôn chi lực tuân ra đem luân hồi chi lực ngăn cản bên ngoài đồng thời vô cực trí tôn trong tay quyền trượng lần nữa điểm ra hung hăng cùng luân hồi thạch bi đụng vào nhau đông lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi ra vô cực trí tôn thân thể chấn động mạnh một cái lão đảo rút lui mà vương lân lại là không quan tâm lúc này như là sắp bị rồi vung lấy luân hồi thạch bi không ngừng rơi đập xuống trong hư không đều là luân hồi thạch bi mang theo tàn ảnh có phải hay không còn có mãnh liệt phanh 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 tiếng chuyển khắp tứ phương vô cực trí tôn thì là không ngừng chỉ vào trong tay quần trượng ngăn cản luân hồi bia đá lực lượng nhưng là thân thể của hắn lại là đang không ngừng lui lại ẩm a à. vô cực trí tôn một chút mất tập trung lần nữa bị luân hồi thạch bi đập vào trên lực hắn dùng đến chấn áp thương thế trí tôn lực đều vào lúc này bị đánh tan không ít vô cực trí tôn kêu thảm bộ ngực hắn bên trên vết thương kịch liệt mọng ngoại loại kia tà ác trí cực lực lượng dĩ nhiên là theo vết thương không ngừng lan tràn tiểu tử lần này coi như số người gặp may vô cực trí tôn trong tiếng kêu thảm trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng chi sắc vô cực quần trượng vô cực trí tôn thể nội trí tôn chi lễ chấn động mạnh một cái ở giữa trong tay hắn quần trượng dĩ nhiên là vào lúc này cháy hừng hực lên vê vâng. anh thiêu đốt quần trượng tản mát ra khắc vương lân cũng là cảm thấy sợ hai khí thức cuối cùng hung hăng đâm ở luân hồi trên tấm địa đá đông ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm năm mươi sáu trí tôn bại trốn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương ba ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn năm mươi bảy giới hồn giới hồn vương lân nao nao có chút khó tin chằm chằm lên trước mắt cái kia một vệ ánh sáng đoàn hắn tự nhiên nghe nói qua cái gì gọi là giới hồn giới hồn chính là từ bản nguyên bên trong thai ngén mà ra sinh mệnh từ năng lượng thể biến thành sinh mạng thể nhưng là giới hồn cũng không phải dễ dàng như vậy dựng dục cho dù là thiên phẩm thế giới bản nguyên bên trong đều chứa dựng dục ra giới hồn nơi này bí cảnh bản nguyên làm sao sẽ dựng dục ra giới hồn ông ngong ngong quan đoàn lay động ở giữa bên trong tựa hồ có một cái bóng mở lóe ra mơ hồ còn có một tia phòng bị khí tức tiêu tán làm sao bây giờ dựng dục ra giới hồn ta còn có thể luyện hóa sao vương lân có chút không bình tĩnh vì sao không luyện hóa tiểu thất nghiền ngẫm cười nói theo đạo lý mà nói ma yêu thánh chủ thu thập mà đến thế giới bản nguyên chi lực là tuyệt đối không có khả năng dựng dục ra giới hồn ý của ngươi là vô cực trí tôn tiểu thất bình tĩnh nói nếu như ta không đoán sai vô cực trí tôn lưu ở nơi đây bế quan hẳn là muốn đem thế giới bản nguyên luyện chế thành bản thân một đường linh thân. vô cực trí tôn thật sự chính là có đủ kiên nhẫn vương lân bữu môi nói sở dĩ xóa đi vô cực trí tôn lưu tại bản nguyên bên trong một sợi thần hồn chi lực giới hồn tự nhiên là biến mất đến lúc đó tiểu chủ nhân ngươi trực tiếp luyện hóa liền tốt tiểu thất cười nói cứ làm như thế a à? vương lân ngầm đầu nhìn về phía cái kia một đoàn thế giới bản nguyên biến thành con đoàn hắn trong đôi mắt bắn ra nồng nặc vàng bạc chi quang ông, ông, ông luân hồi chi lực không có nửa phần trở ngại tràn vào thế giới bản nguyên chi lực bên trong hung hăng quét vào cái kia một cái bóng mở phía trên nga ô ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tựa hồ dãy ruộng nhưng là ở luân hồi chi quang dưới thư ảnh căn bản cũng không có sức phản kháng bị từng điểm từng điểm ma diện vê anh thư ảnh tiêu tán cái kia một chùm sáng đoạn, cũng là trở nên càng thêm sáng tỏ lóa mắt linh tính bất người được tiến vào bản nguyên bên trong đi lần này tiểu chủ nhân ngươi cũng có thể trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm thánh cảnh tu vi tiểu thất cười nói thượng phẩm thánh cảnh tu vi sao vương lân ánh mắt có chút sáng lên trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khát vọng lúc trước hắn nuốt cựu chuyển không chết đan lại mượn thần ma vũ hồn lực lượng mới đạt tới thượng phẩm thánh cảnh thực lực mà chỉ cần hắn đem nơi này bản nguyên chi lực luyện hóa sẽ trực tiếp đầy đủ thượng phẩm thánh cảnh thực lực trong lòng của hắn làm sao có thể không kinh hỉ vương lân thân hình thoát một cái ở giữa chính là xông vào thế giới bản nguyên bên trong nhìn như chỉ có lớn chừng quả đấm thế giới bản nguyên chi lực bên trong không gian lại là cực kỳ lý trí của quận bên trong thời gian tựa hồ cũng là ngừng đạo thiên quyết vương lân hai tay giải ấn khoanh chân ngồi ở bản nguyên bên trong hắn cảm giác hắn lúc này giống như đưa thân vào trong ôn tuyển đồng dạng, không ngừng có cuồn cuộn như biển bản nguyên chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Bản nguyên chi lực tuyệt đối là trên thế giới tinh thuần nhất lực lượng. đương nhiên bản nguyên chi lực cũng không phải ai cũng có thể hấp thu, bởi vì đây không phải là võ giả có thể hấp thu lực lượng. Muốn luyện hóa bản nguyên chi lực, trừ bỏ ma yêu nhất tộc thiên phú thần thông bên ngoài, chỉ có thể dựa vào một món khác đồ vật. Hỗn độn chi hỏa, mà vương lân trong tay thì có một đường hỗn độn chi hỏa. Mặc dù chỉ là nhũ lại, nhưng là dùng để luyện hóa bản nguyên chi lực cũng đã đủ. ông ngong tại vương lân thôi động phía dưới quanh người hắn từng đạo từng đạo ngọn lửa màu tím vần quanh mênh mông thế giới bản nguyên chi lực vọt tới ở giữa chính là bị hỗn độn chi hỏa luyện hóa thành có thể hấp thu linh lực tại minh mông như vậy lực lượng dưới vương lân rất là nhẹ nhõm liền tiến vào một loại cấp độ sâu trạng thái tu luyện mà vì tu vi thì là không ngừng tăng lên hắn tản mát ra khí thức càng ngày càng mạnh cửu truyền không chết đan quả thật có thể tăng lên võ giả tu vi nhưng là dựa vào đan dược tăng lên tu vi khẳng định không bằng bản thân từng chút từng chút tu luyện được đến vững chắc mà tại thế giới bản nguyên phía dưới vương lân cũng không có trước tiên tăng thực lực lên mà là vững chắc một phen đem cửu truyền không chết đan mang tới tai hại triệt để xóa đi về sau hắn mới bắt đầu tăng lên tu vi của mình cho dù dạng này vương lân tu vi vẫn lấy điên cùng tốc độ tăng lên vương lân khí tức càng ngày càng mạnh làm một cái nháy mắt khí tức của hắn cùng hắn dung hợp thần ma vũ hồn về sau không phân cao thấp thời điểm trong cơ thể hắn cũng là rốt cục chuyển đến đột phá gông cùng xiềng xích tiếng oanh minh Ong long ngong từng lớp từng lớp mênh mông khí tức lấy vương lân ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm năm mươi bảy giới hồn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ Chương một nghìn không trăm năm mươi tám có qua có lại thượng phẩm thánh cảnh lúc này man hoang thánh chủ mới phát giác được vương lân tu vi tăng lên khiếp sợ nhìn xem vương lân nửa ngày nói không ra lời vương lân mỉm cười nhìn về phía man hoang thánh chủ đoạn thời gian này làm phiền thiện tay mà thôi mà thôi man hoang thánh chủ lấy lại tinh thần nhìn thật sâu vương lân một cái nói hơn nữa ánh mắt mang theo mấy phần chần chờ trước đó vương lân thế nhưng là hứa hẹn qua chờ hắn sau khi trở về hội đưa ra một bộ đế phẩm công pháp để bọn hắn tiến hành cặp nộ, hắn không biết vương lân sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn vương lân tu vi vẫn còn hạ phẩm thánh cảnh liền để hắn cực kỳ kiếm kỵ hiện tại vương lân tu vi đạt tới thượng phẩm thánh cảnh vương lân nếu như không tuân thủ ước định mà nói hắn sợ là một chút biện pháp đều không có tiểu hữu chuyện ngươi đáp ứng không biết còn nhớ đến man hoang thánh chủ do dự mãi về sau vẫn là không nhịn được hỏi lên đương nhiên nhớ kỹ vương lân mỉm cười hắn lật tay lấy ra đế kiếm quyết tiện tay vung lên ở giữa màu vàng kim của trụ lập tức hành không mà ra vô cùng mênh mông kiếm khí đang nói lên từng mai từng mai phủ văn đều là đang lúc này bộc phát ra vô tận kiếm ý thật huyền diệu kiếm khí man hoang thánh chủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đế kiếm quyết nếu không phải là lúc này vương lân vẫn còn hắn cũng nhịn không được muốn trực tiếp bắt đầu cảm lộ hiu 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 mà lúc này bốn phương tám hướng không ngừng có võ giả chạy đến khi bọn hắn nhìn thấy nằm ngang giữa không trung đế kiếm quyết lúc nguyên một đám ánh mắt nóng rực mặt mũi tràn đầy tham lam hừ cảm nhận được những võ giả này trong lòng vẻ tham lam, vương lân thượng phẩm thánh cảnh khí tức ầm vang bộc phát như là dòng lũ đồng dạng quét sạch địa phương. vương lân mặc dù chỉ là thượng phẩm thánh cảnh nhưng lại uy áp như vượt xa bình thường thánh cảnh cao thủ, lập tức dọa đến bốn phía võ giả cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. mà man hoang thánh chủ càng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bốn phía. man hoang thánh chủ lúc này thật là có chút tức giận, hắn thực sợ hai những võ giả này chọc giận vương lân, đến lúc đó vương lân không để bọn hắn cảm nộ đế phẩm cơ pháp, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. nghe, lúc trước bản hoàng hứa hẹn qua, đợi ta từ trong huyền giới lúc trở lại hội xuất ra đế phẩm công pháp cho các ngươi cảm nộ ta sẽ đem đế kiếm quyết lưu tại nơi này ba ngày sau ta hội trở về lấy đi các ngươi có thể cảm nộ ra cái gì liền nhìn chính các ngươi vương lân ngữ khí lạnh lùng nói ra ba ngày man hoang thánh chủ trong lòng cảm giác nặng nề đế phẩm công pháp há lại dễ dàng như vậy cảm nộ ba ngày bọn họ sợ là căn bản liền cảm nộ không ra cái gì đương nhiên các ngươi nghĩ cảm nộ càng lâu cũng không phải là không được vương lân khẽ mỉm cười nói lúc trước vương lân đáp ứng man hoang thánh chủ đem đế phẩm công pháp lấy ra cho tất cả mọi người cảm nộ lúc vương lân liền đã làm xong kế hoạch muốn thế nào mới có thể cảm ngộ càng lâu. Lúc này liền có không ít võ giả cùng kêu lên hỏi. "Đơn giản, bản hoàng chính là vương gia chi chủ, nếu như trong các ngươi có người nguyện ý gia nhập ta vương gia, liền có thể thu hoạch được 3 ngày cảm ngộ thời gian. Đương nhiên, gia nhập vương gia về sau, chỉ cần các ngươi đối với vương gia làm ra đầy đủ công hiến, cũng có thể được cảm ngộ đế phẩm công pháp cơ hội." Vương Lân bình tĩnh nói. Lấy vương Lân tính cách, hắn đương nhiên sẽ không bạch bạch để cho những võ giả khác cảm ngộ đế kiếm quyết, đế kiếm quyết chỉ là nó ném ra mồi nhử mà thôi. Hiện tại đế kiếm quyết ngay ở chỗ này, hơn nữa để bọn hắn cảm ngộ ba ngày, đến lúc đó vương lân không sợ những người này không tâm động nếu như có thể đem bên ngoài huyền giới võ giả chỉnh hợp lại cùng nhau tuyệt đối là một cỗ không kém sức chiến đấu nói không chừng bên ngoài huyền giới những võ giả này bên trong còn có thể toát ra một nhóm trí tôn cảnh cao thủ cũng có nói các ngươi không cần hiện tại làm quyết định sau 3 ngày bản hoàng trở lại hăng nói vương lân nói xong nhìn về phía man hoang thánh chủ man hoang thánh chủ để kiếm quyết bản hoàng tạm thời liền giao cho ngươi đảm bảo nếu có người dám can đảm làm loạn ngươi cứ việc xuất thủ tất cả hậu quả bản hoàng thay ngươi gánh chịu là man hoang thánh chủ run lên trong lòng hắn có thể cảm nhận được vương lân ngự khí không có nửa phần mở ý đùa dỡn, liền vội vàng gật đầu nói ra sư tôn chúng ta đi vương lân cũng là dứt khoát lưu lại đế kiếm quyết về sau liền muốn mang vạn kiếm chi chủ ba người rời đi về phần nói đế kiếm quyết bị cướp vương lân làm một chút đều để ý hắn há lại sẽ không có ở đây đế kiếm quyết bên trong làm một chút tay chân coi như thật sự có người liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt đế kiếm quyết vương lân tin tưởng đều không cần hắn xuất thủ huyền giới những võ giả khác cũng sẽ không qua đối phương tiểu hữu hơi ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn năm mươi tám có qua có lại đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng trường trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước một nguyên châu đã xảy ra chuyện minh ngông thiên địa linh khí vương lân hít thở sâu một hơi có chút khó tin nhìn xem bốn phía, hắn phát hiện hắn rời đi thiên nguyên đại lục một đoạn thời gian về sau, toàn bộ thiên nguyên đại lục, tựa hồ cũng đã xảy ra cực kỳ biến hóa kỳ dị. đây là thiên nguyên đại lục sao? vạn kiếm chi chủ cũng là khó tin nói ra. xem ra ở chúng ta rời đi đoạn thời gian này, nguyên châu rất có thể ra một kiện đại sự. lâm phong cũng là hồ nghi nói ra. mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta về trước vương ra bản bộ hỏi một chút sẽ biết. vương lân mỉm cười, không trần chờ nữa, phía sau thần hoàng chi dực phát động ở giữa, chính là sẽ rách hư không, hướng trung vực lao đi. lâm phong mấy người thì là vội vàng đuổi theo. lấy vương lân ba người lúc này tu vi chạy về trung vực cũng chính là một giờ. Làm vương lân trở lại trung vực vương gia đại bản bộ thời điểm, vương lân lần nữa chấn kinh rồi. tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trung vực hiện nhưng đã tạo dựng, từng toa rộng lớn thành trì, đứng lặng như long, trong thành trì thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang lấp lóe, còn có khí tức mạnh mẽ khuếch tán. mà ở trong thành trì còn có từng nhánh trang bị tinh lương quân đội, dò xét, duy trì lấy trong thành trấn trật tự. xem giai đoạn thời gian này, tẩu tử là không ít tốn tâm tư a. lâm phong cảm thán nói, ân, bất quá tựa hồ ra một chút phiền phức, chúng ta về trước chủ thành a. vương lân cười nhạt một cái nói, dưới mắt trung vực nhìn như phồn hoa nhưng là vương lân lại cảm nhận được một loại khí tức túc sát, loại khí tức kia cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác hơn nữa vương lân cảm giác bén mẹ đến tại trong chủ thành giả tịch các loại vương gia cao tầng thể tụ một đường trong mơ hồ còn có mênh mông chiến ý thoải mái hiện tại tại tiên nguyên đại lục đã bị vương lân thống nhất vương lân rất khó tưởng tượng còn có chuyện gì đáng giá giả tịch các nàng hưng sư động chúng như vậy triệu tập nhân mã làm vương lân ba người trở lại chủ thành lúc giả tịch người mặc phượng hải đứng lặng ở trên tường thành mà bên người nàng kiếm vô song đám người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quay chung quanh một phía mà ở phía dưới, thì là từng nhánh đại quân thần ma quân thanh ngọc quân vương lân một tay mang lên tinh nhuệ quân đoàn lúc này tệ tụ một đường nguyên một đám khuôn mặt túc sát chi khí tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng a à? vạn kiếm chi chủ lúc này lông mày cũng là hơi nhữ lại nói nhìn xem sẽ biết vương lân thân hình thoát một cái ở giữa chính là rơi vào dạ tịch bên người gia chủ nhìn thấy vương lân xuất hiện dạ tịch trên mặt mấy người cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ mừng như điên thuộc hạ tham kiến gia chủ mà phía dưới quân mã càng là cùng kêu lên la lên ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn chằm chằm vương lân loại kia ánh mắt sùng bái để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đại gia không cần đa lễ. Vương Lân tiện tay vung lên, nhu hỏa thánh lực cuốn ra, nâng muốn quỷ xuống đám người. Đa tạ gia chủ. Ánh mắt mọi người càng là sùng kính, đứng xa xa nhìn Vương Lân, thể nội chiến ý, tựa hồ đều vào lúc này, hoàn mỹ hỏa là một thể. tự Nhi, đây là có chuyện gì? Vương Lân hỏi. Ừ, Thiên Nguyên Đại Lục một đoạn thời gian trước, trên trời rơi xuống linh mạch linh tinh, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tài nguyên tu luyện, so với trước đó đến, đến gấp trăm lần tăng lên, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều tu luyện bảo địa, đủ loại linh dược chân quý, điên cuồng sinh trưởng. Bởi vậy Nguyên Châu không ít võ giả, cũng là đột phá đến thánh cảnh những người kia thực lực tăng lên tự nhiên cũng trở nên không an phận Gia dạ tịch khuôn mặt lạnh xuống hiển nhiên bị tức không nhẹ có người phản bội vương gia chúng ta vương lân khẽ giật mình ân đặc biệt là trước kia cùng vương gia chúng ta thù địch bách tại vương gia chúng ta thực lực gia nhập thế lực của vương gia trong đó lấy trước kia ngũ hành đạo trận còn có quân gia cầm đầu gần nhất thế nhưng là nhảy nhót rất vui mừng Gia dạ tịch gật đầu nói ha ha bất quá bây giờ lão đại đã trở về những người kia nếu là biết rõ tin tức đoan chừng sẽ bị hủ chết ma thiên rất là hưng phấn nói vương lân cùng vạn kiếm chi chủ liếc nhau về sau lại là khẽ mỉm cười nói những người kia ngược lại là không thể thả mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm bất quá chuyện lần này bản hoàng không có ý định nhúng tay vì sao kiếm vô song nghe vậy là là có chút khó tin mà hỏi không chỉ là ta sư tôn cùng lâm phong cũng sẽ không ra tay vương lân nghiền ngẫm cười nói cái này kiếm ma lông mày cũng là những một cái nhưng lại dạ tịch như có điều suy nghĩ nhìn xem vương lân ta ủng hộ đồ nhi vạn kiếm chi chủ khẽ mỉm cười nói trước đó nguyên châu mặc dù có thể thống nhất cũng là bởi vì chúng ta ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1059, nguyên châu đã xảy ra chuyện đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ Trước 1060, đế phẩm công pháp dụ hoặc. Vương Lân vốn còn muốn đợi tại Nguyên Châu, chỉ đạo đám người tu luyện một đoạn thời gian, hiện tại có tốt như vậy thí luyện cơ hội, hắn tự nhiên cũng bỏ đi tâm tư của mình. Vương Lân cùng bạn kiếm chi chủ lần nữa về tới bên ngoài huyền giới. Bên ngoài huyền giới thực lực tổng hợp còn là cực kỳ tốt, nếu như có thể nói, Vương Lân còn là muốn đem huyền giới thu đến dưới cờ. 3 ngày này, Vương Lân lần nữa về tới Thần Châu, nguyên bản man hoang thành vị trí. Đế kiếm quyết hành không, vạn ánh kiếm tại quyển trục phía trên xuyên toa, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại kiếm ý. Mà ở đế kiếm quyết phía dưới, võ giả ngồi xếp bằng, đem đế kiếm quyết vây quanh, cả đám đều tại toàn tâm toàn ý cảm ngộ đế kiếm quyết. đám người biểu lộ cũng là không giống nhau, có người mặt mũi tràn đầy say mê, có người mặt mũi tràn đầy bờn rầu, càng có ít người thể nội khí tức thoải mái không ngớt. đế kiếm quyết dù sao cũng là một bộ kiếm quyết, không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể cảm ngộ. ông long long, ngay tại tất cả mọi người như si như say, đám chìm trong đế kiếm quyết huyền diệu bên trong, khó mà tự kiềm chế thời điểm trong hư không đế kiếm quyết, đung nhiên lay động mãnh liệt đứng lên, kiếm khí thu liễm, quyển trục trầm rãi khép lại, đã mất đi đối với đế kiếm quyết cảm ứng ở đây võ giả cũng là không khỏi từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại bọn họ ánh mắt ngưng tụ ở giữa nhìn về phía hư không vương lân anh tuấn dáng người không biết khi nào đã xuất hiện ở hư không đế kiếm quyết cứ như vậy bị hắn nhẹ bóng nắm trong tay ba ngày đã đến vương lân thu hồi đế kiếm quyết nữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra tiểu hữu cái này ba ngày khó tránh khỏi có chút quá ngắn man hoang thánh chủ cười khổ nói mặc dù nói man hoang thánh chủ ở nơi này ba ngày bên trong cảm nộ đến không ít thứ để cho hắn đối với trí tôn cảnh cũng là có một chút tiền đến giải nhưng là đến một lần bản thân hắn không phải tu luyện kiếm quyết thứ hai ba ngày xác thực quá ít khó mà để cho hắn nhất cử đột phá cảnh giới ba ngày xác thực không dài nhưng bản hoàng nhưng không có nghĩa vụ để cho các ngươi một mực cảm lộ một chút đi vương lân bình tĩnh nói đám người nghe vậy ánh mắt cũng là lẩm bẩm bọn họ tự nhiên nhớ kỹ vương lân trước lúc rời đi theo như lời nói muốn tiếp tục cảm lộ đế kiếm quyết vậy thì nhất định phải thần phục với vương gia là vương gia phát triển làm ra đầy đủ cống hiến mới được đám người lúc này đưa mắt nhìn nhau cũng là không khỏi lộ ra vẻ trần trờ "Hừ, tiểu tử ngươi thật cho là một bộ đế phẩm công pháp liền có thể để cho chúng ta huyền giới võ giả thần phục sao nhưng vào lúc này một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đằng không mà lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vương lân trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng làm sao người muốn động tay vương lân mày kiếm dương lên nói phải thì như thế nào trung niên thân hình cao lớn trắng kiện tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy trong cơ thể hắn thánh lực gào thét đáng sợ thượng phẩm thánh cảnh khí tức khuyết tán mà ra khắc hư không đều là đang lúc này oanh minh rung động là hắn tán tu cự tượng thánh giả nghe nói bản thể là một cái long tượng thượng phẩm thánh cảnh cao thủ nếu như hắn nghĩ động thủ có lẽ sẽ là của chúng ta một cái cơ hội. Cự tượng thánh giả xuất hiện, khác ở đây không ít võ giả ánh mắt đều là đang lúc này trở nên lé lên. Bọn họ tự nhiên đều muốn tiếp tục cảm ngộ đế kiếm quyết, nhưng là để bọn hắn như thế thần phục với vương lân, bọn họ tự nhiên cũng không vui. Dù sao ở đây tuyệt đại đa số võ giả đều có thuộc tại tông môn của mình, bọn họ hiện tại tự nhiên không nguyện ý có người áp đảo bọn họ phía trên. Các vị, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta cự tượng thánh giả, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục với một tên trung phẩm thánh cảnh. Cự tượng thánh giả thanh âm như sấm, nhìn về phía vương lân ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt khinh thường cự tượng thánh giả bản thân là một tên tán tu hắn chỉ là cảm ứng được đế kiếm quyết chấn động cho nên mới chạy tới sở dĩ hắn cũng không biết trước đó làm ra như vậy động tĩnh lớn người chính là vương lân cự tượng thánh giả nơi này có thể dung ngươi không được làm cản man hoang thánh chủ biến sắc quát lớn cự tượng thánh giả nghe vậy trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm man hoang thánh chủ ngươi đường đường man hoang thánh chủ chi chủ bây giờ lại giống một điều chó một dạng lao tử xem thường ngươi ngươi man hoang thánh chủ tức giận sắc mặt tái xanh nhưng lại vương lân bàn tay có chút để ép ngăn cản muốn xuất thủ man hoang thánh chủ chỉ là một cái thượng phẩm thánh cảnh liền muốn cướp đoạt trong tay ta để kiếm quyết ngươi thật sự chính là để mắt chính ngươi vương lân ánh mắt có chút lạnh lẽo ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn sáu mươi đế phẩm công pháp dụ hoặc đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Trước một nghìn sáu mươi vào thần lộ, cự tượng thánh giả bên ngoài huyền giới, thế nhưng là nắm chắc cao thủ, cũng liền man hoang thánh chủ hàng ngũ, có thể hơn một chút thôi. Hiện tại cự tượng thánh giả tại Vương Lân trong tay, lại là liền một chiêu đều đi ra không được, bọn họ bên trên đến tốt đoạn, hoàn toàn liền là muốn chết. Làm sao, không có người xuất thủ sao? Vương Lân nghiền ngẫm cười nói, tất cả mọi người là câm như hến, không dám nói lời nào. Tất nhiên không có người xuất thủ, vậy cứ dựa theo ta nói đến, nghĩ lĩnh nộ đế phẩm công pháp, cái kia liền gia nhập ta vương ra Vương Lân tùy ý nói ra vương lân không đợi cái khác người trả lời bản thân hắn đã nhìn về phía man hoang thánh chủ tiền bối văn bối dự định tại thần châu thành lập vương gia bất quá văn bối không có đầy đủ thời gian cái này đơn giản man hoang thành hiện tại đã hủy còn chưa kịp trùng kiến hiện tại ta làm chủ đem nguyên bản man hoang thành ở tại khu vực tính vào vương gia người trong địa bàn về phần nhân thủ phương diện ta man hoang thánh chủ có thể toàn lực tương trợ man hoang thánh chủ không chút do dự nói ra hắn hiện tại tạm thời không có gia nhập vương gia dự định nhưng là hắn vẫn là rất tình nguyện trợ giúp vương lân nếu là đem vương lân hầu hạ tốt rồi nói không chừng không cần gia nhập vương gia Hắn cũng có thể thu được cảm ngộ đế kiếm quyết cơ hội. Ta Hoa rơi các cũng nguyện ý toàn lực tương trợ. Những cái kia được chứng kiến Vương Lân thế lực đáng sợ, cũng đều là vào lúc này, ném ra cành ô liu. Vậy thì cảm ơn các vị, các loại ta vương ra xây thành này, văn bối tất có hậu báo. Vương Lân hướng về phía đám người ôm quyền cười nói, "Tiểu Hưu khách khí." Đám người ngoài miệng nói khách khí, nhưng là ánh mắt đã kinh biến đến mức tha thiết vô cùng. "Đúng rồi tiền bối, ta vị sư thúc kia." Vương Lân nhìn về phía Man Hoang Thánh chủ hỏi. Tiểu hữu cứ việc yên tâm, ngươi vị sư thúc kia, hiện tại chính ở chúng ta Man Hoang Thần Điện một chỗ tu luyện bảo địa bên trong tu luyện, nên chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Man Hoang Thánh Chủ vội và nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Vương Lân khẽ gật đầu nói, sư tôn, ngươi không bằng liền lưu tại nơi này, chủ bị Vương gia trùng kiến sự tình như thế nào. Đồ Nhi ngươi có chuyện, cứ việc đi làm chính là. Vạn Kiếm Chi Chủ gật đầu nói, ân, cái kia Đồ Nhi đi trước một bước, Man Hoang Thánh Chủ tiền bối, Vương gia chúng ta thành lập sự tình, có thể làm phiền. Vương Lân mỉm cười ở giữa, thân hình thoát một cái, chính là hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thu phục huyền giới sự tình không vội vàng được sở dĩ vương lân dự định trước đem vương ra thành lập sau đó lại từng chút từng chút thu phục mà vương lân thì là phải ngồi lúc này ở giữa lần nữa tiến về thần lộ bất quá khi tiến vào thần lộ trước đó vương lân còn được tìm một cái có thể che chở hắn thân thể địa phương mà nơi này tiên môn tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất vương lân trực tiếp chạy về tiên môn tìm một gian tu luyện độc phủ ngồi xếp bằng về sau liền để cho hệ thống vì hắn mở ra thần lộ vê anh loại kia kỳ dị vặn vẹo cảm giác lần nữa chuyển đến sau một khắc vương lân liền phát hiện mình đã xuất hiện ở thần lộ bên trong bất quá cảnh tượng chung quanh lại là cùng hắn lần thứ nhất tiến đến thời điểm có khác biệt rất lớn lần này vương lân là xuất hiện ở một ngọn dây núi bên trong mà dưới chân núi thì là một tòa đô thị phồn hoa thần lộ tầng thứ ba tiểu thất thanh âm cũng là vào lúc này vang lên thần lộ tầng thứ ba vương lân khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm ân thần lộ tổng cộng có tầng ba tiểu chủ nhân ngươi lấy đi trước chính là thần lộ tầng thứ nhất bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới trung phẩm thánh cảnh quả thật có tư cách tiến vào thần lộ tầng thứ ba tiểu thất cười nói thần lộ tầng thứ ba cùng thần lộ tầng thứ nhất khác nhau ở chỗ nào vương lân hỏi khác nhau nhưng lớn lắm thần lộ tầng thứ nhất trên thực lực hạn là thần hoàng cảnh cựu trọng mà thần lộ tầng thứ ba trên thực lực hạn lại là trí tôn cảnh tiểu thất nghiền ngẫm cười nói cũng chính là tại thần lộ tầng thứ ba tiểu chủ nhân ngươi đem tiếp xúc đến chân chính trí Chí tôn cao thủ chân chính trí Chí tôn cao thủ vương lân khẽ giật mình hắn không phải đã sớm cùng vô cực trí tôn đã giao thủ sao ân vô cực trí tôn quả thật có trí tôn cảnh thực lực nhưng là ngươi cũng biết hắn tu vi có một bộ phận đều dùng đang áp chế trên thương thế cho nên lúc ban đầu vô cực trí tôn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực tiểu thất giải thích nói vương lân khẽ gật đầu lúc trước nếu không phải là hắn tóm lấy vô cực trí tôn có thương tích trong người điểm này cưỡng ép trùng kích thương thế của hắn hắn cũng không thể dễ dàng như vậy làm cho vô cực trí tôn thua chạy trí tôn sao vương lân nắm đấm đông nhiên một nắm trong lòng chiến ý cũng là theo chân phồng lên đứng lên bất quá kỳ quái là ta cũng không cảm nhận được chiến đường khí tức rất có thể vị kia được chiến đường trí tôn cao thủ đã rời đi thần lộ tiểu thất hổ nghi nói ra vậy làm sao bây giờ vương lân tâm lý đột không sao thần lộ tầng thứ ba nhưng thật ra là cái rất không tệ lịch luyện chi địa nơi này rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo có thể khiến cho tiểu chủ nhân tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên sở dĩ một bên ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn sáu mươi vào thần lộ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bố mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ t 1062, ngươi là nghiêm túc vương lân nghe vậy sắc mặt của hắn cũng là không khỏi lạnh lẽo ngươi là nghiêm túc bất nói nhảm dựa theo lão phu nói làm nếu không trước hết giết ngươi tại giải quyết lao ra hòa này giản tự tại ngữ khí xâm nhiên nói ra vương lân nghe vậy trong mắt hàn ý cũng là từng chút từng chút ngưng tụ hắn không muốn gây chuyện nhưng là có vẻ như chuyện phiền phức tổng là ưa thích trêu chọc hắn tiểu hữu giản tự tại người này cực kỳ tàn nhẫn ngươi muốn bình yên rời đi sợ là không dễ dàng như vậy không bằng ngươi ta liên thủ trước chạy đi như thế nào đao ma thì là mắt sáng lên nói mặc dù hắn cảm thấy vương lân thực lực không tệ nhưng là giản tự tại lại là thành danh đã lâu thượng phẩm thánh cảnh cao thủ hắn hiện tại trạng thái lại không tốt liên thủ với vương lân hẳn là có mấy phần chắc chắn có thể thoát đi vương lân nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói không cần đao ma sắc mặt hơi đổi một chút tiểu hữu ngươi ứng ừ phó loại rác dưới này ta một người là đủ vương lân trong mắt hàn ý ngưng tụ ở giữa cũng là bước ra một bước vương lân cử động để cho đao ma cùng giản tự tại cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc ha 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 thú vị Thú vị, lúc nào thần lộ bên trong, lại có như thế không biết sống trên người. Giản tự tại kịp phản ứng, thì là nhịn không được cười ha ha. Thật giống như nghe được trên thế giới chuyện Tiểu Lâm tức cười nhất một dạng. Ra tay đi. Vương Lân thì là thờ ơ dơ lên nằm đấm. Giản tự tại tu vi, hẳn là cùng Man Hoang Thánh Chủ không sai biệt lắm đẳng cấp. Vương Lân một người, đủ để đem đối phương nghiền thành tạt bã. Ha ha, một cái trung phẩm thánh cảnh, vậy mà như thế phế lối. Giản tự tại thần sắc lạnh lẽo, trong giọng nói sát phạt chi khí ẩm vàng bộc phát. Đã như vậy, lão phu trước hết làm thì ngươi? Giàn tự tại thân hình thoát một cái ở giữa thể nội thánh lực như là cũng tinh hà rủ xuống hư không chấn động ở giữa hai tay của hắn kết ấn thánh lực hóa thành một đạo quyền ấn hướng về phía vương lân ẩm vang nện xuống quyền ấn che trời quyền kinh gào thét ở giữa thánh lực bốc lên phản phất một cái nộ long đang gầm thét đồng dạng uy năng ngập trời mà uy lực của một quyền này vương lân đoán chừng liền xem như man hoang thánh chủ hàng ngũ cũng khó có thể nhẹ nhõm ngăn lại nhưng mà một quyền này đối với vương lân mà nói lại không đáng kể chút nào lan vương lân lạnh rên một tiếng để cho nhục thân chi lực cũng vào lúc này ẩm vang một phát tại hắn trên nắm tay, ngũ hành thánh lực nướng tụ, bộc phát ra hào quang sáng chói. với anh, vương lân nắm đấm bỗng nhiên một nắm, đấm ra một quyền. ở trong cơ thể hắn, xương cốt vù vù, thần ma chi lực lưu chuyển, huyết khí ngút trời mà ra. đông, hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ nắm đấm, nặng nghề đánh vào cùng một chỗ, đáng sợ quyền kình bộc phát ở giữa, to lớn kia quyền ấn lại là ầm vang sụp đổ. quyền kình bên trong lẩn chứa lực đạo, giống như đại dương tàn phá bừa bãi ra. chết, vương lân thân hình từ quyền kình bên trong xuyên qua, quỷ dị xuất hiện ở giản tự tại trước người, nắm đấm hướng về phía hót của hắn, ầm vang nện xuống. a. À. Giản tự tại cũng là giật này mình, Vương Lân thực lực có chút vượt qua hắn dự liệu cường đại. Hừ, Giản tự tại trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong cơ thể hắn thánh lực cuốn lên ở giữa, bao trùm tại trên nắm tay. Hắn nguyên bản giản mua nắm đấm, vào lúc này trở nên trong suốt sáng chói, như là đa quý chế tạo đồng dạng. Đông. Giản tự tại huy quyền cùng Vương Lân nắm đấm, nặng nghề đối với cùng một chỗ, hai người dưới chân hư không đều là đang lúc này ẩm vang đổ sụp. Bạch bạch bạch, Vương Lân lão đảo rút lui, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị giản tự tại thực lực tựa hồ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn mấy phần nếu như là bình thường thượng phẩm thánh cảnh căn bản là gánh không được hắn một quyền giống như là cự tượng thánh giả đồng dạng tại hắn một quyền phía dưới nắm đấm đều vỡ vụn nhưng là giản tự tại chẳng những chặn lại hắn một quyền hơn nữa còn bức lui hắn đây là chuyện bất khả tư nghị đương nhiên giản tự tại mặc dù chặn lại vương lân nắm đấm nhưng là thân hình đồng dạng bay ngược mà ra mà hắn trên nắm tay bao trùm thánh lực cũng là từng điểm từng điểm tan ra không gặp mà lúc này đao ma đã có chút một bức vương lân trước đó có thể đỡ nổi giản tự tại một đòn là hắn biết vương lân thực lực sẽ không quá yếu nhưng là lại không nghĩ rằng vương lân vừa ơ ý mà có thể áp chế giản tự tại phải biết giản tự tại thế nhưng là đụng chạm đến trí tôn cảnh bình phong tre trở thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cho dù là tại tầng thứ ba thần lộ cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ mà vương lân chỉ là trung phẩm thánh cảnh vậy mà tại mặt đối với giản tự tại thời điểm chiếm cứ thượng phong quả thực là không thể tưởng tượng nổi giản tự tại ổn định thân hình hắn đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vương lân bị bức lui. như bức ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm sáu mươi hai ngươi là nghiêm túc đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn không trăm sáu mươi ba xin giúp đỡ làm sao ngươi muốn tự tìm cái chết hay sao vương lân hai mắt có chút phát lạnh hắn có thể buông tha Đào ma không có nghĩa là hắn liền thực dễ nói chuyện như vậy không không phải đao ma giật mình trong lòng liền vội vàng khoát tay nói tại kiến thức vương lân đánh giết giản tự tại một màn kia về sau hiện tại chính là mượn đao ma mười cái lá gan hắn cũng không dám tính toán vương lân không phải liền tránh ra vương lân vô duyên vô cố liền cùng thượng phẩm chí tôn đánh một trận trong lòng của hắn lúc này thế nhưng là cực kỳ lý trí khó chịu tiền bối có thể hay không nghe vãn bối một lời vãn bối có một chuyện muốn cùng tiền bối thương nghị đao ma có chút kinh hồn tăng đảm nhưng chính là cả gan nói ra không hứng thú vương lân không chút do dự nói tiền bối sự tình quan hệ đến bất diệt chi thành tiền bối cũng không hứng thú sao đao ma cắn răng nói ra không nghe hắn nói xong vương lân vừa mới nghĩ cự tuyệt nhưng là tiểu thất thanh âm lại là vào lúc này chuyển vào vương lân trong óc vương lân khẽ giật mình bước chân có chút dừng lại nhìn về phía đao ma cái kia ngược lại là có mấy phần hứng thú đao ma nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi vội và nói tiền bối van bối trong tay có một cái ngọc giản bên trong có một bộ đế phẩm công pháp tin tức van bối có thể đưa cho tiền bối có điều kiện gì vương lân nói thẳng nói đao ma nghe vậy trần trờ một phen sắc mặt tịch mịch mở miệng nói ra cái kia một cái ngọc giản cũng là van bối cơ duyên đoạt được bởi vì một quả này ngọc giản, chẳng những văn bối tông môn bị người huyết tẩy, văn bối tức thì bị truy sát mấy chục vạn dặm mà văn bối vợ con hiện tại cũng bị đối phương bắt được. Vương Lân không khỏi khẽ giật mình, cái này có gì? Tại thần lộ bên trong, coi như bị giết, ngoại giới bản tôn cũng không có việc gì. Tiền bối, ngươi không biết tại thần lộ bên trong có một loại thần thông tên là diệt hồn dẫn, triển khai phép thuật này có thể theo chúng ta tại thần lộ bên trong linh thân bên trong lận chứa thần hồn trí lực, truy tung đến bản tôn, đem bản tôn thần hồn nhất cử gạt bỏ sao? Đao Ma kỳ dị nhìn xem Vương Lân, còn có loại vật này, Vương Lân càng là kinh ngạc hắn xác thực chưa từng nghe nói qua diện hồn dẫn loại vật này đương nhiên văn bối trước kia cũng kỳ quái tiền bối tại sao không có thi triển diện hồn dẫn đem giản tự tại đánh giết nguyên lai tiền bối căn bản không biết ta đao ma bất đắc dĩ cười nói ta vừa tới thần lộ không lâu còn chưa nghe nói qua vương lân bình tĩnh nói ra thì ra là thế đao ma càng là có chút khiếp sợ nhìn xem vương lân mới vào thần lộ vương lân liền có như thế thần lực vậy nếu là tại thần lộ bên trong lịch luyện một đoạn thời gian vương lân thực lực đem tăng lên đến mức nào bất nói nhiều lời ngươi là muốn cho ta giúp ngươi cứu ra vợ con của ngươi đúng không vương lân không nguyện ý tại việc này bên trên lãng phí thời gian nói thẳng nói chính là đao ma vội và nói thực lực đối phương như thế nào vương lân cũng không một lời đáp ứng mà là hỏi ngược lại bắt ta vợ con là thần lộ tầng thứ ba giản ra thánh cảnh cao thủ ba mươi người trong đó tu vi đạt tới thượng phẩm thánh cảnh tổng cộng có năm người giản tự tại đã chết tại trong tay tiền bối hiện tại chỉ còn lại có bốn người đao ma vội và nói ba mươi tên thánh cảnh vương lân thần sắc không khỏi ngưng tụ hắn tu vi hiện tại mặc dù tại trí tôn cảnh phía dưới không sợ bất luận kẻ nào nhưng là ba mươi vị thánh cảnh đồng thời xuất thủ ngược lại cũng có chút phiền phức không sai hơn nữa giản gia ở tại giản thành tại giản gia kinh doanh phía dưới có thể nói là vững như thành đồng vách sát nội tình kinh người lấy tiền bối thực lực đi cứu người độ khó cũng là cực cao đao ma do dự một chút thành thật nói đối với vương lân cái này các cao thủ mà nói liền xem như hắn hữu tâm dầu diếm sợ là cũng không gạt được vương lân dứt khoát nói thẳng ra ngươi nhưng lại thành thật vương lân khẽ mỉm cười nói vương lân ngược lại không sợ hãi nguy hiểm nhưng là lại không thích bị người mưu hại tiền bối ngươi cái này thì nguyện ý giúp ta Đa ma ánh mắt sáng lên nói nguyên bản hắn còn có chút bận tâm lấy vương lân thực lực tuyệt đối có thể trực tiếp giết hắn cướp đi trên người của hắn ngọc giản hắn mời vương lân tương trợ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng không nghĩ đến vương lân vợ ơ y mà thực nhị được dụ hoặc không có ra tay với hắn đi thôi trước mang ta qua xem một chút đi giản ra có ba mươi vị thánh cảnh cao thủ toa chấn, ta cũng không có đầy đủ nắm chắc chỉ có thể nhìn một chút vương lân bất đắc dĩ nói nếu không phải là tiểu thất để cho hắn đáp ứng đao ma điều kiện vương lân thật sự chính là lười nhác lội chuyến này vũng nước đủ. đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1063, nghìn đao ma xin giúp đỡ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ trước 1064, Giản Thành. Vương Lân tự nhiên là không biết, Giản tự tại đã trở lại Giản Thành, còn phát ra chu sát lệnh, muốn lấy tính mệnh của hắn, bất quá coi như Vương Lân biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao hắn đều cũng định tiến về Giản Thành, cứu ra đao ma vợ con, cùng Giản tự tại giao thủ, là chuyện sớm hay muộn. Giản Thành khoảng cách Vương Lân trước đó xuất hiện dãy núi không xa, chỉ có gần nửa ngày lộ trình, mà đáp lấy đoạn thời gian này, Vương Lân thì là cùng Đao Ma học tập một lần diệt hồn dẫn. Diệt hồn dẫn đẳng cấp không tính quá cao, chỉ là một loại cổ phẩm hạ phẩm võ kỹ nghe nói là năm đó thần lộ một tên trí tôn từ bất diệt chi thành bên trong lấy được công pháp công pháp này luyện tập nhưng lại không khó nhưng lại có thể tại thần lộ bên trong giết chết võ giả lúc trước vị kia trí tôn bởi vì chiếm được diệt hồn dẫn thế nhưng là bị mấy vị trí tôn cao thủ liên thủ truy sát dù sao ai cũng không muốn có cái có thể thông qua một sợi thần hồn diệt sát phương pháp của mình lưu truyền ra đi vậy cái kia vị trí tôn cũng là nhân vật hung ác mặt đối số vị trí tôn truy sát kết quả dưới cơn nóng giận tương diệt hồn dẫn phương pháp tu luyện công bố thiên hạ sở dĩ diệt hồn dẫn cũng đã thành thần lộ bên trong đứng đầy đường công pháp mà ở mâu giao bé ngày tu luyện về sau lấy vương lân thiên phú rất là nhẹ nhõm liền đem diện hồn dẫn tu luyện thành công bất quá hắn ngược lại là không phải không có cơ hội thi triển làm vương lân đi tới bao la hùng vĩ giản thành bên ngoài lúc hắn cũng là không khỏi hơi xúc động thần lộ bên trong tài nguyên làm thật không phải ngoại giới có thể so cho dù là bên trong huyền giới cùng thần lộ tầng thứ ba so ra cũng là kém rất nhiều thanh trì toàn thân cũng là lấy một loại cấm bay thần thạch chế tạo loại này thần thạch không cách nào chế tạo thần binh, nhưng là lại có một loại đặc biệt tác dụng cái kia chính là cấm bay thần thạch ở tại ở tại phương trượng bên trong bất luận cái gì võ giả đều thi triển phi hành thần thông mà giản thành toàn thân cũng là lấy cấm bay thần thạch chế tạo cách thật xa vương lân liền cảm nhận được một loại áp chế lực lượng để cho hắn không cách nào bảo trì phi hành trạng thái cấm bay thần thạch chế tạo trên tường thành càng là bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ đường vân hiển nhiên là có trận pháp cường đại bao trùm cửa thành to lớn dưới võ giả ngựa xe như nước đồng dạng ra vào lấy lộ ra cực kỳ phồn hoa hương thịnh có ý tứ rất nhanh vương lân liền thấy nổi đồng bể giữa không trung chân dung cái kia không phải mình là ai xem ra giản tự tại đã lần nữa tiến vào thần lộ giản ra sợ là đã sớm chuẩn bị a Đa ma lo lắng nói có hay không chuẩn bị đối với chúng ta mà nói giá trị không lớn vương lân khẽ lắc đầu hắn dậm chân hư không cũng không tính tiến vào giản thành dù sao giản nội thành lúc này tất nhiên là tàng long hoa hổ sợ dĩ vương lân nếu là tùy tiện đi vào sợ là hội mang đến cho mình phiền thoái không cần thiết tại hạ vương lân còn mời giản ra làm chủ người đi ra một lần vương lân cao giọng mở miệng thanh âm của hắn tại thánh lực bao khỏa phía dưới xa xa truyền đến ra rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người ai lại dám lấy loại giọng nói này cùng ra chủ người lớn nói chuyện quả thực là chán sống rồi như thế không biết sống chết Vương Lân thanh âm vừa mới truyền ra, bên trong thành võ giả lập tức sôi trào, đủ loại kêu gào thanh âm cũng là tùy theo truyền ra. Và anh, nội thành rất nhanh liền xông ra một chi trang bị tinh lương quân đội, nhân số tại khoảng ba trăm người, thực lực yếu nhất cũng là thần hoàn cảnh, trong đó một người cầm đầu, càng là đạt đến thánh cảnh cảnh giới. Người nào lại dám đến ta giản thành gây chuyện? Cầm đầu thánh cảnh cao thủ phẫn nộ quát. Đối phương người mặc hát giáp, thần sắc lạnh lùng, thân hình khôi nô cao lớn, mang theo một loại túc sát chi khí, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Vương Lân. Hắn tự nhiên cảm ứng ra Vương Lân tu vi, nhưng lại cũng không e ngại, trung phẩm thánh cảnh mà thôi bọn họ giản ra có thể là có dòng dã năm vị thượng phẩm thánh cảnh vương lân loại tu vi này hắn căn bản liền không để vào mắt nhưng là một mực che giấu khí tức đao ma lại là để cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm không phải gây chuyện mà là có chuyện cùng các ngươi giản ra thương nghị ngươi không làm chủ được người một có thể làm chủ đi ra vương lân bình tĩnh nói thật là lớn mấy hơi thở trung niên tướng lĩnh ngữ khí lạnh lùng quát hỏi không phải ta khẩu khí lớn mà là ta có diệt đi ngươi giản ra thực lực nếu ngươi không tin đại khái có thể thử xem vương lân ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thật sự chính là đủ cuộc vọng chỉ là trung phẩm thánh cảnh lại dám nói diệt đi ta giảng ra cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi bất quá cũng được sau ngày hôm nay ngươi chính là một người chết trung niên tướng lĩnh cười nhạo nói hắn rất khinh thường căn bản liền không có đem vương lân để ở trong mắt ngươi qua ngươi ngược lại là có thể yên tâm ta tạm thời sẽ không giết ngươi vương lân không mặn không lạt nói ra giết trung niên tướng sĩ lúc này cũng là tức giận trong lòng ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn sáu mươi giản thành đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín 10 ở mỗi cuối chương 3 ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn chương một lưu lại làm con tin a ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi ngươi cho rằng mang một cái trung phẩm thánh cảnh tới thì có cùng ta giản ra bàn điều kiện tư cách giản từ thiên cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đao ma trong giọng nói khinh thường cực kỳ nồng đậm ngươi đao ma biến sắc có chút hơi khó nhìn xem vương lân muốn ta thả ngươi vợ con cũng không phải không thể đưa ngươi lấy được cái tiêm một cái ngọc giản giao ra chúng ta giản ra có thể suy tính một chút giản tự tại hí ngược nói ra giản tự tại ngươi coi lão phu ngốc sao giao ra các ngươi sợ là càng sẽ không thả người đao ma cười lạnh nói ngọc giản nơi tay hắn còn có gì đối phương bàn điều kiện tư cách một khi đem ngọc giản giao ra lấy giản ra đi tiểu tính sợ là sẽ phải trực tiếp hạ sát thủ ngươi cho rằng ngươi không giao ra chúng ta giản ra liền lấy ngươi không cách nào giản tự tại âm chầm nói hắn rất tự phụ đồng thời ăn chắc đao ma hắn giản ra chẳng những có con tin nơi tay hơn nữa nơi này chính là giản thành coi như đao ma mang tới một cái thanh niên thần bí hắn cũng không có nửa phần kiên kỵ cái kia chính là không có nói vương lân mày kiếm dương lên trong mắt hàn ý từng chút từng chút ngưng tụ cho ngươi hai lựa chọn ngươi làm mình giao ra ngọc giản còn là ta giết các ngươi sau đó bản thân lấy giản tự tại cười lạnh nói vương lân khẽ gật đầu ta nghe hắn ta muốn thấy nhìn ngươi như thế nào giết chúng ta vương lân khinh miệt lời nói để cho giản tự tại giận dữ hắn nhưng là thượng phẩm thánh cảnh cao thủ mà vương lân chỉ là trung phẩm thánh cảnh một đường đường thượng phẩm thánh cảnh bị một cái trung phẩm thánh cảnh miệt thị bất kể là ai đều nhịn không được tất nhiên muốn tìm cái chết cái kia liền thành bằng ngươi giản tự tại gầm thét hai tay của hắn hai tay kết tấn ở giữa nguyên ngông thánh lực hóa thành một cây trường thương xé rách hư không hướng về phía vương lân đâm xuyên tới tranh tranh chanh. trường thương rơi xuống ở giữa hư không bị xé nứt vô tận mũi thương bao phủ hư không uy lực cực kỳ khủng bố vương lân ngược lại có chút kinh ngạc giản tự tại tu vi không cao nhưng là chiêu này thần thông nhưng lại cực kỳ lợi hại sợ làm man hoang thánh chủ hàng ngũ đều khó mà nhẹ nhõm ngăn trở không chịu nổi một kích dù vậy vương lân vẫn không có để ở trong lòng lấy hắn thực lực hôm nay trí tôn cảnh phía dưới cơ bản không có đối thủ chạm, vương lân chập ngón tay như kiếm Đầu ngón tay có chút dương lên ở giữa, một đạo huyết sắc kiếm khí hoành không mà ra. tranh kiếm khí màu đỏ ngòm xoắn nát đầy trời mũi thương, cùng thánh lực ngưng tụ thương ảnh nặng nề đánh vào cùng một chỗ. Giang giác. thương ảnh tại kiếm khí màu đỏ ngòm phía dưới, bị như bẻ cánh khô đồng dạng đánh tan. Tất nhiên không có thương lượng, vậy ngươi liền lưu lại làm con tin tốt rồi. Vương Lân bước ra một bước, người liền là xuất hiện ở giản từ thiên trước người. Ngươi, giản từ thiên khẽ giật mình, hắn vội vàng cổ động thể nội thánh lực, hóa thành một đạo đạo tinh hà rơi xuống, cả người tại thánh lực bao khỏa phía dưới, như là thiên thần đồng dạng lướt năng ra. Giản tự tại phản ứng rất nhanh, nhưng là vương lân tốc độ lại càng nhanh Hugh, vương lân đầu ngón tay dương lên kết giới chi lực từ đầu ngón tay hắn tràn ra hóa thành một cái lưới lớn đem giản tự tại bao khỏa cái gì giản tự tại kinh hãi trong cơ thể hắn thánh lực điên cuồng khuynh tả đánh thẳng vào kết giới chi lực nhưng là đây cũng là tốn công vô ích sự tình kết giới chi lực không ngừng có vào cuối cùng như là dây thường đồng dạng đem giản từ thiên trói gô giản tự tại sợ ngây người hắn không nghĩ tới vương lân thực lực vậy mà đáng sợ như thế hơn nữa bao vây lấy hắn rốt cuộc là cái gì lực lượng kết giới chi lực ngươi vợ ý mà lĩnh nộ ra kết giới chi lực giản tự tại kinh hô ánh mắt của hắn rung động thể nội thánh lực cháy hương hực thôi động thánh lực tại làm sao cùng dãy rủa. nhưng là cái này y nguyên vô dụng kết giới chi lực theo da thịt của hắn tràn vào trong cơ thể hắn đem hắn thánh lực từng chút từng chút áp chế dẫn đến đến cuối cùng giản tự tại trong cơ thể thánh lực giống như đều biến mất hết đồng dạng ngay cả khí tức, đều trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì giản tự tại do sợ sắc mặt trắng bệnh ngoại thân lượn lờ kết giới chi lực bị vương lân tùy ý mang theo ngoan ngoãn đợi đi ngươi có thể hay không mạng sống có thể liền xem các ngươi giản ra làm thế nào vương lân thơ ơ nói Mau thả trưởng lão tiểu tử ngươi dám bắt ta giản ra trưởng lão ngươi biết hội có hậu quả gì không sao đáng chết tập trùng, mau thả người cái khác giản ra người lúc này cũng là trợn tròn mắt đặc biệt là giản dị hắn không nghĩ tới bản thân hô lên giản tự tại vợ ơ ý mà đồng dạng không phải là đối thủ của vương lân hơn nữa giản tự tại cứ như vậy bị vương lân bắt lại thượng phẩm thánh cảnh võ giả thế nhưng là giản ra mạnh nhất người nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn sáu mươi lăm lưu lại làm con tin a đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba Cốn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn v... xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một cường thế cứu người còn có loại chuyện này cái khác ba vị thượng phẩm thánh cảnh võ giả lúc này đều ngẩn ngơ bất khả tư nghị nhìn xem vương lân bọn họ tự nhiên có thể dò xét ra vương lân tu vi chỉ có trung phẩm thánh cảnh mà thôi mà giản tự tại thế nhưng là thượng phẩm thánh cảnh bên trong uy tín lâu năm cao thủ giản tự tại thực lực tại giản gia cũng là số một số hai kết quả lại bị vương lân làm thịt một lần ân tiểu tử này nhất định phải chết giản tự tại sắc mặt âm trầm truyền âm nói bốn tên thượng phẩm thánh cảnh cao thủ lẫn nhau trong mắt hàn ý có chút lóe lên tiểu hữu chúng ta giản gia cùng ngươi không cựu không đoán vì sao bắt ta giản gia trưởng lão trung niên nam tử mở miệng nói ra ngữ khí khá lịch sự nhưng là trong lòng đang suy nghĩ gì sợ là chỉ có hắn mình biết rồi ngươi là ai có thể làm chủ vương lân bễ nói tại hạ giản gia gia chủ giản khanh giản gia sự tỉnh tự nhiên có thể làm được chủ giản khanh bình tĩnh nói ân vương lân khẽ gật đầu lười nhác nói nhảm nói thẳng nói lấy người tiền tài trừ thai họa cho người thả hắn vợ con ta tự nhiên sẽ thả hắn dễ nói giản khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói làm sao nguyện ý thả người sao vương lân mày kiếm dương lên nói thả hắn vợ con không tính là gì đại sự nhưng là tiểu hữu lại bắt giản gia trưởng lão uy hiếp lợi này nếu là chuyển đi ta giản ra về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại giản khanh ngữ khí có chút phát lệnh nói bắt đều bắt ngươi muốn như thế nào vương lân khinh thường nói nếu không phải là cố kỵ đến trong tay đối phương còn có đao ma vợ con vương lân đã sớm xuất thủ căn bản liền sẽ không cùng đối phương nói nhảm thả giản từ thiên tất cả đương nhiên tốt nói giản khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói cái kia nếu như ta không thả đâu vương lân bình tĩnh nói ha ha giản khanh mỉm cười đem người mang cho ta đi lên giản khanh tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy rất nhanh chính là có giản gia võ giả để ép một người trung niên mỹ phụ cùng một tên thanh niên đi ra trung niên mỹ phụ nhưng lại rất có tư sắc thanh niên tướng mạo cũng là khá là tuấn lãng bất quá hai người hiển nhiên là gặp một chút trà tấn lúc này nhìn qua có chút chật vật trên người y phục cũng là rách nước phu quân phu thân hai người nhìn thấy đao ma trong mắt chính là không khỏi lộ ra vẻ ước ao kích động la lên muốn tiến lên lại bị đè ép hắn võ giả ngừng nương tử hải nhi đao ma thấy thế đỏ ngầu cả mắt nắm đấm bóp cọt kẹt vàng quanh thân càng là đao khí tùy ý chớ nóng vội vương lân lắc đầu ra hiệu đao ma không muốn hành động thiếu suy nghĩ vương lân đã nhìn ra đao ma vợ con thể nội đều có cực kỳ đáng sợ cấm chế tùy tiện xuất thủ chẳng những cứu không được người ngược lại sẽ hại bọn họ ân đao ma trọng trọng gật đầu phu nhân hải nhi các ngươi chớ nóng nội ta nhất định cứu các ngươi đao ma vợ con nghe vậy chỉ là trọng trọng gật đầu cứu Giản khanh nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng phi thân rơi vào đao ma vợ con bên người thả giản tự tại Giản khanh ngữ khí lạnh như băng nhìn chằm chằm vương lân nói không có khả năng vương lân lắc đầu nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí Giản khanh trong mắt lóe lên một vòng vẽ tàn nhẫn hắn chập ngón tay như kiếm một đường thánh lực cầm vang chém xuống a à. thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương mà hắn một cái cánh tay lại là vào lúc này tận gốc mà đứt, máu tươi vây xuống trường không hài nhi đao ma nổ tung thể nội thánh lực không áp chế được rúng động lại bị vương lân áp chế gắt gao giản khanh đúng không ngươi đến cùng muốn thế nào vương lân ánh mắt hiện ra hàn ý trong lòng cũng là phẫn nộ đến cực hạn thả giản tự tại nếu không ta liền đem tay chân của hắn từng con chém xuống đến đao ma nhìn con mình bị người bào chế người trưởng thành côn ta muốn biết tâm tư ngươi tỉnh đến cùng như thế nào giản khanh sắc mặt dữ tợn nói ra giản khanh ngươi đang chết đao ma hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm giản khanh hiện hiệu đã đến ranh giới bùng nổ thả hay là không thả người giản khanh nhìn cũng không nhìn đao ma một chút mà là gắt gao nhìn chằm chằm vương lân mà đầu ngón tay hắn thì là phun ra nuốt vào lấy thánh lực bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống người thắng vương lân nhàn nhạt quét giản khanh một chút hắn theo giơ tay lên ở giữa hướng về phía giản từ thiên thân vỗ một cái Ong 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 bao vây lấy giản từ thiên kết giới chi lực thì là tại vương lân dưới cái vỗ này dung nhập trong cơ thể hắn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ẩm vương lân lại là một trường đập vào giản từ thiên trên lưng giả từ chăn trời vương lân mạnh mẽ nhục thân chi lực quanh hung hang vọt tới giản khanh thính ngươi thời giảng khanh giữ tợn cười một tiếng lại là không để ý một tay nô ra muốn đem giảng từ thiên tiếp được như bậc ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1066, cường thế cứu người đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương ba ba con vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì Phiên bò mẹ đinh đã cập nhật tên Phiên bò mẹ ra mắt túc chủ gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Trước 1067, độc chiến giả ra. Tiền bối, ngươi không cùng ta môn cùng rời đi sao? Đao Ma sướng sở, mà vợ con của hắn đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Vương Lân. Cùng đi, các ngươi chạy không được. Vương Lân bình tĩnh nói. Hắn mặc dù thành công cứu Đao Ma vợ con, nhưng lại giết giản ra một tên thượng phẩm thánh cảnh cao thủ, việc này đã không cách nào lành. Lấy tốc độ của hắn muốn rời khỏi không tính việc khó, nhưng là muốn bảo vệ vợ con Đao Ma, lại là tuyệt đối chạy không được. Người tốt làm đến cùng, tống phật tiễn đến tây, Vương Lân dứt khoát lưu lại, làm Đao Ma tranh thủ đầy đủ thời gian tiền bối không thể ngươi cứu van bối vợ con van bối đã vô cùng tăng kích như thế nào lại vào lúc này một mình rời đi đao ma lại là cắn răng nói ra bản thân hắn chính là trọng tình người nếu không cũng sẽ không ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết còn mời vương lân mang theo hắn tới cứu người ngươi không rời đi ta cứu ngươi vợ con còn có ý gì mang lấy bọn hắn rời đi ta tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh chỉ là giảng ra còn không cần mệnh của ta vương lân nhữ mày nói ra cái này đi mau trễ chút nữa ngươi muốn đi coi như không còn kịp rồi vương lân tiện tay vung lên liền đem đao ma ba người đưa ra ngoài trăm dặm tiền bối đao ma cảm kích nhìn đứng lặng bầu trời vương lân một chút hài nhi nhớ kỹ ngươi mệnh là vị tiền bối này cứu ân 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 thanh niên nghe vậy đồng dạng nhìn thật sâu vương lân một chút lúc này mới quay người rời đi tiểu tạp thoái lao phu xé xuống ngươi mà lúc này giản từ thiên rốt cục từ kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong trùng sắt mà ra hắn ánh mắt u ám vô cùng nhìn chằm chằm vương lân bàn tay hắn vung lên ở giữa thánh lực giống như đại dương đổ xuống mà ra hướng về phía vương lân xoắn tới vâng. giản tự tại nén giận xuất thủ thế công cực kỳ bá đạo tàn nhẫn loại kia uy năng đủ để lập tức sát tầm thường trung phẩm thánh cảnh nhưng mà loại này thế công đối với vương lân mà nói lại không đáng kể chút nào vương lân dậm chân mà ra quyền ra như long hung hăng nện ở cuốn tới thánh lực phía trên cái kêu minh ngông thánh lực bị tùy tiện xé rách vương lân tiện tay chấn động thánh lực triều tịch chính là ẩm vang sụp đổ tiểu tử nơi này dung ngươi không được phép lối an lão thân một đòn giản ra lão hầu lúc này cũng là xuất thủ đến nàng giàn mua bàn tay trong lúc huy động từng đạo từng đạo tươi đẹp thánh lực lan tràn mà ra bao trùm tại nàng trên bàn tay mà giản ra lão hầu nguyên bản khô gậy như tuổi khô bàn tay cũng là vào lúc này trở nên trong suốt như ngọc tàn mắt ra cực kỳ nguy hiểm khí tức bích hải diện sinh trưởng la hầu dịch thấu trong suốt bàn tay hướng về phía vương lân ép xuống trong lòng bàn tay tựa hồ có bao la phun trào sóng lớn ngập trời bậc này công kích nhưng lại cực kỳ huyền diệu sau đó đối mặt với la hầu công kích vương lân trở lại đồng dạng là một trường vô kích mà ra cùng la hầu bàn tay nặng nề đụng thẳng vào nhau vê anh vâng. la hầu lòng bàn tay chứa bao la lại là tại vương lân dưới bàn tay ầm vang sụp đổ thánh lực biến thành bao la hóa thành nước biển vô tận chiếu nghiêng xuống đem phía dưới thiên địa cũng là bao phủ bạch 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 la hầu thế công bị phá thân hình càng là khó mà ngăn chặn chật vật bay ngược mà ra nhưng lại Vương Lân, thân thể hơi chấn động một chút liền đem loại kia lực phản chấn toàn bộ hóa giải ttt nhìn thấy la hầu thế công bị vương lân dễ dàng như vậy hóa giải la hầu cũng là không khỏi ngược lại hít sâu một hơi có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vương lân la hầu phía trước thế công thế nhưng là không có chút nào thử ý nghĩa mà là toàn lực công kích còn là chống đỡ vương lân vừa mới ngăn trở giản tự tại công kích lập tức bộc phát lại như cũng bị vương lân chặn lại ngược lại có chút thủ đoạn khó trách dám đến ta giản ra dương ai giản khanh lúc này cũng là hóa giải kiếm khí màu đỏ ngỏm rơi vào vương lân trước người Ánh mắt u ám vô cùng nhìn chằm chằm vương lân, mà cái khác giản ra thượng phẩm thánh cảnh là là lao nhanh ra, phân lập bốn góc, đem vương lân bao bọc vây quanh. Bất quá coi như thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi cũng không nên đến ta giản ra dương oai, bởi vì ngươi sẽ chết. Giản tự tại càng là lạnh giọng nói ra, phải không? Ta vẫn là câu nói kia, muốn giết ta, còn phải xem các ngươi giản ra có không có đầy đủ thực lực. Vương lân không mặn không lạt nói ra, đối phương nhân số mặc dù đông đảo, nhưng là vương lân nhưng cũng không phải kẻ yếu, muốn giết vương lân, nhất định chính là người si nói mậu. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta giản ra lòng dạ gắt một tên khác lao giả lạnh rên một tiếng cùng lao hầu ba người lên nhau bốn người gần như đồng thời phát động thế công bích hải diện sinh trưởng kim long kiếm khí nghiết tâm thương linh lung thần thông bốn người hai tay kết ấn ở giữa từng đạo từng đạo hùng hồn thánh lực từ bốn trong thân thể quét sạch mà ra bao phủ thiên địa thánh lực ngưng tụ ở giữa bốn cố khí tức đáng sợ từ bốn trong thân thể quét sạch mà ra vương lân thấy thế mày kiếm có chút dâng lên mặt đối với bốn vị thượng phẩm thánh cảnh đồng thời xuất thủ hắn nhưng lại nhất định phải triển lộ một người nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn sáu mươi bảy độc chiến giản gia đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bái đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn v... xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bò mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bò mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn giản ra nội tình kim long kiếm khí đồng dạng ngăn không được bạch hổ thí thiên trào tại bạch hổ thí thiên trào sắc bén vô song công kích phía dưới hình dòng kiếm khí run lên bần bật chính là hóa thành một đạo đạo kim sắc kiếm mang phô thiên cái địa đồng dạng quét sạch từ phương tranh tranh chanh. kiếm khí phát tiết ở giữa loại nhuệ khí đó đem hư không xé rách cuối cùng hướng về phía giản thành rơi xuống ông ngong nhưng vào lúc này giản thành bên trong một đạo quang trụ xung ra hóa thành một tầng màng mỏng đem giản thành bao trùm đinh 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 Đầy trời kiếm khí màu vàng nóng phát tiết ở giữa, toàn bộ mang mỏng đều là đang lúc này kịch liệt vụ vụ nhìn như nhu nhược màn sáng, lại là chặn lại ngàn vạn kiếm mang trùng kích. Hộ Tông đại trận sao? Vương Lân mày kiếm có chút dương lên, giản ra ở chỗ này phát triển không biết bao nhiêu năm, tự nhiên bố trí chuẩn bị ở sau. Loại này tầng độ Hộ Tông đại trận so với ban đầu Man Hoang Thành đến mạnh không biết bao nhiêu lần. Ban đầu Man Hoang Thành, thế nhưng là tại Vương Lân khi độ kiếp Hộ Tông đại trận còn chưa tới kịp mở ra, liền bị nghiền thành phấn vụn. Bạch Hổ Thí Thiên chảo xé rách Kim Long kiếm khí, cùng đen kịt trường thương nặng nề đánh vào cùng một chỗ. Và anh lần này bạch hổ thí thiên trảo uy năng bị ngăn cản vô tận mũi thương cùng bạch hổ thí thiên trảo va chạm ở giữa cả hai buộc phát ra kinh khủng thánh lực sóng lớn ầm ầm nhất hai người sau cơ hội là đồng thời yên diện, sụp đổ ầm ầm bốn đại cao thủ thi triển tứ đại võ kỹ trong một chớp mắt chính là bị vương lân đánh tan ba đạo chi còn lại hắc bạch phân minh bàn cờ hướng về phía vương lân chấn áp xuống thanh long chạm vương lân mày kiếm có chút dương lên đối với bạch hổ thí thiên trảo chỉ có thể đánh tan ba đạo thần thông hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn vương lân hai tay kết ấn ở giữa một cái thanh long hư ảnh từ hắn lòng bàn tay bay lượn mà ra hống 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 bạch hổ hư ảnh bước lên ở giữa long thân bại xuống liền là hướng về phía cờ họ théo lộ bàn đánh giết mà ra hóa thành một đạo thanh sắc quang mang. Xoẹt. thanh sắc quang hoàng dùng tốc độ khó mà tin nổi nặng nề chạm tại hắc bạch trên bàn cờ nhìn qua uy năng mạnh mẽ cờ họ théo lộ bàn vờ ơ y mà cũng là vào lúc này lay động mánh liệt đứng lên đinh 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 mà nhưng vào lúc này cờ họ théo lộ trên bàn quân cờ đen trắng giống như một miếng miếng tinh thần đồng dạng chấn động động bắn mà ra không ngừng oanh kích lấy thanh long chạm giang giác giang giác giang giác tại loại này công kích phía dưới thanh long chạm lại là vào lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh vê cờ họ theo lộ bàn vào lúc này chấn động mạnh một cái một cỗ kinh tiên động địa thánh lực chấn động ẩm vàng một phát hóa thành hắc bạch song sắc quang mang trùng kích mà xuống đem thanh sắc quang hoàng bao phủ ẩm mà tại loại này công kích phía dưới thanh long chạm ẩm vàng pha toái đế khí vương lân khỏe miệng có chút dâng lên có chút ngoại ý muốn nhìn xem cờ họ theo lộ bàn nguyên bản vương lân còn tưởng rằng cờ họ theo lộ bàn chỉ là một loại thần thông lúc này mới phát hiện cái này bản cờ có thể là một kiện hàng thật giá thật đế khí cờ họ theo lộ bàn đánh tan thanh long chạm tiếp tục đối với vương lân nghiền ép xuống vô cùng mênh mông cờ họ theo lộ trên bàn mỗi một quân cờ cũng như cùng tinh thần đồng dạng loại ra hắc bạch qua mang cho người ta một loại khủng bố đến mức tận cùng khí tức thần hoàng chi dực vương lân nhướng mày ở giữa phía sau thần hoàng chi dực nổi lên thân hình thoát một cái ở giữa chính là nhanh lùi lại mấy ngàn dặm khoảng cách vê vâng. anh kinh khủng kia cờ họ theo lộ bàn nặng nề vanh vâng trên mặt đất cờ họ theo lộ bàn phạm vi bao phủ bên trong mặt đất than luôn xuống dưới giống như bị gọt một tầng đồng dạng thật là khủng khiếp đế khí vương lân đứng lặng thương cung khẽ cho mày có chút khiếp sợ nhìn xem đen bài bàn cờ lúc này hắn trong lòng có chút cảnh giác trong mắt hắn giản ra thực lực không thể so với man hoang thần điện cao quá nhiều nhưng là nội tình nhưng căn bản không tại một cái cấp độ trước mắt cái này cờ họ theo lộ cục chẳng những là đế khí hơn nữa còn là đế khí bên trong nhân vật cực kỳ mạnh mẽ nếu như vừa mới không phải vương lân lui nhanh thì liền một kích này cũng đủ để cho hắn trọng thương tiểu tử ngươi vừa mới không phải chạy rất nhanh sao làm sao hiện tại không chạy giản khanh cười lạnh một tiếng hai tay lần nữa kết tấn ầm ầm cờ họ theo lộ bản lần nữa dâng lên từng đạo từng đạo hắc bạch đan vào tia sáng hoành tỏa ra bốn phía như cùng một cái lưới lớn đồng dạng phong tỏa hư không hắc bạch chi quang tản mát ra khí tức kinh khủng chấn động, những nơi đi qua còn ẩn chứa kết giới chi lực, phong tỏa hư không. Vương Lân ánh mắt cũng là vào lúc này, từng chút từng chút trở nên sắc bén đứng lên. Trong cơ thể hắn ngũ hành thánh lực, vào lúc này như là sôi trào lên, như ý thần binh đã ra hiện tại trong tay hắn. Trảm hồn. N ngươi nhìn Chí Tôn Võ Thần hệ thống chương 1068, dạn ra nội tình đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát Chí Tôn Võ Thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 9 ở mỗi cuối chương 3. 3. Cốn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Trước 1069, tiểu sụp đổ chiến trận. Chạy. Vương Lân nét miệng lên một vòng nghiền ngắm đường cong, đây cũng không phải là tác phong. Hơn nữa tại thần lộ, giản gia cũng không tính quá mạnh, gặp được một cái giản gia, ta liền chật vật mà chạy mà nói, lại có cái gì lực lượng tại thần lộ bên trong sông sáo. Vương Lân trương Dương cười một tiếng ở giữa hai tay cũng là vào lúc này nhanh chóng kết tấn thần thú chiến thiên khải hống 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 vương lân thanh âm vang lên ở giữa trong cơ thể hắn chính là bộ phát ra hung lệ thần thú gào thét thanh âm hắn cổ đồng sắt trên da thịt từng đạo từng đạo kỳ dị màu mực đường vân dâng lên dầm 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 thần thú chiến thiên khải cùng vương lân dung hợp nháy mắt cường hành trí cực khí tức chấn động cũng là từ vương lân thể nội quét sạch mà ra ai ngươi tính tình này tiểu thất thấy thế cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng bất quá hắn khỏe miệng lại là không khỏi câu lên một vòng nụ cười lạnh nhạt vương lân loại này trương dương tự tin dám đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng đến tính tình để cho hắn nhìn thấy năm đó lao chủ nhân một tia bóng dáng tiểu sụp đổ chi con sao vậy thì nhìn một chút ta có thể hay không đem người xé vương lân hai chân tại hư không đống nhiên đạp một cái vê vâng anh vương lân trong đôi mắt buộc phát ra nóng rực chiến ý thân hình của hắn cũng là vào lúc này như là như đạn pháo kình xạ mà ra phóng tới cờ họ theo lộ bản vương lân không lùi mà tiến tới để cho dạng khanh trong mắt đồng dạng lộ ra một tia vẻ mừng như điên vương lân tu vi hắn đã thấy qua nếu như vương lân một lòng chạy trốn bọn họ còn thực không có biện pháp gì hiện tại vương lân không chạy vậy bọn hắn liền có cơ hội đem vương lân lưu lại tiểu tử ngươi nhất định sẽ vì chính mình hôm nay lựa chọn hai hối hận giảng khanh giữ tợn cười một tiếng hai tay tung bay ở giữa từng đạo từng đạo huyền diệu thủ quyết thi trở ra đồng thời trong cơ thể hắn thánh lực cũng là vào lúc này điên cuồng tràn vào hắc bạch trong bàn cờ vê vâng anh vương lân tốc độ nhanh đến cực hạn thân hình như là ở trong hư không xuyên toa đồng dạng lại là trực tiếp tránh cờ họ theo lộ bàn xuất hiện ở giảng khanh trước người giết vương lân nhục thân trong cơn chấn động hắn tay trái bạch hổ biến thành lợi trảo cũng là không chút do dự vồ xuống mà xuống nhục thể của hắn chi lực cũng là vào lúc này thôi động đến cực hạn thú thần chiến thiên khải không nhưng đối với vương lân tu vi có chỗ tăng phúc hơn nữa để cho vương lân có thể rất thoải mái thôi động man hoang thập nhị biến một trào chi uy không kém cõi chút nào tại bạch hổ thí thiên trào ẩm vương lân một móng nuốt vồ xuống mà ra hư không đều là đang lúc này và mẹo tại hắn trên nắm tay bạch hổ hư ảnh lửa lở b phát ra hung lệ thần thú gào thét thanh âm nồng nặc nhuệ khí phô thiên cái địa đồng dạng quét sạch mà ra không chịu nổi một kích mặt đối với vương lân cường tuyệt thế công giản khanh song giơ tay lên bị vương lân hất ra cờ họ theo lộ bàn dĩ nhiên là hư không tiêu thất làm cờ họ theo lộ bàn xuất hiện lần nữa thời điểm lại là đã xuất hiện ở giảng khanh trước người vắt ngang hư không giống như một mặt tâm chắn đồng dạng ngăn trở vương lân một quyển kia đông vương lân đang sợ nằm đấm hung hăng nện ở hắc bạch trên bàn cờ bàn cờ bên trên rậm rạp chẳng trị quân cờ đen trắng trong một chớp mắt bị vương lân đánh nổ giống như một miếng miếng tinh thần nổ tung bộc phát ra vô tận hắc bạch chi quang rầm 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 cờ họ theo lộ bàn cũng là vào lúc này chấn động đáng sợ lực phản chấn chấn động đến vương lân năm đấm chấn động run lên bạch hổ lợi chảo đều vào lúc này khẽ run rầm 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 cờ họ trên bàn không ngừng có hắc bạch chi quang đan sen đánh phía vương lân hung hăng oanh bởi vì trước ngực hộ tâm kính lên giang giác giang giác giang giác huyền vũ thuận biến thành hộ tâm kính phát ra kịch liệt tiếng oanh minh phòng ngự kinh người hộ tâm kính tại hắc bạch chi quang trùng kích phía dưới xuất hiện vết rách chẳng trị vương lân thân thể chấn động huyết khí trong cơ thể bốc lên mà ánh mắt của hắn cũng là vào lúc này sáng lên nồng nặc luân hồi chi quang chết đi mà lúc này còn dư lại ba tên giản gia thượng phẩm thánh cảnh cao thủ cũng là trùng sát mà ra trong cơ thể của bọn họ thánh lực phun trào ở giữa hung hăng đánh phía vương lân rầm 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 ba tên thượng phẩm thánh cảnh cao thủ công kích uy năng vô cùng kinh khủng nếu như đánh chúng mà nói liền xem như vương lân sợ cũng hội trọng thương nhưng là sau một khắc ba người bọn họ ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi trong mắt vốn đắc ý vào lúc này biến thành kinh khủng biến mất vương lân vậy mà liền như thế ở tại bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa dầm rầm rầm, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình hung hăng đánh vào hắc bạch trên bàn cờ kinh khủng thánh lực bộc phát ở giữa cờ họ theo lộ bàn đều là đang lúc này lay động mánh liệt đứng lên hắc bạch chi quang càng là quang mang loa mắt ông ngong ngong hắc bạch chi quang thoải mái đem ba vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ thế công ngăn trở. Mà loại kia kinh khủng lực phản chấn lại là để cho ba vị thượng phẩm thánh cảnh cao thủ sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái đi, hiển nhiên là bị lực phản chấn chấn thương. Ngươi nhìn trí Tôn Võ Thần hệ thống chương 1069, tiểu sụp đổ chiến trận đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước trở ra lại lục soát trí Tôn Võ Thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt ở ngôi cuối chương 3. ba Còn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương mươi trận trong trận ngươi cho rằng có không gian thần thông liền thực vô địch sao vương lân vừa mới hiện ra thân hình giảng khanh liền ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vương lân trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng vương lân khỏe miệng có chút dương lên thủ đoạn nhỏ mà thôi phá liền phá a vương lân quả thật có chút ngoài ý muốn vừa mới hắn thi triển thần thông chính là luân hồi chân giải bên trong ghi chép một loại thủ đoạn một khi thi triển liền là có thể để cho vương lân tạm thời ẩn nấp hư không đồng thời ở trong hư không cự ly ngắn xuyên toa luân hồi trên tấm bia đá một chút thủ đoạn khi theo lấy vương lân tu vi tăng lên còn có đối với luân hồi chân giải cảm nộ tăng lên về sau cũng là có thể vận dụng phải không hy vọng một hồi khẩu khí của ngươi còn có thể lớn như vậy giản khanh giữ tợn cười một tiếng cùng còn dư lại hai người lẫn nhau trong mắt ba người cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn ba người bọn họ thể nội thánh lực phun trào ở giữa đống nhiên dậm chân mà ra mà thân hình của bọn hắn lại là vào lúc này quỷ dị dung hợp lại cùng nhau lại là chiến trận trận trong trận vương lân cùng tiểu thất thanh âm chính là là đồng thời vang lên ba lớn thượng phẩm thánh cảnh cao thủ dung hợp về sau tướng mạo cùng phía trước giản khanh cơ hồ không khác nhau chút nào nhưng là giản khanh khí tức lại là so với trước đó đến cường đại rồi đến bằng một phần mười mà loại khí tức kia chấn động đã xa siêu việt hơn xa thượng phẩm thánh cảnh thậm chí thằng bức bị vương lần đánh thua chạy vô cực trí tôn tiểu tử hiện tại ngươi liền xem như muốn đi đều không đi được giảng khanh thanh âm truyền ra hắn giữ tận cười một tiếng hai tay bỗng nhiên một nắm ở giữa bốn phía từng đạo từng đạo hắc bạch chi quang tại hắn trên nắm tay ngưng tụ về sau thân hình thoát một cái ở giữa liền la hướng về phía vương lân xung ra vê vâng anh giảng khanh một quyền hướng về phía vương lân nện xuống quả đấm của hắn hắc bạch chi quang sáng chói lấy một loại kinh khủng uy năng đánh phía vương lân ngực hừ vương lân nhục thân chi lực bộc phát nắm tay phải thoải mái thanh quang mang bọc lấy thanh long hư ảnh không có chút nào xinh đẹp đồng dạng nên đón tiếp lấy vê vâng vương lân đấm ra một quyền, thanh mang thoải mái tại hắn trên nắm tay một đường long ảnh tại vần quanh long ngâm thanh âm vang vọng ở giữa hư không đều là đang một quyền này của hắn dưới bị vỡ nát đông vương lân mang bọc lấy dòng ngâm nằm đấm cùng giản khanh lượn lờ hắc bạch chi quang nằm đấm như là hai khỏa tinh cầu đồng dạng nặng nghề đối kích cùng một chỗ tại đụng nháy mắt giản khanh trên mặt giữ tợn ý cười cũng là càng thêm nồng đậm giản khanh không tin hắn dung hợp ba vị thượng phẩm trí tôn chi lực về sau bộc phát ra một quyền này còn không thể cầm xuống vương lân với anh hai cái phân biệt rõ ràng nằm đấm nặng nề oanh cùng một chỗ hai loại cường hành trí cực lực lượng cuốn lực ra phía sau hai người hư không đều là đang lúc này từng khúc đổ sụp, hóa thành một mảnh hư vô tiểu tử đi chết đi tại tiểu sụp đổ trong chiến trận ta thế nhưng là vô địch giảng khanh cười gằn mắt trần có thể thấy bao phủ hư không hắc bạch chi quang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn tăng lên thực lực của hắn hắn có lòng tin tuyệt đối có thể lấy tuyệt đối lực lượng chỉ để đem vương lân vỡ nát cái gì nhưng là rất nhanh giảng khanh biến sắc thậm chí hắn trong con mắt càng là toát ra một vẻ hoảng sợ chi ý ngay tại giản khanh tăng lên điên cùng lực lượng của mình thời điểm vương lân nắm đấm bên trên lại là đột nhiên tuân ra nồng nặc huyết sắc quang mang kết giới chi lực kết giới chi lực cầm vang chống ra kết giới chi lực thoải mái ở giữa bao vây lấy giản khanh hắc bạch chi quang lại là vào lúc này bị từng điểm từng điểm tăng ăn dã làm sao có thể giản khanh sắc mặt đại biến hắn bỗng nhiên kết tấn ở giữa ý đồ câu thông tiểu sụp đổ chiến trận nhưng là để cho hắn tuyệt vọng là vương lân thể nội quét sạch mà ra kết giới chi lực lại là dung nhập hư không hóa thành một đạo đạo xiềng xích ngăn cách hắn đối với tiểu sụp đổ chiến trận cảm ứng vê vâng. anh tiểu sụp đổ chiến trận bị phong ấn vương lân nhục thân chi lực lại là vào lúc này ẩm vàng bộc phát vê vâng. anh nổ tính lực lượng quét sạch ở giữa trong vòng ngàn dặm bên trong hư không chấn động từng tòa dãy núi hóa thành một mịt, ngay cả địa phương cũng là xuất hiện từng đạo từng đạo khe ránh bạch 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 giàn khanh thân hình chật vật bay ngược mà ra hắn mang trên mặt vẻ sợ hãi ẩm giàn khanh hung hăng đâm vào giàn thành hùng vĩ tường thành bên trên toàn bộ giàn thành đều là đang lúc này chấn động kịch liệt đứng lên hộ tông đại trận mở ra hóa giải giàn khanh và chạm chi lực ầm ẩm dù vậy giảng khanh trên người ẩn chứa lực đạo vẫn là để một mặt tường thành đổ sụp, vô tận bụi mù đằng không mà lên mà cư dân trong thành thì là hoảng sợ nhìn xem vương lân cùng giảng khanh làm sao có thể giảng khanh hoảng sợ nhìn chằm chằm vương lân hắn làm sao đều không nghĩ tới tại loại này đối bính bên trong dĩ nhiên là vương lân chiếm cứ thượng phong hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ vương lân rốt cuộc là làm sao phá vỡ hắn và tiểu sụp đổ chiến trận ở giữa ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi trận trong trận đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trẻn xin cảm ơn chương một nghìn bảy mươi ma gia nhập tiểu tử ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài giảng khanh gầm thét, trong hư không hắc bạch phân minh sụp đổ tay thì là từ trong hư không nghiền ép xuống luân hồi thạch bi vương lân hai chân tại hư không bỗng nhiên giống một cái không tránh không né vọt lên tận trời hai tay của hắn kết tấn ở giữa mi tâm buộc phát ra nồng nặc luân hồi chi quang Luân hồi chi quang sen lẫn ở giữa, một tòa cổ điện thạch bi liền là xuất hiện ở Vương Lân trên đỉnh đầu. Ông Vương Lân hai tay bỗng nhiên một nắm, đem luân hồi thạch bi nắm trong tay, từng đạo từng đạo luân hồi chi quang từ trong tấm bia đá khuyết tán mà ra, tại quanh người hắn vần quanh. Theo Vương Lân đoạn thời gian này lặng yên càng ngộ, luân hồi bia đá lực lượng cũng là thúc giục càng thêm thuần thục. Luân hồi thạch bi rất đặc thù, không phải đế khí, nhưng là uy lực lại so đế khí mạnh hơn, là bản nguyên chi lực thai ngén mà ra thiên địa thánh vật. Ong ong ngoong. Vương Lân huy động luân hồi thạch bi, từng đạo từng đạo luân hồi chi quang đổ xuống mà ra, như là kim giống như long vậy, ở trong hư không xoay quanh loại kia vi năng lệnh thời không tựa hồ cũng là vào lúc này dừng lại đồng dạng trường không thời gian không gian sự sống vô tận chính là trường không luân hồi giết vương lân khoảng cách sụp đổ tay càng ngày càng gần mà trong tay hắn luân hồi thạch bi cũng là vào lúc này hung hăng đánh ra hai ra Mênh mông luân hồi chi lực quét sạch ở giữa mang theo đứng im thời không lực lượng hướng về phía sụp đổ tay hung hăng vô xuống Dầm dầm dầm! cổ điển vừa dày vừa nặng luân hồi thạch bi nặng nghe đập đang phá diệt tay bên trên đáng sợ thánh lực giống như là biển gầm gào thét mà ra càn quét ra sức chấn động kia bá chủ nói trực tiếp là để cho hư không yên diệt hóa thành kinh khủng hắc sắc vòng xoáy. nếu như lúc này có một vị thượng phẩm trí tôn ở vào hai người giao thủ giải đất trung tâm, hội không huyền niệm chút nào bị nghiền thành bột mịn. dầm dầm dầm. luân hồi thạch bi chấn động kịch liệt lấy, không ngừng có luân hồi chi quang khuyết tảng ra, mà sụp đổ tay thế công, thì là bị luân hồi thạch bi ngăn trở. giết. vương lân cầm trong tay luân hồi thạch bi, phần eo bỗng nhiên uốn éo ở giữa, nhục thân chi lực lần nữa bục phát. ầm ầm. mà lần này sụp đổ tay thì là dừng lại đồng dạng, ở luân hồi bia đá trùng kích phía dưới, bay ngược mà ra. nhưng là bị đánh bay sụp đổ tay, cũng không như vậy yên diệt, mà là hơi chấn động một chút ở giữa hắc bạch chi quang lần nữa bộc phát, không hổ là lấy tiểu sụp đổ chi quang thúc giục thần thông, uy lực đủ mạnh. vương lân cầm trong tay luân hồi thạch bi, lúc này hắn cũng là có chút lui lại, có chút kinh ngạc nhìn xem lần nữa đối với mình chấn áp xuống sụp đổ tay. tiểu chủ nhân, đi mau. nhưng vào lúc này, tiểu thất thanh âm lo lắng, tại vương lân trong óc vang lên, vương lân trong lòng cũng là đột ngột dâng lên một tia nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác. luân hồi chi đồng. vương lân trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng vàng bạc chi quang, vàng bạc chi quang bộc phát ở giữa, vương lân trong đôi mắt nhật nguyệt lưu chuyển, hai đạo ánh sáng trụ xuyên thủng thương khung mà ra hung hăng đánh vào tiểu sụp đổ chiến trận phía trên ở luân hồi chi đồng dưới uy lực hắc bạch phân minh tiểu sụp đổ chiến trận cũng là bị xé rách ra từng ngụ tử hưu vương lân phía sau thần hoàng chi dực chấn động mạnh một cái ở giữa bắt đầu từ lỗ hổng kia xông ra vương lân vừa mới xông ra chiến trận chính là toàn lực thôi động thần hoàng chi dực trong một chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra thấy cảnh này giản khanh trận tròn mắt hắn không minh bạch vương lân rõ ràng không có ở vào hạ phòng tại sao sẽ đột nhiên lựa chọn chạy trốn hơn nữa hắn thực sự không nghĩ ra vì sao bọn họ bố trí ra tiểu sụp đổ chiến trận sẽ bị vương lân dễ dàng như vậy xé rách anh giảng khanh còn chưa lấy lại tinh thần liền phát hiện tiểu sụp đổ trong chiến trận không gian lần nữa bị xé nước một cô kinh khủng đến mức tận cùng uy áp giống như là biển gầm khuyết tán ra dầm 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 uy áp khuyết tán ở giữa tiểu sụp đổ chiến trận đều là đang lúc này từng điểm từng điểm sụp đổ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đến trí tôn cao thủ giảng khanh cảm nhận được cỗ uy áp sắc mặt lúc này dọa đến tuyết bạch, thân thể đều đang run rẩy. ông sau một khắc một tên thanh niên đã xuất hiện ở giảng khanh trước người ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1071, nghìn ma gia nhập đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ Chương 1072, thần lộ lai lịch. Làm sao sẽ dẫn đến đáng sợ như vậy ra hỏa? Vương Lân trong lòng có chút run rẩy. Hắn cảm ứng được hơi thở đối phương thời điểm, xác định đối phương còn tại ngoài trăm vạn dặm, nhưng là đối phương trong nháy mắt đó bùng nổ khí tức, lại là để cho Vương Lân có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Loại kia tu vi, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Luân hồi thập bi, tên kia cũng hẳn là tu luyện luân hồi chi lực, cho nên đối với luân hồi bia đá khí tức, cực kỳ mẫn cảm. Tiểu Thất trầm ngâm ở miệng nói: "Trời cái kia ta tại thần lộ bên trong, không phải là không thể vận dụng luân hồi thập bi." vương lân có chút một bức trí tôn vo thần điện hắn nhất định là không thể dùng bây giờ còn có trí tôn theo dõi hắn luân hồi thạch bi hắn nắm giữ hai đại cường lực gác chủ bài chẳng khác gì là đồng thời đã mất đi tác dụng tại tiểu chủ nhân có đủ thực lực cùng đối phương giao thủ trước đó sợ là không được tiểu thất cũng là bất đắc dĩ nói ra vương lân đã bó tay rồi luân hồi thạch bi không có thể động dụng lần sau hắn gặp lại giản gia loại này tồn tại sợ là cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn được rồi không thể dùng liền không thể dùng đi lấy thực lực của ta ở đây gặp được giản gia loại kia tồn tại đánh không lại chạy còn là không có vấn đề bây giờ còn là chức cùng đao ma tụ hợp a à. vương lân trầm ngâm một chút về sau chính là lấy ra một cái ngọc giản cái này là một cái vạn dặm truyền âm ngọc giản vương lân cùng đao ma đã ước định cẩn thận nếu quả như thật có thể cứu ra đao ma vợ con vương lân sẽ thông qua vạn dặm truyền âm ngọc giản liên hệ đao ma đao ma ngươi ở đâu vương lân đầu ngón tay tại trên ngọc giản phát họa ra một đoạn văn bên trong hào quang lóe lên ở giữa chính là biến mất không thấy gì nữa Tiên bối chúng ta bây giờ trốn ở một tòa địa cung bên trong tại giản thành hướng tây bắc ba vạn dặm chỗ rất khoái đao ma liền thơ hồi âm vương lân nhìn lướt qua tin tức biện nhận phương hướng một chút phía sau thần hoàng chi dực trong cơn chấn động chính là thẳng đến đao ma chuyển cho phương vị của hắn đi các loại vương lân đuổi đến nói đó thời điểm thần hồn chi lực quét qua đã tìm được đao ma ngay tại vương lân trước người cách đó không xa dưới mặt đất có một tòa đổ nát địa cung đao ma ba người liền giấu ở trong đó tiền bối tại vương lân tìm tới đao ma thời điểm đao ma hiển nhiên cũng là cảm ứng được vương lân khí tức phá không mà đến rơi vào vương lân trước người Người vợ con không việc gì chứ vương lân không thấy được đao ma vợ con cười hỏi một câu đa tạ tiền bối văn bối vợ con không việc gì văn bối để bọn hắn tạm thời rời đi thần lộ đao ma trong lòng ấm áp nói ân lần này qua đi giản ra tất nhiên sẽ trăng trận lùng bắt các ngươi nhường ngươi vợ con rời đi cũng là, là lựa chọn tốt vương lân cười nói văn bối cũng nghĩ như vậy đao ma liền vội vàng gật đầu nói mặt đao ma hai đầu gối bỗng nhiên mềm lún quỳ bởi vì trước người văn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng vương lân khẽ lắc đầu thánh lực cuốn một cái đem đao ma đỡ lên không cần dạng này giữa chúng ta càng nhiều hơn chính là giao dịch bất kể như thế nào văn bối vợ con cũng là tiền bối cứu bất kể như thế nào về sau vạn bối cái mạng này chính là tiền bối phàm là tiền bối có chỗ phân công vạn bối định không chối tử đao ma ngưng trọng nói ra vương lân khẽ gật đầu đao ma thực lực không kém hơn nữa phẩm tính cũng cực kỳ tốt ngược lại để vương lân bắt đầu lòng yêu tài đao ma ta có một cái đề nghị ngươi có thể suy tính một chút vương lân khẽ mỉm cười nói tiền bối cứ nói đừng ngại đao ma thần sắc nguyên một nói ta tại thế giới của chúng ta là nguyên hoàng bản thân sáng lập một cái thế lực tên là trí tôn minh vương gia không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta vương gia vương lân khẽ mỉm cười nói trí tôn minh vương gia đao ma khẽ giật mình chính là vương lân bổ sung một câu Bất quá bây giờ vương gia chúng ta cũng không có trí tôn cao thủ toa chấn, thực lực mạnh nhất chính là ta. Hơn nữa ta còn có một cái cường đại làm ta đều có chút tuyệt vọng đối thủ, có nguyện ý hay không, ngươi tự mình lựa chọn. Đao Ma nghe vậy, ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên kiên định, Van Bối nguyện ý. Rất tốt, ngươi đem một quả này thân phận huân chương luyện hóa đi. Đối với ngươi mà nói, có lẽ vẫn là có điểm tốt. Vương Lân theo giơ tay lên, một cái thân phận huân chương chính là bay đến Đao Ma trước người. Đao Ma không chút do dự thân phận huân chương luyện hóa, trong lúc nhất thời liên quan tới vương gia rất nhiều tin tức, chính là tràn vào Đao Ma trong trí nhớ. Đao Ma đối với vương gia cũng là có bước đầu nhận biết. Vương Lân các loại Đao Ma đem tin tức chuyện Tiếu Lâm không sai biệt lắm về sau mới tiếp tục hỏi. Đao Ma có một vấn đề vấn đề. Gia chủ xin hỏi. Đao Ma tất nhiên lựa chọn gia nhập Vương gia, hiện tại tự nhiên cũng là lấy thuộc hạ tự cho mình là. Đối với người nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1072, thân lộ lai lịch đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt chín ở ngôi cuối chương 3. ba. Ba. Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn không trăm bảy mươi ba bất diệt chi thần phủ đệ ở nơi này một mảnh tinh không vô số võ giả truy tìm phía dưới thần lộ cũng là dần dần xuất hiện một chút mánh khỏe chỉ cần võ giả thiên phú tiềm lực đạt tới mức nhất định liền có thể tại thần lộ bên trong ngưng tụ linh thân tại thần lộ bên trong tu luyện mà thần lộ tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đều có tứ đại thần phủ đao ma tiếp tục nói tại nâng lên thần phủ thời điểm trong mắt của hắn cũng là bắn ra cực kỳ đáng sợ ánh sáng nóng bỏng thần phủ vương lân trong lòng cũng là nhảy một cái thần phủ cũng chính là làm ba mươi sáu tuổi thần phủ đệ mà thuộc hạ nói tới bất diệt chi thành liền là năm đó bất diệt chi thần phủ đệ đa ma ánh mắt có chút lóe lên nói bất diệt chi thần phủ đệ vương lân trong lòng lúc này cũng là không khỏi nóng lên ân bởi vì là thần phủ sở dĩ trong đó có bất diệt chi thần lưu lại truyền thừa đương nhiên trong đó cũng là vô cùng nguy hiểm nguy cơ từ phía sơ ý một chút liền xem như trí tôn cao thủ cũng sẽ vẫn lạc trong đó đao ma gật đầu nói trí tôn cao thủ đều sẽ vẫn lạc trong đó vương lân ánh mắt có chút ngưng tụ chính là mỗi một tòa thần phủ cũng không phải là thời thời khắc khắc đều ở chỉ có tại đặc định thời gian mới có thể xuất hiện từ khi thần lộ mở ra vừa đến mỗi một lần thần phủ xuất hiện đều có trí tôn cao thủ vẫn lạc đao ma nghiêm túc nói mỗi một lần đều có trí tôn cao thủ vẫn lạc vương lân sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể tưởng tượng thần phủ bên trong nguy hiểm tuyệt đối khủng bố đến cực hạn đúng vậy à thần phủ chi nguy hiểm khó có thể tưởng tượng nhưng là mỗi lần thần phủ mở ra tất nhiên sẽ có trí tôn cao thủ đến đây tìm kiếm dù vậy chân chính được thần phủ truyền thừa người dưới tinh không không cao hơn ba người đao ma bất đắc dĩ nói làm sao sẽ ít như vậy vương lân khẽ giật mình dù sao thần phụ truyền thừa thế nhưng là dính đến thành thần bí mật há lại sẽ dễ dàng như vậy được đao ma cười khổ nói cũng là vương lân giật mình từ xưa đến nay cộng lại cũng liền ba mươi sáu thần muốn bước ra một bước kia nhất định là so thành tựu nguyên cảnh còn hiếm có hơn nhiều há lại sẽ dễ dàng như vậy được được đến thần phụ truyền thừa người đều không ngoại lệ đều thành tựu bán thần chi vị đao ma ngưng trọng nói ra bán thần đúng chính là bán thần bán thần cũng được xưng là nguyên cảnh đao ma giải thích nói nguyên lai like cái gọi là nguyên cảnh dĩ nhiên là cảnh giới bán thần vương lân có chút ngoại ý muốn nói ra đúng rồi gia chủ nói tới chỗ này không thể không nói một chút tại thần lộ bên trong có chút thế lực nhất định không thể đắc tội đao ma tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngữ khí ngưng trọng vô cùng nói ra cái gì thế lực vương lân khẽ giật mình chư thần hậu duệ đao ma ngưng trọng nói chư thần hậu duệ mặc dù ba mươi sáu thần dựng dục ra dưới tinh không tất cả sinh mệnh nhưng là từng cái sinh mạng thể bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực cũng không giống nhau có chút mỏng manh có chút nồng đậm mà chư thần hậu duệ chính là từ một nhóm huyết mạch chi lực thuần túy nhất đại năng dần dần đi ra thế lực trong mắt bọn hắn huyết mạch đại biểu cho địa vị cao quý hắn chúng ta đối với cái khác sinh mệnh tràn ngập miệt thị hơn nữa thực lực của bản thân bọn họ cũng là cường đại gần như khủng bố Đao ma ánh mắt có chút sợ hay nói mạnh bao nhiêu vương lân nhướng mày nói mỗi một tộc bên trong chí ít có một tên trí tôn chi cực đến cao thủ toa trấn bọn họ mặc dù không có thành tựu bản thần nhưng là mỗi người đều có khả năng hủy thiên dịa địa ma ngưng trọng nói trí tôn chi từ sao vương lân sắc mặt cũng là từng điểm từng điểm trở nên ngưng trọng lên thực lực của hắn bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể cùng mới vào trí tôn cảnh cao thủ một trận chiến, gặp được trung phẩm trí tôn cảnh cao thủ, hắn đều muốn nhượng bộ lui binh, mà ba mươi sáu lớn trong thế lực, vậy mà đều có trí tôn tri cực cao thủ tồn tại, thực lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa mỗi lần thần phụ xuất hiện, cái này ba mươi sáu đại thế lực, tất nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt. Gia chủ nếu như ngươi muốn đi bất diệt chi thành, sợ là tránh không khỏi bọn họ. Đào Ma nhắc nhở, Vương Lân nghe vậy, khẽ lắc đầu, không sao, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, nguy hiểm là tất nhiên, truyền thừa chạy, toàn bằng cái người cơ duyên xem ra gia chủ là nhất định phải đi bất diệt chi thành đao ma ánh mắt ngưng tụ nói đương nhiên muốn đi ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần phủ là như thế nào tồn tại vương lân ánh mắt nóng rực nói ra gia chủ thần phủ bên trong trừ bỏ thần chi truyền thừa bên ngoài còn có cái khác một chút truyền thừa tỷ như đế khí đế phẩm công pháp hàng ngũ đều có mà thuộc hạ trước đó lấy được cái kia một cái ngọc giản ghi lại chính là một bộ đế phẩm công pháp ở tại phương vị như bức ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi ba bất diệt chi thần phủ đệ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. V... xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn bảy mươi bốn đệ tam thần thành bất diệt chi thành ngay tại thần lộ tầng thứ ba cuối cùng căn cứ đao ma nói bất diệt chi thành cũng không tại thần lộ tầng thứ ba mà là tại thần lộ tầng thứ ba cùng thần lộ tầng thứ tư ở giữa trong không gian bất diệt chi tháp xuất hiện đã có mười năm lâu trong lúc đó có rất nhiều thần lộ cao thủ mộ danh mà đến nhưng là phần lớn cũng là thất bại tan tắc mà quay trở về trong đó có một tên trí tôn cao thủ bỏ ra giá thật lớn mới từ bất diệt chi thành bên trong chạy ra trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng nhưng là hết lần này tới lần khác còn có càng ngày càng nhiều thần lộ cao thủ không tiếc bất cứ giá nào tiến vào bên trong nghe nói còn có một bộ phận tầng thứ ba trở lên thần lộ cao thủ không tiếc hao phí to lớn tinh lực trở lại tầng thứ ba chỉ vì tranh đoạt bất diệt chi thần truyền thừa. Thần lộ tên là đường, kỳ thực là một cái to lớn mênh mông không gian, đừng nói là thiên nguyên đại lục, liền xem như huyền giới, tại thần lộ trước mặt, đều chỉ có thể coi là nơi chật hẹp nhỏ bé. Vương Lân cùng Đao Ma đuổi tới thần lộ cuối thời điểm, đã là sau nửa tháng. Nếu không có Đao Ma thời không phi toa tại, cho dù là lấy Vương Lân tu vi, sợ đều phải mệt mỏi hư thoát, dù vậy, cũng là tiêu hao mức to lớn thần tinh. Nơi đó chính là thần lộ tầng thứ ba cuối cùng sao? Vương Lân hai người rơi ở một tòa trong hoa mạc, mà tại phía trước thì là một mảnh mờ tối bầu trời, mà ở một mảnh kia hư không vị trí trung tâm một tòa rộng lớn thành trì như ẩn như hiện ân nơi đó chính là thần lộ tầng thứ ba nơi đó hư không cực kỳ yếu ớt chỉ cần có thượng phẩm thánh cảnh tu vi liền có thể sẽ rách nơi đó hư không tiến vào thần lộ tầng thứ tư Đao ma giải thích nói đã như vậy vì sao các ngươi không tiến nhập thần lộ tầng thứ tư mà là đợi tại thần lộ tầng thứ ba vương lân hồ nghĩ hỏi dựa theo hắn lý giải thần lộ càng là đi lên tài nguyên tu luyện thì càng phong phú chỉ cần tu vi đầy đủ sợ là rất nhiều người đều dính không được đi vào tầng cao hơn mới đúng thuộc hạ đương nhiên muốn tiến vào thần lộ tầng thứ tư nhưng là lấy thực lực của ta nếu là đi lên sợ là chết cũng không biết chết như thế nào đao ma bất đắc dĩ cười nói thần lộ tầng thứ tư rất nguy hiểm sao vương lân mày kiếm dương lên nói ân thần lộ tầng thứ ba xem như quá độ một tầng ở chỗ này tài nguyên tu luyện đã khá là không sai bất kể là thần tình còn là thiên tài địa bảo chỉ phải có đầy đủ cơ duyên cơ bản có thể có được có thể nói ở chỗ này chỉ cần tu vi đạt tới thượng phẩm thánh cảnh không đắc tội một chút thế lực cường đại tự vệ không có vấn đề nhưng là thần lộ tầng thứ ba trên mạng có thể lại khác biệt đao ma kiên kỵ nói ra nói thế nào vương lân hứng thú thần lộ tầng thứ tư không chỉ có võ giả tồn tại hơn nữa còn có rất cường đại thần thú xem như thần lộ bên trong thổ dân hắn chúng ta đối với chúng ta từ bên ngoài đến võ giả thế nhưng là cực kỳ bài xích tính công kích rất mạnh thần thú thực lực chí ít đều ở thánh cảnh phía trên hơn nữa một khi bị thần thú đánh giết võ giả chúng ta ở lại bên ngoài bản tôn cũng sẽ vất lạc sở dĩ không có đầy đủ tu vi liền đặt chân thần lộ tầng thứ tư nhất định chính là muốn chết đao ma lòng vẫn còn sợ hay nói hắn đối với thần lộ tầng thứ tư hiểu rõ như vậy cũng là bởi vì hắn lúc trước đi qua thần lộ tầng thứ tư sông xa qua quả thực bị thần lộ tầng thứ tư khủng bố giật này mình sau đó lại chạy về hơn nữa thần lộ tầng thứ tư tài nguyên phong địa phương giàu đều bị các đại thần tộc hậu duệ qua phân còn không bằng đợi tại tầng thứ ba đao ma nói ra thần thú vương lân có chút mơ hồ tại hắn trong trí nhớ giống thanh long bạch hổ chu tức hàng ngũ cũng là thần thú đúng rồi thần lộ bên trong thần thú cùng chúng ta trước kia biết đến thần thú khác biệt chúng ta quen biết thần thú kỳ thật đều là năm đó vạn thú chi thần hậu duệ mà thần lộ bên trong thần thú rất đặc thù bọn họ đều là thần lộ bên trong thai ngén mà ra sinh mệnh Đao Ma tựa hồ nhìn ra Vương Lân nghi hoặc, liền vội vàng giải thích nói: "Nguyên lai like là dạng này." Vương Lân khẽ hất cằm, xem như đối với thần lộ tầng thứ tư có hiểu rõ nhất định. "Gia chủ, chúng ta khi nào đi bất diệt chi thành?" Đao Ma hỏi. "Không đợi, bất diệt chi thành đều xuất hiện lâu như vậy rồi, đều không người có thể được trong đó truyền thừa, chúng ta không gấp nhất thời, trước tiên tìm một nơi đặt chân, tìm hiểu một lần tin tức, sau đó lại tiến về bất diệt chi thành." Vương Lân cười nói: "Gia chủ nói như vậy, thuộc hạ thật đúng là nghĩ tới một chỗ." Đao Ma vội vàng nói: "Chỗ nào?" Vương Lân hỏi: "Đệ Tam thần thành, thần lộ mỗi một tầng đều có thần thành tồn tại đệ tam thần thành chính ở đằng kia cách đó không xa đao ma vừa nói lần nữa lấy ra thời không phi toa hai người ngồi ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương 1074, đệ tam thần thành đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương một kế hoạch liên thủ bản thiếu ra cái kia không gọi chạy mà là đối ngươi thực lực có tuyệt đối tự tin sở dĩ sớm rời đi vương kỳ chẳng hề để ý nói phải không vương lân không khỏi những môi bất quá nói đến cùng hắn đối với vương kỳ lúc trước xuất thủ tương trợ trong lòng còn tính là tán thành gia chủ các ngươi nhận biết đa ma là là có chút ngoại ý muốn hỏi nhận biết đương nhiên là nhận biết vương lân còn chưa trả lời nhưng lại vương kỳ dẫn đầu mở miệng trước vương lân không tệ à mấy ngày không gặp nhiều cái thực lực không tệ tùy tùng à. vẫn tốt chứ vương lân khẽ mỉm cười nói vương lân muốn bất hòa bản thiếu ra tìm một chỗ ngồi một chút bản thiếu ra thật đúng là có một số việc muốn cùng ngươi thường nghị một phen vương kỳ khẽ mỉm cười nói có thể dẫn đường đi vương lân cũng không khách khí với vương kỳ tùy tiện đáp ứng đi theo ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vương kỳ cười thần bí dẫn đầu hướng thần thành chỗ sâu đi đến vương lân thì là cùng đao ma không nhanh không chậm theo sau lưng gia chủ hắn là ai ta cảm giác hắn thật là nguy hiểm đao ma nhịn không được cho vương lân truyền âm nói một người có ý tứ vương lân nghiền ngẫm cười nói Ngày. đao ma không khỏi khẽ giật mình hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ vương kỳ đến cùng là địch hay bạn kỳ thật không chỉ có đao mà không hiểu rõ ngay cả vương lân bản thân cũng không biết hắn và vương kỳ ở giữa đến cùng là địch hay bạn nói là bạn đi vương lân chính mình cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu vương kỳ nói là địch đi có vẻ như vương kỳ trừ bỏ lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn một lần kia bên ngoài sau đối mặt hắn đều mang theo vài phần thiện ý vương kỳ một đường mang theo vương lân hai người đi tới một nhà cực kỳ cao lớn trước tiểu lâu dừng bước thần lộ đệ nhất lâu vương lân ngầm đầu nhìn xem tiểu lâu đỉnh to lớn tấm biển nhưng lại hơi có chút kinh ngạc lại có người dám lấy thần lộ đệ nhất lâu tự cho mình là vương lân thấy không bản thiếu gia hôm nay liền mang ngươi mở mang kiến thức một chút vương kỳ quay đầu hướng về phía vương lân tà mị cười nói thần lộ đệ nhất lâu nơi này chính là vương lân còn chưa mở miệng Đao ma đã không nhịn được lên tiếng kinh hô có gì muốn đạo vương lân thờ ơ mà hỏi gia chủ có chỗ không ở thần lộ 9 tầng mỗi một tầng đều có một nhà thần lộ đệ nhất lâu không biết là người nào mở nhưng là thế lực lại cực kỳ khổng lồ cho dù là thần tộc hậu duệ cũng không dám tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong lô mãng Đau ma liền vội vàng giải thích nói có thể so với thần tộc hậu duệ vương lân khẽ giật mình ân thần lộ đệ nhất lâu cũng không phải đơn giản từ lâu tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong còn có giao dịch hội chỗ phòng đấu giá thậm chí đủ loại nhiệm vụ ám sát nhiệm vụ bảo vệ đều có chuyên môn khu phục vụ Dama ma giải thích nói không sai chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi đầy đủ giá cả coi như đối thủ của ngươi là trí tôn bọn họ cũng dám thay ngươi làm thịt vương kỳ cũng là nghiền ngẫm cười nói Liên trí tôn cảnh đều có thể giết vương lân nghe vậy không khỏi giật mình đối với thần lộ đệ nhất lâu cũng là đề cao mấy phần cảnh giác đúng vậy đã từng có một tên thần tộc hậu duệ vào phía sau thế lực cường đại chỗ dựa kết quả đắc tội một tên nam tử thần bí cuối cùng đối phương dưới cơn nóng giận tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong ban bố truy sát nhiệm vụ kết quả ha ha vương kỳ khinh thường cười lạnh nói người kia thế lực sau lưng chẳng lẽ sẽ không tìm đến thần lộ đệ nhất lâu phiền phức sao vương lân hổ nghi vẫn hỏi bọn họ không dám vương kỳ lắc đầu nói tuyên bố nhiệm vụ mới bắt đầu tên kia sau lưng sát thần nhất tộc liền ra mặt ý đồ để cho thần lộ đệ nhất lâu từ bỏ nhiệm vụ cuối cùng lại bị thần lộ đệ nhất lâu tự tuyệt về sau người võ giả kia tức thì bị thần lộ đệ nhất lâu sát thủ ngay trước sát thần nhất tộc mặt làm rồi một lần kia sát thần nhất tộc thế nhưng là xuất động ba tên thượng phẩm trí tôn cuối cùng cái kia ba tên cường giả tất cả đều trọng thương hai hồi về sau việc này chính là không giải quyết được gì vương kỳ tùy ý nói ra xem ra cái này thần lộ đệ nhất lâu quả nhiên là có chút môn đạo vương lân hai mắt khẽ hít một cái như vậy tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong biết đánh nhau hay không tìm được một chút tin tức có thể chỉ cần ngươi ra được giá tiền tin tức gì đều có thể dò xét đến vương kỳ không chút do dự nói ra thật sự vương lân ánh mắt sáng lên đương nhiên tại thần lộ đệ nhất ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi lăm kế hoạch liên thủ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn chương một nghìn bảy mươi sáu hỏa thần tộc hỏa thần tộc nghe được ba chữ này lúc này trong đại sảnh không ít võ giả cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mấy người kia hòa thần tộc tổng cộng đến rồi năm người cầm đầu chính là trước đó tên thanh niên kia trừ cái đó ra còn có hai nam hai nữ năm trên mặt người toàn bộ đều mang kiệt ngạo chi sắc coi trời bằng vùng tựa hồ hết thẻ chung quanh cũng chưa từng bị bọn họ để vào mắt nhưng là bọn hắn nhưng lại có loại kia vốn liếng cùng lực lượng bởi vì bọn hắn đại biểu là hỏa thần tộc thần tộc hậu duệ bên trong cực kỳ cường đại một chi năm người không ngừng thế lực sau lưng đủ cường đại hơn nữa bản thân khí thức cũng là cực kỳ cường hành thanh niên cầm đầu tu vi tại thượng phẩm thánh cảnh hơn nữa còn là loại kia đụng chạm đến trí tôn cảnh thánh cảnh thậm chí so với vương lân lúc trước gặp phải dung hợp ba lớn thượng phẩm thánh cảnh về sau tu vi tăng lên trên diện rộng giản đến cũng là không kém mảy may mà còn dư lại bốn người trong đó một tên cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử tu vi chỉ là so thanh niên hơi thua mấy phần ba người khác tu vi đều tại trung phẩm thánh cảnh phía trên có thể nói năm người này chỉ cần không gặp được trí tôn cảnh cơ hồ chính là vô địch một cái tổ hợp ngươi là đang nói chuyện với ta sao vương lân mặt không thay đổi quét thanh niên một chút ngữ khí lãnh đạm hỏi chớ ở trước mặt ta giả ngu ngươi liền nói vị trí này ngươi là để cho còn là không cho a à? thanh niên ngữ khí lạnh lẽo trong mắt càng là hiện lên một tia lệ khí hiển nhiên trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi cũng là không có gì kiên nhẫn được chủ thanh niên tiếng nói chuyên ra không ít võ giả cũng là nhiều hứng thú nhìn xem vương lân ba người dù sao có thể đi vào thần lộ đệ nhất lâu nhưng không có đồ đần bọn họ tự nhiên có thể từ trên người vương lân khí thức biết rõ vương lân đồng dạng là một không người dễ chê nhưng là thanh niên lại là hỏa thần nhất tộc người hơn nữa nhìn tu vi còn là trong thế hệ trẻ người nổi bật vương lân hội lựa chọn như thế nào thế nhưng là quyết định bọn họ về sau có hay không náo nhiệt có thể nhìn ngay cả tên kia thần lộ đệ nhất lâu tiểu tư cũng là nhiều hứng thú nhìn xem vương lân đang đợi vương lân làm quyết định nhưng lại đau ma lúc này hắn thần kinh đã căng cứng ánh mắt khẩn trương nhìn xem vương lân không cho làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình là vương lân khỏe miệng có chút cong lên tranh thủ thời gian lưu loát phun ra hai chữ đến người vương lân tiếng nói cửa ra nháy mắt năm vị hỏa thần tộc con em trẻ tuổi trong ánh mắt cũng là hiện lên một vòng nóng bỏng hòa diễm cùng lúc đó vương lân phát giác được năm đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ liền là hướng về phía hắn ép xuống bất quá vương lân lại là không hề bị lay động hắn liền trí tôn cảnh khí thế bị áp đều có thể gánh vác được chỉ là năm vị thánh cảnh khí thế áp bách đối với hắn mà nói quả thực không nên quá ôn hòa Vỡ ơ mà bất ôn bất hỏa đối phó năm vị thánh cảnh khí thế áp bách gia hỏa này không đơn giản à. Vương Lân hời hợt bộ dáng, để cho gã sai vật không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Mà năm vị hỏa thần tộc tử đệ cũng là vào lúc này lộ ra một tia vẻ động dung, có chút khó tin nhìn chằm chằm Vương Lân. Bọn họ thế nhưng là huyết mạch cực kỳ thuần túy thần tộc hậu duệ, đối với những sinh linh khác đều có nguồn gốc từ tại huyết mạch áp chế lực, nông độ dòng máu không bằng bọn họ, căn bản là gánh không được khí thế của bọn hắn áp bách. Nhưng lại ta có chút mắt vụ về, không biết các hạ là tới từ thần tộc hậu duệ cái nào một nhánh. Thanh niên mặt tâm trầm, đè nén lửa giận trong lòng hỏi. Vương Lân có thể hời hợt hóa biết khí thế của hắn áp bách đã đã nói rõ Vương Lân thể nội có không kém gì hắn dòng máu của thần trong lúc nhất thời cũng là có chút kiên kỵ hắn cũng là thần tộc hậu duệ nghe được thanh niên lời nói không ít người ánh mắt cũng là lẩm bẩm không thể trả lời nhưng là vương lân ngữ khí lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng người không nên quá phép lối ta là hỏa thần tộc hỏa tạ vân trong dân ta coi như ngươi đến từ tại luân hồi điện ta cũng chưa chắc liền lấy ngươi không có cách vương lân lãnh đạo bộ dáng để cho hỏa tạ vân lửa giận trong lòng càng là xoà xoạt xoạt bốc lên đệ nhất ngươi muốn là dám thủ vậy liền nhanh nhẹn điểm đệ nhị hỏa tạ vân là ai ta không biết thứ ba hiện tại mời ngươi tránh ra ta còn có chuyện muốn làm đối phương tầng tầng không nớt bộ dáng để cho vương lân rất là không kiên nhẫn khỏe miệng cong lên trực tiếp tiếp liền nói đồng thời nhìn cũng không nhìn hỏa tạ vân một chút thẳng đi đến gã sai vật bên người còn mời các hạ mang ta đi làm lệnh bài thân phận vương lân mặt không thay đổi đối với gã sai vật nói ra vương lân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhiều gã sai vật có chút khó chịu nơi này chính là thần lộ đệ nhất lâu địa bàn nhưng là gã sai vật này lại trơ mắt nhìn hỏa tạ vân uy hiếp bản thân rõ ràng là muốn xem náo nhiệt nếu không phải là vương lân trong lòng có chút cái khác tính toán hắn đã sớm quay đầu đi tốt mời đi theo ta gã sai vật cũng là nghe ra vương lân trong giọng nói không vui nhìn thật sâu vương lân một cái nói ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi sáu họa thần tộc đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn, v... xin cảm ơn chương một nghìn bảy mươi bảy dịch thiên dương ẩm vương lân thanh âm vừa mới chuyên ra gian phòng bên trong chính là bỗng nhiên chuyển ra một đường tiếng oanh minh đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động lấy lao giả làm trung tâm khuyết tán ra cỗ ba động kia mạnh đủ để miệu sát chín thành thánh cảnh võ giả lại thất bại lao giả phát ra không cam lòng thanh âm vang lên theo ngay sau đó lao giả theo giơ tay lên cố ba động kia chính là hóa thành sóng lớn tràn vào lao giả lòng bàn tay cuối cùng từng điểm từng điểm tiêu tán không gặp thật mạnh vương lân trong lòng lẩm bẩm vừa mới loại kia tầng độ lực lượng khí tức vương lân cảm thấy mình liền xem như toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa giải mà lao giả lại nhẹ nhàng thoải mái chính là đem cố lực lượng kia hóa giải có thể nghĩ trước mắt lao giả này thực lực chí ít cũng tại trung phẩm trí tôn cảnh ai xem ra lại phải lần nữa đến rồi lao giả vỗ tay một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng quay đầu vương lân lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của lao giả đừng nhìn lao giả ăn mặc rắc rưởi còn lưng cóng nhưng lại hồng quang đầy mặt một đôi con ngươi càng là thần quang một phía nói đi các ngươi muốn làm lý cấp bậc gì lệnh bài thân phận thời gian của ta không nhiều tốc chiến tốc thắng lao giả quét vương lân cùng đao ma một chút liền đã mất đi hứng thú ngựa khí khi không kiên nhẫn hỏi ngươi đều không nói có thân phận gì lệnh bài ta làm sao tuyển vương lân trợn trắng mắt nói cũng đúng Lão giả đập mình một chút cái hốc, ngự tốc cực nhanh nói ra, "Thần lộ đệ nhất lâu, tổng cộng có 5 loại lệnh bài thân phận, đẳng cấp thấp nhất thanh đồng lệnh, về sau là bạch ngân lệnh, tử kim lệnh, thần huyền lệnh còn có đẳng cấp cao nhất thần lâu lệnh, ngươi nghĩ xử lý loại nào?" "5 loại lệnh bài thân phận, có quyền hạn gì, lại có yêu cầu gì?" Vương Lân sớm đã không phải ngô hạ a mông, bé bắp chuối, làm loại lệnh bài này, tự nhiên là phải hỏi rõ ràng. "Tiểu tử ngươi thực rất dài dòng, liền ngươi loại tu vi này cấp độ, có thể công việc cái bạch ngân lệnh đều coi là không tệ, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lão giả tựa hồ nhớ sự tình khác, biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn được ta trực tiếp một chút muốn ở chỗ này tìm hiểu tin tức cần gì dạng lệnh bài vương lân dứt khoát hỏi ngươi bây giờ chỗ này tìm hiểu tin tức lão giả khe giật mình đúng vương lân gật đầu dứt khoát nói ha ha tiểu tử ngươi nhưng lại có ý tứ tu vi không cao lại nghĩ đến thần lộ đệ nhất lâu đến tìm hiểu tin tức ngươi giao nổi đại giới sao lão giả lạnh rên một tiếng nói ngươi không nói làm sao biết ta chả không nổi vương lân thản nhiên nói có ý tứ lão giả nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm qua mang ngươi muốn biết vậy lão phu sẽ nói cho ngươi biết muốn ở chỗ này tìm hiểu tin tức thấp nhất cũng phải tử kim lệnh làm một tấm tử kim lệnh chí ít cần năm vạn thần tinh nếu như ngươi dò xét tin tức cần phải vận dụng tố nguyên cổ kính cần làm đẳng cấp cao nhất thần lâu lệnh chí ít cần một tỷ thần tinh tiểu tử ngươi có nhiều tiền như vậy sao lao giả khinh thường hừ lạnh nói một tỷ nghe được cái này con số đao ma không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thần tinh là thần lộ bên trong một loại cực kỳ đặc thù khoáng mạch ẩn chứa cực kỳ phong phú thiên địa linh khí cũng là thần lộ bên trong chủ yếu tài nguyên tu luyện giống đao ma hàng năm xuất nhập các đại hiểm địa cũng liền có thể có mấy trăm vạn thần tinh thu nhập mà một tỷ thần tinh đã tương đương với yếu một ít chư thần hậu duệ cả một tộc nhóm cả năm thu vào đây có thể nói là một cái tiên văn sổ tự một tỷ thần tinh vương lân lông mày cũng là không khỏi nữ một cái lúc trước hắn một lần kia tiến vào thần lộ còn có thể dùng huyền tinh để thay thế thần tinh nhưng là nơi này chính là thần lộ tầng thứ ba huyền tinh cấp độ quá thấp căn bản là không có người nguyện ý muốn hơn nữa một tỷ số lượng thần tinh vương lân thật sự chính là không lấy ra được tiền ta không phải không lấy ra được nhưng là ta phải xác định ta muốn dò xét tin tức đến cùng cần muốn đẳng cấp gì lệnh bài vương lân cao mày nói tiểu tử người đang trêu chọc ta lao giả nghe vậy không khỏi giận dữ ta tại sao phải đùa nghịch ngươi vương lân khẽ giật mình vậy ngươi nhưng lại nói một chút ngươi muốn dò xét là tin tức gì thậm chí vẫn không biết cần muốn đẳng cấp gì lệnh bài lao giả trong giọng nói đã mang theo vài phần nộ khí vương lân trầm ngâm nửa ngày mà lao giả thần sắc trên mặt đã có dấu hiệu bùng nổ về sau hắn mới mở miệng nói ra như vậy đi ta cho ngươi một cái chân dùng sau đó ngươi giúp ta đi tra một chút sau đó ta lựa chọn nữa cần có thân ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi bảy dịch thiên dương đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn chương một chấn động thần lâu Tố nguyên cổ kính người chế tạo vương lân sắc mặt hơi đổi một chút hầu nghi nhìn trước mắt lão giả dơ bẩn không sai tố nguyên cổ kính chính là lao phu luyện chế hiện tại ngươi tin tưởng lao phu nói rồi à dịch thiên dương 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 đắc ý nói ra vậy ngươi cảm thấy cần gì lệnh bài mới có thể truy xét đến cái này điện vũ tung tích vương lân khiêm tốn hỏi thần lâu lệnh dịch thiên dương không chút do dự nói ngươi miêu tả trí tốt khí cực kỳ bất phàm hơn nữa còn chỉ là một bộ phận lấy thần huyền lệnh quyền hạn nên không tra được ý của ngươi là chỉ có thể công việc quyền hạn cao nhất thần lâu lệnh vương lân mướn mày đúng trước ngươi không phải nói có thể lấy ra được đầy đủ thần tinh sao tới bắt đến ta xem một chút dịch dương thiên hí ngược cười nói một tỷ thần tinh số lượng mặc dù không ít nhưng ta chưa hẳn không lấy ra được vương lân trầm ngâm mở miệng nói tiểu tử ngươi cũng đừng khoác lác dịch dương thiên không khỏi trừng mắt một tỷ thần tinh liền xem như một chút thần tộc hậu duệ nghĩ lấy ra đều không phải là chuyện dễ vương lân tuổi quá trẻ tu vi cũng không cao lại dám nói có thể xuất ra một tỷ thần tinh đến quả thực không thể tưởng tượng nổi thần lộ đệ nhất lâu thu đan dược sao vương lân mày kiếm dương lên hỏi thu đương nhiên thu bất quá đẳng cấp quá thấp đáng dược ngươi cũng đừng lấy ra dịch dương tiên khinh thường nói thần lộ đệ nhất lâu tại đại khí thô làm ăn gì đều làm trong đó tự nhiên cũng có đan dược một khối này nhưng là đi lại là tinh phẩm đường đi thu lấy đan dược chí ít cũng là cổ đàn cấp bờ à cờ đan dược hơn nữa đối với đan dược phẩm chất phải cầu cũng là cực cao ngươi xem loại đẳng cấp này đan dược có thể hay không vương lân theo giơ tay lên một chút lưu quang lướt về phía dịch thiên dương dịch thiên dương tiện tay đem lưu quang nắm trong tay trí tôn chi lực hơi chấn động một chút đem lưu quang chấn vỡ lập tức có nồng nặc đan hương tràn ngập ra cổ đan thiên hồn đan chữa thương đan dược cao cấp dịch dương thiên lộ ra vẻ kinh ngạc hắn hai mắt thần quang lưu chuyển tinh tế nhìn chăm chú thiên hồn đan dịch thiên dương ánh mắt từng chút từng chút trở nên ngưng trọng mùi thuốc nồng đậm dược lực viên mãn đan văn cô động đây là hoàn mỹ cấp bậc thiên hồn đan dịch dương thiên có chút khiếp sợ nhìn về phía vương lân trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc có chút nhãn lực vương lân cười nhạt một tiếng vương lân đan dược cũng là lấy luyện dược hệ thống luyện chế được đan dược một trăm phần trăm hoàn mỹ đan dược có thể khiến cho dịch dương thiên chấn kinh hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. phẩm chất đan dược quả thật không tệ ta có thể làm chủ lấy năm mươi thần tinh giá cả mua xuống nhưng là khoảng cách một tỷ thần tinh số lượng thế nhưng là liền cái số lẻ đều không đủ mặc dù vương lân xuất ra một cái hoàn mỹ phẩm chất thiên hồn đan để cho dịch dương thiên có chút chấn kinh nhưng còn không đến mức để cho hắn thất thố dù sao thần lộ thế nhưng là cái tàng long ngọa hồ chi địa có thể luyện chế loại này phẩm cấp luyện dược sư có thể là không ít. Nói không chừng Vương Lân chỉ là dưới cơ duyên xào hợp được một cái cũng khó nói. Vậy nếu như ta bản thân liền có thể luyện chế loại đan dược này đâu? Vương Lân miết miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười nói, "Điều đó không có khả năng." Dịch Dương Thiên nghe vậy, không chút do dự phủ định nói, "Dịch Dương Thiên thế, nhưng là thần lộ bên trong bài danh thứ 7 luyện khí sư, thần lộ bên trong có thể luyện chế cổ đan luyện dược sư, hắn cơ bản đều biết, mà trong đó tuyệt đối không có Vương Lân một người này vợ Muốn luyện chế cổ đan, chẳng những muốn đối với dược tính cực kỳ tấu hiểu, bản thân càng là cần tu vi cực kỳ mạnh mẽ trèo trống lấy Vương Lân trung phẩm thánh cảnh tu vi, coi như có thể luyện chế cổ phẩm đan dược cũng luyện chế không ra hoàn mỹ cấp bậc cổ đan tiền bối không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào vương lân khẽ mỉm cười nói dịch dương thiên nhìn thật sâu vương lân một cái nói nói nghe một chút ta có thể vì thần lộ đệ nhất lâu luyện chế một vạn miếng loại này phẩm chất thiên hồn đan tiền bối ngài thì là thay ta dò thăm có quan hệ với cái kia tòa điện vũ tin tức như thế nào vương lân ánh mắt lóe lên nói ha ha có ý tứ khó được vẫn còn có người dám tại ta thần lộ đệ nhất lâu chơi loại này tay không bắt sói cho xiếp dịch dương thiên danh mánh cười nói Tiền bối lời ấy sai rồi, lấy các ngươi thần lộ đệ nhất lâu thực lực, văn bối nếu là dám trêu đùa các ngươi, văn bối sợ là liền trốn cũng không thoát. Mà nếu là văn bối thật sự có loại bản lĩnh này, các ngươi thần lộ đệ nhất lâu có thể tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Vương Lân tự tin cười nói. Mặc kệ ở nơi nào, đẳng cấp cao luyện khí sư cùng luyện đan sư đều có địa vị cực cao, liền xem như thần lộ đệ nhất lâu, có thể luyện chế cổ đan luyện đan sư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, từng cái cũng là trưởng lao trở lên nhân vật. Một tin tức, Giao hảo ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1078 chấn động thần lâu đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát, vô tình nước, trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1079, đặt thành giao dịch. Đao Ma nghe vậy, chỉ có thể run sợ trong lòng đi tới một bên vương lân hai tay trong lúc huy động một cái thời gian trận bàn liền là xuất hiện ở dưới chân hắn vương lân tự nhiên biết rõ luyện chế cổ đan cực kỳ không dễ chẳng những cần hùng hồn tu vi trèo trống đồng thời thời gian tốn hao cũng không ngắn nhưng là vương lân thiếu nhất hết lần này tới lần khác chính là thời gian sở dĩ vương lân cần phải mau sớm đặt thành giao dịch đồng thời lại không thể để cho dịch thiên dương hoài nghi mình sở dĩ vương lân dự định trực tiếp vận dụng thời gian trận bàn còn che giấu khí tức của mình thời gian trận bàn vương lân thôi động phía dưới khuyết tán ra nồng nặc lực lượng thời gian thời gian trận bàn phạm vi bao phủ bên trong liền xem như trí tôn đều khó mà dò xét mà đây cũng là vương lân cố ý vi chi hắn cũng không tin dịch thiên dương hội yên tâm để cho hắn ở chỗ này luyện đàn nhất định sẽ dùng một chút thủ đoạn dò xét bản thân lực lượng thời gian tiểu tử này vẫn còn có ẩn chứa lực lượng thời gian bảo vật khó trách hắn dám nói có thể tại một canh giờ bên trong luyện chế ra một cái cổ đan quả nhiên thời gian trận bàn khí tức vừa mới tiêu tán ra ngoài liền bị dịch dương thiên đã nhận ra đồ tốt đây tuyệt đối là một kiện đồ tốt ta à, không được một hồi lao phu phải nghĩ biện pháp đem thứ này mua lại mới được dịch thiên dương ánh mắt biến đến vô cùng nóng rực hắn tiện tay vung lên ở giữa hùng hồn trí tôn chi lực quyết tán mà ra đem thời gian trận bản tiêu tán khí tức phong tỏa trí tôn khí tức lại là dịch thiên dương lão gia hoặc kia không biết lại đang dở trò quỷ gì dịch thiên dương càng ngày càng quá mức tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong trực tiếp vận dụng trí tôn chi lực lần tiếp theo các loại lâu chủ trở về không phải vạch tội hắn một bản không thể dịch thiên dương khí tức quyết tán ra tự nhiên là hấp dẫn thần lộ đệ nhất lâu các đại cao thủ chú ý bất quá những cao thủ kia ngược lại cũng không để bụng dù sao dịch thiên dương luôn luôn nữa thích làm ẩu tại thần lộ đệ nhất lâu bên trong tôi động trí tôn chi lực cũng không phải lần một lần hai vương lân tại thời gian trong trận bàn ngồi xếp bằng Tinh tế cảm ngộ luân hồi chân giải về phần chuyện luyện đan, hắn trực tiếp giao cho luyện đan hệ thống, hắn chỉ nên nắm chắc tốt thời gian, tại lao giả hồi trước khi đến, thời gian rời đi trận bản liền tốt. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Lân thân hình khẽ động, thời gian rời đi trận bản, hắn vừa mới đem thời gian trận bản thu hồi đến, Dịch Thiên Dương liền xuất hiện. Tiền bối, ngươi nói đan dược, vãn bối đã luyện chế thành công. Vương Lân từ trong hệ thống lấy ra đan dược, đưa cho Dịch Thiên Dương. Dịch Thiên Dương tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn một chút thẳng tiếp thu vào, lấy tu vi của hắn, tại Vương Lân lấy ra đan dược lập tức, hắn liền dò xét qua, tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc cổ đan tiểu hữu không biết ngươi món kia ẩn chứa lực lượng thời gian bảo vật bán hay không lão phu có thể cho ngươi một cái giá tiền hài lòng như thế nào dịch thiên dương cười híp mắt hỏi không bán vương lân không chút do dự cự tuyệt nói thời gian trận bàn đối với vương lân mà nói không coi là nhiều trọng yếu nhưng là hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng đem thời gian trận bàn bán đi tiểu hữu không muốn như vậy quả quyết cự tuyệt lão phu bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi mở dịch thiên dương chưa từ bỏ ý định hỏi thực không bán vương lân cắn chết không hé miệng thời gian trận bàn loại kia cải biến tốc độ thời gian trôi qua phát môn đối với bất luận cái gì võ giả mà nói đều có lợi ích cực kỳ lớn sở dĩ trừ bỏ không tất yếu vương lân thực không nghĩ tiện nghi những người khác dịch thiên dương không khỏi có chút nội trí bất quá hắn vẫn nhịn không được bổ sung một câu tiểu hữu nếu có một ngày ngươi nghĩ bán món kia bảo vật tùy thời có thể đến nơi đây tìm ta ta nhất định cho ngươi một cái giá vừa ý như thế nào được nếu như ta muốn bán nhất định trước tiên tìm tiền bối vương lân nói nghiêm túc vậy liền không thành vấn đề nơi này là luyện chế một vạn miếng cổ đàn chỗ dược liệu cần thiết ngươi có thể mang đi lúc nào luyện chế xong rồi liền tới tìm ta đến lúc đó ta đưa ngươi tin tức cần nói cho ngươi Dịch Thiên Dương đưa cho Vương Lân một cái không gian nạp khí nói, tốt, đa tạ tiền bối. Vương Lân tiếp nhận không gian nạp khí, không khỏi thở dài một hơi, có thể khiến cho Dịch Thiên Dương đáp ứng bản thân hợp tác hiệp nghị. Vương Lân quả thật có chút mừng rỡ, dù sao chiến đường sự tình quá là quan trọng, hơn nữa một tỷ thần tinh, Vương Lân trong lúc nhất thời sát thực không lấy ra được. Hiện tại Dịch Thiên Dương nguyện ý cùng bản thân giao dịch, không thể nghi ngờ đã giảm mất đi hắn không ít sự tình. Nhớ kỹ a, ngươi muốn là nguyện ý đem món kia bảo vật bán, nhất định phải tìm ta a. Dịch Thiên Dương có chút không yên lòng dặn dò một câu có thể, mặt khác còn xin tiền bối giúp vãn bối làm hai cái phổ thông một điểm lệnh bài thân phận a. Vương Lân cười nói, cái này đơn giản, ngươi vừa mới cái kia một cái ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn bảy mươi chín, đặt thành giao dịch đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên. Đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bài đủ lục soát, vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. Ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba. Ba, côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? phiền bố mẹ. Đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ Trước 1080, tiến vào bất diệt chi thành trong hư không một tờ phi toa phá không sùng sùng không gian ở trong hư không giống như một điểm giống như sao băng nhanh chóng ghé qua mà đang phi toa bên trong vương lân cùng vương kỳ đứng lặng tại thời không phi toa phía trước đao ma thì là một lòng một ý thao túng phương hướng nơi đó liền là bất diệt chi thành ở tại phạm vì sao vương lân lắc đầu ngưỡng vọng hư không đó là một mảnh âm trầm vặn vẹo không gian mắt trần có thể thấy một mảnh kia trong hư không một tòa quần quận vô ngần thành trì như ẩn như hiện bất diệt chi thành chi rộng lớn khó có thể tưởng tượng liền xem như trí tôn cảnh cao thủ tại bất diệt chi thành bên trong không cẩn thận đều hội mất phương hướng mà ở bất diệt chi thành chỗ sâu nhất liền là bất diệt chi thần phụ đệ có bất diệt chi thần truyền thừa bất diệt chi thành chính là một tòa thượng cổ chi thành tại bất diệt chi thần sau khi biến mất không biết vì sao ẩn thân tại thần lộ tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tiếp giáp trong hư không nghe nói tại bất diệt chi thành cường thịnh mũi giờ nội thành trí tôn nhiều như chó nguyên cảnh chỉ có thể coi là một phương cao thủ nguyên cảnh phía trên còn có càng cường đại hơn thần tộc hậu duệ tồn tại bất diệt chi thành bên trong thần tộc hậu duệ cùng hiện tại thần tộc hậu duệ căn bản là cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại đó là chư thần trực hệ đời sau có không có gì sánh kịp thiên phú tiềm lực sở dĩ tại bất diệt chi thành bên trong trừ bỏ bất diệt chi thần chuyển thừa bên ngoài còn có chư cường đại cỡ nào chuyển thừa chỉ cần có thể đến thứ nhất đều đủ để tung hoành tứ phương đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả biết rõ bất diệt chi thành nguy cơ từ phía bởi vì che giả măng mọc tiến vào nguyên nhân trong đó một trong hiện tại bắt đầu chúng ta sẽ phải hành sự cẩn thận bất diệt chi thành xác thực nguy hiểm nhưng là tới gần bất diệt chi thành địa phương đồng dạng không phải chỗ an toàn dù sao có không ít đánh lấy giết người cướp của loại tâm tư này võ giả có thể liền thích thủ tại chỗ này vương kỳ nhắc nhở vương lân thâm dĩ vi nhiên gật đầu loại kia ra hỏa hắn quả thực gặp qua không ít đao ma sát mặt sớm đã trở nên ngưng trọng vô cùng vương lân ba người liền lấy đao ma thực lực kém cỏi nhất thậm chí căn bản cũng không phải là một cái cấp độ một cái sơ sẩy sợ sẽ muốn chết ở đây điện ba người vừa trò chuyện bên cạnh đẩy về phía trước vào có thời không phi toa tại tốc độ cũng là nhanh chóng một lúc lâu sau thời không phi toa chính là đứng ở một đường sơn tường thành đen kịt phía trước sơn tường thành đen kịt giống như một đầu đen giống như long vậy v lượn mà ra không biết cuối cùng pha tạp tường thành bên trên phù văn dày đặc thoải mái lấy một loại lực lượng thần bí tường thành bên trên ẩn chứa bất diệt chi lực cái này là bất diệt chi thành trải qua mấy trăm ngàn năm vẫn như cũ bất diệt nguyên nhân căn bản vương kỳ cảm thán nói vương lân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên tường thành bên trên vòng quanh hát sắc lực lượng để cho hắn cảm nhận được một loại kinh khủng cảm giác áp bách đồng thời hắn hồn trong biện luân hồi thạch bi cũng là có chút anh minh không ngừng có luân hồi chi lực phun trào chạy xuôi toàn thân Tựa hồ cùng nơi đây có một tia cộng minh kỳ dị. Chúng ta làm như thế nào đi vào? Vương Lân nhướng mày nói, Sơn tường Thành đen kịt không biết cao bao nhiêu, hơn nữa có cấm không chi lực, muốn bay vào đi, lại là chuyện không thể nào. Các loại, Vương kỳ khẽ mỉm cười nói, bất diệt chi thành thường cách một đoạn thời gian, chính là sẽ xuất hiện một đường cửa thành, vị trí ngẫu nhiên, mỗi lần mở ra đều có thời gian một nén nhang, khi đó liền là chúng ta tiến vào bên trong thời điểm. Vương Lân khẽ gật đầu, bất quá nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn lại là hơi đổi. Hắn phát giác được ngay tại trái hậu phương cách đó không xa, một cỗ uy áp kinh khủng, dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần trí tôn cảnh vương lân trong lòng lẩm bẩm sắc mặt cũng là vào lúc này nghiêm túc mấy phần mà ở cố khí tức kia xuất hiện không lâu vương lân lần nữa cảm nhận được bốn cố không kém chút nào phía trước khí tức hướng về phía bất diệt chi thành vị trí vào tới năm tiên chí tôn cảnh cao thủ để cho vương lân khiếp sợ là cái này năm vị trí tôn cảnh cao thủ khí tức đều là vượt xa ban đầu vô cực trí tôn ít nhất là trung phẩm chí tôn cảnh cao thủ như vậy tồn tại căn bản cũng không phải là bây giờ vương lân có thể chống lại người bây giờ biết rõ chúng ta một lần này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt vương kỳ cũng là sắc mặt nghiêm túc nói vương lân khẽ gật đầu mà đao ma lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh hắn nhưng không có vương lân hai người loại thực lực đó trí tôn cảnh cao thủ tiêu tán uy áp đều bị hắn trong lòng rúng sợ có loại muốn cảm giác hít thở không thông mà tại loại này trong khi chờ đợi trước sau lại có hơn mười người trí tôn cao thủ đổi ở đây tốt tại những cái kia trí tôn cao thủ đều có thuộc tại điểm mấu chốt của mình cũng không đối với những khác người xuất thủ mà là tiềm phục tại bốn phía chờ đợi thông đạo mở ra vương kỳ xem ra tin tức của ngươi cũng không phải rất chính xác cảm ứng được hơn hai mươi vị trí tôn khí thức vương lân không khỏi không còn gì để nói phải biết toàn bộ biên giới đều không có một cái nào trí tôn cảnh cao thủ tồn tại mà ở thần lộ bên trong vậy mà thoáng cái xuất hiện hơn hai mươi cái có thể ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn tám mươi tiến vào bất diện chi thành đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn, xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bố mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương 1081, bất diệt trường hồng không vũ thậm chí ngay cả không vũ đều xuất hiện không vũ đây là ý gì không phải là muốn chiếm lấy bất diệt chi thành a phi không vũ thực lực mặc dù mạnh nhưng là nơi này có thể không tới phiên hắn phách lối không vũ xuất hiện để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi nguyên một đám vô cùng kiềng kỵ nhìn chằm chằm không vũ không biết hắn muốn làm gì người không có chuyện mặt đối với lao giả quát hỏi không vũ ngự khí bình tĩnh nói không vũ lao phu mặc kệ ngươi muốn làm gì nhưng là thông đạo xuất hiện thời gian có hạn ngươi tránh ra lão phu muốn đi qua lão giả đồng dạng là một tên trí tôn cảnh cao thủ tự nhiên có thuộc về mình lực lượng ngựa khí cường ngạch nói ừ không vũ nhúng mày hắn hai mắt bắn ra nồng nặc vàng bạc chi quang trong một chớp mắt mà thôi toàn bộ thiên địa tựa hồ đều vào lúc này bị giam cầm đồng dạng lão giả càng là lộ ra vẻ kinh ngạc thân hình hắn khẽ động ở giữa chật lui ra đến nhưng là mượn chỉ thấy lão giả trước người hư không có chút vặn vẹo ở giữa lão giả một cái cánh tay tận gốc mà đứt máu tươi vây xuống thương cung không vũ ngươi lão giả thân hình xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng hắn bưng bít lấy cổ tay có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm không vũ lại dài dòng giết ngươi không vũ ngữ khí lanh khóc vô cùng tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng lão giả lời ra đến khoe miệng mạnh mẽ bị nẹn trở về đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhưng lại không dám nói nhảm nữa những võ giả khác càng là câm như hến lão giả tại thần lộ tên tuổi đồng dạng không nhỏ tên là hạo hiệu trí tôn có thể là một gã trung phẩm trí tôn hiện tại liền hạo hiệu trí tôn đều ở không vũ trong tay ăn thua thiệt ngầm ai dám nói nhảm không vũ chấn nhiếp đám người hắn ánh mắt chớp động ở giữa từng đạo từng đạo vàng bạc chi quang chiếu xuống thiên địa rơi ở phụ cận võ giả trên người ở đây võ giả tất cả đều lông tơ đứng đấy trong lòng bỡ ngỡ nhưng lại nhưng lại không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho bằng vàng bạc chi quang trên người bọn hắn đảo qua không vũ đây là tại tìm người ở đây còn có cái khác trí tôn bọn họ tựa hồ đã nhận ra cái gì bất khả tư nghị nhìn xem không vũ mặc cho không vũ dò xét lấy mọi người tại đây không ở nơi này sao một lúc sau không vũ nhướng mày thân hình ố néo ở giữa lúc này mới dậm chân sông vào quang trong môn phái mênh ngông thiên địa dãy núi chập trùng không trung treo lấy chín vầng mặt trời trói trang, nóng bỏng khí tức vẩy khắp sơn xuyên đại địa, giữa thiên địa tràn ngập nồng nặc thiên địa linh khí, từng cây trời xanh đại thụ cao vút trong lây, các trồng linh dược tùy chỗ có thể thấy được, thậm chí dây núi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh âm trực trùng vân tiêu, chấn nhiếp thiên địa. đó là cường đại yêu thú phát ra tiếng giống giận dữ, ẩn chứa quần quận uy áp, bất diệt chi thành cùng nói là một tòa thành trì, không bằng nói là một cái rộng bao vâu ngẩn thế giới, chỉ là sinh tồn trong đó võ giả, không biết nguyên nhân gì, toàn bộ biến mất. nhưng là trong đó yêu thú, tại những năm này phát triển lớn mạnh dới, sớm đã trưởng thành đến trình độ kinh khủng thậm chí cấp trí tôn yêu thú khác đều có không ít là tiến vào bất diệt chi thành võ giả chỗ phải đối mặt nguy cơ một trong đây chính là bất diệt chi thành sao vương lân ba người lúc này đứng lặng ở một tòa ngọn núi hiểm trở phía dưới bọn họ ngắm nhìn mênh mông dãy núi trong lòng chấn động vô cùng tại bất diệt chi thành bên trong bọn họ cảm nhận được một loại đáng sợ áp chế lực lượng loại lực lượng kia không chỗ không tại khắp nơi này hư không kiên cố bất hủ thậm chí vương lân ra tay toàn lực đều khó có khả năng sẽ rách nơi này không gian bất diệt chi thần mặc dù ly khai nhưng là nơi này lại là hắn lấy thần lực cấu trúc thế giới sở dĩ cái thế giới này càng kiên cố hơn thậm chí đối với lực chiến đấu của chúng ta đều có một ít áp chế tác dụng vương kỳ lâm như nói bất kể như thế nào chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc vương lân cười nói đúng a gia chủ trước đó xuất hiện trí tôn cao thủ thì có hơn hai mươi cái không có đầy đủ thực lực chúng ta căn bản cũng không có tư cách tranh đoạt bất diệt thần quyết đao ma bây giờ cùng vương lân lâu ánh mắt cũng cao không ít ta trước phân biệt phương hướng một chút vương kỳ cũng là khẽ vất cảm bàn tay hắn một phen lấy ra một cái ngọc giản đầu ngón tay ở tại bên trên một chút ông ngọc giản tản ra hóa thành một phó quan bức tranh quan bức tranh bên trên đường công tung hành nhưng lại chữ phía trên dấu vết không nhiều chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt chúng ta bây giờ hẳn là ở chỗ này vương kỳ ngắm nhìn một phía cuối cùng tại tinh đồ bên trên một vị trí nào đó một chút theo con đường này chúng ta cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới đó vương kỳ khép mỉm cười nói còn chờ cái gì đi thôi vương lân khép cười một tiếng dẫn đầu lướt đi vương kỳ cùng đao ma tự nhiên là cười lớn cùng lên mặc dù nói vương kỳ có địa đồ nơi tay nhưng là bất diệt chi thành thế nhưng là nguy cơ tứ phía khủng bố chi địa sở dĩ ba người tiến lên ở giữa cũng là nhàn cực kỳ cẩn thận nếu không sơ ý một chút, ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1081, bất diệt trường hồng đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa trường cùng trường trước nội dung tiếp không lên. đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục xoát, vô tình nước trở ra lại lục xoát trí tôn võ thần hệ thống quan sát. ba cầu vượt chín mười ở ngõ cuối chương ba. ba. côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn. chương 1082 cương ép luyện hóa. vương lân hai mắt loé ánh sáng, nhìn chằm chằm từ trong hư không cuốn qua bất diệt trường hồng, giống như là sắc lang gặp mỹ nữ đồng dạng gia chủ ngài sẽ không thực nghĩ luyện hóa bất diệt trường hồng a đao ma gặp vương lân sắc mặt khác thường không khỏi trận tròn con ngươi vương lân ngươi cũng chớ làm loạn bất diệt trường hồng không được trêu chọc vương kỳ lúc này cũng là có chút sợ hãi hắn nhưng là biết rõ vương lân điên cuồng thật sự có chút sợ vương lân đi trêu chọc bất diệt trường hồng loại này khủng bố ngọn ý vì sao không thể trêu chọc nếu có thể luyện hóa cái đồ chơi này có thể là có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian tu luyện vương lân thèm thuồng nhìn xem bất diệt trường hồng hắn xác thực động lòng trí tôn võ thần hệ thống cũng đã có nói hắn có thể luyện hóa trong thiên địa tất cả lực lượng cái này bất diệt trường hồng nếu là lực lượng một loại hắn mới có thể luyện hóa mới đúng tiểu chủ nhân ngươi đừng làm ẩu à mặc dù ngươi có luyện hóa tất cả lực lượng năng lực nhưng là bây giờ ngươi tuyệt đối trêu chọc không nổi bất diệt trường hồng tiểu thất cũng lông liền xem như bọn họ chín huynh đệ tệ tụ cũng chính là tương đương với một kiện trí tô khí là năm đó nguyên tổ một kiện thần binh mà thôi liền xem như nguyên tổ tự mình sợ cũng khó có thể luyện hóa bất diệt trường hồng a à. không thử một chút làm sao biết được hay không vương lân không cam lòng nói ra vương lân ngươi không phải thật dự định luyện hóa đồ chơi kia a à? vương kỳ trợn mắt dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn vương lân đương nhiên phải thử xem các ngươi đều lui xa một chút vương lân để lại một câu nói trực tiếp đạp không mà ra thân hình khẽ động ở giữa truy hướng sớm đã đi xa bất diện trường hồng đáng chết giá hỏa này không phải là điên rồi đi vương kỳ xú lông lấy hắn không sợ trời không sợ đất tính cách lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vương kỳ thiếu ra chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem ra chủ làm chuyện điên rồi sao đao ma cũng là hoảng sợ nói ra bằng không thì còn có thể thế nào bản thiếu ra lại ngăn không được hắn ngươi muốn là không yên lòng có thể đi giúp hắn a à? vương kỳ trứng mắt lúc này đã không biết nói gì tiểu chủ nhân ngươi có thể nghĩ thông suốt à, đây chính là bất diệt chi thần lưu lại đạo vận a à. tiểu thất cũng là lo lắng la lên vương lân lại là không hề bị lay động bất diệt trường hồng y lực mặc dù khủng bố nhưng là tốc độ phi hành lại cũng không nhanh tại hắn toàn lực truy đuổi phía dưới rất nhanh liền đến gần rồi bất diệt trường hồng hỗn độn hỏa lò vương lân hai tay kết ấn chí tôn võ thần hệ thống lay động ở giữa hỗn độn hỏa lò từ hắn mi tâm gào thét mà ra lớn lên theo gió hóa thành vạn trượng lớn nhỏ ông ngong ngập trời ngọn lửa màu tím lay động nóng bỏng khí tức quét sạch tứ phương để cho hư không đều là đang lúc này có chút bắt đầu vặn vẹo hỗn độn hỏa lò gia hỏa này xem ra là nghiêm túc liền thứ này đều tế đi ra nghe nói hỗn độn hống trong lò có một đường hỗn độn chi hỏa nói không chừng thực có thể luyện hóa bất diệt trường hồng cũng khó nói vương kỳ khai nói hiển nhiên là nhận ra hỗn độn hỏa lò đây là rất chuyện bất khả tư nghị dù sao trí tôn võ thần hệ thống chính là nguyên tổ cầm thần minh thấy qua người chết đều không khác mấy căn bản là không có mấy người nhận được cho ta thu vương lân hai tay tung bay ở giữa hỗn độn bên trong hỏa lò đống nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực mênh mông lực lượng phun trào ở giữa hướng về phía bất diệt trường hồng gào thét mà ra dầm dầm rầm, bất diệt trường hồng đang lay động Tốc độ tựa hồ càng chậm hơn, trong đó càng là có một đường sợi tóc lớn bằng đen kịt linh lực, tại hôn độn hỏa lò thôn phệ lực lượng dưới, hướng hôn độn hỏa lò vị trí bay đi. Và anh chỉ có sợi tóc lớn bằng bất diệt trường hồng, hung hăng đánh vào hôn độn trên hỏa lò, hôn độn hỏa lò lay động máy liệt, vô tận ngọn lửa màu tím quét sạch mà ra. Cái kia một tia bất diệt trường hồng nhìn như yếu đuối, nhưng là cùng ngọn lửa màu tím va chạm ngay mắt, lại là dễ dàng đem ngọn lửa màu tím yên diệt. Hừ, Vương Lân lạnh rên một tiếng, hắn dậm chân mà ra, thể nội thánh lực phun trào ở giữa, một trưởng vũ tại hỗn độn hỏa lò phía trên. Và anh giải tán ngọn lửa màu tím tại vương lân thánh lực điều khiển phía dưới ngưng tập hợp một chỗ hung hăng đánh phía bất diệt trường hồng vê anh ngưng tụ hỏa diễm vẫn như cũng bị bất diệt trường hồng xuyên thủng dù sao đây chính là bất diệt chi thần một tia đạo vận biến thành cường hoành lực lượng căn bản cũng không phải là lây dính hôn độn chi hỏa khí tức ngọn lửa màu tím có thể chống lại nhưng là vương lân sớm có dự kiến lúc này hắn tâm thần chìm vào hôn độn hống trong lò một đoá chập trần ngọn lửa màu tím hiện lên ở hắn trong thần hồn ngươi nhìn chí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn tám mươi hai cưỡng ép luyện hóa đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn tám mươi ba thượng phẩm thanh cảnh vợ y mà thực thành công cảm giác được vương lân khí tức biến hóa vương kỳ lập tức ngốc trệ tiếp theo lộ ra vẻ hâm mộ bất diệt trường hồng đây chính là bất diệt chi thần một tia đạo vận biến thành một khi luyện hóa đối với võ giả mà nói có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt gia chủ cái này còn là người sao đao ma cũng là bất khả tư nghị nhìn xem vương lân hắn vốn cũng không phải là người vương kỳ vừa là hâm mộ lại là kiên kỵ cuối cùng trận trắng mắt rất là khó chịu thầm nói mặc dù vương lân luyện hóa chỉ là một tia bất diệt trường hồng nhưng lại để cho thực lực của hắn tăng lên dòng giã một phần ba lại đến vương lân luyện hóa cái kia một tia bất diệt trường hồng về sau liếm môi một cái thao túng hỗn độn chi hỏa tiếp tục xông ra đương nhiên vương lân cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp cùng bất diệt trường hồng cứng đối cứng mà là lần nữa tách ra một tia bất diệt trường hồng chi lực một đường hai đạo ba đạo bốn đạo tại vương lân liều lĩnh điều khiển hỗn độn chi hỏa về sau trước sau có dòng giã bốn đạo bất diệt trường hồng bị vương lân hấp thu hơn nữa theo vương lân thực lực tăng lên hãn luyện hóa bất diệt trường hồng cũng càng ngày càng thô thậm chí đạo thứ tư đã đạt đến lớn bằng ngón cái vê anh mà ở dòng giã bốn đạo bất diệt trường hồng lực lượng duy trì dưới vương lân rốt cục chạm tới thượng phẩm thánh cảnh bình thường. còn kém một kia chỉ cần còn có một kia liền có thể đột phá đến thượng phẩm thánh cảnh Vương Lân hai mắt xích hồng, cơ hồ điên cuồng, tu vi của hắn tăng lên thực sự quá khó khăn, nhưng là bất diệt trường hồng đối với hắn mà nói, lại giống như là bật học đồng dạng, có thể cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, hắn sao có thể không điên cuồng. Vâng. Ngay tại Vương Lân dự định tiếp tục luyện hóa bất diệt trường hồng bên trong lần chứa lực lượng thời điểm, nguyên bản không ngừng hướng phía trước cuốn lên bất diệt trường hồng, lại là có linh tính đồng dạng, lại là bỗng nhiên cuốn ngược mà ra. Cơ Vương Lân thấy thế, doa đến mồ hôi lạnh trên trán quần cuộn mà ra, hai hùng khiếp vía ở giữa, không chút do dự lướt ngang mà ra. Vâng. Như là che trời chi màn đồng dạng bất diệt trường hồng, hung hăng đánh vào hỗn độn chi hỏa bên trên lần này hỗn độn chi hỏa bắn ra càng đáng sợ hơn cực nóng khí tức ý đồ ngăn cản bất diệt trường hồng nhưng là hỗn độn chi hỏa mặc dù cường hành nhưng là căn bản cũng không phải là cả một đầu bất diệt trường hồng đối thủ hỗn độn chi hỏa chập trần ở giữa bị bất diệt trường hồng bao phủ thu vương lân dọa sợ vội vàng xông hỗn độn chi hỏa thu hồi hỗn độn hỏa lò bên trong dầm 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 nhưng là vương lân phía trước hành vi hiển nhiên chọc giận bất diệt trường hồng không công tha cuốn về phía hỗn độn hỏa lò cháy mau vương lân sắc mặt trắng bệnh liền tranh thủ hỗn độn hỏa lò thu hồi chí tôn võ thần hệ thống bên trong thần hoàng chi dực điên cuồng chấn động luân hồi chi lực cũng bị hắn thôi động đến cực hạn nghiêng đầu mà chạy hiu bất diệt trường hồng cơ hồ là cùng vương lân sượt qua người chăm chú là một tiêu bất diệt trường hồng lực lượng liền để vương lân phía sau lưng một mảng lớn huyết nhục bị yên diệt a à. vương lân kêu thảm một tiếng căn bản không dám dừng lại hướng về phía vương kỳ cùng đao ma hai người phóng đi vương lân người là tên con kiếp nhìn thấy vương lân đối với mình vào tới vương kỳ sù lông quái khiếu nghiêng đầu mà chạy mà đao ma càng không dám dừng lại ầm ầm vương lân nghe phía sau truyền tới tiếng oanh mình quay đầu nhìn xem đối với mình đuổi tới bất diệt trường hồng tốc độ càng là không khỏi nhanh thêm mấy phần cũng may bất diệt trường hồng mặc dù đáng sợ nhưng là tốc độ cũng không tính quá nhanh tại vương lân toàn lực chạy trốn phía dưới chậm rãi bị bỏ lại cho dù dạng này ba người vẫn là trốn ra trăm vạn dặm về sau xác định bất diệt trường hồng sẽ không lại đuổi theo về sau mới dám dừng lại vương lân lần sau ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta thành không vương kỳ buồn bực nói ngoài ý muốn cũng là ngoài ý muốn vương lân thì là khoát tay áo lần này hắn cũng là quả thực dọa cho phát sợ ông ngong ngong nhưng ngay lúc này bị vương lân thu đến trong hệ thống hỗn độn hỏa lò lại là bỗng nhiên dao động động cuối cùng một đường mênh mông lực lượng chính là rót vào vương lân thể nội hôn độn chi hỏa lại còn mang một tia bất diệt trường hồng vương lân đầu tiên là ngốc trệ tiếp theo cùng hỉ cảm thụ được trào lên mà đến lực lượng vương lân vội vàng vận chuyển công pháp nhanh chóng đem cái kia hùng hồn đến mức tận cùng linh lực luyện hóa vê anh vương lân xương cốt anh minh khí tức vào lúc này lần nữa tăng lên mà lần này vương lân thì là không có nửa phần ngoài ý muốn bước vào thượng phẩm thánh cảnh cảnh giới vậy mà liền dạng này đột phá vương kỳ ngốc trệ đao ma thì là một mặt sùng bái nhìn chằm chằm vương lân ngay cả tiểu thất lúc này cũng là một mặt một bức hắn đồng dạng nghị không ra vương lân vỡ ơ im mà thật có thể thành công luyện hóa bất diệt trường hồng thượng phẩm thánh cảnh tu vi sao vương lân khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng tà mị đường cong hắn mới ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1083, thượng phẩm thánh cảnh đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ trước một nghìn tám mươi bốn hoa đồ vương lân trong lòng sát ý trợt lóe đồng thời vương kỷ cùng đao ma thể nội thánh lực cũng là vào lúc này có chút phồng lên đứng lên mặt đối với vương lân ba người triển lộ ra sát ý nam tử cũng không thèm để ý hắn hoa đồ mặc dù chỉ có thượng phẩm thánh cảnh tu vi nhưng là tại thần lộ bên trong danh khí lại là cực lớn mà loại kia danh khí chính là lấy giết chóc chất đống hoa đồ tại thần lộ bên trong thích nhất chính là giết người cướp của trong mắt hắn giết người cướp của tuyệt đối là tích lũy tài phú không có con đường thứ hai hơn nữa hoa đồ phía sau nhưng còn có lấy nhất tộc hậu duệ của thần trong bóng tối ủng hộ nếu không lấy hoa đồ chút tu vi ấy sợ là sớm đã bị người tiêu diệt sở dĩ hoa đồ một chút cũng không lo lắng hắn tin tưởng vương lân ba người sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt bằng không hắn hoa đồ cũng để ý cho trước mắt ba người một chút giáo hấn không bằng dạng này như thế nào các ngươi lưu lại cho ta mười triệu thần tinh ta hôm nay thả các ngươi một ngựa như thế nào vương lân khỏe miệng có chút dương lên lạnh lùng mở miệng nói hoa đồ nghe vậy nguyên bản không để ý ánh mắt cũng là vào lúc này bỗng nhiên phát lạnh chợt hắn ngự khí điểm như nói tiểu tử ngươi cũng đã biết ta là ai vương lân lãnh đạm quét hoa đồ một chút ngươi là ai không có quan hệ gì với ta chờ ta xuất thủ đến lúc đó đừng nói là mười triệu thần tinh liền xem như ngươi có thể xuất ra một trăm triệu thần tinh đến cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh vương lân khinh miệt lời nói để cho hoa đồ ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh xem ra ba vị là một lòng tìm chết hoa đồ tiếng nói rơi xuống đất tại phía sau hắn hơn mười người võ giả bỗng nhiên dậm chân tiến lên một cái cá thể bên trong thánh lực phun trào ở giữa ánh mắt đều là lạnh như băng nhìn chằm chằm vương lân ba người ra tay đi ta không nghĩ trên người các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian vương lân không hề bị lay động nói vương lân bên này mặc dù chỉ có ba người nhưng là vương lân lại một tia sợ hãi đều không có thậm chí vương lân có thể xác định để cho vương kỳ một người xuất thủ đều đủ để giải quyết trước mắt cái này hơn mười người võ giả đã như vậy ta hoa đổ liền thành toàn các ngươi hoa đồ nhếch miệng lên một vòng tàn khốc ý cười bàn tay hắn đông nhiên nhấn một cái phía sau hắn đông đảo võ giả chính là như lang như hổ đồng dạng xung ra ta tới a à. vương kỳ cũng là vào lúc này dậm chân mà ra hai tay của hắn kết tấn ở giữa thánh lực phun ra Hưu cũng không thấy vương kỳ có động tác gì thân hình của hắn đã xuất hiện ở hoa đồ trước người hắn nếp miệng lên một vòng lạnh leo ý cười nằm đấm không có chút nào xinh đẹp đối với hoa đồ ném ra đấm ra một quyền, kinh khủng ma ảnh tại phía sau hắn hiện hiện một loại bá đạo huy áp phương tây tư phương muốn chết hoa đồ ánh mắt ngưng tụ ở giữa thể nội thánh lực cũng là như là kinh đào hải lãng đồng dạng quét sạch mà ra đông quyền của hai người đầu hung hăng đụng thẳng vào nhau sau một khắc hoa đồ sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi quả đấm của hắn run dậy kịch liệt lấy về sau thân hình chính là bay ngược mà ra ẩm vương kỳ trong quả đấm ẩn chứa khủng bố lực đạo trực tiếp là đem hoa đồ đập nhập trong lòng đất hoa đồ nửa cái thân thể đều vùi lấp xuống dưới đất mà quả đấm của hắn càng là đang lúc này trở nên máu thịt bé bét lộ ra sâu bạch xương cốt người hoa đồ trong lòng vừa sợ vừa giận bộ ngực hắn khí huyết sôi trào vừa mới mở miệng chính là ho ra một ngụm máu tươi thiện ngươi lên đường vương kỳ xuất thủ lần nữa hắn thân hình thoát một cái xuất hiện lần nữa tại hoa đồ trước người trong mắt của hắn sát ý lóe lên ở giữa bàn tay cũng là vào lúc này trở nên nóng ánh trong suốt vương kỳ bàn tay bỗng nhiên đánh ra mà xuống trong một chớp mắt thánh lực như lôi đỉnh quần quận đồng dạng ầm vang xoát dưới hoa bay lời trời hoa đồ thay thế con người bỗng nhiên co rụt lại trong cơ thể hắn thánh lực quét sạch ở giữa từng đoá từng đoá trong suốt cánh hoa theo gió bay xuống cánh hoa trọng trọng điệp điệp nhẹ nhàng rớt xuống tại hoa đồ trước người ngưng tụ thành một bức bách hoa bức tranh bách hoa trong bản vẽ đoá hoa nở rộ nhánh hoa chập trờn lưu chuyển ở giữa tản mát ra một loại huyền diệu trí cực khí tức chấn động đông vương kỳ bàn tay hung hăng đánh vào bách hoa mưu toan bên trên hư không chấn động từng đoá từng đoá cánh hoa nước tóc ra hóa thành vô tận cánh hoa hoành tỏa ra bốn phía hiu 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 cuốn lên cánh hoa xé rách hư không, vây chung quanh võ giả không ít người bị cánh hoa quét trúng nhục thân đều bị xé nứt ra máu tươi vây xuống một chỗ trong đó còn có trọng trọng điệp điệp cánh hoa cuốn về phía Lama, vương lân thấy thế tiện tay một trường phái ra thánh lực bước lên ở giữa đem cánh hoa tùy tiện xé rách ẩm Bạch hoa bức tranh tại đã nhận lấy vương kỳ một trường về sau cánh hoa phiêu linh trên đó càng có từng đạo vết rách như là mạng nhện đồng dạng khuyết tắng ra cuối cùng tại trong tiếng nổ vang ẩm vang đổ sụp làm sao có thể Bạch hoa bức tranh bị vương kỳ phá vỡ hoa đổ trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ chi sắc lúc này hắn mới hiểu được trước mắt ba người mặc dù chỉ có thánh cảnh tu vi nhưng là chiến lược lại vượt xa cảnh giới này chết như bực ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một hoa đồ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn không trăm tám mươi lăm thần sơn vương lân cùng đao ma đồng dạng ngưng bước ngắm nhìn một phía đây là một mảnh mênh mang dây núi phong cao và trượng to lớn số lượng vân quanh trực trung vân tiêu lộ ra sinh cơ bừng bừng đồng thời thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. có thể nói nơi này bản thân liền là một chỗ tu luyện bảo địa có viện siêu những địa phương khác thiên địa linh khí căn cứ ghi chép nơi này đã từng có một ngôi thần sơn là bất diệt chi thần lấy thần lực cấu trúc đi ra tu luyện bảo địa vương kỳ trầm mở miệng nói hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy dù sao bất diệt chi thành đối với tất cả võ giả mà nói đều lộ ra cực kỳ lạ lẫm có thể có được tin tức thực sự là có hạn thậm chí vương kỳ cũng chỉ biết là vị trí đại khái vị trí cụ thể cũng không rõ ràng còn được hao phí một phen thời gian đi tìm dầm 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 mà nhưng vào lúc này bốn phía lại là buộc phát ra từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ từng đạo từng đạo quang hoàng từ xa không nhanh chóng xoắn tới mang bọc lấy khí tức đáng sợ hiển nhiên không phải chỉ có vương lân ba người chạy tới nơi đây còn có những cao thủ khác đồng dạng chiếm được tin tức xem ra muốn tìm thần sơn còn được hao tổn phí chút sức lực a vương lân nhíu mày mặt đối với bốn phía mãnh liệt mà đến thần quang sắc mặt có chút ngưng trọng vương kỷ cùng đao ma đồng dạng ngưng thần mà đối đãi bởi vì bọn hắn cảm nhận được một chút rất khí tức đáng sợ hẳn là có trí tôn cảnh cao thủ chạy tới nơi đây bất quá cũng không cường thế xuất thủ thôi. Xoẹt! trí tôn cũng không xuất thủ nhưng lại có chút võ giả không nhẫn lại được cường thế xuất thủ y đổ diện sát người cạnh tranh sắc bén kiếm quang hoành không còn có đao mang của lên ở trong hư không đụng chạm kịch liệt thường cây đại thụ hóa thành một mịt dây núi nổ tung a à có võ giả vừa mới xuất hiện liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bị kiếm mang xe rách máu tươi hay không đông còn có võ giả bị một đường đao mang trực tiếp đập nhập trong lòng đất hóa làm thịt não bị ma diệt tất cả sinh cơ những người này đều là thánh cảnh cao thủ nhưng là ở cái này bên trong lại như là kiểu non đồng dạng bị tùy ý thu gạt lấy lúc này thần sơn còn chưa chưa xuất hiện giết chóc liền đã mở ra khó có thể tưởng tượng một khi thần sơn xuất hiện hội dẫn phát như thế nào huyết chiến hơn nữa không ngừng có khí tức mạnh mẽ từ đằng xa liều chết xung phong nguyên bản vắng vẻ dây núi lập tức náo nhiệt lên rất rõ ràng rất nhiều người ý nghĩ cùng vương lân bọn họ một dạng dự định trước tăng lên tu vi của mình lại đi tranh đoạt bất diệt thần quyết chiến đấu một khi bắt đầu liền vừa phát không thể vắn hồi hôn chiến lúc này bộc phát không ít người đều xuất thủ vương lân thậm chí phát giác được có trí tôn cảnh cao thủ tại âm thầm ra tay gạt bỏ một chút thế lực đối địch võ giả muốn chết vương lân đồng dạng đấm ra một quyền đem một đường chém về phía kiếm khí của hắn đánh tan đồng thời ngón tay nhập lại đánh ra một đạo kiếm khí xé rách hư không đem một tên trung phẩm thánh cảnh võ giả gạt bỏ huyết dịch rơi trường không doa đến không ít người lộ ra kinh sợ đây chính là một tên trung phẩm thánh cảnh kết quả lại bị vương lân một chỉ đánh giết khác không ít võ giả kiên kỵ cảm thấy này người không thể tùy ý khi dễ dây núi liên miên nhưng là tìm tới nơi này võ giả thực sự nhiều lắm nhân số đạt tới kinh người trên vạn người nhiều như vậy thánh cảnh một khi đồng thời xuất thủ đủ để cho nơi đây long trời lở đất tranh vương lân thực lực mặc dù chấn nhiếp không ít người nhưng vẫn là có cường giả ra tay với hắn ở loại địa phương này thực lực càng mạnh để cho người ta càng thêm kiên kỵ đồng thời cũng dễ dàng bị xem là cái đinh trong mắt một hơi chuông lớn từ trong hư không ép xuống tiếng chuông vụ vụ để cho hư không đều vào lúc này khuyết tán ra từng đạo từng đạo gọn sóng vương lân thân hình lướt ngang mà ra tránh đi chuông lớn đồng thời nhục thân chi lực bộc phát một trưởng trọng trọng đánh vào chuông lớn phía trên đông trầm thấp tiếng chuông vang vọng chuông lớn lay động ở giữa đinh hai như góc chung quanh hư không đều vặn mẹo một mảnh rừng cây trực tiếp bị tiếng chuông nhân liên diện tiếng chuông quét sạch ở giữa hoành tỏa ra bốn phía đế khí chuông lớn rõ ràng là một kiện phẩm cấp cực cao đế khí kiên cố mà bất hủ nếu không lấy vương lân thực lực hôm nay cực phẩm cổ khí đều sẽ bị hắn một bàn tay đánh nổ tranh tiếng chuông vang lên lần nữa sóng âm quét ngang đầu ngón tay từng đạo từng đạo kim quang ngưng tụ hóa thành một chỉ cự long hướng về phía vương lân đánh rết xuống vương lân lần nữa né tránh mà chung quanh hắn võ giả có thể thì thế thảm xoay quanh quanh con long thân đong đưa ở giữa mười mấy tên thánh cảnh cao thủ bị quét bay ra ngoài còn có thậm chí lúc này hóa thành bùn máu lan vương lân gầm thét huyết khí như điên giống như long vậy quét sạch mây xanh hắn gọi sập hư không trùng sát mà ra lòng bàn tay luân hồi chi lực ngưng tụ chụp về phía cùng long vê vâng. anh cùng long thân hình bỗng nhiên một trận mắt rồng buộc phát ra hoảng sợ chi quang sau một khắc trực tiếp tiến liên diện hóa thành vô tận kim quang chiếu xuống xuyên thủng dãy núi có chút ý tứ vương lân đứng lặng thương cung nhìn xem tiêu tán long ảnh hai mắt khẽ hít một cái cùng long mặc dù ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1085, thần sơn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần v... xin cảm ơn chương 1086 nghìn trạm thần duệ hơi anh cựu lê thần tộc trung niên nam tử từ dậy núi bên trong sông ra lúc này hắn y phục phá toái trên mặt đen kịt đường vân đều trở thành nhạt mà ở hắn nơi ngực thì là xuất hiện một đạo to lớn vết thương da thịt xoay tròn lấy lộ ra sâu bạch xương cốt máu me đầm địa ở giữa không ngừng nhỏ xuống thương cung hắn bị thương nặng mặt đối với thượng phẩm thánh cảnh tu vi vương lân hắn khó có lực đánh một trận có lẽ trí tôn cảnh xuất thủ còn tạm được người rốt cuộc là phượng thần nhất tộc còn là hổ thần nhất tộc trung niên nam tử hoán độc nhìn chằm chằm vương lân vương lân thi triển hai đại thần thông để cho hắn nghi tới rồi hai cái này tộc hậu duệ hơn nữa trong mắt hắn chỉ có đồng dạng thân làm thần tộc hậu duệ mới có đánh bại thực lực của hắn người đoán vương lân lanh khóc mở miệng nếu như cũng đã xuất thủ hắn liền không có ý định lưu thủ đối phương đầu tiên là đánh lén mình về sau càng là bá đạo muốn bản thân rời khỏi nơi đây bây giờ đối phương bị hắn trọng thương sự tình đã khó mà thiện đông 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 vương lân đạp không mà ra trong mắt lóe ra sát cơ lạnh như băng tiến diện một chỉ vương lân thể nội thánh lực có lên hóa vì lực lượng thời gian tại đầu ngón tay ngưng tụ vương lân một chỉ điểm ra mà thôi như có đầy trời chỉ ấn tại tung bay xuất thời gian trường hà theo vương lân chỉ điểm một chút giới hung hăng xoát ra đem trung niên nam tử bao phủ lần này ngay cả cửu long Đỉnh đều bị giam cầm ở bên trong dòng sông thời gian, long ảnh khó mà ngưng tụ. Mà nam tử trung niên thân thể càng là từng chút từng chút tiêu diệt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ông trời của ta. Bốn phía võ giả toàn bộ đều bị dọa sợ, nguyên một đám nhượng bộ lui binh, không dám ở nơi đây ở lâu, sợ bị vương lân trực tiếp học tập. Vương lân theo tay khẽ vẫy, thời gian trường hà cuốn ngược hai hồi, ngay tiếp theo cựu long đỉnh đều bị vương lân cường thế thu lấy. Vương lân thân thể nhoáng một cái, rơi vào vương kỳ cùng Đao Ma trước người. Đao Ma, cái đồ chơi này lưu cho ngươi phòng thân a. Vương lân tiện tay đem cựu long đỉnh ném cho Đao Ma, ở chỗ này Đao Ma thực lực không tính quá kém nhưng là không mạnh có cựu long đỉnh trong người mà nói cũng coi như nhiều hơn mấy phần bảo toàn tính mạng nắm chắc mà thấy cảnh này những cái kia đi xa võ giả nguyên một đám ánh mắt cũng là trở nên nóng rực lên đây chính là đế khí cựu long đỉnh vương lân vậy mà liền dạng này tống đi lúc này vô số võ giả đều hận không thể chính mình là vương lân thủ hạ gia chủ cái này cho ta đao ma đồng dạng bị dọa cho phát sợ ngay cả lời đều nói không lưu loát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao hắn đi theo vương lân không tính quá lâu vương lân vợ ơ ý mà trực tiếp đưa một kiện đế khí cho hắn cầm chính là cái đồ chơi này đối với ta vô dụng vương lân rất thẳng thắn lấy hắn bây giờ tu vi thông thường đề khí đối với thực lực hắn tăng phúc không tính quá lớn kém nhất cũng cần như ý thần binh loại này huyết mạch tương liên đề khí đương nhiên trí tôn võ thần hệ thống cùng luân hồi thạch bi loại này lịch thiên tri vật vương lân đồng dạng không cách nào phát huy ra toàn bộ y năng đa tạ gia chủ đao ma gặp vương lân nói quyết đoán trong lòng cảm động đồng thời nhận lấy cựu long đình nhưng trong lòng âm thầm thể bất kể như thế nào đợi này cũng sẽ không phản bội vương lân vương kỳ chúng ta cũng tìm kiếm một phen đi nơi đây võ giả quá nhiều nếu có thể tìm được trước thần sơn sẽ có chỗ tốt cực lớn vương lân thản nhiên nói ba người lúc này tại bốn phía tìm tòi lúc này tụ tập tại võ giả nơi này đã đạt tới mấy vạn số lượng mỗi một ngọn núi bên trong đều có võ giả đang tìm kiếm hôn chiến thỉnh thoảng bộc phát vương lân ba người một đường tìm kiếm phàm là gặp được đuôi mù muốn thanh tràng bị vương lân trực tiếp tiêu diệt chỉ cần trí tôn cảnh không xuất thủ vương lân ở chỗ này cơ hồ không có đi thủ để cho vương lân danh khí cũng là lập tức chuyển phát ra ngoài ở chỗ này võ giả cơ hồ đều biết nơi đây có một vị sát thần ra tay không lưu tình cho dù là hậu duệ của thần cũng là trực tiếp chém giết không có chỗ giảng hòa cho nên không ít người nhìn thấy vương lân mấy người đều có chút sợ hãi đến cuối cùng vương lân ba người những nơi đi qua tất cả võ giả tất cả đều tránh lui không dám ngăn trở vương lân ba người cơ hồ ở phụ cận mấy chục tòa sơn mạch tất cả đều dò xét một phen lại không có phát hiện gì nơi này giống như chính là mấy đầu thông thường dây núi căn bản cũng không có cái gọi là thần như núi dầm 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 ngay tại vương lân đều có chút thất vọng cảm thấy tin tức có lẽ có ngộ thời điểm một ngọn núi phía trên lại là buộc phát ra chiến đấu kịch liệt đó là hai tri đội ngũ tại giao thủ một chi đội ngũ người mặc lửa đỏ trường bảo nguyên một đám sau lưng mọc lên hai cánh quanh thân lượn lờ hòa diễm mặt khác một chi đội ngũ thì là người mặc hát bảo nguyên một đám trên mặt đen kịt phù văn lượn lờ như thần như ma bá khí bức người phượng thần nhất tộc cao thủ vờ ơ ý mà cùng cựu lê thần tộc đánh nhau không ít người thấy thế cũng là lộ ra vẻ hưng phấn phượng thần nhất tộc mặc dù tại thần tộc trong hậu duệ địa vị không bằng cựu lê thần tộc nhưng là thực lực lại đồng dạng không kém bây giờ ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn tám mươi sáu trạm thần duệ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ chương một nghìn tám mươi bảy thần duệ chi nộ chư thần hậu duệ liền có thể ức hiếp chúng ta hay sao các ngươi chớ quá mức những võ giả khác lúc này cũng tức giận vô cùng bất diệt chi thành bên trong cơ duyên là thuộc về thần lộ tất cả võ giả ai muốn nuốt một mình đều khó có khả năng sẽ phải gánh chịu quần công lan liền bằng ngươi môn thể nội chạy xuôi cấp thấp huyết mạch cũng như toan tiêm nhiễm thần lưu lại truyền thừa các ngươi cái này là đang nằm mơ một tên vượng thần tộc cao thủ bá đạo vô cùng nói ra hắn người mặc phượng bảo ánh mắt kiệt nạo mang theo cao cao tại thượng thần sắc trong lúc nói chuyện quanh thân liệt diễm vân quanh uy thị cường hành là một gã thượng phẩm thánh cảnh cao thủ hắn chẳng những là thượng phẩm thánh cảnh đồng thời còn rất trẻ thể nội ấp ủ cực nóng khí tức như là nham tương đồng dạng có lên tuyệt đối là một tên nắm chắc cao thủ không ít võ giả thực giận có thể tu luyện tới thánh cảnh ai không có mấy phần ngạo khí có thể nói bọn họ ở tại bọn hắn ở tại đại lục cũng là người nổi bật bây giờ lại bị người miệt thị bị người mắng làm cấp thấp huyết mạch nhân loại trong lòng há có thể cam tâm không muốn ý đồ khiêu khích thần tộc hậu duệ kiên nhẫn không muốn chết toàn bộ lăn nếu không đem bọn ngươi toàn bộ diện tất cả cựu lê thần tộc cao thủ đồng dạng gầm thét lên tiếng trong lời nói đang đăng sắc khí thật sự có gạt bỏ tất cả mọi người tại chỗ ý chí ở bên trong các ngươi thực hơi quá đáng có người ở trong bóng tối mở miệng ngữ khí trầm thấp mang theo vài phần tức giận vương lân hai mắt khẽ hít một cái người nói chuyện hiển nhiên là một vị trí tôn cảnh cao thủ bất quá nên không phải đến từ chư thần hậu duệ trí tôn cao thủ đối phương hiển nhiên cũng bị chọc giận lại không dám tùy tiện xuất thủ thậm chí nói chuyện thời điểm đều che giấu khí tức của mình không nguyện ý bị người nhận ra dù sao chư thần hậu duệ thế lực quá mức cường hành cho dù là trí tôn đều kính sợ có phép qua không quá phận ngươi nói không tính đừng tưởng rằng là trí tôn chúng ta liền kính ngươi ba phần thức thời liền lăn, nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết một thiếu nữ mặt lạnh lùng lên tiếng dày cực kỳ đương hoa đối với trí tôn cao thủ không có nửa phần lòng kính sợ mà theo thiếu nữ thanh em vang lên trong bóng tối có một cỗ khí tức mạnh mẽ xoắn tới bao phủ hư không chấn nhiếp tứ phương khí tức kia cực kỳ cực nóng rất hiển nhiên là phượng thần nhất tộc trí tôn cao thủ trong bóng tối thủ hộ phượng thần nhất tộc cao thủ trẻ tuổi đây là phượng thần nhất tộc lực lượng ở tại đồng dạng cựu lê nhất tộc nhất tộc bên trong sợ cũng đồng dạng có trí tôn cao thủ trong bóng tối thủ hộ nếu không đối phương không đến mức như thế ngang ngược các ngươi hơi quả đáng vị kia trong bóng tối mở miệng trí tôn trầm mặc sau rút lui hiển nhiên không nguyện ý bởi vì thần sơn mà đắc tội hai tộc cao thủ ha ha liền trí tôn đều rời đi các ngươi thức thời một chút lưu ở nơi đây chờ chúng ta tiến vào thần sơn về sau các ngươi có lẽ cũng có cơ hội leo lên thần sơn cựu lê nhất tộc một lão giả âm trầm mở miệng nói giọng nói vô cùng vì đắc ý mọi người cùng nhau xông lên ta cũng không tin hai tộc bọn họ thực dám đem tất cả chúng ta giết có võ giả không cam lòng giống giận bọn họ đồng dạng có ngạo khí có thể bị đánh bại lại không thể bị ức hiếp như vậy tiếng la giết lần nữa vang vọng mấy trăm tên thánh cảnh cao thủ xông ra trong đó có hơn mười tên thượng phẩm thánh cảnh nhiều như vậy võ giả đồng thời xuất thủ khí tức cực kỳ khủng bố muốn chết cựu lê thần tộc võ giả lúc này liền giận một tên dáng người anh vĩ trên mặt hát sắc đường vân lượn quanh võ giả dậm chân mà ra tranh nam tử cười lạnh ở giữa trong tay chính là xuất hiện một trôi phương thiên hỏa kích hỏa kích đồng thể đen như mực lượn lờ huyền diệu đường vân vừa mới xuất hiện liền buộc phát ra kinh khủng ma uy giết trong tay nam tử phương thiên hỏa kích chấn động mạnh một cái thư không đều vào lúc này lay động tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng đồng thời kinh khủng phong mang phô thiên cái địa đồng dạng quét sạch mà ra đế khí chi uy quét sạch tứ phương lại là một kiện đế khí ma khí ngập trời ẩn chứa không có gì sánh kịp giết chóc ý chí tuyệt đối là một kiện đại sắc khí là ma thần chiến kích nghe nói là cựu lê thần tộc cao thủ lấy một cái trí tôn cảnh ma long thi hải luyện chế mà thành uy lực tuyệt luân không ít võ giả sắc mặt đều trắng bệnh bị ma thần chiến kích uy năng chấn nhiếp hiu 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 kích ảnh hoành không thủy lệ chi khí quét ngang hơn mười người xông lên phía trước nhất võ giả trực tiếp đầu thân tách rời máu tươi nhiễm thương cùng bị chém giết tại chỗ vừa vặn bắt các ngươi tề khí phượng thần nhất tộc bên trong đồng dạng đi ra một tên nữ tử xinh đẹp nàng mang trên mặt hàn ý hai tay kết ấn ở giữa biển lửa phun trào phượng hoàng hư ảnh hoành không mà ra hiu 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 phượng âm thanh em vang vọng đất trời thần thú uy áp phô thiên cái địa mà ra hư không tại vụ vụ run rẩy phượng hoàng hình bóng bay lượn ở giữa đánh rết xuống a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ít võ giả bị phượng hoàng hình bóng đánh trúng lây dính máu tươi lúc này hóa thành bụi cứ như vậy bị đánh chết cả hai người nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm tám mươi bảy thần vệ chi nộ đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát chí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương ba ba cồn vỡ ờ ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn chương 1088, xúc phạm thần tổn thương ngươi liền xem như giết ngươi tộc nhân lại có thể thế nào vương lân đứng lặng thương cung phía sau thần hoàng chi dựng phát động đằng đằng sát khí hắn bây giờ thời gian càng ngày càng gấp gáp chỉ cần có thể tăng lên hắn tu vi cơ duyên hắn đều sẽ không bỏ qua người muốn chết cựu lê thần tộc cao thủ giận dữ nguyên một đám mắt lộ ra sát cơ kìm nén không được muốn ra tay nguyên một đám đối mặt ở giữa thánh lực lao nhanh khoan động thủ đã nhưng vào lúc này phượng thần nhất tộc đi ra một tên nam tử trẻ tuổi đối phương tướng mạo cực kỳ tuấn lãng trên người phượng bảo cùng những người khác không nhỏ khác nhau cái khác phượng thần nhất tộc võ giả sáng tạo phượng bảo trên người chỉ có một đầu chân phượng đường vân mà trên người người này lại là có ba đầu ma khí tức của hắn cũng là cực kỳ kỳ lạ rõ ràng chỉ có thượng phẩm thánh cảnh nhưng lại lại lượn lờ một tia huyền diệu trí cực khí tức chấn động đó là trí tôn cảnh khí tức rất hiển nhiên người này mặc dù là thánh cảnh nhưng là tu vi cũng đã vô cùng tiếp cận trí tôn cảnh tùy thời đều có thể làm ra đột phá phượng cổ ta còn chưa tính sổ với ngươi vợ y mà nhường ngươi tộc người đối với tộc ta người xuất thủ cựu lê nhất tộc bên trong đồng dạng đi ra một tên cao thủ trẻ tuổi đối phương khí tức không kém chút nào phượng cổ là một vị đến gần vô hạn trí tôn cảnh cao thủ trẻ tuổi si chiến ngươi bất nói nhảm muốn chiến ta không đều ngươi nhưng là trước đó có một số việc ta phải hỏi rõ ràng phượng cổ nhàn nhạt mở miệng nói hiển nhiên hai người bản thân liền quen biết lúc này ngược lại có chút tranh phong tương đối nói ra ta sợ ngươi không được si chiến ngay vậy càng là giận dữ đạp trên nhanh chân đi ra rất có trực tiếp động thủ tư thế bất quá cử động lần này cũng là bị một lão giả ngăn lại thiếu chủ tạm thời không vội mà động thủ chúng ta tạm thời cho phượng cổ một bộ mặt, xem hắn có thể hỏi ra cái gì đến. Lão giả ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần giả hoạt chi ý. Si chiến mặt mũi tràn đầy khó chịu, hắn xác thực không sợ phượng cổ, nhưng là lúc này thần sơn đã xuất hiện, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm những võ giả khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa một khi thần sơn xuất hiện tin tức chuyển ra, sợ là sẽ phải có càng nhiều chư thần hậu duệ chạy đến, tăng thêm cạnh tranh. Tốt, ta liền cho ngươi cái mặt mũi. Si chiến như thế hồi phục, trở lại trong đám người. Vương Lân Thủy Trung bình tĩnh đứng lặng thương cùng hai người thực lực cũng là không yếu nhưng là hắn cũng không sợ đối phương lấy hắn thực lực hôm nay trí tôn không ra hắn đủ để giết cái ba vào bà ra xin hỏi đạo huynh đại danh phượng cổ mỉm cười phi thân rơi vào vương lân trước người ngựa khí cũng là tính khắc khí vương lân vương lân bình tĩnh nói ra người họ vương phượng cổ khe cho mày ánh mắt quét mắt vương lân cảm thấy có chút khó tin có vấn đề vương lân mày kiếm dâng lên đương nhiên là có vấn đề phượng cổ hai mắt khẽ híp một cái nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy không có vấn đề vương lân tùy ý nói vương lân ngươi tu luyện phi hành thần thông chính là tộc ta thần hoàng chi dự chỉ có thân có phượng thần huyết mạch hơn nữa các loại huyết mạch cấp cực cao mới có thể tu luyện thành công sở dĩ nguyên nên là ta tộc nhân tài đúng mà tộc ta người nên họ phượng phượng cổ nói vương lân nghe vậy trực tiếp liếc mắt không có ý tứ ta nhưng không có đổi tên đổi tính ý nghĩa phượng cổ nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái vương lân ngươi cũng đã biết họ phượng trong tinh không đại biểu cho cái gì sao đại biểu là phượng thần vương lân không khỏi suy cười ra tiếng lúc nào một cái dòng họ cũng có thể đại biểu thần vương lân ngươi đừng không biết điều ta ôn tồn nói chuyện của ngươi đối với ta phượng thần nhất tộc ngươi hiếu khách nhất khí một chút phượng cổ sắc mặt lạnh xuống khách khí thì sao không khách khí thì sao vương lân bá khí mở miệng nói khách khí một chút ta có thể làm chủ ban thưởng ngươi họ phượng nhờ ngươi trở thành ta phượng thần nhất tộc người nếu không thì vì phòng ngựa tộc ta huyết mạch bị hoen ố ta không thể nói trước muốn phế rơi huyết mạch của ngươi phượng cổ nói xong lời cuối cùng ngựa khí đã mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị ha 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 vương lân cao giọng cười to mặt ngữ khí bỗng nhiên phát lạnh ngươi có thể thử xem ngươi coi thực muốn tìm cái chết phượng cổ trong mắt hàn ý lóe lên trong mắt hắn bọn họ phượng thần nhất tộc đại biểu chính là phượng thần cao thượng huyết mạch không thể làm bẩn mà vương lân lại dám cự tuyệt họ phượng cái kia chính là xúc phạm thần thế tất yếu đem vương lân huyết mạch trong cơ thể phế bỏ người có bản lãnh liền đến thần tộc huyết mạch ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vương lân không hề sợ hãi mặc dù trước đó đã có trí tôn cao thủ khí tức xuất hiện nhưng lại chỉ là hạ phẩm trí tôn mà thôi lấy vương lân bây giờ tu vi hắn có thể không sợ đối phương muốn chết phượng cổ cũng giận bàn tay hắn chậm rãi rối ra nóng bỏng hỏa diễm tại lòng bàn tay bốc lên trong đó tựa hồ có một cái hỏa diễm thế giới đang trào. Vâng anh phượng cổ bàn tay bỗng nhiên đè ép hỏa diễm ép xuống hóa thành hỏa diễm thế giới đem vương lân bao phủ lại dám xúc phạm thần vậy liền đưa ngươi luyện hóa phượng cổ ngữ khí hiện ra hàn ý xuất thủ cực kỳ quả quyết các ngươi nếu là tại muốn thử bức tranh khiêu khích thần tôn nghiêm hắn liền là kết cục của các ngươi phượng thần nhất tộc những võ giả khác cũng là vào lúc này hô quát lên trong mắt bọn hắn phượng cổ đều đã xuất thủ như vậy vương lân liền tuyệt đối không thể có thể sống sót nhưng là rất nhanh bọn họ liền trợn tròn mắt lao nhanh liệt diễm bên trong đột nhiên xuất hiện nhữ lại từ sắc ngọn lửa ngọn lửa chập trần ở giữa Văng đằng hỏa diễm lại bị ngọn lửa màu tím lập tức thôn phệ sạch sẽ tránh ra nếu không giết sạch các ngươi vương lân lạnh lùng thanh âm cũng là vào lúc này vang lên hắn thân hình thoát một cái ở giữa dùng tốc độ khó mà tin nổi xông vào phượng thần nhất tộc võ giả bên trong hiu 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 từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngòm quét ngang trong một chớp mắt mà thôi liền đem mười mấy tên phượng thần nhất tộc võ giả đầu chém xuống đáng chết tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch làm sao sẽ mạnh như vậy chẳng những chặn lại phượng cổ thế công còn giết mười mấy tên cao thủ đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta lúc này không ngừng phượng thần nhất tộc võ giả mắt trận tròn ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1088, xúc phạm thần đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mười ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vỡ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước 1089, tái chiến trí tôn cự trường ép xuống ẩn chứa quần quận uy năng chấn nhiếp tứ phương khác những võ giả khác không còn dám tới gần sợ bị tác động đến trí tôn cao thủ vờ ơ ý mà xuất thủ hắn xong đời ha ha tộc ta trí tôn xuất thủ nhìn ngươi như thế nào quát tháo giết hắn cho tộc ta người báo thủ phượng thần nhất tộc võ giả thì là đứng lặng tại thần sơn bên trên nguyên một đám đoán độc kêu gạo hận không thể trí tôn cao thủ lập tức chém giết vương lân rốt cục nhịn không được xuất thủ sao vương lân ánh mắt băng lãnh mặt đối với chân áp xuống cự trường, hắn chẳng những không có lối bước ngược lại đằng không mà lên thấy cảnh này không ít người lần nữa trợn tròn mắt cảm thấy thật bất khả tư nghị hắn đây là muốn làm gì muốn cùng trí tôn một trận chiến lấy thực lực của hắn vốn là có cơ hội chạy trốn hiện tại đang sợ là không đi được không ít võ giả có chút tiết hận mở miệng nói dù sao bọn họ cũng coi là nhận vương lân nhân tình lúc này cảm thấy có chút băn khoăn tiến diện một chỉ vương lân ngón tay mãnh liệt điểm ra mênh mông lực lượng thời gian tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ trong một chốc mắt mà thôi, tựa hồ có trăm ngàn đạo chỉ ấn tại tung bay, nhất sau khi ngưng tụ thành một chút. Xoát. Thời gian trường hà xoát ra, cùng che trời cự trường hung hăng đối ban cùng một chỗ. Giờ khắc này đầy trời quang vũ rơi, hoành không mà ra, kinh khủng chí tôn chi lực, giống như đại dương tàn phá bừa bãi ra, không ít thánh cảnh cao thủ tại chỗ bị gạt bỏ. Trí tôn cảnh thực lực, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là yên diện một chỉ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản đối phương một cái kia, Vương Lân thân hình rút lui, lực khí huyết sôi trào, thời gian trường hà đều tiêu diệt. Thần ma ấn cửu trọng. Vương Lân hai tay kết ấn, rút lui ở giữa, khí tức vào lúc này tăng lên điên cuồng đứng lên chín lần chiến lực tại vương lân khi yếu ớt còn nhìn không ra cái gì nhưng là tại bây giờ lần nữa thi triển loại kia tăng vọt khí tức khủng bố tuyệt luân cho ta mở vương lân gầm thét nhục thân chi lực vào lúc này tăng lên tới cực hạn hắn hoành không mà ra mang bọc lấy kinh khủng thần quang giống như một đạo sao trồi đảo qua đông vương lân một quyền này thật sự là quá kinh khủng trực tiếp đánh nổ cái kia một cái cự trưởng không chơi với ngươi nữa vương lân một quyền oanh bạo cự trưởng thần hoàng chi rực trong cơn chấn động thẳng đến thần sơn đi hắn tới nơi đây mục đích là tranh đoạt bên trong ngọn thần sơn thần lực tờ ơ ý lễ mà không phải cùng cường giả trí tôn cùng chết chạy đi đâu vị tiên nút trong bóng tối trí tôn bạo nộ rồi hắn đường đường trí tôn cảnh cao thủ xuất thủ đánh giết một cái thánh cảnh lại bị đối phương chặn lại thế công cái này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục ầm ầm trí tôn chi lực thoải mái ở giữa thiên địa oanh minh lực lượng kinh khủng hội tụ ở giữa hóa thành bao la hướng về phía vương lân bao phủ xuống nhưng là cái này vô dụng vương lân tay nắm ngự hỏa quyết tại trong biển lửa xuyên toa thân hình phát một cái mà thôi đã xông ra biển lửa ngăn lại hắn không thể để cho hắn leo lên trên người cho trong tộc cao thủ thời gian đánh giết này liêu trên ngọn thần sơn hai đại thần tộc hậu duệ đều cấp bách môn trong lòng nghiêm nghị đồng thời cường thế xuất thủ trên người rất kỳ lạ là năm đó bất diệt chi thần sở kiến vì trong tộc hậu nhân đúc thành căn cơ địa phương trí tôn cảnh đi lên sẽ gặp phải không rõ công kích sở dĩ bọn họ muốn giết vương lân nhất định phải tại vương lân chưa xông lên thần sơn thời điểm ầm ầm từng đạo từng đạo thần thông đang ngưng tụ kinh khủng thế công liên miên một mảnh vắt ngang thần sơn phía dưới y đổ ngăn cản vương lân hừ vương lân hừ lạnh ánh mắt băng lãnh vô tình Tại lực lượng thời gian cùng thần hoàng chi dự tốc độ cực hạn phía dưới, hắn trong một chớp mắt liền vọt tới thần sơn phía trước, bàn tay vừa nhấc để ép. anh vâng. Bạch hổ hư ảnh tại Vương Lân lòng bàn tay ngưng tụ, ngập trời thú thần chi uy, quét sạch thiên địa, Bạch hổ thí thiên trảo vào lúc này phát huy, sẽ rách đầy trời công kích, đem từng đạo từng đạo thần thông đánh tan. Lúc này Vương Lân cơ hồ ra tay toàn lực, loại kia sức chiến đấu thực sự quá kinh người. A a a. Không ít võ giả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây là một nhóm đứng ở thần sơn trong cùng nhất võ giả, dẫn đầu đã nhận lấy Vương Lân công kích bọn họ thi triển thần thông thúc giục thần binh tại vương lân thế công dưới toàn bộ đều giống như giấy dán đồng dạng không chịu nổi một kích phanh 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 tiếng oanh minh vang vọng ở giữa hơn mười người thần tộc hậu duệ thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vũ một màn này sợ ngây người tất cả mọi người những cái này bị giết võ giả tất cả đều là thần tộc hậu duệ cao thủ kết quả tại vương lân trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích vương lân sức chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ lấy lôi đình vạn quân đồng dạng thế công ngăn cản trí tôn tiếp lấy đánh giết một mảnh võ giả ngươi nhìn Chí tôn võ thần hệ thống chương tái chiến trí tôn đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín ở mỗi cuối chương 3. ba ba Côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương một nghìn khát máu giết chóc đạo hữu ngươi có hơi quá vương lân trùng sát tứ phương tại thần sơn bên trên như vào chỗ không người cái này khiến một bộ phận võ giả sợ hai đồng thời đồng dạng có võ giả đứng dậy cái này là một người đàn ông tuổi trung niên dáng người thẳng tắp khuôn mặt thô cùng đặc biệt là hai tay tráng kiện hữu lực còn giống như là cầu long là hắn hắn rốt cục xuất thủ sao người này vừa mới hiện thân liền dẫn tới rất nhiều võ giả ghé mắt nguyên một đám mắt lộ ra tia sáng kỳ dị người nghĩ xen vào chuyện bao đồng vương lân hai mắt khẽ hít một cái trong tay như ý thần bình tại vụ vụ không biết vì sao hắn tại trên người người này cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm ta không phải xen vào chuyện bao đồng phượng thần nhất tộc ngươi tùy tiện giết nhưng là cựu lê nhất tộc ngươi không thể lại động đến bọn hắn trung niên nam tử mở miệng ngữ khí lạnh lùng mang theo một loại bệ nghệ chi ý cho ta cái lý do vương lân xoa cái cảm nghiền ngâm cười nói ta tự nhiên có lý do của ta bất quá không cần nói cho ngươi trung nhiên nam tử rất cường thế biết rõ vương lân rất mạnh nhưng y nguyên mang theo không có gì sánh kịp tự tin phải không vương lân khẽ lắc đầu cảm thấy người này có chút quá tự cho là đúng làm sao ngươi không đồng ý trung nhiên nam tử mày kiếm có chút dương lên song trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang giết vương lân trực tiếp lấy hành động khôi phục phía sau thần hoàng chi rực chấn động thẳng đến cách đó không xa cựu lê nhất tộc võ giả phóng đi trước đó một nhóm người này ra tay với hắn lúc thế nhưng là không lưu tình chút nào nếu không phải là thực lực của hắn đủ mạnh sớm đã vất lạc sở dĩ hắn sẽ không chút nào nương tay thanh long chạm vương lân trong tay long ảnh loại lên một đường thanh long hư ảnh nhoáng một cái xông vào đám người uy năng buộc phát ở giữa lần nữa gạt bỏ một mảnh võ giả lúc này ở trận võ giả toàn bộ đều trận tròn mắt không ít võ giả đều nhận ra vương lân lần này thi triển chính là long thần nhất tộc thiên phú thần thông cái này tăng thêm vương lân trước đó thi triển bạch hổ thí thiên trào còn có thần hoàng chi dực đây đã là tam đại thần tộc thiên phú thần thông chẳng lẽ vương lân trên người lại có tam đại thần tộc huyết mạch tri lực cái này thật bất khả tư nghị làm cho người chấn động vô cùng liên liên trung niên nam tử cũng là cả kinh không được trong lòng hoài nghi vương lân có phải hay không tam tộc con lai dừng tay trung niên nam tử kinh hãi đồng thời cũng là vô cùng phẫn nộ vương lân lại dám không nhìn hắn cho dù là vương lân thực lực siêu tuyệt cũng làm cho hắn động sắc cơ bớt nói nhảm vương lân không hề sợ hãi huyết khí trong cơ thể như nộ long quyền động trong tay như ý thần binh vung vậy ở giữa lần nữa chém giết một đám võ giả người một chết trung niên nam tử rốt cục giận hắn hai chân tại trên ngọn thần sơn đạp một cái buộc phát ra tốc độ kinh người như là xúc điệu thành thốn đồng dạng quỷ dị xuất hiện ở vương lân trước người Bàn tay hắn hướng về phía Vương Lân vạch một cái, lại giống như một trôi thiên đao chém xuống đồng dạng, bộc phát ra hào quang áo ánh. A! À, Vương Lân kinh dị lên tiếng, hắn phát hiện này người khí tức trên thân có chút quen thuộc, cùng nhục thể của hắn khí tức rất giống nhau. Đạo Nguyên Thánh Thể. Vương Lân có chút khó tin nhìn đối phương, phát giác được đối phương nhục thân đồng dạng đạt đến đạo Nguyên Thánh Thể cảnh giới. Sợ ngươi không được. Vương Lân mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng là xuất thủ lại cực nhanh, hắn dậm chân hướng về phía trước, huyết khí trong cơ thể bốc lên, đấm ra một quyền, như là tinh thần quyền rơi, bộc phát ra vô tận bảo quang, cùng bàn tay của đối phương nặng nề đánh vào cùng một chỗ đông quyền ý ngập trời mà ra, huyết khí như bao la tùy ý, kèm theo trưởng ấn phát tiết ra, bạch bạch bạch, vương lân lui lại toàn bộ, mà trung niên nam tử càng là ném bay ra ngoài, hắn nguyên bản sắc bén như đao bàn tay, lúc này đều đang khẽ run lấy, còn không có chân chính đạt tới đạo nguyên thánh thể cảnh giới. vương lân mỉm cười, nhìn ra nhiều mặt tu vi thật sự, trung niên nam tử sát thực rất mạnh, nhục thân khoảng cách đạo nguyên thánh thể chỉ có cách xa một bước, bất quá lại bị kẹt lại, khó mà bước ra một bước cuối cùng kia. giết ngươi vậy là đủ rồi. trung niên nam tử sắc mặt tái xanh, trong giọng nói sát ý tung hành hắn dậm chân mà ra như cùng ở tại xuyên qua thời không đồng dạng dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới vương lân trước người nhưng là vương lân phản ứng cũng là cực nhanh thân hình lướt ngang mà ra đồng thời nắm đấm phát sáng hướng về phía trước người hư không chính là một quyền vê anh hư không đều vào lúc này lay động và mẹo nam tử trung niên thân ảnh thì là từ trong hư không lảo đảo xung ra trước đó cái tiêm một bóng người thì là hóa thành tàn ảnh tiêu tán không gặp ngươi có thể cảm giác được vị trí của ta trung niên nam tử khiếp sợ nhìn xem vương lân hắn thi triển thân pháp thế nhưng là không gian thần thông người bình thường căn bản liền không tìm được hắn chân thân ở tại nhưng là vương lân lại giống như là sớm có sở liệu đồng dạng ở trước mặt ta chơi không gian chi lực trở về nữa luyện một chút nói không chừng có thể vương lân mỉm cười lần nữa trùng sát mà ra ngươi vê anh ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn không trăm chín mươi khát máu giết chóc đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vỡ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ trước một nghìn chín mươi mốt giết chóc khảo hạch vương lân thân hình chỉ là có chút dừng lại liền lần nữa xông đi lên đi nhưng là tốc độ lại là kém xa trước đó tăng cường gấp 10 lần áp lực lấy vương lân nhục thân chi lực cũng không thể hoàn toàn không thấy càng là đi lên bất diệt chi thần uy áp thì càng mãnh liệt hẳn là biết có một bộ phận người lấy nói chết ở chỗ này vương lân miệng lên một vòng lạnh leo ý cười hắn có thể nghĩ đến rất nhiều võ giả hạ tràng một khi không chịu nổi uy thế như vậy rất có thể nhục thân trực tiếp buôn hội a a a cũng không lâu lắm phía dưới quả nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế lương rất nhiều võ giả bị trên đường núi đột nhiên tăng cường bị áp áp chế ở trên đường núi thực lực mạnh một chút lão đảo tiến lên thực lực yếu trực tiếp ghé vào trên đường núi không thể động đậy đây còn là bởi vì cái này một bộ phận thực lực khá mạnh sở dĩ sống sót mà về sau thực lực yếu võ giả sợ là căn bản liền khó mà thông qua vương lân quay đầu nhìn lướt qua cũng không lãng phí thời gian tiếp tục đi lên hắn lần nữa xông lên ngàn trượng khoảng cách về sau trong sơn đạo huy áp lại là lần nữa tăng lên gấp mười lần đến bước này cho dù là vương lân đều cảm nhận được áp lực cực lớn không còn như trước đó như vậy nhẹ nhàng thoải mái mà ở hai nghìn trượng khoảng cách chỗ còn có một cái bệ đá ngăn ở trong sơn đạo ở giữa vương lân hơi trầm âm chính là không chút do dự đạp vào bệ đá vâng. vương lân vừa mới đạp vào bệ đá trong bệ đá chính là dâng lên nồng nặc hát sắc thần mang thần mang ngưng tụ ở giữa hóa thành thân mặc áo giáp màu đen võ giả đánh bại chúng ta có thể tiếp tục hướng lên bệ đá khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ phía trên đứng nghiêm dòng dã một trăm tên hát giáp vó giả nguyên một đám tràn ngập khắc nghiệt khí tức Ánh mắt băng lãnh, không chứa tình cảm sát thái. Một trăm tên võ giả, từng cái khí tức cường thịnh, thuần một sát thánh cảnh tu vi. Đặc biệt là cầm đầu tên kia tướng lĩnh, huyết khí như bao la, hai mắt băng lãnh, sát ý ngập trời. Đây tuyệt đối là một cái máy nhân, tu vi so với vương lân trước đó gặp phải trung niên nam tử còn kinh khủng hơn, chiến lược mỹ tiên. Các ngươi là ai? Vương lân trong lòng nghiêm nghị, lúc trước hắn tại hai đại thần tộc hậu duệ bên trong, có thể tùy ý trùng sát, như vào chỗ không người, nhưng là bây giờ mặt đối với cái này trăm người, hắn lại có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ta chính là thần chi hộ vệ cầm đầu trung niên nam tử hừ lạnh tay hắn cầm đen kịt trường thương trên người hắt giáp lấp lóe hát mang trong mắt sát ý nhấp nô, giống như một tôn cái thế ma vương đồng dạng thân vệ vương lân ánh mắt lẩm bẩm đối phương tự xưng thần chi hộ vệ như vậy hẳn là cùng chư thần cùng một thời đại tồn tại làm sao có thể tồn tại đến nay đánh bại chúng ta ngươi có thể từ được lên núi cầm đầu tướng lĩnh cầm thét sát ý nhấp nhô ở giữa xuất lĩnh đám người bay thẳng vương lân đi giết vương lân đã không có gì có thể nói mặt đối với cái này trăm đại quân người hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phương nói rất rõ muốn tiếp tục lên núi chỉ có đánh bại bọn họ và anh. Vương Lân bạo phát, hắn thân thể như long, quyền kinh như lang yên quận, giết vào trăm người trong đại quân. Không thể không nói cái này trăm người thực lực, sắp thực đủ mạnh sức lực, thậm chí siêu việt hai đại thần tộc hậu duệ liên thủ, nhưng là tại đánh nhau với Vương Lân về sau, lại bị chặn lại. Bạch hổ thí thiên trảo, thanh long trảm. Thí thần kiếm khí. Vương Lân các đại thần thông kiếm quyết, cơ hội tại đồng thời xuất thủ, cuốn về phía trăm đại quân người, trong một chớp mắt, trăm đại quân người bị giết máu chạy thành sông, không ngừng có người đầu lăn xuống, thấy ngã bại đá. Giết. Cầm đầu tướng lĩnh phát uy trường thương trong tay như là giận giống như long vậy gầm thét hướng về phía vương lân hung hăng đâm xuống keng vương lân bàn tay lướt ngang ngăn trở mũi thương cả hai đụng nhau nháy mắt văng lửa khắp nơi kình khí như điên long gào thét vê vương lân thì là thân hình bay ngược mà ra phía sau thần hoàng chi rực chấn động từ hư không lần nữa trùng sát mà xuống bàn tay ép xuống ở giữa mấy tên hắc giáp thần vệ tại chỗ nổ tung hóa thành huyết vũ nhuộm đỏ bệ đá vương lân cường thế trùng sát lấy không cùng cầm đầu tướng lĩnh giao thủ mà là trước diệt trừ thần vệ khác hắn cảm thấy cầm đầu tướng lĩnh tu vi viễn siêu hiện tại biểu hiện những cái này hắn nhất định phải bài trừ cái khác quấy nhiễu ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương 1091, giết chóc khảo hạch đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ Trước 1092, chiến ý ngập trời. Vương Lân tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt quét ngang ở giữa, bá khí mười phần. Một ngày nào đó, ta có thể nhìn thấu nơi này, hiện tại ở chúng ta tiếp tục một trận chiến a. Vương Lân chiến ý ngập trời. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thần vệ thủ lĩnh cũng không toàn lực ứng phó, một khi đối phương toàn lực ứng phó, tất nhiên long trời lở đất, có khủng bố chiến lực. Như ngươi mong muốn. Thần vệ thủ lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt cũng vào lúc này lạnh lẽo xuống tới, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tới đi. Vương Lân đi từng bước một hướng thần vệ thủ lĩnh, còn lại thần vệ khác cũng đúng đối với hắn buộc phát ra nồng đậm chiến ý chênh chênh tranh, tranh. tám tên thần vệ xuất thủ trước, bọn họ vung động trong tay chiến qua, sắc bén chi quang quét ngang, sắc ý nông đậm, giống như đại dương đem sợ một ba phủ. Bất quá rất nhanh, tám tên thần vệ liền lộ ra kinh sợ. Vương Lân đứng lặng tại sát thế bên trong, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, quên người hắn sát lục lĩnh vực chi lực vây quanh, rất là nhẹ nhõm liền đem thần vệ bùng nổ sát thế hóa giải. Đinh đinh đinh. Vương Lân chập ngón tay như kiếm, đạo nguyên thánh thể bộc phát uy năng, quét ngang đầu ngón tay, chiến qua phá thoái, thần vệ bay ngược. Tiếp ta một kích. Thần vệ thủ lĩnh dậm chân mà ra, trong tay trường kích vũ động ở giữa lăng lệ chi quang hừng bộc phát bức nhân quan mang hướng về phía vương lân xoắn tới. tranh vương lân nắm đấm quét ngang cùng chiến qua trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. a à. vương lân nhẹ kêu lên tiếng, quả đấm của hắn cùng trường kích đụng nhau nháy mắt, hắn cảm thấy một cô phong mang theo quả đấm của hắn đánh vào trong cơ thể hắn. luyện hóa cho ta. vương lân ánh mắt ngưng tụ ở giữa, thể nội ngũ hành thánh lực phun trào, đem sắc bén chi lực hóa giải. đinh 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 nhưng là thần vệ thủ lĩnh trong tay trường kích lại lấy cực hạn tốc độ vung vẩy lên liên tiếp đâm vào vương lân trên nắm tay. ông nong nong thần vệ thủ lĩnh liên tiếp chém ra chín đạo kích ảnh mỗi một đạo đều bên trong đều ẩn chứa sắc bén trí cực lực lượng trí đạo lực lượng tại vương lân thể nội tùy ý quét sạch cuối cùng hóa thành một đạo ấn ký thẳng đến vương lân hồn hải đi Thần hồn công kích sở mục ánh mắt có chút ngưng tụ hai tay của hắn giải ấn ở giữa trí tôn vo thần điện hơi chấn động một chút đông trí tôn vo thần điện tại vương lân trong óc lay động thần quang phát tiết ở giữa đem cái kia một cái ấn ký chấn áp ma diện ừ vương lân thong thả lại sức thân hình không chút do dự trùng sát mà ra lúc này hắn có chút nổi nóng hắn không nghĩ tới cái này thần vệ thủ lĩnh lại còn am hiệu thần hồn công kích làm cho hắn không thể không vận dụng trí tôn vo thần điện cũng may trí tôn vo thần điện đem uy năng áp chế ở trong cơ thể hắn nếu không khí tức một khi khuyết tán ra tất nhiên sẽ mang đến cho hắn vô tận phiền phức thanh long chạm vương lân thể nội thánh lực phun trào ở giữa thanh long đánh rết mà ra va chạm tại thân là thủ lĩnh ngực sắc bén long trào vồ xuống trước đó mang đến mênh mông hát sắc lực lượng giết Thần vệ thủ lĩnh hừ lạnh ở giữa trong tay trường kích chém ra đem thanh long chấn vỡ bất diệt hoang thiên kích Thần vệ thủ lĩnh huy động trường kích từng đạo từng đạo kình khí rơi ở giữa hóa thành một chỉ hắc long đánh rết mà xuống bộc phát bất diệt chi khí vương lân trong lòng không khỏi nhảy một cái hắc long ẩn chứa bất diệt chi lực uy năng ngập trời so hắn nắm giữ thanh long chạm, còn còn đáng sợ hơn mấy lần giết đồng thời cái khác tám vị thần vệ đồng thời xuất thủ trong tay lợi nhận huy chạm ở giữa hướng về phía vương lân liều chết xung phong thú thần lĩnh vực vương lân trong mắt hàn ý loại lên thần thú hư ảnh tại quanh người hắn vần quanh cùng hắn dung hợp lại cùng nhau khiến cho khí tức của hắn cực hạn tăng lên lan vương lân đùi phải quét ngang mà ra đem tám vị thần vệ công kích đánh tan đồng thời nắm tay phải hành ra cùng trường kích trọng trọng đụng thẳng vào nhau vê Và anh quyền kích giao kích ngay mắt toàn bộ bệ đá đều vào lúc này lâm vào trạng thái hỗn độn giống như tất cả đều biến mất đồng dạng và vâng. rất nhanh bệ đá buộc phát ra sáng chói ngũ sắc thần quang, Vương Lân thân ảnh từ trong đó giết ra một quyền đánh vào thần vệ thủ lĩnh trên ngực. Ầm. Thần vệ thủ lĩnh bay ngược mà ra, ho ra đầy máu, cơ hồ bị Vương Lân một quyền đánh xuống bệ đá. Vương Lân thân hình trên không trung uốn lẹo, như là lợi kiếm đồng dạng bay ngược mà ra, thân trên không trung, năm đấm cuồn vũ, từng đạo từng đạo thánh lực ngưng tụ quyền ấn hoành tỏa ra bốn phía. Phanh phanh phanh. Không ngừng có thần vệ bị Vương Lân quyền kình quét bay ra ngoài, trực tiếp nổ tung, hóa thành quang vũ. Không đến nữa khắp thời gian, cửu đại thần vệ lần nữa vẫn lạc tám người, chỉ còn lại có thần vệ thủ lĩnh một người thần vệ thủ lĩnh giống giận hắn dậm chân xông ra trong tay trường kích mang bọc lấy kinh khủng phong mang hướng về phía vương lân chém xuống bất diệt chi lực tung hành uy năng khủng bố ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn chín mươi hai chiến ý ngập trời đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa trường cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đủ lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba côn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn chương một nghìn chín mươi ba trí tôn cướp đông làm vương lân đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm hắn trong con ngươi thần quang bốn phía đông nhiên bước ra một bước xông lên tầng cuối cùng dầm 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 vương lân đạp vào tầng thứ 9 máy mắt đứng lặng tại đỉnh phía trên bất diệt chi thần pho tượng lần nữa mở ra con ngươi không ngừng có thần quang phát tiết xuống tới ngươi rất không tệ có thể đi đến tầng thứ 9, có tư cách được ta chi thần lực tờ Âu ý lễ đến ta bên này đến bất diệt chi thần pho tượng bình tĩnh mở miệng vương lân chấn động trong lòng sau khi thu liễm một thân khí tức hướng bất diệt chi thần pho tượng vị trí bước đi vương lân phát hiện đến tầng thứ chín về sau trước đó cảm thụ qua những cái kia áp lực ngược lại biến mất không thấy mặc dù tầng thứ chín đã không còn áp lực nhưng là vương lân lại là chậm rãi tiến lên trong lòng mang một tia đề phòng thần lực giáng lâm là vương lân đi đến điêu hướng phía trước thời điểm bất diệt chi thần pho tượng mi tâm mánh liệt nhuyễn động cuối cùng chậm rãi mở ra một đường mắt dọc chậm rãi nổi lên ông ong ngong mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo sáng chói thần quang từ dựng thẳng trong mắt buông xuống mênh mông thần lực phát tiết mà xuống đem vương lân bao phủ ông ong vương lân phát hiện lúc này trong cơ thể mình thánh lực như là sôi trào lên quanh người hắn bao vây lấy thần lực để cho hắn nhìn qua tràn ngập thần tính khí tức. Lúc này Vương Lân cảm thấy mình tựa hồ muốn vũ hóa như phi tiên, toàn thân 12 vạn 5000 cái lỗ chân lông đều đang hô hấp. A a a. Vương Lân ngửa mặt lên trời chế giới ước, thần lực minh ngông, rửa sạch nhục thể của hắn, để cho nhục thể của hắn tiến một bước tăng cường. Trước đó Vương Lân nhục thân cũng liền khó khăn lắm đạt tới đạo nguyên thánh thể sơ kỳ cảnh giới mà thôi, nhưng là ngắn ngắn thời gian qua một lát, đã đạt tới đạo nguyên thánh thể trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa tu vi của hắn cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Lúc trước hắn tu vi đã đạt tới thượng phẩm thánh cảnh, lúc này ở thần lực tờ Âu y lệ phía dưới, rất nhanh liền đạt đến thánh cảnh viên mãn vương lân tu vi nhìn như tăng lên không nhiều nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể so với trước đó mạnh mẽ chí ít mấy chục lần lúc này liền xem như một vị hạ phẩm chí tôn cảnh đứng ở trước mặt mình vương lân đều có lòng tin tại trong vòng mười chiêu đem đối phương đánh giết không chỉ có như thế vương lân thậm chí có lòng tin độc chiến trung phẩm thánh cảnh ông, ông, ông. nhưng mà này còn không xong ngập trời thần lực không ngừng bông xuống liên tục không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn tăng thêm một bước lấy tu vi của hắn a a a vương lân thét dài bố trí tu vi của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng tăng lên lấy mà tại loại này tăng lên điên cuồng vương lân đỉnh đầu hư không bước lên bắt đầu vô tận mây đen kinh khủng kiềm chế khí tức quyển rơi ở giữa để cho vương lân đều có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác trí tôn cướp vương lân trong lòng lẩm bẩm ngẩng đầu ở giữa cảm nhận được đáng sợ áp lực lôi vân xuất hiện máy mắt vương lân đều có bị một vị nhân vật khủng bố tiếp cận áo giác một khắc này hắn hình thể tựa hồ cũng muốn nổ tung nhưng là hắn bên ngoài thân thần lực lại là vào lúc này có chút rung động đem cô áp lực tùy ý hóa giải đến ta chi thần lực tờ Âu ý lễ đã là ta chi truyền nhân người nào có tư cách rơi xuống thiên phạt bất diệt chi thần pho tượng mở miệng lần nữa giọng nói như trung đồng sóng âm oanh minh, minh mà ra lại là đánh tan đẩy trời lôi vân bất diệt chi thần thiên kiếp chính là chư thần liên thủ quyết định quy củ chẳng lẽ ngươi muốn dẫn đầu phá làm hư quy củ không được để cho vương lân hoảng sợ là một đường rộng lớn thanh âm lạnh lùng từ trong hư không rơi xuống đinh thai nhức óc, để cho vương lân đều có loại tim đập nhanh cảm giác bản thân lúc nào nói qua phải phá hư quy củ bất diệt chi thần pho tượng khinh miệt mở miệng nói vậy ngươi đánh sơ xác lôi vân lại là ý gì thanh âm lạnh lùng lần nữa chuyển đến ừ bản thần chẳng qua là cảm thấy ngươi loại kia tầng độ lôi kiếp có tư cách gì nghiệm chứng thực lực của hắn tu vi? bất diệt chi thần pho tượng tự phụ nói ý của ngươi là thanh âm lạnh lùng hầu nghi vẫn hỏi ta nhớ được lúc trước chúng ta chưa thần định ra thiên kiếp thời điểm thế nhưng là có thần kiếp muốn khảo nghiệm ta chi truyền nhân nhất định phải hạ xuống thần kiếp mới được bất diệt chi thần pho tượng bá khí mười phần nói ra thần kiếp vương lân trong lòng không khỏi nhảy một cái thần kiếp hắn mặc dù chưa nghe nói qua nhưng là chỉ là đơn thuần nghe cái tên này hắn đã cảm thấy tất nhiên cực kỳ khủng bố hắn có thực lực kia sao lạnh lùng thanh Em hỏi thử một lần chẳng phải sẽ biết bất diệt chi thần pho tượng thuận miệng nói ra bất diệt chi thần muốn ngươi tiếp nhận thần kiếp ngươi có thể ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn chín mươi ba trí tôn cướp đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 1094, chiến thần. Ông ong ong. Nhưng vào lúc này, vơn quanh tại Vương Lân bên người bất diệt thần lực, phun trào ở giữa, xông vào Vương Lân thể nội, theo hắn tứ chi bách hải ở giữa, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Ầm ầm. Thần lôi không có bất kỳ cái gì ấp ủ, giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, một đường so một đường mạnh, không ngừng oanh bởi vì trên người. Đó là chân chính thần lôi, là thần lực ngưng tụ mà thành, mỗi một đầu đều đủ để oanh sát hạ phẩm trí tôn. Thậm chí thượng phẩm chí tôn đều khó có thể chịu đựng, nhưng lại oanh không chết Vương Lân, đây là hắn ngoại thân lượn quanh bất diệt thần lực tương trợ về sau kết quả bất diệt chi thần ngươi thật là buồn nôn vờ ơ y mà lấy loại phương pháp này giúp hắn độ thần kiếp ngay tại vương lân chật vật tiếp nhận thần lôi chi vi lúc một thanh âm truyền vào bất diệt chi thần pho tượng bên trong bất diệt chi thần pho tượng đầu vị trí nội bộ bên trong một đạo hỏa diễm chập trờn như ẩn như hiện ở giữa một đường hư vô bóng dáng tại chập trờn mà lúc này tại hỏa diễm phía trước một tên tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử lại là vô cùng khó chịu quát hỏi hình phạt ngươi cũng không nên nói xấu ta ta lúc nào giúp hắn bất diệt chi thần thanh âm từ chập trần trong ngọn lửa truyền ra ừ ngươi lấy thần lực bảo vệ hắn còn không gọi giúp hắn được xưng là hình phạt nam tử bất mãn mà hỏi thiết có thể được ta chi thần lực tờ ơ ý lễ cái kia là bản lãnh của chính hắn bất diệt chi thần pho tượng đương nhiên nói bất diệt chi thần ngươi cho ta ngốc à thần lực tờ ơ ý lễ cần phải vận dụng bất diệt bản nguyên sao hình phạt cười lạnh nói thần lực tờ ơ ý lễ là ta lưu lại truyền thừa tờ ơ ý lễ đẳng cấp đạt tới cái gì tầm độ đều xem ta tâm tình như thế nào hiện tại ta tâm tình tốt nguyện ý tiêu hao bất diệt bản nguyên ngươi có thể làm khó dễ được ta bất diệt chi thần hoàn toàn thất vọng ngươi hình phạt sắc mặt tối đen kế mà nói rằng chúng ta chư thần năm đó liên thủ tiến vào thần giới lập xuống thần chi khế ước, không để ý tới chuyện ngoại giới, mà ta là là phụ trách trưởng quản thiên đạo, mục đích đúng là vì để cho cái thế giới này tự chủ phát triển, đợi có hậu nhân thành tựu thần vị, chúng ta đem siêu thoát thần giới, ngươi làm như thế, không sợ dẫn tới phiền phức sao? Phiền phức, có phiền cái gì, ngươi đừng cho là ta không biết, những người khác đã sớm xuất thủ, sắp xếp xong xuôi truyền nhân, tỉ như cái kia vương kỳ, không phải liền là thời không chi thần đệ tử sao? Hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, hắn không thuộc về thời đại này, là từ tương lai truyền tống đến cái thế giới này, hắn còn không sợ phiền phức, lao tử sẽ sợ phiền phức. Bất diệt chi thần ngang ngược đáp chỉ ít thời không chi thần đệ tử nhưng không có ở cái thế giới này vận dụng thời không chi lực nếu không dù là hắn là thời không chi thần đệ tử cũng sớm đã bị ta hoành sát tại chỗ hình phạt lệnh giọng nói được quy củ là năm đó chúng ta cùng một chỗ quyết định ta so ngươi rõ ràng nhìn xem là được bất diệt chi thần không nhịn được nói được tất nhiên không thể đồng ý vậy ngươi cùng đừng trách ta hình phạt ngữ khí phát lệnh nói ngươi muốn làm gì không biết vì sao bất diệt chi thần từ hình phạt trong giọng nói cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm ngươi lập tức đã biết hình phạt lạnh leo cười nói vương lân lúc này ngồi ngay ngắn ở trong sấm xét đi qua thần lôi tờ ơ ý lễ quanh người hắn lượn quanh thần lực cơ hồ bị hắn hoàn mỹ hấp thu vương lân nhục thân đạt tới đạo nguyên thánh thể cảnh giới viên mãn tu vi càng là bước vào trí tôn cảnh mặc dù chỉ là hạ phẩm trí tôn nhưng là vương lân thể nội mênh mông lực lượng sợ là đủ để đem trung phẩm trí tôn đẻ xuống đánh thậm chí đánh nhau với thượng phẩm trí tôn vương lân đều không đến mức không có lực đánh một trận có thực lực như thế mang theo vương lân thậm chí đã không cần đông nhiều tây tạng che giấu mình rất nhiều lá bài tẩy ầm ầm thần lôi còn đang không ngừng rơi xuống bất quá tại tu vi như thế vương lân trước mặt đã khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương ông ngong ngong nhưng vào lúc này hư không lại là chấn động kịch liệt đứng lên ngay sau đó một đường tuấn giật thân ảnh xuất hiện ở vương lân trước mặt ngay từ đầu tuấn giật thân ảnh ánh mắt còn mang theo vài phần mê mang khi ánh mắt của hắn rơi vào vương lân trên người lúc trong ánh mắt thì là hiện lên một vòng ý cân nhắc thân kiếp lại có người tại độ thân kiếp bất diệt chi thần là người đúng không tuấn giật thân ảnh nhìn quanh ở giữa ánh mắt rơi vào bất diệt chi thần pho tựa lên cơ mờ chiến thần dĩ nhiên là chiến thần hình chiếu hình phạt ngươi lại đem người này hình chiếu hàng lâm xuống nhìn thấy tuấn giật thân ảnh bất diệt chi thần trực tiếp xù lông chiến thần tại chư thần bên trong mặc dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng là chiến lược lại là đứng đầu chiến thần tên như ý nghĩa chính là vì chiến đấu mà sống có gặp mạnh càng mạnh khủng bố năng lực một lúc trước chính là là xếp hạng thứ nhất luân hồi chi thần gặp được chiến thần đều sẽ cảm giác đến đau đầu bởi vì gia hỏa này chiến đấu thật sự là quá điên cuồng ngươi cho rằng chỉ ngươi hội đầu cơ trục lợi sao ngươi nhìn trí tôn võ thần hệ thống chương một nghìn chín mươi bốn chiến thần đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không lên đằng sau ẩn tàng bộ phận mời đến bãi đu lục soát vô tình nước trở ra lại lục soát trí tôn võ thần hệ thống quan sát quyền thứ nhất chương 1095 thần hoàng đại kết cục ẩm vương lân nện ở thần sơn bên trên thần sơn chấn động ở giữa tựa hồ muốn đổ sụp đồng dạng quá yếu thật sự là quá yếu chiến thần phủi tay nhìn xem vương lân rơi đập chi địa mặt mũi tràn đầy khinh miệt ý cười nhưng là rất nhanh chiến thần hình chiếu con ngươi chính là bỗng nhiên co dù lại người cao hơn quá sớm chiến thần hoảng sợ ở giữa loạn thạch vẩy ra vương lân thanh âm quỷ dị xuất hiện ở chiến thần trước người quả đấm to lớn hướng về phía chiến thần mặt nện xuống có chút ý tứ chiến thần khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng thoải mái một quyền, cùng vương lân nằm đấm, nặng nghề đối vanh cùng một chỗ. cái gì? nhưng là lần này, chiến thần thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, chật vật rút lui. như ý thần binh, vương lân bàn tay một phen, như ý thần binh hóa thành một chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm, rơi vào vương lân trong tay. sắt lục kết giới, thí thần kiếm quyết. vương lân vung vẩy trường kiếm, huyết sắc khí tức sát phạt như là kinh đảo hải lãng đồng dạng bước lên nghỉ thêm, từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngỏm ngưng tụ ở giữa, hướng về phía chiến thần phách tràn xuống. sát thần đòn sát thủ. chiến thần khẽ giật mình, bất khả tương nghị nhìn chằm chằm vương lân cùng vương lân giao thủ vừa đến đây đã là vương lân thi triển đệ tam đại thần kỹ bất quá một chiêu này đối phương vô dụng chiến thần cười lạnh ở giữa bàn tay hắn chậm rãi nâng lên hắn thần lực trong cơ thể ngưng tụ ở giữa hóa thành một cây trường thương phá cho ta chiến thần phần eo đông nhiên đốn éo trường thương trong tay đâm ra một khắc này thiên địa tựa hồ đều vào lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh chèn ép tựa hồ đem phiến thiên địa này đều giam cầm đinh, đinh đinh mũi thương quét ngang ở giữa kiếm khí màu đỏ ngòm một đường tiếp một đường bị chấn nát hiu 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 kiếm khí màu đỏ ngòm phá toái ở giữa lại lại lần nữa ngưng tụ cuối cùng dòng ra dạ 36 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đều xuất hiện. Phanh phanh phanh. 36 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay múa ở giữa, xen lẫn thành một mảnh kiếm khí kết giới, xông phá chiến thần phòng ngự, phách chạm ở trên người hắn. Kiếm khí màu đỏ ngòm vi lực tuyệt luân, nhưng là chạm tại chiến thần hình chiếu phía trên, nhưng ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Vương Lân ánh mắt ngưng tụ, chiến thần thì là bẻ bẻ cổ, dạng này mới có chút ý tứ. Chiến ý ngưng. Chiến thần khẽ quát một tiếng, vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, đó là chiến ý, từ trong chiến đấu lĩnh ngộ được lực lượng. Như thực chất đồng dạng chiến ý, tại phía sau hắn sẽ lẫn, hóa thành một đối với cánh chim màu vàng cánh chim phát động ở giữa hư không vạt mẹo gọn sóng cuốn lên lúc này chiến thần hiển nhiên là thật sự quyết tâm triển lộ khí tức mặc dù chỉ có hạ phẩm chí tôn cảnh nhưng là dù là lúc này một tên thượng phẩm chí tôn cảnh cao thủ đứng ở trước mặt hắn đều sẽ kiêng kỵ và phần tiếp đó hội càng có ý tứ vương lân khỏe miệng dương lên thể nội thánh lực cũng là vào lúc này bành trướng mà ra hắn lạnh lùng con người lúc này càng là chiến ý dậy sóng hợp thể vương lân hai chân bỗng nhiên giống một cái thần ma vũ hồn từ sau lưng của hắn nổi lên phách tuyệt thiên địa khí tức phun trào ở giữa cùng hắn từng điểm từng điểm dung hợp lại cùng nhau. trong một chớp mắt, vương lân khí tức lần nữa tiêu thăng. vương lân mặc dù nhưng đã cùng hạ phẩm chí tôn giao thủ qua, nhưng là chiến thần cũng không phải thông thường hạ phẩm trí tôn có thể so sánh, là rất có ý tứ. chiến thần tầm mắt vừa nhấc, trong mắt chiến ý như hỏa diễm đồng dạng nhảy nhót lấy, sau lưng của hắn màu vàng kim hai cánh, bộc phát ra vô cùng kim quang, mỗi một vệt kim quang đều giống như một đạo lông vũ đồng dạng, ẩn chứa trong đó khí tức bén nhọn, đủ để xuyên thủng nơi đây thương khung. hiu 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 kim mang pha không mà ra, thư không bị cắt ra, phô thiên cái địa đồng dạng hướng về phía vương lân tới mặt đối với chiến thần lăng lệ vô cùng thế công vương lân cánh tay chấn động mạnh một cái trong tay hắn như ý thần binh huy chạm ở giữa một đạo huyết sắc kiếm khí chém ngang mà ra kiếm khí màu đỏ ngòm phát ra khủng bố lạnh lùng khí tức sát thế lở lờ đem đẩy trời quang vũ toàn bộ chạm diện đinh 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 kim quang cùng kiếm khí màu đỏ ngòm va chạm ở giữa thanh âm như sấm từng đạo từng đạo vết nước không gian khuyết tán ở giữa đem nơi đây hóa thành đất chết chiến thần nhìn thấy một màn này trong mắt chiến ý càng thêm bành trướng khó được hậu duệ của chúng ta bên trong vỡ ơ ý mà xuất hiện ngươi bực này nhân vật chiến thần tầm mắt này lên Hắn phát hiện Vương Lân sức chiến đấu, tựa hồ so hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá hôm nay ngươi chính là thất bại. Chiến thần hai tay kết tấn ở giữa, hắn lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, lại là xuất hiện một cái màu vàng kim lông vũ. Lông vũ hẹp dài sắc bén, kim quang lập lòe, trong lúc huy động, sắc bén kim quang huy trảm mà ra, nặng nề chạm tại kiếm khí màu đỏ ngòm phía trên. Giang giác, kiếm khí màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận kiếm khí quét sạch tứ phương. Vậy cũng chưa chắc. Vương Lân trong lòng có chút lẩm bẩm, trong tay như ý thần binh liên tiếp huy trảm mà ra, từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngòm. Phô Thiên, cái địa mà ra, rơi vào kim quang bên trên, nhưng là cuối cùng lại bị từng chút từng chút ma diện. A. À. Vương Lân kinh nghi một tiếng, mặt đối với như bẻ cảnh khô đồng dạng đối với mình chém tới kim quang, Vương Lân tay lộn một phen, Luân hồi thạch bi đã ra hiện tại trong tay hắn. Cút cho ta. Vương Lân nhục thân chi lực bộc phát ở giữa, luân động luân hồi thạch bi, hung hăng nện ở kim quang bên trên. Đông. Cả hai va chạm nháy mắt, lực lượng vô tận dòng lũ cuốn ngược tứ phương, hư không sụp đổ, nháy mắt sau đó, kim quang chính là hóa thành vô tận điểm sáng. Luân hồi lão quỷ luân hồi thạch bi chiến thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vương lần trong tay luân hồi thạch bi ngay cả ánh mắt đều trở nên đông trầm tốt rất tốt lao tử vẫn muốn cùng luân hồi lão quỷ một trận chiến nhưng thủy trung không có cơ hội hôm nay ngược lại là phải nhìn xem luân hồi lão quỷ luân hồi thạch bi đến cùng có năng lực gì chiến thần cao giọng cười một tiếng ở giữa bàn tay đồng dạng một phen một chuôi kim quang lóng lánh trường kích liền là xuất hiện ở trong tay hắn giết chiến thần gầm thét ở giữa trường kích hướng về phía vương lân vạch một cái hư không vỡ ra xuất hiện một đầu đường hầm hư không thông đạo lan tràn ở giữa lại là thẳng đến vương lân đi giết vương lân tranh phong tương đối trong tay luân hồi thạch bi bỗng nhiên một đập hào quang màu tử kim mãnh liệt ở giữa hoành canh tại hư không vết rách phía trên đông hư không vết rách hung hăng đụng vào luân hồi trên tấm bia đá luân hồi chi lực phun trào ở giữa hư không vết rách lại là từng điểm từng điểm việc nhỏ chết chiến thần thanh âm vang lên lần nữa sau lưng của hắn hai cánh trong cơn chấn động thân hóa ngàn vạn trong tay trường kích cuốn lên vô tận kỳ quang hướng về phía vương lân đâm xuống đông vương lân trong tay luân hồi thạch bi bỗng nhiên quét ngang lần nữa ngăn trở chiến thần thế công tựa là hủy diệt khí tức quét sạch từ phương đông Vương Lân thân thể chấn động ở giữa, luân hồi thạch bi lần nữa xoay tròn nện xuống, chiến thần trường kích phá không, hai người mãnh liệt giao thủ. Đầy trời cũng là dũng động hào quang màu tử kim, hai người lúc này cũng là đem thực lực phát huy đến cực hạn, một vàng một tím hai đạo quan mang, không ngừng trong hư không va chạm. ầm ầm, hai người giao thủ hơn trăm hiệp về sau, theo một tiếng nổ kinh tiên động địa tiếng vang triệt, hai đạo ánh sáng trụ rốt cục tách ra. Phúc. Vương Lân ổn định thân hình, ho ra đầy máu, mà chiến thần thì là hai chân lâm vào bên trong ngọn thần sơn, hắn ổn định thân hình về sau, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Lân, không hổ là lão quỷ kia luân hồi thạch bi chiến thần chậm rãi phun ra một câu mà thân hình của hắn là là sau đó một khắc ẩm vang nổ tung hóa thành đầy trời quang vũ biến mất không thấy gì nữa vương lân lúc này sắc mặt đồng dạng có chút phức tạp hắn nhìn trong tay luân hồi thạch bi trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị chiến thần thực lực cực kỳ kinh khủng dù là vương lân át chủ bài ra hết tại giao thủ thời điểm y nguyên ở vào hạ phòng thậm chí một kích cuối cùng vương lân thua không nghi ngờ nhưng là kết quả lại là vương lân thắng mà nguyên nhân liền trong tay hắn luân hồi trên tấm bia đá luân hồi thạch bi tại một kích cuối cùng bên trong vờ y mà hiện ra một cái ân ký chặn lại chiến thần công kích mà cũng là cái kia một cái ân ký để cho vương lân nắm lấy cơ hội nhất cử đánh bại chiến thần vợ ơ y mà thông qua được bất diệt chi thần cùng thiên phạt lúc này cũng là bất khả tư nghị nhìn xem vương lân bọn họ đồng dạng không có nghĩ qua vương lân thật có thể đánh bại chiến thần ông vương lân vừa mới đánh bại chiến thần thư không chính là kịch liệt vù vù đứng lên từng đạo từng đạo gợn sóng khuyết tán ở giữa một cái ấn ký nổi lên cuối cùng chậm rãi rơi vào vương lân mi tâm phía trên cùng hắn hòa làm một thể vợ anh mười, oh. hóa mười ba cầu vượt ở mỗi cuối chương ba, ba. vợ ở ký nguy hiểm sinh học trần xin cảm ơn Trước 1095, Thần Hoàng, đại kết cục. Ầm. Vương Lân nện ở thần sơn bên trên, thần sơn chấn động ở giữa, tựa hồ muốn đổ sụp đồng dạng. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Chiến thần vùi tay, nhìn xem Vương Lân rơi đập chi địa, mặt mũi tràn đầy khinh miệt ý cười, nhưng là rất nhanh, chiến thần hình chiếu con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Người cao hơn quá sớm. Chiến thần hoảng sợ ở giữa, loạn thạch vảy ra, Vương Lân thanh âm quỷ dị xuất hiện ở chiến thần trước người, quả đấm to lớn, hướng về phía chiến thần mặt nện xuống. Có chút ý tứ. Chiến thần khẽ miệng dương lên, nhẹ nhàng thoải mái một quyền, cùng Vương Lân nằm đấm, nặng nghề đối ban cùng một chỗ cái gì nhưng là lần này chiến thần thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái chật vật rút lui như ý thần binh vương lân bàn tay một phen như ý thần binh hóa thành một chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm rơi vào vương lân trong tay Sắt lục kết giới thí thần kiếm quyết vương lân vung vẩy trường kiếm huyết sắc khí tức sát phạt giống như kinh đạo hải lãng đồng dạng bước lên nghỉ thêm từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngỏm ngưng tụ ở giữa hướng về phía chiến thần phách chạm xuống sắt thần đòn sát thủ chiến thần khẽ giật mình bất khả tương nghị nhìn chằm chằm vương lân cùng vương lân giao thủ vừa đến đây đã là vương lân thi triển đệ tam đại thần kỹ bất quá một chiêu này đối phương vô dụng chiến thần cười lạnh ở giữa bàn tay hắn chậm rãi nâng lên hắn thần lực trong cơ thể ngưng tụ ở giữa hóa thành một cây trường thương phá cho ta chiến thần phần eo đông nhiên đốn éo trường thương trong tay đâm ra một khắc này thiên địa tựa hồ đều vào lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh chèn ép tựa hồ đem phiến thiên địa này đều giam cầm đinh 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 mũi thương quét ngang ở giữa kiếm khí màu đỏ ngòm một đường tiếp một đường bị chấn nát hiu hiu, hiu. kiếm khí màu đỏ ngòm phá toái ở giữa rồi lại lần nữa ngưng tụ cuối cùng dòng ra ba mươi sáu đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đều xuất hiện phanh 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 Ba mươi sáu đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay múa ở giữa, xen lẫn thành một mảnh kiếm khí kết giới, xông phá chiến thần phòng ngự, phách chạm ở trên người hắn. Kiếm khí màu đỏ ngòm vi lực tuyệt luân, nhưng là chạm tại chiến thần hình chiếu phía trên, nhưng ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Vương Lân ánh mắt ngưng tụ, chiến thần thì là bẻ mẹ cổ, dạng này mới có chút ý tứ. Chiến ý ngưng. Chiến thần khẽ quát một tiếng, vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, đó là chiến ý, từ trong chiến đấu lĩnh ngộ được lực lượng. Như thực chất đồng dạng chiến ý, tại hắn sau lưng xen lẫn, hóa thành một đối với cánh chim màu vàng, cánh chim phát động ở giữa, hư không mèo gọn sóng cuốn lên. Lúc này chiến thần, hiển nhiên là thật sự quyết tâm, triển lộ khí tức, mặc dù chỉ có hạ phẩm chí tôn cảnh, nhưng là dù là lúc này một tên thượng phẩm chí tôn cảnh cao thủ, đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ kiêng kỵ và phần. Tiếp đó, hội càng có ý tứ. Vương Lân khẽ miệng dương lên, thể nội thánh lực cũng là vào lúc này bành trướng mà ra, hắn lạnh lùng con ngươi, lúc này càng là chiến ý dậy sóng. Hợp thể. Vương Lân hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, thần ma vũ hồn từ sau lưng của hắn nổi lên, phách tuyệt thiên địa khí tức phun trào ở giữa, cùng hắn từng điểm từng điểm dung hợp lại cùng nhau. Trong một chớp mắt, Vương Lân khí tức lần nữa tiêu thăng. Vương Lân mặc dù đã cùng hạ phẩm trí tôn giao thủ qua, nhưng là chiến thần cũng không phải thông thường hạ phẩm trí tôn có thể so sánh, là rất có ý nghĩa. Chiến thần tầm mắt vừa nhấc, trong mắt chiến ý như hỏa diễm đồng dạng nhảy nó lấy, sau lưng của hắn màu vàng kim hai cánh, bộc phát ra vô cùng kim quang, mỗi một vệt kim quang đều giống như một đạo lông vũ đồng dạng, ẩn chứa trong đó khí tức bén nhọn đủ để xuyên thủng nơi đây thương cung. Hiu hiu hiu, kim mang phá không mà ra, thư không bị cắt ra, phô thiên cái địa đồng dạng hướng về phía Vương Lân xoan tới. Mặt đối với chiến thần Lăng Lệ vô cùng thế công, Vương Lân cánh tay chấn động mạnh một cái, trong tay hắn như ý thần binh huy chạm ở giữa, một đạo huyết sắc kiếm khí chém ngang mà ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm phát ra khủng bố lạnh lùng khí tức, sát thế lở lở, đem đầy trời quang vũ toàn bộ chạm diện. Đinh đinh đinh. Kim quang cùng kiếm khí màu đỏ ngòm va chạm ở giữa, thanh âm như sấm, từng đạo từng đạo vết nước không gian khuyết tán ở giữa, đem nơi đây hóa thành đất chết. Chiến thần nhìn thấy một màn này, trong mắt chiến ý càng thêm bành trướng, khó được, hậu duệ của chúng ta bên trong, vừa ý mà xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Chiến thần tầm mắt này lên, hắn phát hiện Vương Lân sức chiến đấu tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít bất quá hôm nay ngươi chính là thất bại chiến thần hai tay kết ấn ở giữa hắn lòng bàn tay kim quang ngưng tụ bàn tay bỗng nhiên kéo một phát lại là xuất hiện một cái màu vàng kim lông vũ lông vũ hẹp dài sắc bén kim quang lấp lánh trong lúc huy động sắc bén kim quang huy trảm mà ra nặng nề chạm tại kiếm khí màu đỏ ngòm phía trên giang giác kiếm khí màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung hóa thành vô tận kiếm khí quét sạch tứ phương vậy cũng chưa chắc vương lân trong lòng có chút lẩm bẩm trong tay như ý thần binh liên tiếp huy trảm mà ra từng đạo từng đạo mỏng như cánh ve kiếm khí màu đỏ ngòm phô thiên cái địa mà ra rơi vào kim quang bên trên, nhưng là cuối cùng lại bị từng chút từng chút ma diện. A. À. Vương Lân kinh nghi một tiếng, mặt đối với như bẻ cảnh khô đồng dạng đối với mình chém tới kim quang, Vương Lân tay lộn một phen, Luân hồi thạch bi đã xuất hiện trong tay hắn. Cút cho ta. Vương Lân nhục thân chi lực bộc phát ở giữa, luân động luân hồi thạch bi, hung hăng nện ở kim quang bên trên. Đông. Cả hai va chạm nháy mắt, lực lượng vô tận dòng lũ cuốn ngược tứ phương, hư không sụp đổ, nháy mắt sau đó, kim quang chính là hóa thành vô tận điểm sáng. Luân hồi lão quỷ luân hồi thạch bi. Chiến thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vương lần trong tay luân hồi thạch bi ngay cả ánh mắt đều trở nên đông trầm tốt rất tốt lao tử vẫn muốn cùng luân hồi lão quỷ một trận chiến nhưng thủy trung không có cơ hội hôm nay ngược lại là phải nhìn xem luân hồi lão quỷ luân hồi thạch bi đến cùng có năng lực gì chiến thần cao giọng cười một tiếng ở giữa bàn tay đồng dạng một phen một chuôi kim quang lóng lánh trường kích liền là xuất hiện ở trong tay hắn giết chiến thần gầm thét ở giữa trường kích hướng về phía vương lân vạch một cái hư không vỡ ra xuất hiện một đầu đường hầm hư không thông đạo lan tràn ở giữa lại là thẳng đến vương lân đi Vương Lân tranh phong tương đối, trong tay luân hồi thạch bi bỗng nhiên một đập, hào quang màu tử kim mãnh liệt ở giữa, hoành canh tại hư không vết rách phía trên. Đông, Hư không vết rách hung hăng đụng vào luân hồi trên tấm bia đá, luân hồi chi lực phun trào ở giữa, hư không vết rách lại là từng điểm từng điểm việc nhỏ. Chết. Chiến thần thanh âm vang lên lần nữa, sau lưng của hắn hai cánh trong cơn chấn động, thân hóa ngàn vạn, trong tay trường kích cuốn lên vô tận kỳ quang, hướng về phía Vương Lân đâm xuống. Đông, Vương Lân trong tay luân hồi thạch bi bỗng nhiên quét ngang, lần nữa ngăn trở chiến thần thế công, tựa là hủy diệt khí tức quét sạch tứ phương. Đông, Vương Lân thân thể chấn động ở giữa. Luân hồi thạch bi lần nữa xoay tròn nện xuống, chiến thần trường kích phá không, hai người mãnh liệt giao thủ. Đầy trời cũng là dũng động hào quang màu tử kim, hai người lúc này cũng là đem thực lực phát huy đến cực hạn, một vàng một tím hai đạo quang mang, không ngừng trong hư không va chạm. Ầm ẩm. Hai người giao thủ hơn trăm hiệp về sau, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng vang triệt, hai đạo ánh sáng trụ rốt cục tách ra. Phúc. Vương Lân ổn định thân hình, ho ra đầy máu, mà chiến thần thì là hai chân lâm vào bên trong ngọn thần sơn, hắn ổn định thân hình về sau, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Lân. Không hổ là lão quỷ kia Luân hồi thạch bi. Chiến thần chậm rãi phun ra một câu mà thân hình của hắn thì là sau đó một khắc ẩm vang nổ tung hóa thành đầy trời quang vũ biến mất không thấy gì nữa vương lân lúc này sắc mặt đồng dạng có chút phức tạp hắn nhìn xem trong tay luân hồi thạch bi trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị chiến thần thực lực cực kỳ kinh khủng dù là vương lân át chủ bài ra hết tại giao thủ thời điểm y nguyên ở vào hạ phòng thậm chí một kích cuối cùng vương lân thua không nghi ngờ nhưng là kết quả lại là vương lân thắng mà nguyên nhân liền trong tay hắn luân hồi trên tấm địa đá luân hồi thạch bi tại một kích cuối cùng bên trong vờ mà hiện ra một cái ân ký chặn lại chiến thần công kích mà cũng là cái kia một cái ân ký để cho vương lân nắm lấy cơ hội nhất cử đánh bại chiến thần vợ ơ y mà thông qua được bất diệt chi thần cùng thiên phạt lúc này cũng là bất khả tư nghị nhìn xem vương lân bọn họ đồng dạng không có nghĩ qua vương lân thật có thể đánh bại chiến thần ông vương lân vừa mới đánh bại chiến thần hư không chính là kịch liệt vù vù đứng lên từng đạo từng đạo gợn sóng khuyết tán ở giữa một cái ấn ký nổi lên cuối cùng chậm rãi rơi vào vương lân mi tâm phía trên cùng hắn hòa làm một thể vê anh ấn ký cùng vương lân dung hợp lại cùng nhau hắn chính là phát hiện có cố minh ngông tin tức dung nhập trong óc hắn đây là vương lân một bức những tin tức kia hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lạ lẫm là bởi vì hắn biết mình chưa bao giờ trải qua những cái kia nhưng là quen thuộc là bởi vì những ký ức kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc vương lân chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa những tin tức kia từ từ sông lông khí tức bắt đầu từng điểm từng điểm kéo lên không đến chốc lát mà thôi vương lân tu vi thình lình đã bước vào trí tôn cảnh ông nhưng vào lúc này trong hư không thình lình xuất hiện lần nữa một cái ấn ký ngay sau đó là cái thứ hai quả thứ ba cuối cùng dòng dã tám cái ấn ký lơ lửng mà ra rơi vào vương lân mi tâm thiên đây là bất diệt chi thần há to miệng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ thiên phạt đồng dạng trừng mắt cửa ngốc nhìn chằm chằm chín cái ân ký sau nửa ngày bất diệt chi thần cùng thiên phạt liếc nhau khó trách tiểu tử này yêu nghiệt như thế nguyên lai là lao ra hỏa kia luân hồi lão quỷ đã có một triệu năm không có ở thần giới bên trong xuất hiện qua đi chúng ta vẫn cho là hắn đang bế quan không nghĩ tới hắn lại là vụ trộm rời đi thần giới lao ra hỏa này thật đúng là được cũng không biết hắn là làm sao làm được chín cái thần cách phủ xuống mà nói chẳng phải là nói lao ra hỏa này có vấn đỉnh thần vương tư cách bất diệt chi thần cũng là chua chát nói ra thần vương thiên phạt khinh thường nói là thần hoàng vương lân hai mắt nhắm nghiền mỗi một đạo ân ký đều ẩn chứa một phần ký ức có chút chỉ là đơn thuần nhân sinh kinh lịch mà có chút còn có đủ loại công pháp cảm ngộ. những vật này bị vương lân hấp thu về sau khí chất của hắn bỗng nhiên đại biến mà trong tay hắn luân hồi thạch bi càng làm ánh liệt run rẩy, nồng nặc luân hồi chi lực thoải mái bột phía ông làm vương lân mở ra con ngươi nháy mắt trong mắt của hắn hai đạo màu vàng cổ sáng sông lên trời không luân hồi chi thần sao vương lân nắm đấm bỗng nhiên một nắm dung hợp những ký ức kia bên trong hắn cuối cùng mới là động tất thân phận của mình hắn dĩ nhiên là thần giới ba mươi sáu thần một trong luân hồi chi thần chuyển thế luân hồi chi thần cũng không phải chuyển thế một lần mà là chuyển thế dòng dã mười lần phía trước chín cái thần cách chính là luân hồi chi thần chuyển thế lưu lại lực lượng tinh hoa vương lân thì là luân hồi chi thần đệ thập thế dung hợp kiếp trước tu vi về sau đem một bước lên trời tu vi viên mãn thành tựu thần hoàng chi vị hai vị các ngươi còn không ra sao vương lân mỉm cười liếc nhìn bất diệt chi thần pho tượng ngươi một cái lao ra hỏa bất diệt chi thần chửi rủa một tiếng sau một khắc bất diệt chi thần pho tượng lay động một đường áo đen thân ảnh nổi lên luân hồi chi thần ngươi thân là chúng thần đứng đầu lại vi phạm quy tắc quả thực không biết xấu hổ thiên phạt cũng là cười mắng lấy xuất hiện ở vương lân trước người ta nhưng không có vi phạm quy tắc vương lân nghiêm mặt nói có ý tứ gì thiên phạt cùng bất diệt chi thần tất cả đều khẽ giật mình năm đó từ nơi sâu xa có cảm ứng thần giới đồng dạng không chịu nổi chúng ta lực lượng của chư thần mà tu vi của ta lại đạt đến đột phá điểm tới hạn một khi đột phá toàn bộ thần giới đều sẽ tùy theo yên, yên diệt vương lân nghiêm túc nói làm sao có thể bất diệt chi thần không tin nói thần giới thế nhưng là chúng ta có thể tìm được bền chắc nhất không gian cái kia là ánh mắt của các ngươi không đủ cao luân hồi chi thần cười khẩy nói ở tại thần giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn không gian bất quá bằng vào chúng ta ban đầu thực lực lại là không đủ để tiến vào nơi đó ta cũng chỉ là từ nơi sâu xa có cảm ứng thôi vương lân nói thực thiên phạt cùng bất diệt chi thần hồ nghi nói kỳ thật bọn họ đã tin vương lân luân hồi chi thần luôn luôn thần bí cường đại coi như vi phạm quy tắc bọn họ cũng không làm gì được căn bản cũng không có lừa gạt bọn họ tất yếu ân các ngươi nếu không tin đến lúc đó ta mang các ngươi đi xem một chút chính là luân hồi chi thần nói cái kia thực lực ngươi bây giờ đương nhiên là trí tốt cảnh bằng không mà nói nơi này sớm đã bị khí tức của ta tiêu diệt ta hội trở lại thần giới làm ra sau cùng đột phá đến lúc đó chúng ta cùng đi thế giới kia nhìn xem vương lân nói tốt chúng ta thế nhưng là trầm tĩnh quá lâu lão tử xương cốt đều muốn gì xét bất diệt chi thần kích động nói các ngươi chính là một đám người thô kệch bất quá luân hồi lao ra hỏa đến nơi đó về sau ta còn có thể tiếp tục trưởng khống thiên phạt sao thiên phạt đồng dạng có chút hưng phần nói cái kia ta cũng không biết nhất định phải chờ đến thế giới kia mới biết được bất quá trước đó ta còn có một ít chuyện cần giải quyết vương lân cười nói sự tình gì bất diệt chi thần cùng thiên phạt hầu nghi hỏi vương lân mỉm cười bàn tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái hư không vặn vẹo ở giữa một vệ ánh sáng đoàn xuất hiện trong tay hắn quan đoàn bên trong một lao giả chính lấy quỷ dị tư thế tu luyện mặc dù ngươi như sâu kiến đồng dạng yếu đuối nhưng là dù sao ta đã đáp ứng muốn tiêu diệt ngươi vương lân vừa nói bàn tay bỗng nhiên một nắm quan đoàn trong một chớp mắt hóa thành cho tàn quan đoàn bên trong lão giả đương nhiên đó là năm đó làm cho nguyên tổ binh giải nguyên tâm cái vị kia nguyên cảnh đại năng nhưng là bây giờ tại vương lân trong tay lại lại như thế không chịu nổi một kích vương lân lần nữa bấm tay một chút từng đạo từng đạo còn đoàn chiếu xuống bốn phương tám hướng gia tịch các ngươi ở nhờ lực lượng của ta tương lai hẳn là có thể tu luyện tới thần cảnh đến lúc đó chúng ta tại đó gặp nhau vương lân vừa nói khẽ lắc đầu tiện tay vạch một cái trong hư không chính là xuất hiện một cái thông đạo vương lân thân hình thoát một cái ở giữa chính là biến mất không thấy gì nữa ba cầu vượt chín mươi ở mỗi cuối chương 3. ba ba cồn vợ ở ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn xin cảm ơn